chương 91, dương khí phản phể, tôi bị dọa sợ đến mức toàn thân run lên, thiếu chút nữa là đi lên đầu hàng, không chừng điều này có lẽ có thể trao đổi lấy sự an toàn của đường dũng nhưng bà nội vương văn lại không hề lo lắng. Bà ngẩng đầu lên hai mắt nhìn Lý Trùy, nói, cháu gái đừng sợ, trong hố này có một cái kết giới, cho dù là hắn có ở gần đi chăng nữa cũng không vào theo con được đâu, sau khi nói xong. Dường như bà ấy còn sợ rằng tôi không tin liền cố tình đặt tay vào miệng hố, mắng to lý trùy muốn bắt cháu dâu ta thì trước tiên ngươi hãy đem lão già này bắt trước đi cái lão bất tử này trước kia ngươi khi dễ muội muội ta còn chưa tính hiện tại tuổi cũng cao rồi vậy mà còn đến bắt nạt cháu dâu ta thật không biết xấu hổ lý trùy bị chửi liền tức đến trợn mắt thờ phì phò cũng không quan tâm phản ứng của tôi liền duỗi tay xuống muốn đem bà nội của vương văn bắt lên chỉ là khi tay của hắn đụng phải miệng hố nằm trên mặt đất hắn đột nhiên hét thảm một tiếng đồng thời trên đầu tôi truyền đến một trận thanh âm xì xèo giống như âm thanh khi mực được bỏ lên nướng. Tôi thấy toàn bộ bàn tay Lý Trùy đều đang bốc khói, tay bị bỏng đỏ bừng lên, sau khi bị đau hắn sau lập tức đem tay thu về. Trên mặt biểu lộ hết sức phức tạp, có phẫn nộ, có chấn kinh, lại càng có không cam lòng, chỉ là hắn không dám đưa tay ra mạo hiểm nữa, thế nào, người muốn động vào cháu dâu ta thì đầu tiên vượt qua ta đi rồi nói có gan thì cùng xuống đây. Bà nội Vương Văn thấy Lý Trùy bị thương, đã kiêu ngạo giờ đây còn kiêu ngạo hơn. Trước kia bà vốn đã không Lý Trùy, hiện tại bà chiếm thế thượng phong lại càng khiến bà xuất ra tư thế của người phụ nữ nông thôn ra mắng Lý Trùy. Lý Trùy bị mắng tới tấp mặt nghẹn đến đỏ bừng, chỉ là hắn không có tâm tư cùng bà nội Vương Văn cãi nhau mà ở bên cạnh hố ngồi xuống. Nhíu chặt lông mày nhìn chằm chằm chúng tôi, cũng không còn dám đưa tay ra nhưng cũng không chịu đi tôi bị lý trùy nhìn đến toàn thân hoảng loạn may mà bên cạnh tôi còn bà nội vương văn vẫn trung khí mười phần mắng chửi lý trùy khiến tôi có giác an toàn hơn dù sao bà ấy đều đem hắn mắng thành dạng này hắn còn không thế động thủ đối với chúng tôi đã oi rõ ra thì hắn đối cái kết giới của hố này xác thực rất kiêm kỵ sau khi xác nhận điều này tôi không còn chú ý đến ông ta nữa mà nhanh chóng ngồi ổn định lại trong hố nhắm mắt lại và đi vào đan điền vào thời điểm này trên đan điền vẫn như cũ là đống đổ nát mặc dù cá âm nhỏ không còn ở đó nhưng trong đan điền còn lưu giữ không ít khí tức của cá âm nhỏ những giọt nước đen đặc mặc dù rất nhỏ nhưng âm khí tỏa ra từ trên đó hết sức nồng đậm nếu tôi thu thập lại được tất cả các giọt nước còn lại của con mực nhỏ hẳn là tạo thành một kích trí mạng ít nhất có thể tạm thời buộc lý truy phải lùi lại nghĩ đến điều này trong đầu tôi lập tức điều động âm khí đem gom tất cả giọt nước đen đặc lại sau đó tiến hành thôi hóa sao sao bằng đúng ai hiểu từ này bảy em mở với nguyên lý này cũng khá đơn giản khiến nước biến thành không khí cũng không khó lắm nhưng từ âm khí ngưng kết thành giọt nước cần một lượng âm rất lớn vì nhiệt độ thấp nên làm cho nó bốc hơi chậm mặc dù tôi đã sử dụng hết sức u sữa mẹ để xoa nắn nhưng đã một lúc vẫn không thấy động tĩnh nghĩ tới đây tôi lập tức lấy ra thiên địa kích dựa theo các bước trịnh lâm đã từng dạy tôi để thiên địa kích ở trước người dùng âm tuyến thử nối liền thiên địa kích, bây giờ tôi khống chế âm tuyến thành thục hơn rất nhiều, không bao lâu âm tuyến bị tôi thao túng tiến về thiên địa kích cắm vào giữa lưỡi đao, rất nhanh thiên địa kích đã phản ứng lại, nó nhả ra một đoàn âm khí theo âm tuyến nối liền thiên địa kích của tôi, bà nội vương văn nhận ra thiên địa kích nhả ra âm khí liền kinh hãi, cây ết iota sợ nhìn tôi, cháu gái, trên người cháu sao đột nhiên có nhiều âm khí như vậy. Cháu không sao chứ, tôi lắc đầu một cái nói bà nội vương văn yên tâm sau đó tôi kìm nén vui mừng trong lòng thử dùng âm tuyến làm ra nhiều âm khí hơn nữa có thể thiên địa kích không theo kịp giống như phát sinh ra biến hóa gì đó chỉ nhả ra đoàn âm khí kia rồi không có động tĩnh gì nữa đừng nói tôi hy vọng xa vời là có một cá âm nhỏ nữa thậm chí âm khí cũng không tiếp tục chảy ra ngoài tôi hơi thất vọng nhưng điều này cũng có trong dự liệu của tôi dẫu sao cá âm nhỏ có thể dễ dàng có thì trịnh lâm cũng sẽ không hưng phấn như vậy không chỉ hoãn nhiều thấy âm tuyến không còn tác dụng tôi liền nhanh chóng thu hồi âm tuyến dựa theo cách lần trước nắm tay đặt lên vị trí cá dương nhỏ trên thiên địa kích cá dương nhỏ cùng cá âm nhỏ giống như ở chung một chỗ tạo thành một vòng tròn giống thái cực âm dương của trung quốc vậy chẳng qua là mặc dù bọn chúng ở cách nhau rất gần nhưng lại giống như hai thế giới hoàn toàn khác biệt một âm một dương kiềm chế lẫn nhau lại không liên quan tới nhau, ở trên thiên địa kích nhưng lại dung hợp vô cùng hài hòa. Tôi nghĩ phương pháp thả ra cá dương nhỏ giống với cách thả ra cá âm nhỏ, lấy tay vuốt ve tượng cá dương nhỏ, đồng thời tập trung sự chú ý thử dùng nhiệt lượng trên người tôi dẫn dắt cá dương nhỏ để mong nó đồng tình cùng đắp lại. Ai ngờ tay tôi vừa mới đặt lên, pho tượng cá dương nhỏ chợt sáng lên, đồng thời tay tôi truyền tới cảm giác đau đớn thiêu đốt, giống như chạm phải khối kim loại nóng chảy vậy tôi kêu thảm một tiếng, nhanh chóng rút tay quay về, nhưng khi tay còn chưa kịp rụt lại thì thiên địa kích đã phả ra âm khí, trực tiếp bao phủ lấy tôi, giống như có một tường lửa nóng bỏng đang hung hăng nướng chín tôi, miệng lưỡi tôi nhanh chóng bị nướng khô, môi đã bị nứt ra ra, thảm hơn, mọi phát sinh đều bị lý trùy nhìn thấy, hắn kêu, a à, một tiếng, ánh mắt nhìn tôi càng nóng bỏng, nói, nha đầu, con dao găm trong tay ngươi này là thiên địa kích. Rốt cục ngươi là ai mà ngay cả thiên địa kích của tô gia cũng tìm được? Khó trách trên người tôi có cực âm lực. Ha ha, thu hoạch ngoài ý muốn, thật là thu hoạch ngoài ý muốn. Hắn vừa nói vừa cười như điên, ánh mắt nhìn thiên địa kích như sói đói, đầy thèm thuồng. Trên người ngươi đã có cực âm lực, còn muốn hấp thu cực dương lực? Ngươi hẳn biết âm dương tương khắc, cho nên bây giờ ngươi đang bị cực dương lực cắn trả nếu như ngươi không nhanh chóng lên đây cho ta hỗ trợ áp chế thì ngươi rất nhanh sẽ nổ tung mà chết. Sống hay chết tự ngươi cân nhắc đi, Lý Chủy nói, nói xong mặt hắn đầy vui mừng nhìn tôi, giống như đã thấy sự lựa chọn của tôi, tôi bị nước càng ngày càng khó chịu, toàn thân ra mồ hôi ướt súng, thậm chí tôi còn cảm giác được lượng nước trong cơ thể đang bị tiêu hao nhanh chóng, da cũng nhanh chóng khô đết lại. Nếu không tiến hành ngăn cản, tôi có thể không bị nổ mà chết nhưng chắc chắn bị nướng sống mà chết. Lúc này lòng tôi dối bời, không biết gì về điều này mà cũng dám thử nghiệm. Làm sao bây giờ, làm thế nào, lượng nước trong cơ thể tôi càng ngày càng cạn, thậm chí con người cũng rất nhức nhối, mắt đã không còn nhìn rõ, chỉ thấy mơ hồ, óc tôi đang hoạt động kịch liệt nhưng không biết phải nên làm gì, quả thực bị nướng rất khó chịu. Tôi cảm thấy nếu bị nướng chết thì chi bằng. Tôi đưa tay ra cho Lý Trùy, nói, cứu tôi. Ha, ha lúc này mới là người thông minh người yên tâm nếu ngươi có thiên địa kích có cực âm lực ta cũng sẽ không đơn thuần đem ngươi luyện thành tiểu quỷ nhất định sẽ cứu ngươi một mạng hắn nói cuồng nhiệt lúc này hắn đã vô cùng kích động lời nói đã có chút không rõ ràng tay hắn nắm lấy tay tôi dùng sức kéo một cái đem tôi ra khỏi hố đất trong lúc mơ hồ tôi nghe thấy tiếng lo lắng của bà nội vương văn nhưng lúc này tôi đang rất khó chịu không để ý được nhiều như vậy chỉ lầm bầm bảo Lý Trùy cứu tôi. Hiển nhiên hắn rất thèm thiên địa kích trong tay tôi, nhưng mặc dù ánh mắt hắn nhìn thiên địa kích rất thèm thuồng nhưng cũng không trực tiếp cướp thiên địa kích đi mà cầm một thứ giống như nhánh cây không ngừng đập vào tôi. Cùng lúc đó, trong đầu tôi đột nhiên nghe được tiếng Lý Trùy, hắn đang đọc một ít tiếng Thái, tốc độ đọc thật nhanh. Dường như là điệu khúc quỷ dị thần bí nào đó, âm thanh không ngừng quanh quẩn trên đầu tôi, âm thanh vang vọng khắp nơi giống như tiếng tụng kinh vậy bao lâu cả người tôi, cũng ngăn cách tôi với nhiệt lực đang muốn nướng chín thân thể tôi, tôi mơ hồ cảm giác được có một tia lạnh lẽo, lập tức theo bản năng đi tìm sự lạnh lẽo đó, lúc này tôi mới nhận ra, có âm khí lượn quanh là chuyện hạnh phúc tới xương nào, cho dù là giá rét, nhưng với tôi vẫn là ôn hòa, mát mister chứ không giống cổ hơi nóng mãnh liệt như này, một lúc sau. Âm thanh trên đỉnh đầu tôi dần dần biến mất, bởi vì tôi bị mất nhiều nước, toàn thân đều sắp hỏng mất thấy thần chú đã biến mất, tôi không còn ý chí kiên trì, lập tức kêu một tiếng, người ngã xuống đất, tôi mơ hồ cảm nhận được một cánh tay lạnh như băng ôm lấy tôi đi băng băng ra ngoài, sau lưng tôi truyền đến tiếng mắng chửi run rẩy của bà nội Vương Văn, Lý Trùy, ngươi mất trí rồi, cháu gái nhỏ như vậy mà ngươi cũng không tha, ngươi sẽ không có kết quả tốt, rồi sau đó tôi không còn ý thức, giống như một giấc mộng dài, trong mộng tôi đã chết. Vào địa ngục quỷ trong địa ngục nói tôi khi còn sống làm bậy quá nhiều muốn trừng phạt ném tôi vào lò lửa đến khi nướng chín lại ném vào trong hầm băng cứ như vậy tuần hoàn qua lại băng hỏa thay nhau tôi khó chịu hận không chết được mơ hồ cảm giác được mình đang nằm mơ cháu gái cháu gái ngay khi tôi chịu đủ hành hạ tôi nghe tiếng hoảng hốt của bà nội vương văn giọng bà rất nhỏ một bên gọi tôi một bên lay tôi cảm giác được hơi lạnh trên cơ thể bà tôi đang bị lửa nướng liền quay người ôm lấy bà hấp thụ khí lạnh từ người bà tỏa ra Bà kêu lên một tiếng có chút kinh hãi, nhưng cũng không đẩy tôi ra mà nhỏ giọng nói: "Cháu gái, mau tỉnh lại." Bà lén vào cứu cháu. Chương 92, nghe thế, tôi mới chợt tỉnh táo lại, tôi bị Lý Trùy mang đi, còn chưa có chết. Tôi lập tức mở mắt ra và ngồi xuống. Bà nội Vương Văn thấy tôi rốt cuộc đã tỉnh, bà rất vui mừng. Sau đó bà ấy kéo tay tôi lại, nói nhỏ: "Đi mau, thừa dịp bây giờ Lý Trùy không có ở đây." chúng ta tranh thủ thời gian rời khỏi chỗ này, nếu không, chờ hắn trở về, chúng ta liền không còn đường thoát. Bà ấy nói lầm bầm mà trong lòng giấy lên nỗi sợ hãi, không ngờ cái tên Lý Truy này lợi hại đến như vậy. Hắn ở thôn chúng ta vẫn luôn là một kẻ chuyên bắt nạt kẻ yếu sợ hãi kẻ mạnh, hóa ra đều là giả tạo, nói xong bà ấy liền dùng mình một cái. Hiển nhiên hiện tại rất e ngại Lý Truy kia, trên người tôi còn có chút khó chịu. Hai luồng khi nóng lạnh luân phiên nhau dội lên tôi đành phải hấp thu một chút âm khí từ bà nội vương văn lát sau đã thấy nội khí thông thuận hơn rất nhiều tôi cũng không kịp hỏi bà lý trùy đi đâu chỉ kịp nói bà nội đi mau nói xong tôi hướng về cửa chạy một mạch mặc kệ thế nào rời khỏi nơi này trước rồi hãy tính chỉ là tôi mới vừa chạy tới cửa liền chợt nhận thấy được trước mặt có một luồng cổ âm khí mãnh liệt luồng âm khí kia khiến cho người ta mười phần cây ếch yêu ta sợ mức độ dày đặc ngay cả tô mộc cũng chưa chắc đã bằng Việt Reuters tôi lập tức dừng bước lại, kéo bà nội Vương Văn trốn ở sau cửa cẩn thận xem xét, bà nội Vương Văn là quỷ. Lúc này hiển nhiên cũng nhận thấy được kia là luồng âm khí đến từ ác quỷ, ngay lập tức khuôn mặt trở nên trắng bệch, hốt hoảng nhìn tôi nói, cháu gái bên ngoài có nguy hiểm, tôi gật đầu một cái, tôi đương nhiên biết ra mặt hiện tại rất nguy hiểm. Không chừng bên ngoài là một con lệ quỷ, chưa kể tôi bây giờ bị dương khí cắn trả bà nội Vương Văn cũng chỉ có trình độ trên quỷ mới một chút, dù còn cá âm nhỏ bên trong tôi thì hai chúng tôi hợp sức lại cùng không phải là đối thủ của lệ quỷ. Hiện tại, việc duy nhất có thể làm là án binh bất động, quan sát dụng ý đối phương, tôi ép buộc mình ngưng thần tĩnh khí, căng não cảm nhận không gian xung quanh, đồng thời thử phóng thích luồng một âm khí, để thăm dò khí tức của đối phương, chỉ là lúc này đan điền trên của tôi hình như bị phong ấn. Mới vừa muốn tiến vào để tìm âm tuyến, đầu óc lại đột nhiên bị đả thương một chút, thật giống như trong cơ thể tôi có một luồng dương khí cổ quái mãnh liệt đang ngăn trở tôi đi đến đan điền vậy. Tôi trong nháy mắt đau đớn, toát mồ hôi lạnh đầy mình, nhưng bởi vì ngoài cửa có lệ quỷ, tôi chỉ có thể liều mạng, ngăn cản bản thân kêu thành tiếng, liên tiếp mấy lần khó khăn không tới được âm tuyến, tôi cảm thấy bế tắc. Vậy làm sao đây, ngoài cửa kia lệ quỷ rốt cục là ai, liệu có phải là Tô Mục? Và cũng có thể là Lâm Yến Nhi tôi dò xét lại luồng khí tức của ác quỷ. Lệ quỷ hiện có hai người, nhưng tôi vô pháp, không cách nào biết được thân phận của lệ quỷ bên ngoài. Nếu như người tới là Tô Mộc, vậy thì tốt quá rồi. Nếu như là Lâm Yến Nhi, tùy tiện đi ra ngoài thực sự vô cùng nguy hiểm. Tôi nhanh chóng quay đầu lại quan sát gian phòng tôi đang đứng. Mọi thứ rất hư ảo, tựa như khối hình học 3D được trang bị kỹ thuật tạo nên vậy, hư vô mờ mịt chiếc giường ban nãy tôi vừa mới nằm cũng cảm giác thật hư ảo cái quỷ gì vậy tôi bất giác nhíu mày thực ra bây giờ nơi này kỳ quái hay không kỳ quái tôi đã không để ý tới nữa rồi chủ yếu là đang tìm xem có lối thoát nào khác để ra khỏi đây không chỉ là không đợi tôi tìm hết bà nội vương văn kéo tôi lại thất vọng lắc lắc đầu nói đừng tìm nữa dù có đào ba thước đất cũng tìm không ra đường thoát bởi vì nơi này căn bản cũng không phải là trần gian ngoại trừ cửa chính cháu cũng không còn lối nài khác để thoát ra cái gì đây không phải là trần gian tôi trong nháy mắt ngần cả người không dám tin nhìn bà nội vương văn nói không thể nào đâu đây không phải là trần gian chẳng lẽ là âm phủ không đúng đây là đâu thấy tâm tình tôi không ổn lắm bà nội vương văn vỗ vỗ vai tôi nói cháu gái cháu cũng đừng quá lo lắng đây không tính là âm phủ phòng này vẫn là ở trong bãi tha ma của thôn chẳng qua đây là phần mộ trong lòng đất. Trong phòng này đồ vật tất cả đều là giấy, hồn phách của cháu bị lý trùy nhốt, cho nên mới bị giam ở chỗ này, hồn phách. Tôi bây giờ là trang thái Việt writer hồn phách sao, lần thứ hai tôi cây ết yêu ta sợ, cúi đầu nhìn hai tay của mình, còn là rất chăm chú, vẫn bình thường không có gì khác lạ, hiển nhiên không hề giống hồn phách của bà nội Vương Văn, đối với tôi, vừa mới thức dậy từ trên giường giấy thảo nào cảm thấy chỗ nào cũng không được tự nhiên tôi không khỏi có chút thất vọng khó chịu muốn khóc tôi dễ dàng biến thành quỷ như vậy ư nói cách khác tôi đã chết ư hồn phách của tô mộc cũng nên trở lại âm phủ nói như vậy lệ quỷ bên ngoài có khả năng rất lớn là tô mộc nghĩ bên ngoài có thể là tô mộc trong nháy mắt tôi như tỉnh lại tiến tới đẩy cửa muốn đi ra ngoài chỉ là tay của tôi còn chưa kịp đụng tới cánh cửa giấy bà nội vương văn kéo tôi lại giọng đầy căng thẳng người đến, ngay lúc đó, ngoài cửa đã truyền đến tiếng bước chân, hắn bước rất nhanh, kèm theo nhịp thở dồn dập Là một người sống, có lẽ là lý trùy, tôi hốt hoảng, không được không được, là người sống thì không tốt chút nào, tôi bèn nhặt cái ghế bên cạnh, dơ lên cao qua đỉnh đầu thủ thế, trốn ở sau cửa, nín thở tập trung nghe tiếng bước chân kia, bước chân càng ngày càng gần. Nhanh chóng chạy tới trước cửa, chỉ soạt một tiếng đẩy cửa vào, tôi đã chờ sẵn trong nháy mắt lấy hết sức giáng một đòn chí mạng vào bóng người vừa tiến vào, cái ghế trong nháy mắt bị đập vỡ nát, người vừa tới cũng kêu rên một tiếng, cả người ôm đầu ngồi trồm hồm dưới đất, so với giết lợn còn thảm hơn vài phần, trong lòng tôi vui vẻ, tưởng thừa thắng xông lên, nhưng ngay khi tôi nhấc chân muốn cho hắn một cú đạp tôi bỗng nhiên phát hiện, trên đất thanh âm rên rỉ có chút quen tai, đường dũng, tôi kinh ngạc thốt lên, không dám tin nhìn hắn xác định trên mặt đất ngồi trồm hồm không phải là người khác mà đích thị là đường dũng. Tôi cuống quýt đỡ hắn lên, hỏi hắn làm sao lại xuất hiện ở đây, nói nhảm, em ở đây, tôi không phải tới cứu em Việt writer sao, còn phải hỏi tại sao tôi ở đây. Đường dũng đau đến nhe răng trợn mắt, tuy rằng cái ghế là giấy, nhưng rất nặng, so với gỗ, trọng lượng không khác biệt lắm, cũng khó trách đường dũng kêu thảm như vậy, hắn về mặt thống khổ ghế đầu lại gần tôi ý bảo tôi giúp hắn ngu một chút, nói, vốn là còn lo lắng sợ em bị thương, hiện tại xem ra, em tinh thần ổn như vậy, so với anh còn khá hơn. Vậy anh mặc kệ, em đánh anh choáng váng, sau này em phải chịu trách nhiệm với anh, cưới anh, sinh con cho anh, hắn mặc dù bị thương, nhưng ngoài miệng một chút cũng không chịu yên, lại nhải liên tục không ngừng, tôi vốn là làm bị thương hắn, cảm thấy rất áy náy. Muốn giúp hắn xoa dịu vết thương nhưng nghe xong lời của hắn tôi liền khó chịu ngón tay trí lên đầu hắn tức giận nói sinh em gái anh nếu tươi cứu tôi thì đi nhanh lên lát nữa lý truy trở lại rồi chúng ta không ai thoát được ai bảo em với anh chẳng có chút lòng tin nào không nói sai chứ nếu hắn có tới đây chỉ với bản lĩnh của anh hắn cũng không phải đối thủ đường dũng vừa xoa đầu đứng lên vừa đắc ý khoác lác nhưng tôi nhìn thấy ở phía sau anh có một thân ảnh khác tôi căng thẳng nhất thời chọc chọc đường dũng, nói, đường dũng, đừng nói nữa, anh đâu nói sai, khi nãy lão long phù Kaya có thể đem em bắt đi cũng chính là gặp may, thừa dịp anh không sẵn sàng đánh lén anh, hiện tại anh cũng muốn thử xem hắn có dũng khí quay lại, hắn đang ở phía sau anh, tôi đã trông thấy Lý Trùy đứng sau lưng đường dũng, mặt đen lại như trì, trong mắt âm trầm nhìn chằm chằm đường dũng, phóng xuất ra một cổ sát ý, hù dọa ai chứ? hắn bây giờ căn bản không có khả năng quay lại, hơn nữa hắn có trở về thật thì anh đây cũng không sợ. Đường Dũng như cũ ngạo mạn nói, tuy nhiên anh ta hiển nhiên nhìn ra tôi có điểm bất thường, Việt writer ngoài miệng mặc dù nói, nhưng ánh mắt lại liếc nhìn tôi, trong lúc đường Dũng đang ba hoa, Lý Trùy đã chậm rãi đi tới phía sau hắn, khóe môi nhếch lên một tia cười lạnh, dơ lên một cây đinh giống như kiếm vậy, là một cây đinh. Tôi bất giác nhận ra, nó đúng là khống hồn đinh giống cây khống hồn đinh mà lúc trước quả phụ họ vương đã cho tôi chẳng qua lúc này hắn đang cầm một cây đinh bản dài so với cây đinh lúc trước tôi có thì không cùng một loại tôi kinh hãi hét lên một tiếng vô thức đầy đường dũng ra nhưng đường dũng chợt cười lạnh một tiếng ra điều mọi sự đều đang trong tầm kiểm soát trực tiếp nắm tay tôi kéo vào trong ngực anh ta tiếp đó anh ta ôm lấy tôi quay người bỏ chạy tốc độ anh ta rất nhanh sau khi anh ta chạy đi tôi có thể rõ ràng nhìn ra Lý Trùy động tác chậm lại, như một đoạn phim quay chậm vậy, chẳng mấy chốc bên cạnh anh ta đã tràn ngập một đoàn xương trắng. Trong nháy mắt, tôi nhớ tới lúc anh ta bắt cóc tôi cũng là như vậy, chạy tốc độ thậm chí bỏ rơi tô mộc cơ hồ là trong nháy mắt, tôi cũng đã từ trong nhà vòng qua Lý Trùy bị bắt đưa ra đến bên ngoài. Dù vậy, đường dũng vẫn không việt writer chịu dừng bước, ôm tôi chạy một mạch, băng qua một cái đường hầm u tối khá dài lại băng qua một đoạn đường bên cạnh có tường đá. Cuối cùng băng qua một mảng rừng rậm, chờ lúc anh ta dừng lại. Chúng tôi đã ra khỏi cánh rừng có nghĩa trang, trở lại trên xe, gã cản thi phái kia vẫn ngồi ở ghế lái. Chờ chúng tôi sau khi lên xe, đường dụng nhất thời ra lệnh, ngây ra đó làm gì, lái xe chạy mau, gã cản thi lúc ấy mới phản ứng được, cũng không dám hỏi gì nhiều, lập tức nổ máy xe, nhấn gà, vọt nhanh, rời khỏi quê nhà Vương Văn tôi tuy rằng toàn thân vẫn được dương dũng ôm chặt trong lòng nhưng trong lòng vô cùng sợ hãi lúc này cũng thở hồn hển không ra hơi một lúc lâu sau chân tĩnh ải tinh thần tôi mới phát hiện bà nội vương văn không còn đi cùng chúng tôi tôi vội vàng túm lấy đường dũng hỏi hắn có nhìn thấy bà nội vương văn hay không bà tại sao lại không cùng đi ra bà ấy là quỷ hải cốt còn bị táng ở bãi tha ma đó nơi đó có trận pháp bà ấy căn bản ra không được Đường Dũng vừa thở vừa giải thích, cái gì? Bà vẫn còn ở trong tay Lý Truy. Đó không phải là rất nguy hiểm hay sao? Chúng ta phải trở về bà ấy, ta nhất thời luống cuống. Bà cố nội kia đối với ta tốt như vậy. Ngoại trừ bà là bà nội Vương Văn. Bà xuất hiện ở đó là vì cứu tôi. Tôi cũng không thể để bà lại nơi đó. Huống hồ bà cùng Lý Trùy vốn vẫn không ưa nhau. Cứu cái gì mà cứu? Thật vất vả mới trốn ra được. Trở về nữa là tự tìm đường chết sao? Dương Dương, bà ấy bản thân chính là quỷ, hơn nữa bà ấy có thể sinh tồn ở chỗ kia 16 năm, liền nhất định có chỗ hơn người, Việt writer không cần chúng ta lo lắng. Đường Dũng an ủi tôi, hắn vừa nói vừa thúc giục gã cản thi phái tăng tốc độ, xe chạy đến 180 km h tôi nổi giận, anh chạy nhanh như vậy làm gì, Lý Trùy đã nhiều tuổi, tính là đuổi theo anh, cũng không có tốc độ như xe, hơn nữa còn là ai vừa mới gióng giặc nói không sợ hắn coi như hắn tới cũng không sợ, căn bản không phải đối thủ của anh, anh ấy nói xạo chị cũng tin ư, vừa mới có một lệ quỷ áo đen giúp đỡ, ít nhất là lệ quỷ đã ở cấp bậc trên, nếu không phải là anh trai em từ nhỏ thông thạo chạy thoát thân, chị và anh ấy vừa rồi cũng trốn không thoát, chị cũng đừng trách anh ấy nữa. Diệu diệu nghe không vô, bất thình lình từ trong quan tài thỏ đầu ra, khuyên nhủ, mặc dù đã quen diệu diệu có thân phận là tiểu quỷ nhưng đang êm đẹp thì hắn đột nhiên xuất hiện, chưa tính chỉ lộ mỗi cái đầu ra, đến bản thân tôi mắt trợn trắng lên kém chút nữa là bị hắn dọa ngất đi. Chương 93, nửa cánh cửa, Diệu Diệu thấy nó hù được tôi liền le lưỡi, thấy bộ dáng dễ thương của nó, tôi vừa mới bị kinh sợ rốt cuộc đã bình tĩnh trở lại, nhưng tôi vẫn lo lắng tình hình của bà nội Vương Văn. Mặc dù bà ấy có thể sinh tồn trong bãi tha ma kia mười mấy năm, có lẽ cái hố bà kéo tôi vào ẩn thân chính là chỗ che chở cho bà bấy lâu nay, nhưng bây giờ bà ấy rơi vào trong tay Lý Truy, không phải ở trong hố kia thì sẽ còn an toàn sao? Tôi đem suy đoán của mình nói cho Đường Dũng. Đường Dũng nghe được bà nội Vương Văn có một hố đất có thể che chở liền sừng sốt một chút, vẻ mặt có chút khó tin, sau đó anh ta hỏi tôi cặn kẽ cái hố kia hình dạng thế nào? Tôi có chút kỳ quái, hố đất còn có hình dạng sao? Không phải chỉ là bị lõng khỏi mặt đất? Phía dưới là đất sao? Cùng hố đất bình thường không có gì khác biệt. Nghe tôi trả lời hiển nhiên Đường Dũng không hài lòng, im lặng hỏi tôi bên cạnh hố đất có cái gì? Ví như cây cây, con sông, hoặc tảng đá lớn gì đó, còn có trong hố đất có cái gì dị thường không? Tôi không chú ý, tôi nghĩ lại một cách cẩn thận nhưng không nhớ nổi điều gì khác lạ, cũng khó trách. Lúc ấy tôi theo bà nội Vương Văn chạy thoát thân, nào còn tâm tư gì quan sát địa hình, nhưng tình huống dị thường thì có. Tôi lập tức nói cho đường dũng, hố đất kia có trận pháp lý trùy không vào được. Hơn nữa chỉ cần hắn vừa chạm tay vào liền bị trận pháp của hố đất gây ra thương tích phát ra tiếng giống như cá bị nướng chín vậy, trận pháp. Gân xanh trên trán đường dũng run lên một cái, mặt lộ vẻ vui mừng, khó trách. Trong rừng kia có trận pháp ma ca của Thái Lan chúng ta. Ta nói, bước vào khu rừng đó liền có cảm giác rất quen thuộc, nhưng trận pháp đó là do ai bày chắc chắn không phải do a gian đen kia là long phù khác đường dũng nói anh ta bắt đầu từ đang cùng tôi nói chuyện thành lầm bầm lầu bầu một mình giống như có gì đó nghĩ không ra vậy tôi càng nghe càng mơ hồ thấy dáng vẻ nghiêm túc suy nghĩ của đường dũng không biết làm gì khác hơn liền kéo rượu rượu hỏi trận pháp ma ca là thứ gì đừng xem thường rượu rượu chỉ là tiểu quỳ mười năm nó hàng năm đi theo bên người tu luyện kiến thức rất rộng kiến thức căn bản cực kỳ vững chắc lập tức giải thích cho tôi, Maka là tiếng Thái, có nghĩa là đối lập. Maka trận pháp là một loại trận pháp, loại trận pháp này dùng độc lập thì không có pháp lực gì. Nhưng nếu như cùng với những trận pháp khác ở cùng một chỗ thì uy lực vô cùng lớn, đối lập cũng có ý là đối nghịch vậy, chuyên dùng để đảo ngược trận pháp của người khác. Nói thí dụ kẻ địch bày một tụ âm trận, chúng ta bày đối lập trận thì trận pháp của chúng ta sẽ tạo thành tụ dương trận. Nếu như đối phương bày một sát thương trận thì đối lập trận sẽ biến thành một bảo vệ trận, ý của em là, trong hố đất đó là một đối lập trận pháp. Trong rừng có rất nhiều trận pháp gây tổn thương cho quỷ, cho nên đối lập trận pháp đó chính là để bảo vệ cho quỷ. Cho nên bà nội Vương Văn mới có thể mang chị trốn vào còn Lý Trùy muốn đi vào sẽ bị thương. Nhưng không đúng, nếu nói bảo vệ quỷ, bà nội Vương Văn là quỷ nhưng chị thì không phải, sao chị lại có thể vào? tôi có chút không hiểu nói em cũng không biết có lẽ do âm khí trên người chị quá nặng đối lập trận ngầm coi chị là quỷ cho nên mới bảo vệ chị dù sao chị được cứu rồi còn suy nghĩ nhiều như vậy làm gì chúng ta nhanh về đi a gian đen kia nhìn qua thì thấy không dễ chọc diệu diệu suy nghĩ một chút cũng không nghĩ ra liền nói dứt khoát nhưng lời diệu diệu vừa dứt đường dũng đột nhiên hét lên với gã đệ tử cản thi phái quay đầu mau quay trở lại a à, đại ca vừa rồi không phải chúng ta chạy nhanh không sẽ chết ở đó sao hay là chúng ta cứ về đi sắc mặt gã cản thi phái cứng đờ vẻ mặt đau khổ nói đường dũng vội vàng nói nếu ngươi không quay lại có tin ta sẽ khiến ngươi chết ngay lúc này không có quay lại thì anh cũng không phải là đối thủ của hắn cần gì quay lại tự tìm cái chết gã cản thi phái nói nhưng gã rất kiêm kỵ ánh mắt của đường dũng phần sau chưa kịp nói đã nuốt vào, đánh cua quay đầu xe, tôi liền mừng rỡ, chỉ mong đường dũng chịu quay lại cứu bà nội Vương Văn. chương 94, người đàn ông thần bí, lúc này Lý Trùy không có ở nhà, căn nhà đầy đồ đạc nhưng vẫn cảm thấy trống trải dị dương, nhưng lúc này chúng tôi không còn tâm tư để sợ, đường dũng thật nhanh đi tới các ngăn kéo lật tìm. Tôi thì ở trong các phòng tìm tung tích bà nội của Vương Văn, nhưng lật tung cả nhà lên tôi cũng không tìm được tung tích bà đâu tôi không khỏi phiền muộn bà không có ở đây là chạy được hay là bị lý truy mang đi chỗ khác tôi quay lại đại sành tìm đường dũng anh ta lục soát nửa ngày lúc này mặt như đưa đám hiển nhiên là không tìm được đồ anh ta muốn tôi vội vàng hỏi đường dũng phải làm gì tiếp theo có muốn đi tìm bà nội vương văn không dẫu sao bà từng cứu giúp tôi ở thời khắc quan trọng bây giờ không thấy bà đâu thì thế nào tôi cũng nên đi tìm bà đường dũng có chút trầm tư, nghiêng đầu nhìn bốn phía một lần không cam lòng, chắc chắn không thu hoạch được gì, mới nói, nếu em muốn tìm bà lão kia thì anh sẽ theo em tìm một chút, nhưng em phải đồng ý với anh một chuyện, chuyện gì? Thấy đường dũng chịu giúp tôi, tôi vội vàng hỏi, em cầm lấy cái này, nếu như lát nữa phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn thì em đừng do dự hãy chạy ngay. Anh ta nói, lúc này sắc mặt cực kỳ ngưng trọng hiển nhiên trong lòng anh ta lúc này cũng không thoải mái nhìn anh ta như vậy bỗng nhiên tôi lại do dự một chút có lẽ là tôi quá ích kỷ rõ ràng mình không có bản lãnh gì còn hết lần này đến lần khác kéo đường dũng giúp tôi cứu người nhiều lần đưa anh ta vào tình cảnh nguy hiểm lần này gặp lý truy hiển nhiên cũng rất khó giải quyết anh ta biết rõ nguy hiểm còn chịu giúp tôi lòng tôi vừa tự trách vừa cảm động khi đang còn do dự thì đột nhiên tôi cảm giác được một cổ âm khí mãnh liệt đang dao động Đường Dũng còn phản ứng nhạy bén hơn tôi, nháy mắt một cái anh ta đã lắc mình tránh tới cửa, trong tay vẫn cầm chày cán bột đưa lên tùy thời chuẩn bị đánh lén, tốc độ di chuyển của âm khí bên ngoài rất nhanh, chớp mắt đã đến cửa, nhưng hắn ta vừa đến cửa thì đột nhiên dừng lại, giống như cảm thấy trong phòng có người vậy, tôi cẩn thận nhìn bóng đen ngoài cửa, sợ hắn đột nhiên xông vào bóp một cái giết chết tôi hoặc Đường Dũng, nhưng Đường Dũng không hề khẩn trương, trên mặt có chút cười nhạt như nắm chắc phần thắng tay nắm chặt chày cán bột chỉ chờ người nọ tiến vào liền sẽ một gậy phang xuống, chúng tôi cứ chờ như vậy, giống như đang rình dập nhau, nhưng bóng người kia đứng phải 5 phút rồi lại vẫn lẳng lặng đứng như vậy, không đi vào cũng không rời đi, tôi không khỏi có chút nôn nóng, hắn cứ đứng như vậy là ý gì, chẳng lẽ hắn muốn chặn chúng tôi, giữ chúng tôi lại bên trong chờ đến khi Lý Trì quay lại sau đó bắt gọn một mẻ, khi tôi đang suy nghĩ lung tung thì âm khí trên người kia lại dao động, xoay người rời đi tôi liền liếc nhìn sang đường dũng ý hỏi anh ta nên làm gì bây giờ đuổi theo đường dũng chỉ nói một tiếng sau đó một tay kéo lấy tay tôi đẩy cửa ra đuổi theo thật nhanh sau khi rời khỏi đây tôi mới phát hiện mặc dù ở dưới nghĩa địa nhưng không gian rất lớn có lẽ chính là một cái chợ quỷ nhỏ đường mòn ngoài cửa nối liền với một con đường mòn khác mà đường mòn kia càng ngày càng sâu bên đường có không ít ngôi nhà như của Lý Trùy vậy. Mỗi ngôi nhà đều là một căn biệt thự nhỏ chỉnh tề thẳng hàng, càng khiến tôi mở rộng tầm mắt chính là, dường như bên cạnh mỗi nhà đều có một chiếc xe hơi nhỏ, các tấm bảng tên đều có, nếu không phải nơi này là bóng đêm. Chiếu sáng hoàn toàn dựa vào âm hỏa thì tôi thật sự nghĩ rằng mình đang đi vào một thôn làng giàu có ở trên mặt đất. Tôi quan sát cẩn thận cảnh vật xung quanh một lần, cố gắng để nén sự cây ếch yêu ta sợ trong lòng xuống hỏi đường dũng đây là đâu? Sao lại giống trên mặt đất vậy, làng quỷ? Đường dũng nói, anh ta đối với nơi này không chút hiếu kỳ nào, giống như thường xuyên thấy vậy, phản ứng trái ngược hoàn toàn với kẻ không biết chút gì là tôi. Sau khi nói ra hai chữ, anh ta ôm lấy eo tôi để tôi ôm anh ta thật chặt. Sau đó chạy điên cuồng về phía trước, dùng pháp thuật nào đó để tăng tốc chạy theo bóng dáng trước mặt. Tôi vốn không định ôm đường dũng nhưng anh ta chạy quả thực quá nhanh, cảm giác so với cao thiết sao chạy nước rút về đích còn nhanh hơn, để đảm bảo an toàn tính mạng tôi chỉ có thể ôm anh ta thật cha. Không lâu sau, tốc độ của anh ta liền chậm lại, chờ đến khi mắt tôi từ từ thấy rõ được cảnh vật xung quanh tôi mới phát hiện đường dũng đã ép đối phương vào một ngõ cụt. Sao chắc là vi đờ vi điền kinh nổi tiếng ở TQ, bóng đen kia đưa lưng quay về phía chúng tôi, trước mặt hắn ta là một bức tường đá màu đen. Trên người hắn ta tản mát ra một cổ âm khí mãnh liệt chập chờn chính là con quỳ vừa rồi ở ngoài cửa trông chúng tôi. Tôi cảm thấy nôn nao, nhìn bóng người đưa lưng về phía tôi kia có một cảm giác rất quen thuộc, tô. Mộc, hai mắt tôi chăm chú nhìn thân ảnh kia, không dám tin nói. mươi 95, hôn lễ của Lâm Tịnh Nguyệt, bây giờ dù có nói như thế nào thì mọi chuyện cũng đã là quá muộn rồi. Con người kia vốn đã biến mất không tâm tích, thậm chí anh ta còn có quan hệ thân thiết với Tô Mộc. Vậy mà hiện giờ tôi tìm như thế nào cũng không thấy được anh ta nghĩ tới đây, trong lòng tôi chợt dâng lên cỗ buồn rầu chán nản. Thật ra trong lòng tôi vẫn còn rất quan tâm đường dũng, anh ta nhất định muốn tốt cho tôi. Mặc dù trong tâm trí không được tốt cho lắm nhưng cuối cùng tôi cũng không nói bất cứ lời nào cả, chỉ yên lặng cúi đầu, núp sau bóng lưng đường dũng, mà hắn chỉ cần nhìn thấy tôi cũng đã thấy không vui nổi, và cũng không hề muốn nói nhiều lời, chỉ tôi kéo cánh tay của tôi, ở làng quỷ, năm lần bảy lượt quay lại kéo tôi bỏ chạy. Rõ ràng anh ta đã sớm biết ở đây có một ngôi làng quỷ, mà điều làm tôi cảm thấy kỳ quái là anh ta đối với nơi này rất quen thuộc, lẽ nào trước đây anh ta đã từng tới nơi này? Trong lòng tôi thoáng chốc sợ hãi, rất muốn hỏi anh ta, nhưng bây giờ tôi vẫn còn rất giận anh ta, thế nên đành ôm một bụng câu hỏi, lời chưa kịp ra khỏi miệng đã nuốt ngược trở vào trong, thôn quỷ này trông cũng thật lớn. Các tòa nhà bên trong có trăm ngàn chỗ kỳ quái, có kiểu tiểu lâu thiết kế theo kiểu phương Tây và lối sân cổ điển. Tất cả các phòng ở đây đều được ghép bởi các khối gỗ lại với nhau, nhìn có vẻ kỳ lạ. Hơn nữa, càng quỷ dị hơn là mỗi phòng ốc này đều treo một tấm ảnh đen trắng chụp chung của các thành viên trong gia đình, từ người già tới trẻ nhỏ, nam tới nữ, tất thảy đều mỉm cười rạng rỡ. Nhìn lên những gương mặt xa lạ này có vẻ như rất trang trọng giống như đây là ảnh chụp các chủ nhân của ngôi nhà này vậy. Tôi vội vàng đánh giá một vòng, liền cũng thu hồi ánh mắt, bởi vì những người trong tấm ảnh treo trên xà nhà ấy hình như đồng loạt nhìn tôi, mặc dù là ảnh chụp thôi. Nhưng tôi cảm giác được như thế, Việt writer bởi đây là thôn quỷ, hơn nữa đều là ảnh đen trắng, bị mọi người trong tấm ảnh ấy nhìn chằm chằm như thế. Tôi thấy có một loại khí lực nào đó đè nén lấy thân mình, khó có thể giải thích nổi, tôi thành thật đi đằng sau đường dũng. Mặc dù thân thể tôi vẫn đang tìm bà nội Vương Văn. Nhưng đầu óc không tự chủ thất thần, tâm trí tôi hoàn toàn bị chiếm bởi hình ảnh người mặc áo đen kia. Một mực suy nghĩ kỹ xem rốt cuộc anh ta là ai, và liệu là anh ta có quan hệ gì với tô mộc hay không, tôi cứ vừa đi vừa nghĩ, mà đầu tôi đột nhiên va vào trên người đường dũng. Anh ta cũng bất chợt đứng gượng lại, nghiêm túc nhìn tôi chăm chú, có đầu mố của bà nội Vương Văn à. Ta vuốt vuốt đầu, lập tức hỏi hắn không có em cứ như vậy mà muốn biết người kia là ai đường dũng lắc đầu mặt khó chịu hỏi ta tại sao vừa nhìn anh ta đã biết trong lòng tôi đang nghĩ gì chẳng lẽ tất cả những gì tôi đang nghĩ trong đầu đều biểu hiện hết lên mặt hay sao đường dũng vẫn đang đợi tôi trả lời câu hỏi của anh ấy tôi không thể làm gì khác hơn là nói em cũng không biết nữa nhìn từ đằng sau bóng lưng của anh ta có vẻ không giống tô minh nhưng tôi cũng không hiểu tại sao, tôi cứ có cảm giác anh ấy chính là Tô Minh, lão quỷ kia cũng đâu có gì tốt đâu, vừa mới xảy ra chút chuyện liền quay đầu bỏ chạy thoát thân rồi. Hắn bỏ mặc em không màng quan tâm, em có cần thiết phải mù quáng như thế không hả? Anh ta như vậy mà e vẫn coi trọng ư, Việt writer đường dũng thở dài, giận lên mắng tôi đôi ba câu, nhưng rồi sau đó, anh vẫn kéo lấy tay tôi cố hỏi, em thực sự rất nhớ người đó sao? tôi có thể đưa em đi tìm người đó nhưng tốt nhất em cần phải chuẩn bị tâm lý trước đi đừng có gặp kích thích lại không chịu nổi rồi tìm ta khóc nhè thần kinh tôi chấn động hỏi lại anh ta thật chứ anh sẽ đưa tôi đi tìm anh ấy sao tốt quá rồi chỉ cần có thể tìm thấy anh ấy anh bảo tôi làm gì cũng được hết gả cho ta cũng được sao đường dũng nhếch miệng cười một tiếng nói khuôn mặt tôi lập tức cứng ngắc ngây dại lời tôi định nói tiếp sau đó vừa đến đầu môi liền vội vã bị tôi nuốt ngược trở lại tôi không thể thốt lên được lời nào hết nhìn thấy vẻ mặt của tôi đường dũng bỗng nhiên gạt tay tôi ra bĩu môi nói đã không thể làm được em đừng có nói lời nói khoe khoang khoác lác như thế chứ miễn cho ngày nào ta tưởng thật vậy những gì em nói ra hôm nay có hối cũng không kịp nữa rồi nói xong anh ta đưa tay lên mặt tôi hung hăng xoa xoa nói đây cứ coi như anh đưa em đi tìm một người là làm một việc tốt vậy, hãy nắm chặt lấy tay anh, ngộ nhỡ đâu một lúc nữa rớt ra, anh cũng sẽ không em nữa đâu, em mới không rơi ra đâu. Tôi thấy đường dũng chịu đưa tôi đi tìm người ấy, tâm tình tôi phấn chấn hẳn lên, liền đáp trả lại, đường dũng cũng không nhiều lời nữa, kéo tôi đi lên phía trước mà không quay đầu đồng thời, anh cũng đưa cho tôi một chiếc chày cán bột, bảo tôi cầm chặt lấy nó để tránh việc ngoại ý muốn xảy ra, tôi gật đầu thành thực lúc này trông tôi thật giống một con cừu non mặc cho đường dũng kéo đi mặc kệ anh ấy có nói gì tôi cũng không thắc mắc cãi lại lại ra là thế này anh ta vẫn còn giận tôi mặc dù anh ấy không có mắng tôi nhưng tôi cầm tay hắn lại thấy ấm áp trong lòng bàn tay tôi có thể cảm giác được anh ấy hiện tại cảm xúc rất không tốt đi một đoạn không xa tôi thấy có một ngôi nhà thật lớn tòa nhà rất cổ kính chiếm diện tích khá lớn So với các nhà xung quanh thì hiển nhiên ngôi nhà này là một hộ giàu có, cái này cũng chưa tính. Tôi nhìn tòa nhà này lại có một loại cảm giác chi không thể nói ra được bởi vì nhìn rất quen mắt, giống như đã gặp ở đâu đó một ngôi nhà tương tự như vậy. Một mực đi về phía trước, tôi mới phát hiện ra tòa nhà này giống như biệt thự Tô gia vậy. Việt Writer chỉ là ngôi nhà có nét quyến rũ và phong cách hơn so với thiết kế Tô gia. Cũng không cần hỏi nhiều, đây chính là biệt thự Tô gia, không đúng mà phải nói là ngôi mộ tô gia, chẳng lẽ đây chính là mộ của tô mộc? Tòa nhà này cũng chính là tô mộc âm trạch, tôi chưa kịp nhìn thấy gì hết. Đường Dũng đưa bàn tay to lớn của anh ra và che mắt tôi, nói, em có chắc chắn muốn nhìn vào bên trong không? Liệu em có bị bệnh tim không đấy? Ta vội vàng đẩy hắn ra, vội la lên, đương nhiên không có, em còn trẻ tuổi làm gì mắc bệnh tim? A à Nhi đừng có thừa nước đục thả câu, để em xem một chút đi vậy đi đi đường dũng nhún nhún vai nói nói xong anh thần bí nhìn vào bên trong một chút tránh người sang một bên tôi phát hiện ra rằng trong sân nhà vậy mà lại răng đầy lụa đỏ và đèn lồng đỏ và toàn bộ dường như đang được chuẩn bị cho một hôn lễ vậy đây là một ngôi nhà ma ngay cả khi có trang trí hầu hết chúng chủ yếu là màu đen và trắng từ khi nào lại được trang trí bằng màu đỏ trong lòng tôi lập tức có một loại dự cảm bất tường liền hỏi đường dũng đây là ý gì Bên trong có người kết hôn. Ừm, hừ, Đường Dũng gật gật đầu, sau đó nhìn ta nói, "Bây giờ hối hận vẫn còn kịp, chúng ta nếu không đừng đi vào nhìn nữa, vẫn là đi tìm bà nội Vương Văn đi, bà ấy bây giờ bị tên già của sư kia bắt đi, tình cảnh người phần nguy hiểm, em muốn đi vào." Không đợi Đường Dũng nói xong, tôi liền đánh gãy lời nói của hắn, "Anh ta càng cố gắng thuyết phục tôi không đi, tôi càng muốn đi. Tôi luôn cảm thấy có điều bí mật gì đó không thể cho ai biết." Nói xong tôi cũng không có kiên nhẫn chờ đường dũng trả lời, buông tay của hắn ra, trực tiếp nhấc chân đi vào trong nhà, vừa đi đến cửa ngôi nhà, tôi phát hiện ra rằng cánh cửa của ngôi nhà này cũng lạ. Nó gần bằng một nửa cánh cửa đá khi chúng tôi đến làng ma, đang nửa đóng nửa mở tôi nhẹ nhàng đẩy một nửa cánh cửa đang đóng ra, nhưng tay tôi vừa chỉ chạm vào cánh cửa. Việt writer đằng sau liền truyền đến tiếng la dồn dập của đường dũng, dương dương. Cánh cửa đó không thể chạm vào được nhưng tất cả có nói gì cũng đã muộn rồi và ngay khi giọng nói của anh ấy rơi xuống tay tôi đã ở trên cửa trong nháy mắt toàn bộ âm khí trong tòa nhà phóng ra khiến phòng ở đồng loại gây ra tiếng động bên cạnh tôi cũng bất chợt xuất hiện những cái bóng đen tiến đến ngày một đông những bóng đen đó đều tỏa đầy âm khí chúng nhanh chóng hướng lại gần tôi mà bên tai tôi cũng xuất hiện những tiếng ông ông mãnh liệt thanh âm kia mặc dù không lớn nhưng vẫn đủ mãnh liệt để kích thích đầu óc của tôi đây rõ ràng là thứ ngôn ngữ của quỷ. Bọn họ hiển nhiên đều có chút đạo hành, mặc dù họ không có tu luyện nói tiếng người, nhưng cái thứ ngôn ngữ của ma này mạnh đến mức có thể kích thích sóng não của tôi, trong thoáng chốc. Ta nhìn thấy trong cuồng phong ở giữa xuất hiện một cái thân ảnh yểu điệu, cô thân mặc cả người trắng sắc váy dài, trên váy dài thêu lên kiều, diễm ướt át màu đỏ hoa sen, một bộ nụ hoa chớm nở lại dị thường thẹn thùng bộ dáng trong thoáng chốc tôi thấy trong cuồng phong đó có một dáng người xinh đẹp mảnh khảnh yểu điệu cô ấy mặc một chiếc váy dài màu trắng thêu một bông hoa sen đỏ một nụ hoa đang chớm nở lại có bộ dáng thẹn thùng đến kỳ lạ rừng mời trăng cô ta tại sao lại ở chỗ này trong đầu tôi chợt lóe lên một nghi vấn nhưng chẳng mấy chốc tôi đã chẳng còn có tâm nào để nghĩ về nó nữa bởi vì cô ấy đã đi đến gần tôi khuôn mặt trắng nõn tinh xảo thanh tú nhìn tôi với một nụ cười chỉ là sự ớn lạnh và giết chóc trong mắt cô ta không hề che đầy. Trong nháy mắt, cô ấy đã đến trước mặt tôi, khẽ nhếch miệng cười khẩy và hỏi tôi, là Lộc Dương phải không? Cô đến tham dự đám cưới của tôi hả? mươi 96, chú rể là ai? Mặc dù đã sớm đoán được có người kết hôn nhưng dù thế nào tôi cũng không nghĩ tới người kết hôn lại là Lâm Yến Nhi. Hơn nữa đây là âm trạch của tôi ra. Lâm Yến Nhi kết hôn ở đây. Vậy thì cô ta kết hôn với ai? trong lòng tôi đã mơ hồ có câu trả lời. Tôi không dám nghĩ tới điều đó, chỉ liều mạc gạt bỏ, dù sao tô ra là gia tộc lâu đời, cũng không thể chỉ có tô mộc là quỷ. Lâm Yến Nhi nhất định không phải kết hôn cùng tô mộc, đúng vậy, hôn lễ của tôi, cô có muốn vào tham dự không? Nếu như cô tới, cô nhất định là vị khách tôn quý nhất. Chồng tôi thấy cô nhất định sẽ rất vui vẻ, khóe miệng Lâm Yến Nhi cười yếu ớt giống như một đóa hoa anh túc, xinh đẹp không thể tả tôi ngây giải, không nghĩ tới cô ta sẽ nói chuyện với tôi như vậy, càng không nghĩ cô ta sẽ mời tôi dự hôn lễ của mình, dương dương. Không nên đi, lúc này đường dũng đã đứng ở sau lưng tôi, siết chặt tay tôi, có thể cảm nhận được, anh ta đối mặt với Lâm Yến Nhi rất khẩn trương, chỉ sợ lông toàn thân đã dựng đứng. Tôi gật đầu, nói, được, tôi tham gia, lục dương. Đường Dũng thấy tôi đồng ý liền tức giận quát lên, thậm chí gọi đầy đủ tên của tôi nhưng tôi không do dự mặc dù biết lâm yến nhi không có ý tốt gì với tôi nhưng hôn lễ này tôi phải tham dự tôi nhất định phải biết người cô ấy kết hôn cùng là ai có phải tô mộc hay không thấy tôi đồng ý lâm yến nhi liền cười vang vui vẻ động tác cô ta hết sức yêu nhã xinh đẹp giống như đang khiêu vũ vậy quay qua ngoắc ngoắc ngón tay để tôi cùng cô ta đi vào Tôi gật đầu một cái, ấy nấy nhìn Đường Dũng sau đó đi theo sau lưng Lâm Yến Nhi vào trong, nhưng tôi vừa định bước chân thì Đường Dũng đã kéo tôi lại, thở dài nói, Dương Dương ngu ngốc, cho dù em tính vào cũng không thể đi theo sau lưng cô ta, đi bên này, anh ta chỉ nửa phiến cửa bên cạnh đã mở kia, còn Lâm Yến Nhi rõ ràng đi qua nửa cánh cửa đóng kín, cũng chính là nửa cánh cửa lúc nãy Đường Dũng không cho tôi chạm vào tôi thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh ta, lập tức ý thức được cánh cửa này có vấn đề liền đi theo hướng dẫn của đường dũng vào trong, đường dũng cũng theo tôi vào bên trong, sau khi đi vào tôi mới phát hiện căn nhà này so với nhìn từ bên ngoài còn lớn hơn, tinh xảo đẹp đẽ hơn. Bên ngoài là sân rộng, có lẽ rộng như sân bóng, mặt cỏ trên sân được tu bổ chỉnh tề, trên cỏ dài đầy cánh hóa hồng thơm thoang thoảng, thật giống như thảm đỏ chào mừng vậy, xem ra hôn lễ này rất long trọng nhưng tôi không bị quang cảnh vui mừng này ảnh hưởng mỗi bước đi vào trong đều giống như tham gia tang lễ vậy tâm tình nặng nề dị thường đường dũng đi theo tôi cũng đầy nặng nề biểu tình của anh ta còn khoa trương hơn nếu như hiện tại tâm tình tôi giống như dự tang lễ thì biểu tình của anh ta lúc này như mẹ chết vậy mặt so với cây lư còn dài hơn tôi giật giật anh ta hai cái tìm đề tài nói chuyện cánh cửa vừa rồi rốt cuộc là thế nào tại sao cánh cửa đang đóng kia tôi không thể chạm vào, hơn nữa vừa chạm vào Lâm Yến Nhi lại liền đi ra, đường, Dũng kinh ngạc nhìn tôi, nói, Dương Dương, lòng em lớn thật, lúc này rồi còn có tâm tư nói tới cánh cửa, cửa kia gọi là sinh tử sao môn, một nửa đại biểu cho sống, một nửa đại biểu cho chết, mỗi một đường đi tới âm phủ đều có sinh tử môn. Cánh cửa đó cũng là đường tắt duy nhất cho người còn sống chúng ta tiến vào âm phủ, sao từ sinh tử ai cũng hiểu nên mình không giải thích nữa nhé, cho nên cánh cửa mở kia là sinh môn, đang đóng là tử môn. Nếu như tôi mở tử môn, đi vào từ cửa đó thì sẽ như thế nào? Tôi nói, hóa ra trên thế giới còn có cửa kỳ lạ như vậy, hôm nay coi như được mở mang kiến thức, sẽ có đại họa xảy ra. Tử môn kia là nối liền giữa âm phủ cùng dương gian nếu như em tùy tiện mở ra thì sẽ là đem quỷ ở âm phủ thả ra ngoài sẽ dẫn tới đại loạn hai giới còn không tính em sẽ bị âm xoa sao bắt đi đến lúc đó ai cũng không cứu được em đường dũng nói tôi đổ mồ hôi lạnh khó trách vừa rồi đường dũng phản ứng dữ dội như vậy hai giới đại loại không nói nếu như bị âm xoa bắt đi không biết tôi sẽ có kết quả gì tô mộc cùng lâm yến nhi cũng chỉ là ác quỷ âm xoa là quản lý ma quỷ ít nhất phải trên cấp bậc của giả xoa đi, sao âm xoa, âm xoa, mình tìm hiểu không thấy thông tin gì, có lẽ là quỷ sai, hắc bạch vô thương, chuyên đi bắt linh hồn người chết. Có thêm thông tin sẽ cung cấp sau nha, rơi vào tay giả xoa, không cần nghĩ cũng biết không có kết quả tốt gì, không chừng sau khi tôi chết ngay cả cơ hội lưu lại hồn phách cũng không có. Thậm chí hắn còn có khả năng đem tôi tới 18 tầng địa ngục trong truyền thuyết để bị hành hạ nghĩ tới đây tôi dùng mình sợ hãi, có điều cái đáng sợ hơn còn đang ở trước mặt chờ tôi. Lâm Yến Nhi sau khi đem tôi vào trong sân liền đi tới một phòng khách phía trước răng đèn kết qua. mươi 97, gặp lại Tô Mộc, nhưng trên mặt anh ta bao phủ một đoàn âm khí hết sức nồng nạc khiến mặt mũi nhìn mơ mơ ảo ảo. Căn bản tôi không thấy rõ khuôn mặt như nào, chớp mắt ban nhạc đã đi tới cửa đại sành, những gia đình sau kia thấy tôi liền có chút kinh ngạc, ánh mắt mang địch ý bởi vì lâm yến nhi không lên tiếng nên bọn họ chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt không thân thiện chứ không làm gì sao gia đình đầy tớ nam trong nhà đọc sớm hơn tại gác sách người đàn ông mặc áo trắng kia cũng đi theo ban nhạc hướng về gần tôi trái tim tôi nhảy lên bịch bịch là tô mộc đó chính là tô mộc mặc dù tôi không thấy rõ mặt anh ấy nhưng dáng người rõ ràng giống như đúc với người tôi cùng đường dũng đuổi theo hơn nữa cảm giác quen thuộc mãnh liệt lại xuất hiện lần nữa không biết tại sao tôi lại có cảm giác đó đây chính là tô mộc cho dù anh ấy biến thành dạng gì thì anh ấy vẫn là tô mộc chớp mắt anh ấy đã đi tới trước mặt tôi rồi đi ngang qua tiến vào đại sảnh tôi không kìm nén được sự kích động khi anh ấy đi ngang qua bên người tôi tôi đưa tay nắm lấy anh ấy gọi tô mộc tay anh ấy lạnh như băng bị tôi nắm lại liền run lên nhưng anh ấy rất nhanh liền đẩy ra trên người đột nhiên xuất hiện một cổ từ khí sơ xác tiêu điều như cách xa tôi cả ngàn dặm, buông tay, giọng cứng ngắc mà lạnh như băng, giống như một tử thi, không có bất cứ nhiệt độ gì. Tôi bị âm thanh kia khiến sợ run người, nhưng tay tôi vẫn sống chết nắm lấy anh ấy không chút lơi lỏng, anh ấy thấy tôi không buông tay liền cũng không làm gì, hai chúng tôi cứ rằng co như vậy, ai cũng không nói lời nào, tiếng hỉ nhạc vừa rồi huyên náo lúc này cũng đã ngưng. Toàn bộ đại sảnh một mảnh yên tĩnh, có rơi cây kim cũng có thể nghe, rằng co trong im lặng rất lâu cuối cùng vẫn là anh ấy không kiên nhẫn, lạnh lùng nói, đây không phải là nơi em nên tới, thừa lúc cô ấy còn chưa đi ra, em đi mau, nghe được tiếng của anh ấy, nước mắt tôi kìm nén rốt cuộc không nhịn được nữa, lập tức tuôn ra, anh ấy quan tâm tới tôi, mặc dù giọng của anh lạnh như băng, nhưng lời của anh ấy chính là đang quan tâm tới tôi, sợ tôi gặp nguy hiểm, tôi ôm lấy eo anh ấy, khóc lóc nói, đi thì cùng đi. Tại sao anh đột nhiên biến mất? còn phải cưới Lâm Yến Nhi. Không phải anh nói em sống là người của anh chết là quỷ của anh sao? Sao anh lại không cần em? Lòng tôi đầy tủi thân không nói ra được. Thậm chí xen lẫn tức giận, dựa vào cái gì anh ấy có thể quản tôi. Tôi nhìn người đàn ông khác cũng không được. Vậy mà anh ấy vừa thấy Lâm Yến Nhi liền phủi đít sạch sẽ bỏ mặc tôi chạy tới âm phủ kết hôn cùng cô ta. Dựa vào cái gì? Một bên chất vấn anh ấy, một bên tôi chui vào lòng ngực anh, miệng cắn xé tay anh như chó điên vậy lúc đầu anh ấy còn phản ứng với tôi sau khi bị tôi cắn xé một lúc rốt cuộc không măn cản nữa đưa tay lên vai tôi vỗ hai cái tinh thần tôi chấn động ngẩng đầu lên nhìn anh lúc này âm khí trên mặt anh rốt cuộc đã tản ra lộ ra gương mặt đã lâu tôi không được thấy nhưng tôi chỉ nhìn anh một cái liền ngây người mặt anh giống như đã bị thay đổi vậy gầy gò không thể tưởng được vốn đường cong mềm mại đẹp mắt bây giờ trở nên gầy gò dị thương ngay cả hốc mắt cũng lõm vào suýt chút nữa tôi không nhận ra, Lộc Dương, từ ban đầu em cũng biết, Lâm Yến Nhi là vợ anh, anh thoát ra cũng vì muốn tìm cô ấy, bây giờ anh tìm được cô ấy rồi, em có thể đi, hốc mắt anh lõm xuống một mảnh đen nhánh, đen đến mức tôi không thấy rõ trong mắt anh, cũng không thấy được thần sắc trong mắt của anh, đột nhiên tôi luống cuống, không biết nên đi nơi nào, từ khi ta thích tô mục về, tôi liền biết Lâm Yến Nhi là vợ của anh ấy. Ta sợ nhất nghe được ba chữ lầm yến nhi này, không chỉ kiêm kỵ thực lực của cô ta, tôi càng là để ý mối quan hệ của Tô Minh và cô ta, hiện tại điều nên đến cũng đã đến, lầm yến nhi đẹp như vậy, thực lực mạnh mẽ như vậy, kỳ thật cô ta cùng với Tô Mộc mới thật sự xứng đôi, cũng khó trách Tô Mộc vì tim nàng mà dùng hết cả tâm tư, cứ như vậy, tôi tính là gì, tôi đột nhiên cảm thấy rất khó chịu, cái cảm giác đau đến tê tâm liệt phế nếu như vừa rồi tôi còn có thể ôm tô mộc khóc lớn, hiện tại tôi dù muốn khóc cũng không thể khóc nổi, buông tô mộc ra cầm tay hắn, ta mờ mịt nhìn hắn, nghẹn ngào hỏi, tô mộc, anh là gạt em đúng hay không, giờ, phút này ta hy vọng hắn có thể gật gật đầu, nói hắn chỉ là đùa giỡn với tôi, nhưng hắn nghiêm túc nhìn tôi, nhẹ gật đầu, thân hình tôi lung lay như sắp ngã, nhưng hắn đã nói rõ ràng như vậy, tôi còn có thể làm sao, gặp tôi đứng tại chỗ ngẩn người. Trên mặt của Gầy Gò Tô Mộc xẹt qua một tia ngưng trọng, thấp giọng nói, "Anh đã nói rõ tất cả, em đi nhanh lên đi, anh không muốn thấy em ở hôn lễ của chính mình." Nói xong, hắn chủ động đưa tay đẩy tôi ra, chỉ là hắn vừa chạm đến tôi. Từ phía trong cửa đi ra một bóng dáng cao gầy xinh đẹp, cô ta mặc một thân váy dài sắc trắng thuần, trên váy vẫn y nguyên dùng sợi chỉ màu bạc thêu lên hoa sen tinh xảo. Sau khi thấy ta cùng Tô Mộc đang cùng một chỗ, cô ta nở nụ cười xinh đẹp nói, lão công, Lục Dương là ta vị khách tôn quý mà em mời tới. Anh tại sao lại muốn đuổi cô ấy đi? Lâm Yến Nhi vừa nói vừa bước đến nhẹ nhàng, cũng không thấy cô ta đi như thế nào. Bỗng nhiên đã xuất hiện ở bên cạnh ta, cánh tay băng lãnh nắm lấy tay của tôi, vuốt ve cười nói, Lục Dương, không thể không nói, da của cô thật là nhãn mịn, dáng dấp cũng cũng tạm được, khó trách hắn muốn mượn dùng thân thể của cô lưu tại dương gian nếu như ta là nam nhân, cũng nguyện ý tìm một nữ nhân như cô mà lợi dụng, dù sao cô không chỉ có dung mạo xinh đẹp mà đầu óc cũng đơn giản. Nói xong cô nhìn tôi một chút, rồi tự mình cười lên, lòng tôi đau như đang dì máu. Ta biết tô mộc cùng đi với tôi chẳng qua là đang lợi dụng tôi, nhưng cô ta vì sao còn muốn nói lại một lần nữa, cô ta cố ý sát muối trên vết thương của tôi ư. Lâm Yến Nhi đối phản ứng của tôi lúc này rất là hài lòng, khóe miệng cười đầy đắc ý sau đó cô ta nói với nhóm người hầu bên cạnh tô mộc bắt đầu, nhạc hỉ bốn phía lập tức lại vang lên lần nữa, nhóm gia nô khác cũng nhanh chóng hành động, đem đầy đủ mọi thứ dọn lên, sau đó đi đến cửa chính, hô lớn nói, hôn lễ bắt đầu, tiếng hô vừa rơi xuống, trong nháy mắt tôi cảm giác được từng đợt âm phong quất vào mặt, sau đó từng thân ảnh từ cái này đến cái khác từ bên trong sinh tử môn chỗ tử môn đi tới, rất cung kính hành lễ đối với Lâm Yến Nhi bọn họ đều tới tham gia hôn lễ, đợi bọn họ đứng dậy, tất cả ánh mắt của quỷ hồn liền cùng nhau rơi vào trên người tôi, trong những ánh mắt tràn ngập không ít địch ý, không hiểu và hoang mang, nếu lúc trước, bị đồng thời nhiều ánh mắt của quỷ nhìn đến như vậy, tôi nhất định sẽ dọa đến gần chết, nhưng tôi bây giờ bị bọn hắn đồng loạt nhìn xem, vậy mà không có đến nửa điểm sợ hãi, tôi chỉ cảm thấy tâm mình thật sự mệt mỏi, tôi biết bọn hắn đang nhìn cái gì. Tôi là người sống trên người có dương khí xuất hiện tại nơi này đương nhiên rất chói mắt, bất quá bởi vì Lâm Yến Nhi đang ở bên cạnh tôi, bọn họ mặc dù đều nhìn tôi chằm chằm nhưng lại không dám có động tác gì, ta cũng dứt khoát nhìn chằm chằm lại bọn họ, ít nhiều cũng phải so tài một chút với bọn họ, dù sao tô mộc cũng không cần tôi nữa, tôi còn rơi vào trong tay Lâm Yến Nhi, tôi còn sợ ai nữa chứ. Những tên quỷ này nhắc tới cũng kỳ quái, vừa rồi bọn hắn nhìn tôi với ánh mắt còn có rất nhiều địch ý, sau khi bị ta trừng mắt nhìn lại, lại có hai phần ba quỷ đều cúi đầu, vậy mà không còn dám cùng ta đối mặt, địch ý trên người bọn họ cũng đều biến mất, ngược lại có chút thần phục, trong lòng tôi không khỏi cười lạnh một trận, đây chính điều mà trong truyền thuyết hay nhắc tới quỷ sợ ác nhân đi, tôi hiện tại thất hồn lạc phách chết, còn không sợ, ngược lại trên thân phóng ra một cỗ lệ khí, dọa đến bọn họ không còn dám chọc ta, đúng lúc này, ta bỗng nhiên nhìn thấy trong đám người một thân ảnh quen thuộc, thì ra là bà nội của Vương Văn, thân thể thấp bé của bà ấy bị bao phủ trong đám người, từ đầu đến cuối không có dám ngẩng đầu nhìn ta, khiến ta mới vừa rồi không có chú ý tới, bà ấy không phải bị lý trùy bắt đi rồi ư, ừ, tại sao lại ở đây, tôi cảm thấy kỳ quái, nhấc chân đi đến phía bà ấy, chỉ là tôi đi chưa được mấy bước, quần áo liền bị một da nô níu lại, nói, hôn lễ sắp bắt đầu, khách quý xin đừng nên đi loạn, nói, chuyện hôn lễ nhạc hỷ đã đánh đến hồi cuối, sau đó một lão đầu bộ dáng quỷ đi đến trên đài, nói vài câu chào mừng, sau đó để người mới lên đài, Tô Mộc cùng Lâm Yến Nhi song song đứng cùng một chỗ, hai người nắm tay nhau, dìu nhau đi lên trên đài, tại tất cả mọi người phía dưới đều mặc đồ đỏ rất nổi bật, còn hai người bọn họ lại mặc áo trắng vậy mà rất xứng đôi vừa lứa, tựa như một đôi thần tiên, chỉ là sắc mặt Tô Mộc trong toàn bộ quá trình rơi là lạ. Nhìn không ra là vui hay buồn toàn bộ hôn lễ làm cho mười phần lãng mạn, nhưng nghi thức lại có một cảm giác không nói ra được. Sau khi lão giả nói xong, Lâm Yến Nhi cùng Tô Mục cũng nhau nói lời thề của hôn lễ. 108 năm trước, em từng nói qua, sống là người của anh, chết là quỷ của anh. Em đã đợi chừng 108 năm, rốt cục cũng chờ được anh, Tô Minh, gả cho anh là tâm nguyện cả đời của em. Chỉ cần anh chịu đi cùng với em, em đều nguyện ý làm bất cứ chuyện gì qua hôm nay, chúng ta liền trở thành vợ chồng, từ nay về sau chúng ta sẽ vĩnh viễn cùng một chỗ, đem tất cả mọi chướng ngại và cách trở giữa hai chúng ta diệt trừ hết thảy, không còn ai có thể đem chúng ta tách ra. Tô Mộc, em yêu anh, Lâm Yến Nhi nói mười phần chân thành, chỉ là khi cô ta nói đến chướng ngại giữa cô ta và Tô Mộc, liền mơ hồ mang theo ánh mắt sát ý lường tôi một lúc, tôi cũng không thèm để ý. Tất cả lực chú ý của tôi đều đặt ở trên người Tô Mộc, hiện tại nếu anh ta nói lời thì anh ta sẽ nói cái gì tô mộc giữ đôi mắt xuống một trận dài rằng giặc lặng im mặc dù ở đây đều là quỷ, nhưng bọn hắn rõ ràng đều im lặng dõi theo khẩn trương chờ tô mộc mở miệng khiến bọn họ cũng không dám thở mạnh khẩn trương nhất cũng không có ai qua được tôi tuy mạng tôi nằm trong tay lâm yến nhi nhưng trong lòng vẫn có chút không cam tâm tôi vẫn luôn cho là người tô mộc yêu là tôi cho dù vừa rồi anh ta nói với tôi nhưng lời khiến tôi đau lòng, cho dù anh ta đã nói là hắn cố ý lợi dụng tôi, nhưng tôi vẫn không từ bỏ ý định, tôi vẫn muốn thấy hôn lễ của anh ấy cùng Lâm Yến Nhi, cho dù hiện tại lòng tôi đau như đau cắt nhưng tôi vẫn muốn tận mắt nhìn thấy dáng vẻ của anh ta khi đứng cùng Lâm Yến Nhi, có lẽ chỉ có tổn thương đủ sâu mới có thể triệt để làm ta mất hết hy vọng. Tôi Mộc trầm mặc hồi lâu, tất cả mọi người đều đang chờ đợi, nhưng anh ấy không có chút nào là muốn lên tiếng. Lâm Yến Nhi lúc trước còn kiên nhẫn 10 phần chờ đợi, trên mặt cũng tràn ngập chờ mong cùng thẹn thùng. Nhưng chờ đợi một lúc cô ta gắt cục cũng không giữ được bình tĩnh, túm tay Tô Mộc thúc giục hắn. Tô Mộc lúc này mới ngừng đầu, bất quá con mắt của anh lại nhìn về phía tôi chứ không phải Lâm Yến Nhi. Sau khi anh nhìn vào hai tôi mắt một lúc, lúc này anh mới lên tiếng nói, em thật chịu vì tôi, cái gì cũng nguyện ý làm câu nới vừa rơi xuống, hiện trường hôn lễ lập tức xôn xao một mảnh. Tất cả mọi người đều chờ anh nói lời thề với Lâm Yến Nhi, không nghĩ tới anh sẽ hỏi ra vấn đề này. Lâm Yến Nhi cũng ngây ngần cả người, nhưng cô ta phản ứng rất nhanh, mặt lập tức âm trầm xuống, cũng nhìn về phía phương hướng của tôi, nói, ý của anh là gì? Đây là chuyện giữa hai chúng ta, anh không hy vọng có nữ nhân khác xen vào ở đây, ngươi để Lộc Dương đi đi, chỉ cần cô ấy đi anh liền an tâm cùng em kết hôn. Tô Mộc nói, mươi 98, Vương Văn ở nhà tôi, cô ấy ở đây anh sẽ không an tâm kết hôn cùng em sao? Lâm Yến Nhi đột nhiên cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn tôi đầy oán hận, Tô Mộc không lên tiếng, trong đại điện lần nữa rơi vào yên lặng, nếu như hôm nay em càng muốn để cô ta dự lễ thì anh sẽ thế nào? Sẽ không cùng em kết hôn nữa sao? Gương mặt tuyệt mỹ của Lâm Yến Nhi tràn đầy không cam lòng, tỏ ra có chút dữ tợn giọng tô mộc vẫn có chút nhàn nhạt như cũ không nhìn ra anh đang có tâm tình gì nhưng giọng anh có một sự kiên định khó hiểu cô ấy ở đây hôn lễ hủy bỏ cô ấy đi hôn lễ tiếp tục tự em chọn đi nói xong thậm chí anh ấy không nhìn lâm yến nghi cũng không nhìn tôi xoay lưng về phía chúng tôi chỉ để lại cho tôi một thân ảnh gầy gò mặt lâm yến nghi âm trầm lệ khí trên người cô ta đột nhiên tăng oán hận nhìn tô mộc một cái lại nghiêm đầu nhìn về phía tôi ánh mắt lạnh như băng hận không thể băm vằm tôi thành từng mảnh cho cá ăn nhưng cuối cùng cô ấy vẫn không dám trai ý tô mộc ngoắc tay một cái đám gia nô mang tôi ra ngoài để tôi rời đi tô mộc anh thật sự muốn kết hôn cùng tô ta sao tôi thấy lâm yến nhi thật sự muốn đuổi tôi đi liền hỏi tô mộc đến giờ phút này tôi vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi tô mộc tô mộc không trả lời vẫn quay lưng về phía tôi khoát tay một cái giống như chào từ biệt tôi. Nói xong anh ấy nhìn đường dũng nháy mắt một cái, đường dũng hiểu ý, cũng không sợ tôi dãy rụa liền cúi xuống vác tôi lên vai mang ra ngoài, tôi liều mạng dãy rụa để đường dũng buông tôi ra, nhưng khí lực của anh ta cao hơn tôi nhiều, vác tôi nặng như một bao khoai tây vậy mà vẫn ung dung, cho dù tôi dãy rụa thế nào anh ta cũng không để ý, cứ vậy đem tôi ra ngoài, tôi chỉ có thể liều mạng gọi tên tô mộc hy vọng anh ấy có thể cản đường dũng lại nhưng tô mộc đã biến mất không thấy đâu đường dũng vác tôi đi thẳng đến khi ra khỏi rừng thoát khỏi âm phủ đã là lúc giữa trưa trở lại cạnh xe đường dũng mới chịu đặt tôi xuống vừa đặt chân xuống đất tôi thẳng tay đánh vào cánh tay đường dũng tức giận nói anh dựa vào cái gì mà mang tôi đi ra chuyện của tôi tự tôi làm chủ nếu anh đã chạy sao còn muốn quay lại cứu tôi dương dương nếu đánh anh có thể khiến em bớt giận thì em cứ đánh đi. Đường Dũng bị đánh không chút tức giận, thậm chí hí hửng cười đùa lại gần, nắm tay tôi để tôi đánh anh ta, thấy bộ dạng này của anh ta tôi cũng không còn ưu tư để đánh đấm gì, rút tay khỏi tay anh ta, nói, tôi mệt, muốn về nghỉ ngơi, nếu Tô Mộc không muốn tôi thì tôi cũng không cần thiết phải ở đây nữa, đường Dũng gật đầu liên tục, vừa nói được, để gã cản thì phái kia lái xe nói phải dẫn tôi về giang minh nghỉ ngơi cho khỏe một chút tôi đẩy đường dũng ra lạnh nhạt nói tự tôi quay về anh không cần đi theo nói xong tôi dứt khoát rời khỏi đường dũng đi về phía trạm xe của làng làng này tôi đã từng tới một lần có thể nói là quen đường quen cửa có thể tự mình bắt xe về đường dũng thấy tôi muốn đi thật liền luống cuống lần nữa chặn tôi lại nếu nói tôi không muốn ngồi xe riêng thì anh ta sẽ cùng tôi đi xe buýt trở về, dù sao anh ta phải ở bên cạnh bảo vệ tôi. Tôi đuổi đi mấy lần nhưng cũng mặc kệ tôi nói gì, Đường Dũng đã quyết. Tôi thật sự mệt mỏi, không muốn lại có nhiều dây dưa với anh ta, không thể làm gì khác hơn đành kệ anh ta, mặc cho anh ta đi theo, mua vé lên xe buýt quay về Giang Minh, 3 giờ xe chạy, tôi đã rất mệt mỏi, vừa lên xe liền ngủ. Khi tôi tỉnh lại là bị tiếng chuông điện thoại đánh thức đã rất lâu tôi không có điện thoại lấy điện thoại ra nhìn một cái là mẹ tôi gọi tới lấy lại tinh thần tôi không muốn để mẹ nhận ra tôi có gì khác thường liền cố làm ra vui vẻ nói chuyện alo mẹ sao đột nhiên lại gọi cho con con nói sao nhà đầu này đã bao lâu không về thăm nhà mẹ không gọi cho con thì con cũng không biết chủ động gọi điện về nhà mẹ tôi lau nhau một trận nhưng nghe giọng của mẹ cũng thấy được bà đang rất vui vẻ tôi có chút yên tâm nói mấy câu dặn dò với bà nói gần đây tìm được việc bận bịu cho nên mới không kịp về nhà hôm nay con kiểu gì cũng phải về nhà không phải vương văn chạy tới nhà nói thì mẹ cũng không biết hai đứa gần đây gây gổ con mau về đi vương văn đã mấy ngày không gặp con cũng sắp phát điên mẹ tôi nói nghe được câu này lòng tôi run lên kinh ngạc nói mẹ nói gì vương văn ở nhà chúng ta á nói xong anh ấy nhìn đường dũng nháy mắt một cái Đường Dũng hiểu ý, cũng không sợ tôi dãy dụa liền cúi xuống vác tôi lên vai mang ra ngoài, tôi liều mạng dãy dụa để Đường Dũng buông tôi ra, nhưng khí lực của anh ta cao hơn tôi nhiều, vác tôi nặng như một bao khoai tây vậy mà vẫn ung dung, cho dù tôi dãy dụa thế nào anh ta cũng không để ý, cứ vậy đem tôi ra ngoài, tôi chỉ có thể liều mạng gọi tên Tô Mộc, hy vọng anh ấy có thể cản Đường Dũng lại, nhưng Tô Mộc đã biến mất không thấy đâu, Đường Dũng vác tôi đi thẳng đến khi ra khỏi rừng thoát khỏi âm phù đã là lúc giữa trưa trở lại cạnh xe đường dũng mới chịu đặt tôi xuống vừa đặt chân xuống đất tôi thẳng tay đánh vào cánh tay đường dũng tức giận nói anh dựa vào cái gì mà mang tôi đi ra chuyện của tôi tự tôi làm chủ nếu anh đã chạy sao còn muốn quay lại cứu tôi dương dương nếu đánh anh có thể khiến em bớt giận thì em cứ đánh đi đường dũng bị đánh không chút tức giận thậm chí hí hửng cười đùa lại gần nắm tay tôi để tôi đánh anh ta thấy bộ dạng này của anh ta tôi cũng không còn ưu tư để đánh đấm gì rút tay khỏi tay anh ta nói tôi mệt muốn về nghỉ ngơi nếu tô mộc không muốn tôi thì tôi cũng không cần thiết phải ở đây nữa đường dũng gật đầu liên tục vừa nói được để gã cản thì phái kia lái xe nói phải dẫn tôi về giang minh nghỉ ngơi cho khỏe một chút tôi đẩy đường dũng ra lạnh nhạt nói tự tôi quay về anh không cần đi theo nói xong tôi dứt khoát rời khỏi đường dũng đi về phía trạm xe của làng làng này tôi đã từng tới một lần có thể nói là quen đường quen cửa có thể tự mình bắt xe về đường dũng thấy tôi muốn đi thật liền luống cuống lần nữa chặn tôi lại nếu nói tôi không muốn ngồi xe riêng thì anh ta sẽ cùng tôi đi xe buýt trở về dù sao anh ta phải ở bên cạnh bảo vệ tôi tôi đuổi đi mấy lần nhưng cũng mặc kệ tôi nói gì đường dũng đã quyết tôi thật sự mệt mỏi không muốn lại có nhiều dây dưa với anh ta không thể làm gì khác hơn đành kệ anh ta mặc cho anh ta đi theo, mua vé lên xe buýt quay về Giang Minh, 3 giờ xe chạy, tôi đã rất mệt mỏi, vừa lên xe liền ngủ, khi tôi tỉnh lại là bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, đã rất lâu tôi không có điện thoại, lấy điện thoại ra nhìn một cái, là mẹ tôi gọi tới, lấy lại tinh thần, tôi không muốn để mẹ nhận ra tôi có gì khác, thường liền cố làm ra vui vẻ nói chuyện, alo. Mẹ, sao đột nhiên lại gọi cho con? Con nói sao? Nhà đầu này đã bao lâu không về thăm nhà? mẹ không gọi cho con thì con cũng không biết chủ động gọi điện về nhà. Mẹ tôi lau nhau một trận, nhưng nghe giọng của mẹ cũng thấy được bà đang rất vui vẻ. Tôi có chút yên tâm, nói mấy câu dặn dò với bà, nói gần đây tìm được việc, bận bịu cho nên mới không kịp về nhà. Hôm nay con kiểu gì cũng phải về nhà, không phải Vương Văn chạy tới nhà nói thì mẹ cũng không biết hai đứa gần đây gây gổ. Con mau về đi, Vương Văn đã mấy ngày không gặp con cũng sắp phát điên. Mẹ tôi nói nghe được câu này lòng tôi run lên, kinh ngạc nói, mẹ nói gì? Vương Văn ở nhà chúng ta á, tô, tôi nóng nảy, còn muốn nói thêm nhưng có lẽ ra nô kia nhận được chỉ thị của Lâm Yến Nhi, đã sớm không nhịn được, không chờ tôi nói chuyện đã nắm hai cánh tay tôi kéo ra ngoài, kéo tới sinh tử môn kia liền một cước đạp tôi ra bên ngoài, quăng mạnh tôi xuống đất. Tôi cảm giác trời đất quay cuồng, chật vật bò dậy còn muốn quay trở lại hôn lễ nhưng một bóng người từ bên trong sinh tử môn đi ra, đứng trước mặt tôi, là bà nội Vương Văn, bà ấy nhìn tôi hết sức phức tạp, có chút áy náy, kéo tay tôi nói, cháu gái, cánh tay không cưỡng được bắt đùi, cô dâu kia là đại ma đầu, thừa dịp lúc này cô ta chịu bỏ qua cho cháu, ngàn vạn lần không nên quay lại chịu chết đi nhanh đi, vừa nói, bà ấy cũng đẩy tôi ra phía ngoài, tôi không thể làm gì khác hơn là lảo đảo đi ra ngoài, nhưng nơi này là làng quỷ tôi lại lần đầu tiên tới không có đường dũng dẫn đường tôi cũng không biết mình đang ở đâu thậm chí không tìm được đường về bà nội vương văn nhận ra tôi không biết nên đi đâu liền kéo tôi lại đưa tôi chạy đi tôi cũng không hỏi bà đem tôi đi đâu cứ vậy theo bà không mục đích không biết đi bao lâu con đường vốn vắng vẻ đã có nhiều người hơn thật ra mà nói phải là có nhiều quỷ hơn bà đưa tôi đi xuyên qua các bầy quỷ cuối cùng ngừng ở trước mặt một ngôi nhà căn nhà này không phải là nhà của lý trùy tôi cũng chưa từng tới tôi không khỏi kỳ quái bà đưa tôi đến đây làm gì nhưng tôi rất tin tưởng bà nội vương văn cũng không hỏi mà mà đi theo sau bà đi vào bà đưa tôi vào căn nhà kia sau khi đi vào tôi mới phát hiện nơi này bố trí rất kỳ quái bên ngoài nhìn là một ngôi nhà rất lớn bên trong lại có từng ô vuông được ngăn cách nhìn giống như một phòng đơn trong quan rượu càng giống phòng giam cháu gái thật xin lỗi bà cũng bị ép buộc Cháu, trước tiên cứ ở chỗ này một thời gian, bà sẽ tận lực tìm người tới cứu cháu. Bà nội Vương Văn nói, lúc này trên mặt bà có rất nhiều ái này, vừa nói vừa đẩy tôi vào một phòng đơn. Trong phòng đơn đen thui, còn chưa đến gần tôi đã nhận ra một cổ hơi lạnh thấu xương, giống như bên trong được chế tạo từ băng vạn năm vậy. Tôi liền sáng tỏ, thất vọng nhìn bà nội Vương Văn, thảo nào bà vừa rồi nhìn tôi đầy ái náy, thảo nào bà xuất hiện ở hôn lễ của Lâm Yến Nhi hóa ra bà ấy đã cấu kết cùng lâm yến nhi hoặc có thể nói bà ấy căn bản vốn là người của lâm yến nhi đột nhiên tôi cảm thấy thật đáng buồn giống như cả thế giới vứt bỏ tôi vậy đường dũng ở lúc nguy hiểm không chùn bước mà bỏ mặc tôi tôi mộc ngay trước mặt tôi kết hôn cùng lâm yến nhi còn nói anh ấy không muốn tôi sau này tôi với anh ấy không có nửa điểm quan hệ ngay cả bà nội vương văn đối với tôi tốt như vậy cũng chỉ là diễn thế giới này tôi còn có thể tin được ai thấy tôi không nói gì ngoan ngoãn đi vào căn phòng rét buốt bà nội vương văn lại có chút trần trừ suy nghĩ một chút rồi tìm một chiếc áo bông đưa cho tôi cháu gái bên trong lạnh cháu mặc cái áo này có thể sẽ ấm hơn một chút hai mắt tôi nhìn chằm chằm vào chiếc áo bà đưa khóe miệng không khỏi cong lên cười nhạt một tiếng cần thiết sao dù sao cũng chết chết rét ở trong này hay bị lâm yến nhi tự tay giết thì có gì khác nhau cháu gái cháu đừng như vậy bà nội vương văn lộ vẻ căng thẳng khổ sở, thấy bà ấy khổ sở như vậy, không giống như đang giả vờ, tôi cũng có chút động lòng, nhỏ giọng nói, bà nội vương, bà cần gì phải giả mù sa mưa đâu, từ khi bà xuất hiện là bà đã diễn rồi đúng không? Căn bản bà là người của Lâm Yến Nhi, lão long phù lý trùy kia có phải là cùng phe với bà? Thật ra Lâm Yến Nhi muốn mạng tôi rất đơn giản, cô ta là ác quỷ, có đủ trăm nghìn phương pháp giết chết tôi, không cần phí công như vậy, cháu gái sắc mặt bà nội vương văn càng phức tạp, bà cứ muốn nói gì đó lại thôi, giống như có tâm sự rất sâu kín vậy, nhưng cuối cùng rốt cuộc vẫn không nhịn được, nói, cháu gái, không phải như cháu nghĩ đâu, bà cũng là bị ép buộc, nói, xong, bà hỏi tôi, cháu gái, cháu nói cho bà biết, có phải cháu nội bà xảy ra chuyện phải không, vương văn? Tôi nói theo bản năng, hai tiếng này đã quá lâu không xuất hiện, đối với tôi mà nói đã rất xa vời mặc dù tôi cùng tô mộc ở chung một chỗ chưa tới nửa năm nhưng trong đầu tôi bây giờ đều là những cái nhăn mày những tiếng cười của tô mộc còn vương văn ở cùng tôi suốt một năm vậy mà ngay cả dáng vẻ của anh ấy tôi cũng sắp không nhớ rõ anh ấy mất tích suy nghĩ một lát tôi thấy cũng không cần che giấu nói dù sao cũng sắp chết bà nội vương văn có quyền biết chuyện của vương văn bà cũng biết văn nhà bà xảy ra chuyện bởi vì bà ở âm phủ nhìn thấy hồn phách của nó nó bây giờ thành gia nô của nữ ma đầu kia, bị nữ ma đầu kia khống chế. Bà muốn cứu Văn của bà, chỉ có thể để cháu chịu thiệt thòi trước vậy." Bà nội Vương Văn ủ rũ nói, nhắc tới Vương Văn giọng của bà có chút nức nở, nghe khiến lòng người chua xót, sự thất vọng của tôi với bà giảm bớt hơn phân nửa, hóa ra bà đã biết Vương Văn xảy ra chuyện, cũng là bởi vì Vương Văn nên bà ấy mới đối với tôi như vậy. Chớp mắt, tôi có thể hiểu được bà Dẫu sao Vương Văn cũng là cháu trai bảo bối của bà Còn tôi chẳng qua cũng chỉ là có duyên gặp một lần Nếu như đổi lại là tôi có khi tôi cũng sẽ lựa chọn giống như bà ấy Yên lặng nhận lấy quần áo Tôi khoác lên người, đi vào trong mục giam, ngồi ở trên cây ghế Bà nội Vương Văn thấy tôi rốt cuộc đã chịu mặc quần áo Sắc mặt khá hơn một chút lại nói cho tôi mấy câu an ủi Rồi mới chậm rãi đóng cửa lại Nhưng ngay sau khi cửa sắp khép hẳn Đột nhiên bà nội vương văn phát ra một tiếng hết thảm, sau đó không có động tĩnh gì, thật giống như đã biết mất, tôi vừa mới đẩy cửa ra thì hai cánh tay một nóng một lạnh cùng lúc tóm được tôi, dương dương, đi mau, mau rời khỏi đây, hai tiếng nói cùng đồng thời vang lên, là, đường dũng cùng tô mộc, lúc này tô mộc vẫn mặc bộ đồ trắng trong hôn lễ kia, nhìn rất tuấn giật phi phàm, ánh mắt của anh ấy nhìn tôi đã không còn lạnh nhạt, mà cho mày, dáng vẻ rất khó chịu anh ấy tới cứu tôi tôi thấy anh ấy tới trong lòng rất kích động rất hưng phấn nhưng đồng thời cũng rất tức giận cùng tủi thân tôi hất tay anh ra nói anh tới làm gì không phải anh không muốn em sao em sống hay chết sau này với anh cũng không có quan hệ anh không cần tới cứu em quả thật không quan hệ nhưng duyên âm của em và anh vẫn còn chỉ cần em còn sống một ngày thì anh còn có thể quay lại dương gian một ngày dương gian anh còn có chuyện chưa xong cho nên bây giờ em phải còn sống." Tô Mộc nói, chương 99, tiếng ồn lạ trong bếp. "A, à, cũng không phải là đang ngồi cạnh mẹ đâu. Khi nào con về nhà?" Mẹ tôi nói, "Mẹ chờ, con lập tức quay về." Tôi kích động nói gấp gáp, "Vương Văn thật sự mất tích đã lâu vậy mà bây giờ xuất hiện ở nhà tôi, nhất định là Tô Mộc." Lúc này xe đã đi vào trong thành phố Giang Minh, Đường Dũng ngồi bên cạnh tôi, anh ta cũng nghe được mẹ tôi nói trong điện thoại rằng vương văn ở nhà tôi dọc đường vừa đi vừa nói tôi không được kích động trong này nhất định có những chuyện khác sẽ không đơn giản giống tôi nghĩ như vậy tôi dĩ nhiên biết chuyện này không đơn giản tô mộc đã lựa chọn ở lại kết hôn cùng lâm yến nhi rồi bây giờ đột nhiên xuất hiện ở nhà tôi thì nhất định có cái gì đó tôi không biết dọc đường đi tôi không ngừng thúc giục lái xe taxi chạy nhanh một chút ước chừng hơn nửa giờ tôi rốt cuộc đã về tới nhà là mẹ ra mở cửa cho tôi sau khi vào tôi thậm chí không kịp chào hỏi mẹ liền trực tiếp đi vào phòng khách quả nhiên thấy bóng dáng vương văn đang ngồi trên ghế salon anh ta đang cười ha hả cùng cha tôi uống trà thấy tôi quay về liền đứng dậy cười nói dương dương đã lâu không gặp tôi ngây người anh ta không phải tô mộc mặc dù tô mộc từng biến thành bộ dạng của vương văn nhưng dù cho ngoại hình có biến đổi giống như thế nào thì tính cách của tô mộc là độc nhất không ai có thể bắt trước được chính là trong sự lạnh lùng có mang theo chút bá đạo, thêm chút xấu xa nhưng lại cực kỳ đẹp trai, chỉ là hiện tại Vương Văn đứng trước mặt tôi đây, hoàn toàn cư xử như một người xa lạ, cả người toát ra xen lẫn chút khí tức lạ lẫm, giống như là tôi không hề quen biết anh ta, gần như chỉ ngay lập tức, tôi đã có thể xác định đây không phải là tô mộc, phía đối diện, Vương Văn thấy tôi nhìn anh ta bằng con mắt kinh ngạc, thì khóe miệng gợi lên một nụ cười. Mở rộng vòng tay tiến tới muốn ôm lấy tôi, "Thế nào, vẫn còn giận anh à? Anh đã biết sai rồi, sau này tuyệt đối sẽ không chọc em giận nữa." Em nói cái gì sẽ là cái đấy, nói đến liền chạy lại, đem tôi ôm vào trong lòng, thấy Vương Văn ôm tôi, Đường Dũng vẫn luôn theo phía sau tôi tỏ ra không vui, lập tức đẩy Vương Văn, nói, "Có chuyện gì thì liền nói, đừng có lôi lôi kéo kéo, không nhìn thấy còn có tôi ở đây sao?" Vương Văn lúc này mới chú ý đến phía sau, tôi còn có theo đến một người đàn ông. Không chỉ Vương Văn, đến ba mẹ tôi lúc này cũng chú ý đến Đường Dũng. Cùng cất tiếng hỏi Đường Dũng là ai, tôi liền nắm lấy cơ hội tránh vòng tay của Vương Văn ra, đang muốn giải thích, Đường Dũng đã chen mồm vào giới thiệu trước, "Ba, mẹ, con là vị hôn phu của Dương Dương." Vị hôn phu, mẹ tôi kinh ngạc, ánh mắt đảo một vòng nhìn Đường Dũng, lại quay qua nhìn Vương Văn cuối cùng ánh mắt dừng trên người tôi nhíu mày hỏi dương dương rút cuộc sự tình là như thế nào tôi đau cả đầu bởi vì chuyện của tô mộc mà tôi cả người lẫn tinh thần đều mệt mỏi giờ lại thêm chuyện này nữa tôi đành hết cách nhẫn nhịn nóng giận xuống giải thích một phen nói rằng đường dũng chỉ là bạn bè bình thường anh ta chỉ nói đùa thôi thấy biểu tình trên mặt tôi không có chút gì là giả mẹ tôi mới nghi ngờ gật đầu nói nếu chỉ đùa thôi thì tốt, sau đó bắt tôi qua trò chuyện với Vương Văn. Gia đình tôi là một gia đình nghiêm túc, không cho phép tôi ở bên ngoài có quan hệ nam nữ lung tung. Đối với chuyện tình cảm phải một lòng một dạ, tôi liên tục gật đầu, khó khăn lắm mới thuyết phục được ba mẹ rời đi. Ngay sau đó liền chạy đến trước mặt Vương Văn hỏi rốt cuộc anh ta là ai, Dương, Dương, mới nửa năm không gặp, đến cả anh em cũng không nhận ra rồi sao trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười nhàn nhạt vương văn hỏi tôi trong nháy mắt tôi dường như cả người liền đông cứng nghi ngờ nhìn anh ta anh ta sẽ không phải là vương văn thật chứ bạn trai vương văn của tôi anh ta không phải bị tô mộc giấu đi rồi sao sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây do dự một lát tôi mới nhỏ tiếng hỏi anh thật sự là vương văn nửa năm nay anh đã đi đâu vậy sao em không tìm được anh tại sao lại không liên lạc với em thật quá bất ngờ vương văn bỗng dưng xuất hiện trước mắt tôi tôi lại không hề vui mừng như tôi tưởng tượng chỉ thấy an tâm khi thấy anh ta bình an trở về tảng đá lớn trong lòng tôi cuối cùng có thể đặt xuống được rồi ít nhất thì anh ta cũng không vì tôi mà bị liên lụy anh đã đi đâu đây là câu hỏi em nên hỏi chồng em sao anh bị hắn ta nhốt lâu như vậy em có từng lo lắng cho anh không em thật sự có đi tìm anh thì cũng đến nỗi bây giờ mới gặp anh vương văn trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười nhàn nhạt chỉ là anh ta mỗi một câu nói ra đều xen lẫn hơi thở lành lạnh cả người tôi bông ngây ra sững sờ nhìn anh ta anh ta thật sự là cái tên mốc vương văn kia sao tôi thật sự có mà có thể tưởng tượng ra tên vương văn đầu gỗ thật thà trước kia lại có thể nói ra được cái ngữ điệu này không những thế anh ta còn biết anh ta chính là bị tô mộc bắt đi còn biết quan hệ giữa tôi và tô mục, tôi lập tức thấy trong tim tràn ngập một trận tội lỗi liền tiến đến gần anh ta để giải thích vương văn thật xin lỗi thật sự không như anh nghĩ anh nghĩ như thế nào vương văn vẫn nụ cười nhàn nhạt hỏi tôi anh ta chưa nói gì cả nhưng anh ta hiện tại cho tôi cảm giác được miêu tả bằng bốn từ cao thâm khó dò nửa năm này anh ta bị tô mộc nhốt lại sự việc trải qua cũng không ít mới dẫn đến con người anh ta thành như thế này gần như là biến thành một người khác cũng phải ngắn ngủi nửa năm Chúng tôi đều thay đổi rồi, không còn là một cặp vợ chồng sắp cưới như trước nữa, như thế nào cũng không quan trọng nữa, anh Bình An trở về là tốt rồi." Tôi đè nén sự áy náy và chua xót trong tim xuống, thấp giọng nói, "Em không muốn biết trong nửa năm nay anh ở đâu." Làm thế nào mà lại ra được? Dương Dương, trước đây em rất quan tâm anh, Vương Văn cười nói, anh ta trên mặt vẫn một mực treo nụ cười nhàn nhạt đó, nói chuyện rất ác ý, không nhận ra tâm tình hiện tại của anh ta chỉ là anh ta hiện tại khiến tôi cảm thấy không thoải mái tôi chỉ hỏi anh ta sự tình nửa năm nay ra sao cái lão quỷ đó vì muốn chiếm giữ em đem anh nhốt vào trong một cái sơn động vừa sâu vừa tối nhốt liền nửa năm nửa năm này anh sống không bằng chết có điều cũng coi như là anh may mắn đợi được đến lúc lão quỷ kia không chú ý lơi là anh liền thoát được ra em có thấy vui mừng thay cho anh không hơn nửa năm nay anh thế mà vẫn còn sống tất cả đều vì anh tâm tâm niệm niệm nghĩ đến em mà cố gắng. Hiện tại anh đã về đây rồi. Anh không muốn lãng phí thời gian nữa. Dương Dương, chúng ta kết hôn đi. Vương Văn nói, anh ta chuyển chủ đề quá nhanh khiến não tôi không phản ứng kịp. Hỏi lại, gì cơ? Anh nói cái gì? Lục Dương, anh muốn cùng em kết hôn. Vương Văn một lần nữa nhắc lại, cả người tôi đều đần ra rồi. Nếu nói nửa năm trước, anh ta cầu hôn tôi. Tôi đoán tôi sẽ rất nhanh mà gật đầu đồng ý. Mặc dù tình cảm của tôi đối với anh ta không tính là yêu, nhưng tôi cũng không quá ghét anh ta, với lại lúc đó tôi lại không tìm thấy tình yêu thật sự, thế nên một lòng muốn kết hôn cùng anh ta, nhưng mà hiện tại, trong lòng tôi có Tô Mộc giờ nói kết hôn cùng anh ta, trong lòng tôi đương nhiên không nguyện ý, mặc dù vậy, tôi cũng không lập tức từ chối, bởi vì hiện tại, Tô Mộc cũng đã kết hôn rồi, lấy người con gái khác mà không phải tôi. Dương Dương thấy tôi không lên tiếng vương văn cất tiếng hỏi em để em suy nghĩ đã lúc này tôi mới hoàn hồn thấp giọng đáp suy nghĩ các quỷ ấy dương dương coi như không có tô mộc nữa thì vẫn còn có anh coi như nếu có phải xếp hàng thì cũng không đến lượt anh ta với lại dương dương anh vẫn cảm thấy đường dũng đem tôi kéo qua một bên nói không đợi anh ta nói dứt lời tôi liền chặn họng đường dũng cảm ơn anh đã quan tâm tôi như thế nhưng tôi mệt rồi muốn ở yên tĩnh một mình, cho nên thời gian này các anh đừng đến tìm tôi nữa được không, Dương Dương? Có phải em vì việc tại hôn lễ của Lâm Yến Nhi tôi vứt em lại chạy trước nên em vẫn còn giận? Thật ra cũng có nguyên nhân mà, lúc đó anh phát hiện, tôi không tức giận, tôi chỉ muốn yên tĩnh một mình. Không đợi đường dũng nói hết, tôi liền ngắt lời anh ta, một ngày hôm nay, thần kinh của tôi phải chịu kích thích quá lớn rồi, tô mộc không cần tôi nữa, lại cùng người con gái khác kết hôn vương văn mất tích khá lâu rồi bây giờ đột nhiên xuất hiện không biết vì sao tôi vẫn cứ cảm thấy vương văn xuất hiện lần này không phải trùng hợp có lẽ việc anh ta trở lại cùng với việc tô mộc kết hôn có chút liên quan tôi càng không thể hiểu được tại sao vào thời điểm này anh ta lại hướng đến cầu hôn tôi anh ta rõ ràng biết là tôi và tô mộc đã ở với nhau cùng tô mộc lên giường rồi anh ta không hề để ý một chút nào sao hai ba câu cắt đuôi được đường dũng rồi tôi liền nói với vương văn cho tôi ba ngày tôi cần cẩn thận suy nghĩ lại chuyện này. Vương Văn đáp ứng rất nhanh, trực tiếp gật đầu, nói ba ngày sau quay lại tìm tôi. Sau đó đứng dậy cáo từ ra về, đường dũng thì vẫn như keo ra chó, dinh mãi vẫn không chịu rời đi. Thậm chí còn hết rượu rượu ra để giúp anh ta nói vài lời tốt đẹp. Tôi bị anh ta chọc cho mất hết kiên nhẫn rồi, lập tức gọi ba mẹ tôi ra, lúc họ ra đến nơi, anh ta nói trước mặt ba mẹ tôi không tiện nói chuyện, cuối cùng cũng nói lời cáo từ với chúng tôi đợi khi bọn họ đều đi rồi mẹ tôi cuối cùng cũng không nhịn được nhìn tôi một cách quan tâm hỏi giữa tôi và vương văn tóm lại là đã xảy ra chuyện gì tôi đành tùy tiện biện ra một cái cơ là chúng tôi cãi nhau cho có lệ qua mặt ba mẹ dương dương con cũng đã tốt nghiệp đại học rồi cũng nên đến tuổi kết hôn rồi mẹ thấy tên nhóc vương văn này không tồi các con đã quen nhau lâu như thế trước đến giờ đối với con vẫn rất tốt đặc biệt là lúc em họ con xảy ra chuyện, biểu hiện của nó trầm tĩnh như thế, là một người đàn ông đáng để giao phó. Còn đừng có mà dại dột, đem một thằng nhóc tốt như thế bỏ qua, mẹ tôi nói, nói đến chuyện em họ, lòng tôi lại lần nữa dấy lên cảm giác nặng nề. Mẹ tôi căn bản là không hề biết, Vương Văn lúc đó thực ra là tô mục, bà nói đến trầm tĩnh, đáng được giao phó, cũng là nói tô mục, mà tô mục hiện nay đã kết hôn rồi, nói đến đây tôi bảo với mẹ rằng tôi mệt rồi muốn nghỉ ngơi rồi đứng dậy đi về phòng ngủ nằm trên giường đầu óc tôi bắt đầu không ngừng hiện ra từng chút từng chút mỗi một hình ảnh khi tôi và tô mộc ở bên nhau cứ nghĩ đến đó hốc mắt tôi bắt đầu ẩm ướt không để ý nước mắt đã đầy mặt không biết ngủ th iota đi từ lúc nào đợi lúc tôi tỉnh dậy nước mắt trên mặt vẫn chưa khô bên ngoài một mảnh tối đen mở điện thoại lên vậy mà tôi đã ngủ th iota đi một ngày một đêm ngồi dậy trên giường bụng đã réo ọc ọc lên vì đói lúc này mới nghĩ đến việc xuống giường tôi đã rất lâu chưa ăn gì rồi phòng khách một mảnh tối om ba mẹ chắc đều đã đi ngủ rồi tôi nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng hướng đến nhà bếp tìm đồ ăn nhưng tôi vừa mới đi tới phòng bếp còn chưa kịp bật đèn tôi nghe thấy từ trong bóng tối một tiếng động nhẹ nhàng phát ra từ trong phòng bếp hình như có chuột tôi lập tức cẩn thận đi tới lắng nghe kỹ xem nguồn âm thanh đó phát ra từ đâu nghe kỹ mới phát hiện, âm thanh đó không phải là chuột, nó thỉnh thoảng phát ra âm thanh rất nhỏ cọ sát vào gạch lát sàn. Âm thanh nghe kỹ rất chói tai, giống như đang trên nền bếp đào ra một cái động, tôi liền không nén nổi tò mò, nghe một chút liền bật đèn trong phòng bếp lên, cùng lúc đèn sáng lên, âm thanh đột nhiên cũng dừng lại, theo ánh mắt tôi nhìn đến, trên sàn bếp là một con giống như thằn lằn, nó dài cỡ khoảng như cánh tay của tôi. Toàn thân được phủ một lớp vầy màu xám bạc nhìn thấy tôi đang nhìn nó liền giống lên một tiếng như đe dọa sau đó quẫy đuôi đập mạnh xuống sàn rồi chạy mất tôi cũng không thấy nó trốn hướng nào chỉ là trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng nó đâu chưa một trăm mẹ tôi mất tích tôi vội vàng đuổi theo muốn xem con thần lằn kia rốt cuộc đã chạy đi đâu lỡ nó chạy linh tinh lại chạy vào phòng ngủ của cha mẹ tôi sẽ không tốt nhưng tôi tìm khắp phòng bếp cũng không thấy bóng dáng con thần lằn kia mà cửa phòng bếp khi tôi đi vào đã đóng lại khe cửa cũng không có dấu vết gì hẳn nó không chạy ra bên ngoài được mới đúng cảm giác nó sẽ không gây hại cho cha mẹ tôi lúc này tôi mới buông lòng một chút đi tới tủ lạnh tìm thức ăn nhưng đi qua chỗ vừa rồi con thằn lằn ở tôi mơ hồ thấy có một ít bột lấp lánh trên nền gạch tôi lập tức đi tới kiểm tra nhìn qua giống như bột bạc có lẽ là rơi từ trên người con thằn lằn xuống tôi cũng không để bụng cầm chổi định quét đám bụi đi nhưng cây trổi vừa mới tiếp xúc với thứ bột kia thì trong đầu tôi đột nhiên xuất hiện tiếng của giao tiên sao, đừng đụng, thứ đó có độc, sao giao tiên, gồm luồng tiên, viết thùng luồng dài quá nên mình để nguyên giao tiên vừa ngắn lại vừa, hay nhé. Nhưng mà hắn nói đã muộn, thời điểm thanh âm hắn rơi xuống, cái chổi của tôi đã bị bột màu bạc đó làm cho lắc lư rung động, còn hiện ra một cỗ khói đen, đem cây trổi bốc cháy, cùng lúc đó cơ hồ là trong nháy mắt, trên cổ tay tôi hắc quang lóe lên thuồng luồng tiên từ tôi trên cổ tay thoát ra, đuôi rắn lớn trực tiếp mang theo một trận gió hướng mặt tôi đảo qua. tôi liền bị hù dọa suýt chết. nhưng tốc độ của tôi căn bản không phải là đối thủ của thuồng luồng tiên. hắn đuôi rắn rất nhanh quét trở về, sau đó trực tiếp đánh trên mặt tôi. chỉ là khác với trong tưởng tượng của tôi là không có xuất hiện đau nhức. thật giống như một khối to bông vải đang quát ở trên mặt tôi vậy. ngoại trừ trước mặt tôi có một cây chổi đang khét ra và có chút hút thở không thông thì tôi không hề có cảm giác dị thường nào, mau lui ra ngoài, đừng hút đến khói độc này. Thường luồng tiên nhanh chóng nói, tôi bị biến cố bất thình lình dọa sợ, bất quá có thể lần nữa trông thấy giao tiên sao, tôi vẫn là rất vui vẻ. Sao giao tiên là tuồng luồng tiên trong các chương trước nhé tại mình thấy nghe hay hơn nên để nguyên nhắn không có việc gì, vẫn còn ở trong thân thể tôi, hơn nữa bây giờ nhìn tình huống, hình như so với trước đây có chút mập hơn một chút chẳng qua là tình huống bây giờ hơi nguy hiểm. Tôi không thể hỏi hắn tình trạng của nó gần đây. Vội vàng dựa theo chỉ thị của giao tiên chạy ra khỏi phòng bếp dốc sức đóng cửa lại, thậm chí tìm chút quần áo nhét vào trong khe cửa, ngăn chặn khói độc từ trong khe cửa bay ra. Sau khi làm xong mọi thứ, giao tiên rốt cuộc thu hồi lấy cái đuôi mình tôi buông ra. Người trước đem ba mẹ ngươi gọi dậy, tiếp đó dẫn bọn hắn đi xuống dưới lầu chờ ta. Ta đi đem lửa trong phòng bếp dập tắt, sau đó sẽ xuống tìm các ngươi ngay. Giao tiền lên tiếng, thanh âm hắn rất gấp, xem ra độc tính của bột phấn màu bạc kia thật sự không thể khinh thường. Tôi chỉ tốt dựa theo hắn nói chạy đến trong phòng ngủ ba mẹ tôi, đem ba mẹ tôi từ trong chăn kéo đứng lên, ba mẹ tôi hơn nửa đêm đang ngủ say, chợt bị tôi hô to kéo dậy cả người đều bị vây trong trạng thái lờ mờ không hiểu cái gì. Chỉ là hiện tại tôi không kịp giải thích cho họ, dành dục bọn họ mau mặc quần áo vào đi theo tôi xuống dưới lầu mẹ tôi thấy tôi vẻ mặt gấp gáp, còn tưởng rằng là động đất. Một bên thật nhanh mặc quần áo, một bên phải cho tôi cậu gọi điện thoại, thông báo nhà bọn họ có động đất, tôi không có gì để nói. Tôi nói không phải là do động đất mà là phòng bếp bốc cháy rồi, trước đi xuống dưới lại nói. Đang khi nói chuyện mẹ tôi đã mặc quần áo tử tế muốn đi đến phòng bếp dập tắt lửa, nhưng lại bị ba tôi một phen níu lại, đẩy ra ngoài cửa, nói để cho tôi mang theo mẹ tôi đi xuống trước, để ba đi dập lửa xong hắn liền chạy trở về ngay cả cơ hội để tôi giải thích cũng không cho tôi nói tôi sợ ba tôi quay trở lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nhưng nếu tôi không đưa bà ấy đi xuống bà ấy nhất định sẽ không chịu một mình đi xuống dưới nhà bất đắc dĩ tôi không thể làm gì khác hơn là lôi kéo mẹ tôi chạy vội xuống lầu rồi thì để bà ngồi chờ sau đó quay trở lại tìm ba tôi lúc này tôi đã không kịp chờ thang máy nữa theo cầu thang bộ một đường chạy cực nhanh chờ chạy tới gian bếp ba tôi đã đi ra Ông nhưng thật ra không có chúng độc chỉ là bị không ít kinh hách nhìn thấy tôi liền nói dương dương chạy mau trong nhà chúng ta có rắn một con hắc xà to dài hơn đại hắc xà cùng một con quái vật màu trắng bạc đang đánh nhau ngươi nhưng đừng đi vào đây nói hắn lôi kéo tôi cũng hướng dưới lầu chạy trong lòng tôi cả kinh kia ngân bạch thàn làn lại quay trở lại hơn nữa cùng giao tiên đánh nhau trong lòng tôi lo lắng giao tiên nhưng ba tôi lại sử dụng toàn bộ sức mạnh mang tôi chạy thoát thân. Tốc độ kia, quả thực so với lưu tương sao còn nhanh, tôi chạy thở không ra hơi, cả miễn bàn để ba ở đó để tôi tự mình về nhà xem xét tình huống. Sao? Anh là người đầu tiên trong các chướng ngại vật 110 m để giành chức vô địch Olympic, vô địch thế giới và kỷ lục thế giới, một đường chạy xuống. Tôi mệt thở không ra hơi, ba tôi cũng như vậy, ở dưới lầu ngưỡng đầu lên nhìn về phía cửa sổ phòng bếp, bên trong thật sự có bóng hình một con xà lớn xuyên qua xuyên lại vũ động, thấp thoáng có thể thấy được giao tiên phía dưới có một màu bạc thân ảnh, chúng nó hỗn chiến với nhau, đánh thập phần dữ dội, tâm của tôi như nghẹt ở cổ họng, khẩn trương nhìn tình hình cuộc chiến, rất sợ giao tiên mới xuất hiện, lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cũng may nhìn cái bóng giao tiên đúng là đang chiếm thượng phong. Nó đem toàn bộ người con thằn lằn kia ngậm lên miệng khắp nơi quang loạn quang xả cả căn bếp đều bị giao tiên thân thể lớn chặn hết, đừng nói ba tôi, ngay cả tôi đều là lần đầu tiên nhìn thấy cự xa lớn như vậy, cũng may lúc nãy ba tôi chạy trối chết, cũng vì sợ đến choáng váng, cũng không có báo cảnh sát, chỉ là đứng ngây ra nhìn phòng bếp nhà tôi, tình hình chiến đấu nhìn nguy hiểm vô cùng, thực tế tốc độ rất nhanh, từ đầu đến cuối cũng chỉ mới 5 phút, kính phòng bếp liền phát ra một tiếng vang thật lớn, sau đó thì không có động tĩnh nữa, đảo mắt một cái một đường hắc quang từ trong cửa sổ nhà tôi bắn ra trực tiếp đánh về phía tôi sau đó ở trên cổ tay tôi hắc quang lóe lên hắc xà đã trở lại trong thân thể tôi đi mau nhà ngươi đã bị người ta theo dõi ở lại chỗ này không an toàn âm thanh hắc xà từ trong đầu óc tôi nổi lên nghe thanh âm hắn không có gì trở ngại tôi lúc này mới yên lòng lại kêu gọi ba mẹ tôi cùng đi chỉ là khi kéo ba tôi lên tôi mới phát hiện là không thấy mẹ tôi ở bên cạnh mới vừa rồi tôi không có chú ý bây giờ mới phát hiện hình như lúc nãy thời điểm ba tôi mang tôi xuống mẹ tôi liền đã không còn chờ ở nơi này tôi không khỏi sốt ruột chúng tôi bây giờ bị người theo dõi mẹ tôi vào lúc này lại không thấy bà ấy có phải hay không là bị người bắt đi rồi giao tiên cảm giác được tim tôi đập mạnh liền lên tiếng bảo tôi bình tĩnh nói nó sẽ ở lại tìm mẹ tôi còn tôi đưa cha tôi đi trước trong lòng tôi biết giao tiên nói có lý mẹ tôi đã không thấy Bây giờ tôi nên đảm bảo sự an toàn cho ba tôi trước, hơn nữa giao tiên có thể đánh chết con thần lần kia, nó đi tìm mẹ tôi chắc chắn sẽ có khả năng tìm thấy hơn tôi. Đồng ý với đề nghị của giao tiên, tôi nhanh chóng đưa cha tôi đón xe rời đi, để lại một mình giao tiên đi tìm mẹ tôi. Dọc đường đi cha tôi đều hỏi đây là tình huống gì, tại sao nhà tôi lại có một con cự sa, hơn nữa sao phòng bếp lại bị cháy, còn mẹ tôi bây giờ ở đâu? Tôi vội vàng đến mức lông mày nhíu lại thật tình không dám nói cho cha tôi biết sợ ông biết sẽ lo lắng đành phải nói dối rằng nửa đêm tôi ngủ dậy đói phát hiện phòng bếp có động tĩnh đi vào đã thấy hai con vật đánh nhau bây giờ nhà không an toàn tôi đã bảo mẹ tôi đi trước tới nơi an toàn chờ chúng tôi cha tôi không biết rõ tình huống thấy tôi nói như vậy cũng không nghi ngờ gì dọc đường đi theo chỉ than thở một chút còn hỏi tôi bây giờ đi đâu để gặp mẹ tôi từ lúc lên xe tôi còn chưa nói với tài xế là đi đâu lúc này tôi mới nghiêm túc nhớ tới chuyện này nhà của tôi giờ đã bị hủy tôi ra đại trạch tự nhiên là không thể đi cứ như vậy tôi chỉ còn lại có một chỗ có thể mang ba tôi đi qua chính là biệt thự mà tô mộc mua cho tôi chỗ kia nhưng thật ra rất yên tĩnh hơn nữa hắc xà cũng đi quá nơi ấy nên biết đi qua nơi ấy cùng tôi tụ hợp nghĩ tới đây tôi báo ra địa chỉ của căn biệt thự phùng đại đó để cho tài xế đưa chúng tôi đi chỗ đó Tài xế nghe nói chúng tôi muốn đi đến chỗ căn biệt thự Phùng Đại thì cả người đều sợ hãi than, nghiêng đầu nhìn hai cha con tôi một cái, nói: "Cái kia biệt thự giá cả nhưng không phải rẻ a, à, là biệt thự nằm trong khu vực tốt nhất thành phố chúng tôi, hơn nữa còn là một tòa độc nhất, không ngờ là nhà của ngươi." Nói xong còn dáng vẻ vinh hạnh, hỏi ba tôi: "Đại lão bản ngài là làm cái gì a, à? có cần hay không tài xế riêng?" Tôi lái taxi đã hơn 10 năm rồi tài lái xe tương đối thành thạo ngài nếu như thiếu tài xế ta có thể hắn vậy mà trước mặt ba tôi bắt đầu giới thiệu mình ba tôi bị tài xế nói đã mộng mị cả đầu óc rồi cùng tài xế nói hắn không phải là đại lão bản nào hết thuê không nổi nổi tài xế riêng biệt thự kia cũng không phải nhà tôi nói xong hắn hốt hoảng quay đầu nhìn tôi hỏi tôi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đi biệt thự kia làm gì tôi một trận nhức đầu trong lòng vẫn còn đang lo lắng cho mẹ tôi, đành phải nói nhà kia là nhà của một người bạn của tôi, hắn gần nhất có việc nên không ở, bảo tôi thay hắn trông nom nhà cửa, ba tôi còn là bán tín bán nghi nhìn tôi, không tin chút nào lời tôi nói, cha ta vẫn là bán tín bán nghi nhìn tôi, không tin lời tôi nói chút nào, cũng là vì tôi là con gái của ông ấy, là cái dạng gì ông ấy rõ ràng nhất, tôi làm sao có thể quen bạn bè có tiền như vậy, chỉ bất quá là đang có mặt tài xế ở đây ông ấy cũng không muốn nói ra với tôi chỉ yên tĩnh ngồi ở bên cạnh tôi trong đầu không biết đang suy nghĩ gì biệt thự kia cách không tính là quá xa khi đến biệt thự tôi móc chìa khóa ra mang ba tôi vào nhà tiếp đó tìm tùy tiện một phòng ngủ để cho ba tôi đi vào đó nghỉ ngơi trước nhưng ba tôi sau khi nhanh chóng dạo qua một vòng căn biệt thự cũng không có đi nghỉ ngơi mà là vẻ mặt nghiêm túc ngồi ở trước mặt tôi hỏi tôi lộc dương con đã đã gần nửa năm không có trở về nhà, lần này về nhà có một lần, liền xảy ra nhiều chuyện như vậy, con có phải có chuyện gì đó đang giấu giếm ta phải không? Con. Tôi mở miệng, nhìn ánh mắt chăm chú của ba tôi, định nói rõ nguyên nhân nhưng lời không hiểu sao lại không thể nói ra. Mẹ con có phải hay không đã xảy ra chuyện? Chuyện lần này có quan hệ gì với Vương Văn tiểu tử kia hay không? Các ngươi rốt cuộc cãi nhau vì cái gì? Ba tôi hỏi lần nữa tôi bị dọa sợ đến tinh thần chấn động kinh ngạc nhìn ba tôi ông đều biết ông làm sao mà biết được tôi trần chờ một chút do dự có nghĩ con nên đem sự thật nói cho ba tôi biết hay không nhưng mà tôi còn chưa nói ba tôi liền nói lần nữa bạn trai vương văn của con không đơn giản như vẻ bề ngoài như vậy a à? hắn có phải là một đạo sĩ hay lần trước em con gặp chuyện không may ta liền nhìn ra hắn không đơn giản con gái mẹ con luôn tâm tâm niệm niệm muốn ngươi gả cho vương văn nhưng ta không nghĩ như vậy ba không hy vọng xa vời con đời này ở biệt thự tốt bao nhiêu có bao nhiêu tiền ba chỉ hy vọng ngươi có thể bình an ngươi gọi điện cho vương văn để cho hắn thả mẹ ngươi sau đó gọi hắn qua đây ta nói chuyện với hắn một chút a à, tôi sửng sốt một chút nguyên lai ba tôi cho rằng chuyện trong nhà xảy ra như vậy là bởi vì tôi cùng vương văn cãi nhau còn hắn đang trả thù tôi bất quá ba tôi nghĩ cũng không sai hắn tuy rằng không biết tình huống cụ thể nhưng vương văn lần này trở về không bình thường việc này sợ cùng hắn thật không thoát được quan hệ tôi chỉ gật đầu một cái ngay trước mặt ba tôi lấy điện thoại ra gọi cho vương văn bên kia nghe điện thoại rất nhanh không tới vài giây vương văn thanh âm liền theo ống nghe chuyển tới hắn như cũ mang theo tiêu ý hỏi tôi thế nào không phải nói ba ngày sao nhanh như vậy đã có đáp án đem mẹ tôi thả ra, tôi lạnh lùng nói, mặc kệ chuyện này cùng hắn có quan hệ hay không, hắn đều không phát được hiểm nghi, tôi trước lừa thử hắn lại nói, ân. Cái gì thả mẹ ngươi, gì làm sao vậy, vương văn kỳ quái nói, thanh âm của hắn có phần sừng sốt, nghe vào không giống như là hắn làm, lòng của tôi bỗng chốc chìm xuống, nếu là hắn làm, tôi còn không quá lo lắng, hắn đơn giản là muốn để tôi gả cho hắn nên hắn cũng sẽ không thực sự làm tổn thương mẹ tôi, mà nếu không phải là hắn làm, vậy tình cảnh bây giờ của mẹ tôi rất nguy hiểm. Chương 101, thú giữ Chu Yểm, thật sự không phải do anh làm à? Không thấy mẹ em đâu. Tôi có chút luống cuống, dù sao cha tôi cũng đoán ra mẹ tôi đã có chuyện nên tôi cũng không giấu giếm, nói thẳng. Bây giờ em đang ở đâu? Anh qua tìm em. Vương Văn trần chờ một chút rồi nói, không cần, em sẽ đi tìm xem sao tôi nói nếu không phải do vương văn bắt đi thì bây giờ gọi anh ta qua cũng không làm nên chuyện gì hơn nữa không biết tại sao sâu trong lòng tôi lại không hy vọng vương văn hiểu về tôi quá nhiều bây giờ tôi không tin tưởng anh ta thấy tôi cúp điện thoại cha tôi liền nôn nóng hỏi tôi thế nào có phải vương văn bắt cóc mẹ tôi không anh ta nói gì tôi đem chuyện vương văn muốn qua đây nói chuyện còn nói không phải vương văn làm chuyện này với vương văn không có liên quan cha tôi vốn còn tương đối tỉnh táo nghe nói chuyện này không có liên quan tới vương văn liền luống cuống hai tay xoa mặt lên mặt một cái hỏi tôi con nói thật với ba biệt thự này rốt cuộc ở đâu ra đừng nói chuyện người bạn hoang đường của con để lừa ba biệt thự lớn như vậy lại không có dấu vết có người ở ai sẽ tốt bụng đem một căn biệt thự như này cho con ở có phải con chơi bời trêu chọc những người khác nửa năm qua con đã làm gì cha tôi nói Ban đầu ông chỉ nghiêm túc chất vấn tôi, về sau lại như quát mắng lên, xem ra ông thật sự nghi ngờ tôi ở bên ngoài làm chuyện gì thương thiên hại lý mới có thể đưa tới mối họa này. Lúc này tôi cũng không biết phải giải thích cho cha tôi thế nào, trong lòng lại lo lắng cho tình cảnh của mẹ tôi, dối bởi không biết nói gì. May vào lúc này Giao Tiên đã quay về, sau lưng nó còn có một hồn phách giản ông trung niên vác mẹ tôi trên vai, cha tôi không thể nhìn thấy hồn phách người đàn ông trung niên kia ông chỉ thấy mẹ tôi lơ lửng trên không bay vào mắt trợn lên con ngươi suýt rớt ra ngoài tay chỉ về mẹ tôi lắp bắp a à, mẹ con giao tiên nhìn cha tôi một cái không nói gì liền quật đuôi quét về phía cha tôi nháy mắt khiến ông ngất xỉu tôi cũng sợ hết hồn nhưng tôi biết cái đuôi của giao tiên nhìn qua đánh rất lợi hại nhưng thực tế lại không gây thương tổn gì bây giờ cha tôi hôn mê sẽ tốt hơn tiết kiệm thời gian tôi phải giải thích giao tiên mẹ tôi thế nào tôi vội vàng nói đồng thời đưa mắt chăm chú nhìn hồn phách đang vác mẹ tôi cho tới bây giờ tôi chưa từng thấy ông ta mẹ ngươi không sao giao tiên nói nói xong bảo gã quỷ kia buông mẹ tôi xuống sau đó xua tay một cái nói gã quỷ có thể đi gã quỷ đối với lời giao tiên rất tuân theo xoay người rời đi chờ sau khi gã quỷ đi rồi tôi mới vọt tới bên người mẹ tôi kiểm tra một lần chắc chắn mẹ tôi không bị sao liền hỏi giao tiên tìm được mẹ tôi ở đâu gã quỷ kia là ai? Giao tiên bị tôi hỏi lại sừng sốt, nói, hắn không phải do ngươi an bài sao? Khi ta đi tìm mẹ của ngươi thì chính hắn đã vác bà ấy đi ra, nói là ngươi bảo hắn đi tìm nên ta liền mang hắn về. Chẳng lẽ ngươi không quen biết hắn, thật sự không biết tôi lắc đầu một cái, trong lòng càng nghi ngờ, không nghĩ ra gã quỷ kia là ai? Cũng may mẹ tôi bình an vô sợ nên tôi cũng không suy nghĩ nhiều, nhưng chuyện tiếp theo thật sự khó khăn. Tôi không thể để cha mẹ tôi hôn mê mãi được. Chờ sau khi bọn họ tỉnh lại tôi nên giải thích với họ thế nào. Hơn nữa, Giao Tiên nói nhà tôi đã bị người theo dõi. Vậy tức là bây giờ cha mẹ tôi cũng gặp nguy hiểm, không thể để bọn họ về nhà nữa. Tôi liền hỏi Giao Tiên bây giờ nên làm gì tiếp theo, người có biết ai để mắt tới ngươi không? Ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, rốt cuộc ngươi đã trêu chọc ai, làm sao cả loại thu giữ thượng cổ kỳ lân bạc cũng đều kinh động. May mà lão tử mới vừa hấp thụ âm khí của cá âm nhỏ mới miễn cưỡng có thể đánh với kỳ lân bạc một trận nhưng nếu đối phương lại phái thu giữ thượng cổ tới e rằng lão tử cũng không đỡ được cho ngươi. Giao tiên nói, thu giữ thượng cổ, nghe được bốn chữ này tôi liền đổ mồ hôi lạnh, khó có thể con thần lằn màu trắng bắc kia lại có lai lịch lớn như vậy mặc không trực tiếp chạm mặt con thằn lằn trắng bạc kia nhưng chỉ bằng bột nó lưu lại có độc tính lớn như vậy, hơn nữa lại có thể đánh ngang tay với giao tiên thì cũng biết vật kia không dễ chọc, tôi bỗng nhiên lại nhớ tới một loại quái vật khác. Ban đầu tôi cùng Diệu Diệu từng gặp một con quái vật như tinh tinh to lớn, con quái vật đó cũng rất lợi hại. Nếu không phải rượu rượu cơ chí thì tôi nhất định đã chết trong tay quái vật kia. Giao tiên nghe xong tôi miêu tả con quái vậy tinh tinh, đôi mắt rắn ti hí càng tỏ ra dọa người toát ra ánh nhìn lạnh lẽo, nói, chu yểm vậy mà ngươi lại gặp chu nai, vật đó rất hung ác, chỉ cần xuất hiện ác sẽ đại loạn, thật sự là chu yểm. nhưng sau khi nó xuất hiện thì giang minh cũng không có gì dị thường. hơn nữa lần đó nó tưởng tôi đã chết chìm trong nước liền biến mất, sau đó cũng không thấy xuất hiện, có phải là lầm hay không? có thể đó không phải là thú rũ thượng của chu yểm mà chỉ là một con khỉ thành tinh. tôi nói trước kia khi tô mộc đem lục nhĩ cho tôi đã từng nói mi nhĩ linh hầu hết sức thông minh chỉ cần chủ nhân kiên nhẫn dạy dỗ không chỉ cần phải tăng năng lực mà cũng phải chú trọng mở mang tâm trí nếu như mi nhĩ linh hầu bị kẻ bất lương bắt được ngày ngày ngược đãi nó thì mi nhĩ linh hầu sẽ sinh lòng oán niệm loại oán niệm này thậm chí so với oán khí còn đáng sợ hơn theo mi nhĩ linh hầu tu luyện sẽ càng ngày càng sâu chờ mi nhĩ linh hầu mang lòng oán niệm tu luyện ra lục nhĩ thì oán niệm kia sẽ cùng linh lực của bản thân linh hầu kết hợp với nhau tạo ra một loại năng lượng to lớn loại năng lượng này có thể khiến cho linh hầu biến dị trở nên vô cùng to lớn hung tàn thích giết chóc từ đó biến thành thú giữ thượng cổ được đặt tên là chu yểm nói cách khác chu yểm cùng với lục nhĩ của tôi có bản chất là giống nhau đều là mi nhĩ linh hầu nếu như nó tu luyện bình thường sẽ biến thành lục nhĩ linh hồng, có thể sánh với tề thiên đại thánh. Còn nếu dọc đường tu luyện nó bị ủy khuất thì sẽ biến thành thu giữ thượng cổ chu yểm. Nói cách khác, chu yểm là lục nhĩ mi hầu mang sát khí, lực sát thương kia có thể coi như tôn ngộ không biết thành kẻ ác, có khả năng hủy thiên diệt địa, dĩ nhiên thực lực của tôn ngộ không bị phóng đại thành vô hạn trong truyền thuyết. Còn trong thực tế lục nhĩ mi hầu mặc dù không có lợi hại như trong phim nhưng giết người trong vài giây thì nó làm được. Hơn nữa nếu được sử dụng đúng cách, một con lục nhĩ mi hầu có thể bằng một đơn vị bộ đội được trang bị đầy đủ. Cho nên lần trước tôi có thể dễ dàng chạy khỏi con quái vật giống tinh tinh kia, nói nó là chu yểm, có đánh chết tôi cũng không dám tin, bất kể lần trước có phải người gặp chu yểm hay không lần này kỳ lân ngân là có thật cho nên nhất định có một pháp sư âm dương có khả năng đặc biệt điều khiển thu giữ hại ngươi sau lưng giao tiên nói nói xong vẻ mặt của nó rất ngưng trọng nói ta có dự cảm lần này kỳ lân ngân thất bại thì hắn sẽ thả ra những thu giữ khác đi đối phó với ngươi nếu vẫn là kỳ lân ngân thì vẫn tốt nếu như lần sau hắn thả ra chu yểm thì ta sẽ sẽ làm gì tôi vội vàng nói ta cũng chỉ có thể đổi một người trợ tiên khác giao tiên nói nói xong mắt nó nhìn tôi chằm chằm lòng tôi run lên xem ra ngay cả giao tiên cũng muốn bỏ tôi tôi nhiều lần lâm vào cận kề sinh tử thật ra thì đã chuẩn bị xong cho cái chết chẳng qua bây giờ cha mẹ tôi cũng bị cuốn vào tôi chết thì không sao nhưng cha mẹ tôi quyết không thể xảy ra chuyện tôi nhìn cha mẹ tôi một cái lòng dần kiên cường lên nhìn về phía giao tiên tôi có thể biết là ai ở sau lưng hại tôi khi bà ta còn chưa ra tay trước thì chúng ta có thể tiên hạ thủ vi cường sao không chỉ cần cứu được cha mẹ tôi ông bảo tôi làm gì cũng được sao tiên hạ thủ vi cường ra tay trước sẽ chiếm được lợi thế giao tiên nhíu mi ngoại ý muốn nói ngươi biết là ai như vậy thì dễ làm lần trước ngươi có thể chạy thoát khỏi chu yểm chứng tỏ thời gian hình thành của chu yểm đó còn chưa dài thực lực cũng không quá lợi hại chỉ cần chúng ta chuẩn bị thật đầy đủ đánh khi chúng chưa chuẩn bị thì phần thắng còn rất cao. Nói, xong sự lo lắng vừa rồi của Giao Tiên đã bị quét sạch, đôi rắn của nó cong lên đập xuống mặt đất. Có thể thấy được nó đang có chút hưng phấn, lúc này tôi mới buông lòng được một ít. Lần trước sau khi quái vật tinh tinh rời đi đã từng làm rơi một chiếc lông gà màu đỏ, lúc ấy tôi nghi ngờ quái vậy kia có liên quan tới vương quả phụ, nhưng sau này ngày càng có nhiều chuyện xảy ra khiến tôi quên đi mất chuyện này bây giờ có thể chắc chắn vương quả phụ cùng Lâm Yến Nhi là một phe. Muốn tìm bà ta báo thì chỉ cần trở về mộ địa của tô gia. Tìm được Lâm Yến Nhi dĩ nhiên có thể tìm được vương quả phụ. Thậm chí khả năng vô cùng lớn là vương quả phụ ra tay với nhà tôi là bị Lâm Yến Nhi sai khiến. Lâm Yến Nhi, đáy lòng tôi ghi tạc cái tên này. Cô ta vì muốn cưới được tô mục đã biết bao nhiêu lần có sát ý với tôi. Thực lực cô ta mạnh mẽ. Tôi không dám phản kích, bây giờ cô ta ra tay với cha mẹ tôi. Tôi liền không thể nhịn được nữa, tôi vội hỏi Giao Tiên bây giờ cần phải chuẩn bị những gì. Giao Tiên nâng cái đuôi lên, vuốt bụng một cái, nói, tìm quỷ, muốn lão tử đây làm việc phải cho lão tử ăn no. Vốn ăn âm khí cá âm nhỏ là lão tử có thể tu luyện một trận, nhưng sau khi đánh với kỳ lân ngân thì âm khí đã tiêu hao không còn. Lão tử bây giờ muốn bổ sung thức ăn, Giao Tiên nói, tôi liền gật đầu một cái vốn con tường phải chuẩn bị làm gì, hóa ra chẳng qua đơn giản là đi tìm quỷ, nếu là trước kia thì tôi còn có thể gặp chút khó khăn, nhưng bây giờ tôi có thể thấy âm khí, cho dù không có tô mộc cùng đường dũng bên cạnh thì chuyện tìm quỷ cũng không đáng nhắc đến, thương lượng với giao tiên xong, tôi thu xếp ổn thỏa cho cha mẹ tôi rồi dẫn giao tiên ra khỏi cửa. Vừa ra khỏi cửa thì Giao Tiên dừng lại bố trí một số thứ bên ngoài căn biệt thự, nói là phòng khi chúng tôi không ở nhà lại có thứ gì đến gần biệt thự sau khi ra khỏi cửa tôi liền đón xe chạy thẳng đến đài hòa táng nói tìm quỷ thì đài hòa táng cùng nghĩa địa hẳn là nơi quỷ hồn xuất hiện nhiều nhất nhưng nghĩa địa của giang minh cách vị trí hiện giờ của chúng tôi khá xa hơn nữa quỷ hồn cũng sẽ ở gần thi thể của mình bây giờ xã hội đang yêu cầu hòa táng thi thể vậy thì ngoại trừ những hồn phách có oan khí đặc biệt lớn mới có thể ở trong cho cốt những hồn phách mới chết thì không cách nào ở cùng cho cốt được cho nên đi tới đài hỏa táng tìm quỷ tương đối đơn giản những thi thể mới tới còn chưa hỏa táng ít nhiều cũng sẽ lưu lại hồn người như vậy chỉ có hồn người không thể hoàn toàn gọi là quỷ bọn họ không có tinh thần cùng ý chí nhiều nhất cũng chỉ coi như một đám âm khí chiếm đoạt bọn họ tương đối dễ lại không có cái gì là chiếm đoạt tinh thần từ khi biết tô mộc diệu diệu cùng trịnh lâm tôi luôn cảm thấy quỷ cùng với người không có khác biệt gì nhiều thậm chí tôi thường xuyên quên mất bọn họ là quỷ, cho nên nói chiếm đoạt quỷ, trừ những quỷ hung ác ra thì tôi không đành lòng để giao tiên nuốt quỷ vật, luôn cảm thấy như vậy chẳng khác gì cho giao tiên ăn thịt người, nhưng bây giờ mới hơn 4 giờ sáng, khi tôi nói với tài xế taxi đi tới đài hỏa táng, lập tức mặt ông ta xanh mét. Trường 102, đêm tối đi thăm dò lò hỏa táng. Cô nương, đêm hôm khuya khoát, cô đi chỗ kia làm gì? Tôi làm thợ trang điểm ở đó hiện tại có việc gấp muốn đi qua chỉ cần ông chịu đưa tôi qua tôi đồng ý cho gấp đôi tiền xe tôi thuận miệng nói giờ này đón xe đi lò hỏa thiêu rất nhiều người cũng không dám đi cho nên tôi mở miệng liền là gấp hai tiền xe cho dù vây bác tài kia vẫn là dùng ánh mắt khác thường nhìn tôi nói cô là đi làm ở đó sao sao trước giờ tôi chưa thấy cô nhà tôi ngay gần đó nhân viên trong đó tôi phần lớn biết rõ trước kia chưa hề chưa thấy cô nói, xong bác ta lại khẳng định nói, nói thực ra đi, cô đi chỗ đó đến tột cùng muốn làm gì, tôi lập tức ngây giải, tôi đi, trùng hợp như vậy sao, ông ta vậy mà lại ở cạnh lò hòa táng, còn quen người làm việc bên trong, tôi có chút xấu hổ, nói xạo bị vạch trần thấy thật khó xử, không biết nên làm sao che lấp, cũng may ông ta nhìn tôi chằm chằm, sau khi giống như đột nhiên nhớ tới cái gì đó, thần bí lại gần tôi, nói cô không phải là đại sư mà trưởng lò hỏa thiêu mời tới cho nên lúc này mới đi vào khu hỏa táng ư. Ừ, tôi lại sững sờ, trưởng lò mời đại sư. Hẳn là khu lò hỏa táng xảy ra chuyện rồi. Tôi trong lòng nghi ngờ, nhưng tôi hiện tại không dám phủ nhận lời ông tài xế. Đành phải giả bộ nhận thân phận đại sư, ra vẻ cao thâm gật đầu, thần bí nói. Ồ, vậy ông đều biết, nhanh đưa tôi tới đi, cô, nương, người đừng trách đại thúc lắm miệng cái này lò hỏa táng gần đây tà dị vô cùng, cô tốt nhất vẫn là chớ đi. Đại thúc bình thường là chạy ban ngày, cũng bởi vì tôi ở gần lò hỏa táng nên biết sự tình, tôi cũng không dám ngủ ở nhà, cố ý cùng người khác thay ca, mới đổi thành ca đêm, chính là vì cách lò hỏa táng xa một chút, cô tuyệt đối đừng đi, cái này không giống bình thường, vật kia hung ác cực kỳ, sơ ý một chút, sẽ mất mạng, tài xế nói, ông ta không có chút nào ý tư giống lái xe ý vị thâm trường nhìn tôi, từ trong ánh mắt của ông ta không khó nhìn ra, tôi không có dáng dấp của đại sư trong lòng ông ta, ông ta từ đáy lòng đã nhận ra danh phận giả của tôi, yên tâm đi, tôi tự có chừng mực, tôi vội la lên, lần nữa thúc giục lái xe tranh thủ thời gian đi nhanh, mặc dù trước khi đi ở biệt thự thuồng luồng tiên đã đặt một kết giới, nhưng đây chẳng qua là một kết giới yếu. Nếu như vương quả phụ lại điều khiển ác thú khác tìm tới cửa, kết giới kia căn bản không có khả năng ngăn chờ bọn chúng, cho nên tôi nhất định phải tranh thủ từng giây tìm tới quỷ vật cho tuồng luồng tiên bổ sung năng lượng, phải trở về trước khi quả phụ họ vương động thủ. Nhưng tài xế này chẳng thể nào thuyết phục. Mặc kệ tôi hối thúc ông ta, ông ta cũng không chịu lái xe, trong lòng liền là nhận định tôi đi lò hỏa táng để lừa gạt tiền, mà gần đó lại không có cái xe nào khác đi ngang qua, trong lòng tôi sốt ruột thực sự không có biện pháp, tôi trực tiếp vung lên trên cánh tay áo, lộ ra trên cổ tay ấn ký Thuồng Luồng Tiên, ngả vào lái xe trước mặt, tài xế, ông nhìn cái này, tiểu cô nương cô còn có hình xăm, cái hình hắc xà này hoa văn rất tinh xảo, rất sống động, không, đợi ông ta nói xong, cổ tay tôi đã rung lên, Thuồng Luồng Tiên cùng tôi tâm ý tương thông, tại thời điểm đó, Thuồng Luồng Tiên cũng trong nháy mắt từ trong thân thể tôi chui ra ngoài, xoay quanh cổ tay tôi tốc độ kia rất nhanh đoán chừng lái xe đều không thấy rõ hình xăm làm thế nào biến thành hắc xa chỉ là tuồng luồng tiên hù dọa hắn xuất hiện một nháy mắt toàn bộ đầu rắn há miệng to như chậu máu ngay trước mặt ông lái xe lái xe trong nháy mắt kêu thảm một tiếng thanh âm kinh hoàng một mùi khai bỗng nhiên tràn ngập trong xe ông ta vậy mà sợ tè ra quần cũng may ông ta cũng không bỏ xe chạy trốn chỉ là mùi chết dưỡng tại chỗ nhìn tuồng luồng tiên mặt xám ngắt tôi sợ ông ta bị thuồng luồng tiên dọa chết vội vàng đem thuồng luồng tiên thu hồi lại cầm ở trong tay nói ông giờ đã tin tưởng tôi là đại sư tôi đến lò hòa táng thật là vì giải quyết vấn đề ông có thể đưa tôi đi được chưa tin tôi tin lái xe gật đầu như giã tỏi chỉ là hắn vẫn là không lái xe vẻ mặt đau khổ nói tôi sợ đến nỗi nhũn cả chân hiện tại không lái xe được nói xong ông ta có chút xấu hổ nhưng ông ta bây giờ nhìn ánh mắt của tôi đã hoàn toàn thay đổi, thật giống như đang nhìn một vị đại tiên, cuống quýt móc ra một cái bộ đàm nói, tôi không đi được, tôi gọi đồng sự gần đây, tôi kêu hắn đưa cô đi. Ông ta lấy bộ đàm nói chuyện vài câu, báo địa điểm, rất nhanh liền có một cái xe khác tới, ông ta một mực không xuống xe, đặc biệt cung kính giới thiệu thân phận của tôi cho đồng nghiệp mình, còn cố ý nhắc nhở đồng nghiệp không cho phép thu phí xe của tôi, tôi sớm nóng ruột như lửa đốt. Sau khi chờ tài xế kia giao phó xong, tôi lập tức thúc giục xe taxi mới tới chở tôi rời đi. Lái xe mới khá gan dạ, sau khi hắn biết được tôi muốn đi Lò Hỏa Táng giải quyết sự kiện linh dị, liền lái thật nhanh, vừa lái còn vừa hỏi tôi Lò Hỏa Táng có phải là có cương thi không. Tôi thấy hắn giống như cũng biết một chút sự tình ở Lò Hỏa Táng, không khỏi quay sang hỏi hắn, hỏi Lò Hỏa Táng đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Tôi vội vã đến, còn chưa tìm hiểu rõ sự việc người tài xế này đối với tôi không có chút nào hoài nghi, gặp tôi hỏi hắn, lập tức hắn ta liền hào hứng đem hết những điều hắn biết từ đầu chí cuối nói với tôi, căn cứ điều hắn nói, lò hỏa táng tuần trước xuất hiện tình huống dị thường, lúc ấy lão Lý, mới vừa rồi bị thường luồng tiên dọa đến đái ra xe, đang ngủ, nửa đêm mơ hồ nghe thấy loáng thoáng âm thanh nhai nuốt, thanh âm kia không lớn nhưng là rõ đến mức dị thường. Lão Lý liền cho rằng là con cái trong nhà nửa đêm đói bụng, ra ngoài tìm đồ ăn, Kết quả ra nhìn, bên ngoài căn bản không có người, mà thanh âm vẫn từ kia truyền tới, dù sao liền là bất kể đi đến đâu bên tai đều có thể nghe được loại thanh âm kia. Lão Lý ở ngôi nhà được thừa hưởng từ gia tiên, là kiểu nhà cấp 4, bên cạnh phần lớn cũng đều là loại nhà này, cũng không có tòa nhà lớn nào, cho nên toàn bộ ở bốn phía cũng chỉ có tầm người gia đình. Lão Lý trên giường lật qua lật lại nghe âm thanh nhai nuốt, miễn cưỡng ngủ qua một đêm. Sau đó sang ngày thứ hai cùng láng giềng nói về chuyện này, láng giềng cũng đều nói nghe thấy được âm thanh y hệt, cây này kỳ quái. Bọn họ nghe được âm thanh nhai nuốt không lớn lắm nhưng chung quanh hàng xóm đều nghe thấy được. Bình thường âm thanh lan truyền, âm thanh lớn mới có thể truyền đi xa. Ăn cái gì mà tạo ra âm thanh nhấm nuốt lớn, lại có thể lan xa như vậy, bình thường không nghe được thanh âm, mà lão lý lại nghe được âm thanh nhai nuốt, rõ mồn một ở bên tai càng không ngừng liên tục phát ra cảm giác kia ngẫm lại liền thấy rất khó chịu. Ngày thứ hai lão Lý cũng bởi vì suy nhược tinh thần nên không đi làm, cùng một người bạn già về hưu đến nhà hàng xóm hỏi han, điều tra, cuối cùng mới hoài nghi nói bên trên lò hỏa tang có vấn đề. Sau ngày thứ hai âm thanh nhai nuốt lại phát sinh, thời điểm khu lò hỏa táng chàng kiểm tra phát hiện thiếu đi một cỗ thi thể, sau đó nội bộ khu lò bắt đầu điều tra nhân viên, chỉ là tra tới tra lui, cũng chẳng tìm ra manh mối mà lại mất đi cỗ thi thể kia là cỗ thi thể vô danh đã đông lạnh ở phòng chứa thi thể của khu hòa táng hơn một tháng không tìm được người nhà cho nên sau khi báo cảnh sát cảnh sát đến hỏi chốt nói cũng không giải quyết được gì liền là từ ngày đó bắt đầu dân cư quanh khu lò hòa táng chỉ cần đến ban đêm liền sẽ nghe được âm thanh nhai nuốt thanh âm vẫn đều đều không lớn nhưng vang suốt đêm làm cho người ta không có cách nào ngủ được nhưng cũng may khu lò hòa táng không tiếp tục phát sinh thêm chuyện thi thể lại thêm cảnh sát chưa điều tra được kết quả, hàng xóm xung quanh cũng không khỏi bàn tán nói âm thanh nhai nuốt kia là ở khu hỏa táng truyền tới, chỉ có thể tự mình chịu đựng, nói đến đây, tài xế kia ngửa đầu thông qua kính chiếu hậu nhìn tôi một cái, kỳ quái nói, kỳ thật chuyện này tất cả mọi người hiểu, khẳng định là lò hỏa táng có chuyện tà dị, dựa vào cảnh sát căn bản không tra được, cho nên khu hỏa táng mới có thể tìm kiếm, nghĩ cách mời đại sư này, đại sư người nghe tôi kể rồi. Khu hỏa táng có phải là cương thi rồi, hẳn không phải, cương thi hình thành phương thức 10 phần khó khăn, bình thường khu hỏa táng hình thành cương thi cơ bản không có khả năng. Tôi nói, kỳ thật tôi mới chỉ nghe mình hắn nói việc này, mặc dù cũng cảm thấy tà dị, nhưng tôi cũng không rõ là chuyện gì xảy ra, càng không biết sẽ có hay không có cương thi, nhưng vì để tránh gây nên khủng hoảng, tôi liền bác bỏ, không phải cương thi, vậy là chuyện gì á? À? Tài xế nói nghe hắn giọng nói của ông ta giống như vì biết không phải cương thi còn có chốt tiếc nuối rõ ràng là một người thích xem náo nhiệt trong lòng tôi ngầm cười khổ mặc dù tôi cũng chưa từng thấy cương thi đúng nghĩa nhưng tôi từng lĩnh giáo qua huyết thi uy lực lúc ở bến tàu giang minh lúc ấy còn có tô mộc ở bên cạnh che chở tôi cho dù là dạng này tôi còn là kém chút sợ là tè ra quần rồi tài xế này nếu là thật trông thấy cương thi đoán chừng bị dọa muốn chết tôi không thể làm gì khác hơn là nói cho lái xe bây giờ còn chưa đến khu hòa táng tôi cũng không biết rõ ràng tình hình cụ thể có thể là yêu thiêu thân chờ lát nữa nhìn là biết lái xe gật gật đầu thừa dịp ban đêm vắng xe phóng càng nhanh rất nhanh chúng tôi liền tới khu hòa táng vừa dừng xe ở cổng tôi cũng cảm giác được một luồng khí tức lạnh buốt đập vào mặt nơi này âm khí rất nặng nhưng trước mặt lái xe cũng không có cảm thấy được cái gì dị thường cái này đã nói lên nơi này mặc dù âm khí dày đặc vẫn còn là âm khí bình thường, dù sao nơi này bản thân là lò hỏa táng, mỗi ngày ra ra vào vào mấy bộ thi thể tích lũy tháng ngày, âm khí dày đặc cũng rất bình thường. Sau khi tôi móc tiền xe đưa cho tài xế liền muốn xuống xe, ai ngờ tài xế kia sống chết cũng không chịu nhận tiền của tôi, nói hắn có thể trở bậc đại sư như tôi là vinh hạnh của hắn, nói xong đi theo tôi cùng xuống xe, đi sát ở sau tôi, giống như muốn cùng tôi vào trong khu hỏa táng tôi có chút lo dù sao tôi căn bản không phải đại sư lò trưởng mời tới chỉ là vụng trộm đến siêu tập quỷ hồn huống hồ bên trong hiện tại xảy ra chuyện tôi có an toàn hay không đều khó nói hắn đi theo tôi nhớ chuyện gì xảy ra tôi lập tức ngăn cản hắn để hắn mau mau rời đi còn nói trong này rất nguy hiểm hắn không thể đi vào ai ngờ hắn căn bản không sợ bên trong có nguy hiểm gì còn biểu hiện ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt vừa bảo tôi dẫn hắn đi vào vừa cam đoan hắn tuyệt không khiến cho tôi thêm phiền phức, còn nói bởi vì quan hệ với lão Lý, hắn đối cái lò hỏa táng này rất quen thuộc, hắn có thể dẫn đường cho tôi, nói đến dẫn đường, tôi không khỏi có chút do dự, dù sao từ bên ngoài nhìn vào, cái khu lò hỏa táng này chiếm diện tích rất lớn, bên trong có mấy cái lầu kết cấu còn rất phức tạp, tôi cũng không phải thật sự là lò trưởng mời tới, không có nhân viên dẫn đường cho tôi, nếu có người chỉ dẫn thời gian tôi tìm kiếm thi thể liền sẽ ít đi rất nhiều. Thấy tôi không nói chuyện, tài xế kia càng không ngừng năn nỉ tôi, còn nói có chuyện gì hắn có thể phụ giúp. Hắn nói từ nhỏ bị coi bói nói trên thân có dương khí nặng, không chừng đi vào còn có thể giúp đỡ tôi lúc khó khăn. Hắn nói thật, so với người bình thường, trên người hắn dương khí đúng là nặng hơn một chút, cho nên hắn mới ngốc nghếch, to gan lớn mật như vậy. Sau khi bị hắn thuyết phục, tôi không dám tự tiện, vẫn là lặng lẽ hỏi thùng lùng tiên có thể đem hắn vào không, ngược lại, thuồng luồng tiên tỏ vẻ không quan trọng, nói tùy tôi, dù sao tôi hiện tại không có cá âm nhỏ, thực lực tác chiến cũng không khác so với tài xế kia, nếu chốc nữa có nguy hiểm gì, thêm một người liền thêm một sự giúp đỡ. chương 103, tiếng nhai nuốt, nghe thuồng luồng tiên nói như vậy, tôi cũng không ngăn cản nữa, đành phải đồng ý để tài xế đi vào cùng chúng tôi, chỉ dặn dò thêm ông ta một lúc nữa nếu có tình huống dị thường nào xảy ra thì tranh thủ thời gian chạy đi. Tài xế thấy tôi chịu đưa ông ta cùng vào thì vui vẻ đến cười tuếch cả miệng lên. Liền vội gật đầu lia lịa rồi nói ông ta tên là Nhậm Cường. Kêu tôi cứ gọi ông ta là Cường Tử. Tôi chỉ gật đầu cũng không nói gì thêm. Trực tiếp đi vòng quanh bức tường vây quanh bên ngoài của đài hỏa thiêu hong tìm một chỗ có thể dễ dàng lẻn vào. Chỉ là sau khi vòng quanh một vòng tôi mới phát hiện. Chỗ này mặc dù là đài hỏa thiêu, nhưng ý thức an toàn lại vô cùng cao. Phía trên những bức tường vây lại còn gắn những lưới điện cao. Trên đó còn ghi rõ ràng tám chữ lưới điện cao áp ngăn cấm lại gần. Tôi sợ những lưới điện này chỉ là lừa gạt người. Tôi còn đặc biệt tìm một khúc gỗ khô ném lên trên, trong ngáy mắt khúc gỗ va chạm vào lưới điện, lúc này lưới điện phát ra những âm thanh lục bục của dòng điện, còn nổ ra không ít những tia lửa điện lúc này tôi mới bỏ cuộc. xem ra đây thật sự là lưới điện cao áp. nếu như tôi muốn trèo tường lèn vào trong không khác gì với việc tự tìm cái chết. nhưng bây giờ cửa lớn của đài hòa thiêu đóng chết rồi. với lại phía trên cổng cũng có thể nhìn rõ lưới điện cao áp. cả cái đài hòa thiêu mặc dù không có nhân viên bảo vệ, nhưng biện pháp an toàn so với nhà tù làm cũng không tệ rồi. lúc này tôi có chút khó khăn rồi. cũng không ngờ đến cái đài hòa thiêu này lại kiên cố đến vậy. tôi phải làm sao mới có thể vào trong đây? Tôi ở bên này gặp khó khăn, còn mặt tên Cường Tử kia lại hưng phấn, giống như không phải với tôi đi Đài Hỏa Thiêu mà là ngân hàng kim khố vậy. Liên tục nhiệt tình nhìn tôi, sau khi nhìn tôi được một hồi, ông ta mới ý thức đến tôi đang gặp khó khăn rồi hỏi tôi có chuyện gì rồi. Không có gì, tôi đang tìm cách vào trong, tôi nói, gọi, điện cho người bên trong, kêu bọn họ mở cửa cho cô. Cường Tử khó hiểu nói lúc này, tôi mới phát hiện xém chút nữa tôi lỡ miệng nói ra rồi đành phải giải thích với thời gian bây giờ kêu bọn họ ra thì quá phiền phức rồi với lại tôi muốn lặng lẽ thăm dò tình hình phía trong nếu như nhiều người rồi khó tránh sẽ kinh động đến đồ vật phía trong đến lúc đó lại phiền phức rồi nghe tôi giải thích như vậy trong nháy mắt cường từ lộ ra bộ dạng sáng tỏ thần bí nhìn tôi hai cái bộ dạng như muốn nói lại thôi tôi vì nghĩ cách làm sao để vào trong mà phiền lòng nhìn thấy ông ta như vậy, kêu ông ta có gì thì nói, đừng ngập ngừng ấp úng nữa. Đại thần, tôi thì lại có một cách để vào trong, chỉ là cách thức không khó, chỉ sợ làm xấu đến thanh danh của đại sư ngài, Cường Từ nói. Tôi bỗng nhiên có chút kinh ngạc, kêu ông ta nhanh đưa tôi vào trong, Cường Từ vẫn còn có chút vạn vẹo, cuối cùng thấy tôi sốt ruột, mới gật đầu nói, đại thần, cô theo tôi qua đây. Nói xong ông ta đưa tôi đi men theo thành tường rồi dừng lại lượn quanh nửa vòng sau mới chỉ vào một góc tường nói chỗ này có một lỗ chó trước đây tôi đều từ chỗ này chui vào trong nói đoạn ông ta hình như mới ý thức đến điều gì đột nhiên đưa tay bịt miệng lại lúng túng nhìn tôi ông trước đây có chui vào ông thường đến qua đài hòa thiêu này đến đây làm gì tôi không ngừng hỏi ông ta chỉ là một tài xế lái taxi không có việc gì lại lén chạy đến đài hòa thiêu này để làm gì Tôi lúc đầu vẫn nghĩ rằng ông ta là vì có quan hệ với lão Lý mới đối với cấu tạo của Đài Hỏa Thiêu rất thân thuộc, bây giờ xem ra còn có ẩn tình khác nữa. Cái đó, khụ khụ, tôi chỉ là đến tìm kích thích cường tử nói, lúc nói chuyện ông ta nhìn ngang nhìn dọc, tinh thần có chút hỗn loạn, bộ dạng thấp thỏm không yên, tôi liền cảm thấy tên cường tử này không đơn giản, ông ta sống chết cầu xin tôi đưa ông ta vào cùng, nhất định còn có mục đích khác không thể nói. Nhưng mà bây giờ tôi cũng không nghĩ được nhiều đến như vậy, ít ra ông ta đi theo tôi vẫn còn có tác dụng, không thì tôi cũng không biết ở đây vẫn còn có lỗ chó có thể chui qua, để cho Cường Tử phía trước dẫn đường. Ông ta trái lại đối với việc chui qua lỗ chó này quen việc dễ làm, chẳng bao lâu cũng chui được qua lỗ vào trong đài hỏa thiêu rồi. Tôi cũng đi theo sau Cường Tử chui vào trong. Sau khi vào bên trong Cường Tử vẫn cẩn thận đem mớ lá rơi bên cạnh đầy đến bên cạnh lỗ chó, đem lỗ chó che lại tiếp sau đó cường tử hỏi tôi tiếp theo muốn đi đâu chỉ cần tôi nói ông ta đều có thể đưa tôi đi mặc kệ cường tử đi theo tôi có mục đích gì bây giờ tôi cũng cần đen hắn vì vậy tôi tạm thời chưa đuổi ông ta đi mà để ông ta dẫn tôi đi vào nhà xác được thôi cường tử đáp lại một tiếng sau đó tinh thần ông ta càng gấp tự động tiến vào chế độ trộm cắp cả người trở nên lén lút tay chân nhẹ nhàng men theo bóng mờ dưới bức tường tiến vào lầu ba phía đối diện tôi cũng không chậm trễ học theo bộ dạng của ông ta bước qua đó chỉ là động tác thuần thục này của ông ta không ngừng làm cho tôi đối với ông ta càng hiếu kỳ sau khi chạy đến được tòa nhà ba tầng ông ta cảnh giác nhìn xung quanh sau khi chắc chắn không có người phát hiện chúng tôi từ trong túi móc ra một chùm chìa khóa vặn hai ba lần liền mở được cửa lớn của nhà xác bây giờ tôi đã không thể dùng hiểu kỳ để hình dung thật là may mắn may là tôi đem ông ta tới không thì với việc cậy khóa cửa này khó có ai có thể mở được. Ông ta đưa tôi tiến vào phía trong tòa lầu ba, mò theo bóng tối mò mẫm đi tới lầu ba, vừa bước vào hành lang lầu ba. Tôi liền cảm thấy âm khí ở đây so với những nơi khác càng nồng nặc. Hiển nhiên đây chính là nhà xác, nhìn hành lang đen ngòm phía trước, nghĩ đến bóng tối trước mặt kia nhà xác. Tuy là có thùng luồng tiên theo tôi, tôi cũng không ngừng cảm thấy sợ hãi, nhưng cường tử ở phía trước tôi lại không căng thẳng chút nào, vẫn xài bước về phía trước một mạch đi đến điểm cuối lầu ba ông ta mới xảo quyệt cười một cái lộ ra hai hàng răng trắng tuyết nói chính là chỗ này rồi nói xong ông ta móc ra một chiếc chìa khóa nhét vào ổ khóa đồng thời chuyển động mật mã khóa hai ổ khóa đồng thời tiến hành chẳng mấy chốc khóa cửa lại phát ra một tiếng tự mình mở ra chỉ là lúc khóa cửa mở ra sự thanh tĩnh vốn dĩ trong nhà xác đột nhiên phát ra một loại âm thanh răng rắc răng rắc loại âm thanh lạ thường rõ rệt này dường như có người bên tai tôi gặm xương mà lại gặm đến mười phần có nhịp điệu ở trong hoàn cảnh hiện tại tôi vốn đã rất căng thẳng nghe thấy những âm thanh mãnh liệt như vậy tôi xém chút bị dọa đến co cẳng mà chạy tên ngốc cường từ lúc này rốt cuộc cũng sợ chạy tới run run hai cái rồi mới kinh hoàng quay đầu nhìn tôi nói đại sư là tiếng nhai tôi nghe thấy được giọng tôi thậm chí còn run hơn cả giọng của cường từ cùng lúc đó thuồng luồng tiên trên cổ tay bay ra hắc quang lóe lên hướng phòng chứa xác xông vào, làm sao bây giờ? Chúng ta không phải đi vào bắt cương thi ư, mặc dù sợ nhưng cường tử vẫn hỏi tôi, thậm chí ông ta còn sắn tay áo dáng vẻ giống như chuẩn bị là một vú lớn, tôi vội vàng níu ông ta lại. Dù tôi với ông ta không quen biết, nhưng dẫu sao mạng của ông ta cũng là một cái mạng. Hiện tại không biết tình huống bên trong như thế nào, không thể tùy tiện đi vào, mọi chuyện cứ chờ thùng lùng tiên đi ra rồi nói tiếp. Tôi hạ quyết tâm, để cho ông ta ngoan ngoãn chờ bên ngoài ngàn vạn không thể đi vào ông ta nghe vậy có chút bất ngờ nhìn tôi một cái trần trừ nói đại sư không phải cô đang sợ chứ tôi nào có tôi mạnh miệng nói nhưng cô còn run lợi hại hơn cả tôi cười tử vừa nói vừa nhìn tôi với ánh mắt tràn ngập nghi ngờ đây là tôi đang hưng phấn ông thì biết cái gì tôi đè nén sự sợ hãi trong lòng mạnh mẽ nói nói xong tôi lo lắng nhìn về hướng phòng giữa xác tiếng nhai nuốt bên trong cũng không vì tuồng luồng tiên đi vào mà dừng lại bên trong cũng không phát ra bất cứ âm thanh nào khác tôi không khỏi có chút nôn nóng vừa lo lắng cho sự an toàn của tuồng luồng tiên càng lo hơn chính là không biết việc gì đang xảy ra ở bên trong tôi một mực đợi chừng nửa giờ tuồng luồng tiên vẫn không thấy đi ra cũng không có bất cứ chút tin tức gì của nó tinh thần tôi đã căng thẳng tới cực điểm một chút kiên nhẫn còn lại cũng bị bào mòn hầu như không còn tôi vừa muốn vọt vào nhìn xem rốt cuộc thuồng luồng tiên đang làm gì nhưng lại vừa sợ bên trong có cương thi bây giờ bên cạnh tôi không có ai nếu thật sự gặp cương thi đoán chừng không cần cương thi ra tay tự chính tôi cũng bị dọa sợ mà chết đại thần rốt cuộc cô có làm được không a à, cô sẽ không phải kẻ lừa đảo tiên chứ cường tử rốt cuộc cũng không giữ được bình tĩnh nóng nảy nói nói xong ông ta quyết định nhấc chân đi vào phòng giữ xác tôi vội vàng níu ông ta lại sống chết không chịu để cho ông ta đi vào ai ngờ ông ta từ đưa tay lục trong túi mình một lúc vậy mà lấy ra hai tấm bùa màu vàng quơ quơ trước mặt tôi yên tâm đi tôi có vũ khí phòng thân lúc đầu tôi đã sớm chuẩn bị một chút rồi ai ngờ tiểu nha đầu cô lại là cái gậy quấy phân heo đến cái bàn cũng không có còn dám giả vờ là đại sư mất công ta mở miệng gọi cô là đại cô cũng thật có can đảm nhận Thái độ của ông ta đối với tôi trong nháy mắt liền thay đổi. Trợn mắt nhìn ghét bỏ tôi một cái. Bất quá ông ta vẫn là đưa cho tôi hai tấm bùa vàng chia ra dán lên tôi và ông ta. Nói, cô chờ ở tại đây. Tôi muốn vào xem một chút. Nói, xong ông ta không còn do dự nữa. Mà cứ thế nhấp chân đi vào. Tôi lúc đầu vốn không muốn đi vào. Nhưng ông ta vừa đi thì hành lang tối om cũng chỉ còn lại mình tôi. Mặc dù đã được dán bùa lên người nhưng tôi vẫn cảm thấy sợ đợi tôi một chút gọi ông ta một tiếng, tôi bước nhanh vào theo, sau khi vào tôi mới phát hiện cương thi trong tưởng tượng của mình không hề tồn tại, bên trong ngoại trừ mấy cái thi thể để trên bàn thì hoàn toàn trống rỗng, căn bản không có người khác, cho dù là như vậy nhưng tinh thần tôi vẫn căng thẳng, dù sao quả thật trong này vẫn có tiếng động lạ xuất hiện. Mà mấy bộ thi thể kia cứ đè tùy tiện như vậy Nói không chừng một trong các bộ thi thể kia lại đột nhiên mùi dậy Tôi đi theo sát sau lưng cường tử ánh mắt đảo nhanh quanh phòng xác tìm kiếm bóng dáng thuồng luồng tiên, chỉ là tìm một vòng, tôi cũng không thấy thuồng luồng tiên đang ở nơi nào, tiếng nhai nuốt vẫn lọt vào tai một cách rõ ràng hơn. Cường tử sau khi đi vào cũng có chút khẩn trương, bây giờ ông ta đã hoàn toàn không còn để tôi vào mắt, một bên vừa đi về phía trước vừa ra lệnh cho tôi như sai sử một tên lính quèn, bảo tôi chú ý nếu thấy có gì đó khác thường phải nhanh chóng nói cho ông ta, tôi gật đầu một cái trước kia đã quen đi phía sau Tô Mộc. Cho dù sau đó Tô Mộc không còn ở bên cạnh tôi thì vẫn luôn có đường dũng bảo vệ tôi. Cho nên tôi mới không sợ trời không sợ đất cảm thấy mình rất trâu. Bây giờ thì chỉ còn lại chính mình. Tôi mới phát hiện ra tôi vẫn là cô gái lộc dương nhát gan như trước kia. Cản đảm lấy trước đó hoàn toàn là do cảm giác an toàn mà Tô Mộc và Đường Dũng mang lại cho tôi. Cũng may bọn họ không có ở đây. Tinh thần tôi buộc phải kéo căng đến lợi hại. Các giác quan cũng phải phóng đại vô hạn, đi chưa được mấy bước, tôi liền phát hiện ra có một cỗ thi thể có chút dị thường. Đó là thi thể của một người đàn ông hơn 50 tuổi, cũng không biết là do béo hay là gì nhưng bụng của ông ta nhô lên rất cao, còn mặt và tay chân lại nhỏ hơn rất nhiều, nhìn rất không cân đối, trong bụng ông ta hẳn là có gì đó, chẳng lẽ tiếng nhai nuốt kia phát ra từ cơ thể ông ta? có suy nghĩ này sự chú ý của tôi càng tập trung và cẩn thận quan sát từng chi tiết nhỏ trên thi thể người đàn ông kia cùng lúc đó thính lực tôi đã tới cực hạn tất cả lực chú ý đều đặt lên lỗ tai cẩn thận lắng nghe tiếng nhai kinh khủng kia giọt giọt, rất có nhịp điệu không hoảng hốt không vội vàng càng đến gần cỗ thi thể người đàn ông kia thì tiếng nhai nuốt càng rõ ràng thậm chí tôi còn có thể nghe được rõ ràng tiếng răng trên răng dưới chạm vào nhau mà theo tiết tấu âm thanh kia tôi thấy bụng của người đàn ông hơi run một chút, tôi lập tức kéo cường từ một cái, nhẹ nhàng chỉ thi thể của người đàn ông kia ra hiệu cho ông ta thấy bụng thi thể kia có vấn đề, ông ta rất nhanh hiểu ra ý tứ của tôi, sau khi thấy được mục tiêu liền nuốt nước miếng một cái. Bảo tôi lui về phía sau rồi trực tiếp đi đến trước mặt thi thể người đàn ông lật lên tấm vải bao trùm thi thể. linh 104, Cường Tử Kỳ Quái, một màn kế tiếp khiến cả đời ta sẽ không bao giờ quên, chỉ thấy giữa bụng của người đàn ông kia đã bị hồng một lỗ lớn, thịt trắng bóng cứ vậy lộ ra bên ngoài, bên trong tỏa ra một mùi tanh hôi, máu đã biến thành màu đen, càng buồn nôn hơn chính là, cỗ thi thể này không đặt trong tủ đông lạnh, cứ như vậy ngã chồng vó nằm lên bàn, cũng không biết đã nằm đó bao lâu, thịt đã bắt đầu thối giữa, mọc đầy lông xanh đen. Cũng bởi vì đã thối giữa nên toàn bộ khoang bụng bị phồng lên mà từ chỗ sâu nhất của vết thương xuất hiện một thứ màu đen dài nhìn qua giống như đuôi loại động vật nào đó huệ không đợi tôi có phản ứng thì cường tử đã bắt đầu nôn khan ông ta cách rất gần khối tử thi nên nhìn cũng rõ ràng nhất sau khi huệ một tiếng trong miệng ông ấy nôn hết mọi thứ trong dạ dày ra ngoài vốn dĩ mùi thối giữa đã tràn ngập khắp căn phòng nhưng bây giờ lại càng ghê tởm hơn từ lúc đầu tôi cũng cố gắng kìm nén nhưng sau khi nhìn thấy cường tử nôn tôi cũng không nhịn được dạ dày co thắt một cái chạy sang một bên nôn ngay thời điểm tôi cùng cường tử đều cảm thấy buồn nôn quá sức thì tiếng nhiên nuốt luôn văng vẳng bên tai đột nhiên dừng lại không riêng gì tôi ngay cả cường tử cũng phát hiện không còn nghe thấy âm thanh kia vừa nôn vẹ vừa đưa mắt nhìn thi thể của người đàn ông kia vừa liếc mắt nhìn một cái liền cứng đờ thi thể kia vậy mà cử động hai cánh tay của hắn giống như có vật gì đó dẫn dắt vậy chậm rãi sơ lên lờ lửng ở giữa không trung sau đó đến cổ hắn cũng nhúc nhích cả cái đầu bắt đầu lay động tôi thật sự bị dọa sợ tè ra quần không còn tâm tư để nôn xoay người liền muốn chạy nhưng gã cường từ kia cũng không biết đã chúng tả gì hay là thật sự không biết sợ ông ta vậy mà lại thận trọng đi tới gần thi thể người đàn ông kia muốn nhìn xem đến tột cùng là xảy ra chuyện gì còn đi qua đó làm gì chạy mong tôi vội la lên vừa nói tôi đã chạy tới cửa yên tâm chúng ta đều đã dán bùa chú coi như thật sự là trá thi sao thì bùa vàng cũng có thể bảo vệ chúng ta an toàn cường tử nói nói xong ông ta còn đi lại gần hơn khi tôi nhìn thấy miệng tử thi của người kia há to ra thì càng cảm thấy sợ hãi vào thời khắc nguy cấp này tôi không thể lo được cho ông ta nữa mà đẩy cửa chạy ra ngoài chỉ là tôi vừa chạy ra khỏi phòng giữ xác liền đâm vào một bức tường cứng rắn tôi sợ hết hồn liềm chạy vòng sang bên cạnh nhưng tôi chạy vài mét vẫn thấy bức tường kia lòng tôi không khỏi kinh hãi tôi nhớ rất rõ ràng lúc chúng tôi đi tới hành lang mặc dù không rộng lắm nhưng nó rất thẳng thắp cấu trúc đơn giản nơi này đáng ra không nên có tưởng mới đúng trong lúc bối rối tôi lấy điện thoại di động ra mở màn hình sáng hết cỡ nguyện ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại chiếu vào vật chắn trước mặt tôi để xem nó là gì sau khi nhìn rõ vật đang che chắn tôi hai chân tôi mềm nhũn ra suýt chút nữa quỳ xuống chỉ thấy trước mặt tôi đang đứng ba cổ tử thi bọn họ đều đang sững sờ đứng chắn trước mặt tôi cặp mắt mặc dù mở nhưng đều ảm đạm không lấy một chút ánh sáng giống như những nô bộc đi theo lâm yến như vậy hiển nhiên là linh trí chưa mở cũng may mắn bọn họ linh trí còn chưa mở mặc dù bọn họ đứng chắn ở giữa hành lang này rất gắt gao nhưng không hề có một hành động nào khác thấy đường bị chặn phản ứng đầu tiên của tôi chính là chạy trở lại phòng giữa xác sau khi chạy quay trở lại tôi liếc mắt thấy thi thể của người đàn ông kia đã hoàn toàn đứng lên thần sắc của hắn hiển nhiên không giống với ba cỗ thi thể kia trên mặt mang theo nụ cười cứng ngắc đến quỷ dị toàn bộ miệng cười đều bị lệch đi các ngươi muốn chết âm thanh khô khốc từ trong miệng hắn chật vật đi ra do hắn là xác chết nên dây thanh quản đã bị xử lý sau khi hắn chết mỗi một chữ hắn nói ra đều giống như bị vụn vỡ ngươi ngươi mới tìm cái chết có thấy lá bùa này không ngươi chỉ là trá thi mà cho là chúng ta sợ ngươi. Nói cho ngươi, ta đã sớm chú ý tới ngươi, chờ tới hôm nay để đến thu thập nhận ngươi đây. Giọng cường tử run rẩy sợ hãi, nhưng ông ta vẫn lấy hết dụng khí hết lên với thi thể người đàn ông kia. Nói xong, ông ta móc ra một lá bùa màu vàng, cũng không chờ thi thể kia có động tác gì mà đã xông tới. Muốn dán lá bùa lên trên trán của thi thể kia, nhưng ông ta còn chưa kịp tới gần thi thể kia tôi đã nhìn thấy khóe miệng thi thể của người đàn ông kia nhếch lên cười lạnh một tiếng tay khẽ động âm khí bên người hắn liền tụ lại vào cánh tay theo âm khí hội tụ móng tay trên tay của tử thi cũng bắt đầu dài ra không bao lâu sau năm cái móng tay đen nhánh dài như dao hướng tới vị trí trái tim của cường tử chộp tới mau tránh ra thấy màn này tôi quả thật không nhịn nổi hét lên đang lúc nói chuyện tôi liền móc ra thiên địa kích phi thân chém vào tay thi thể kia thiên địa kính chứa rất nhiều âm khí cùng dương khí mặc dù hiện tại tôi không cách nào sử dụng được dương khí của thiên địa kích nhưng bản thân nó vốn là một vật có dương khí đối với vật âm có tác dụng khắc chế vật hơn nữa thiên địa kích vốn chính là trùy thủ coi như không cần biết bên trong có âm khí hay dương khí thì nhiều ít cũng có thể khiến thi thể kia bị thương một chút quả nhiên vào thời điểm thiên địa kích chém vào tay thi thể kia hắn ta hét lên ngao một tiếng thảm thiết thiên địa kích chạm vào khiến âm khí của thi thể tan biến, năm cái móng tay dài đen xì cũng không còn, hắn kêu thảm một tiếng, cả người lui về sau, nó lui lại mấy bước khiến tôi có không gian chạy trốn, tôi liền thuận thao quán tính người lao lên phía trước, một lần nữa quay trở lại bên người cường tử. Hết thảy mọi thứ phát sinh quá nhanh, ông ta còn chưa tỉnh hồn, thấy tôi làm cho móng nhọn của tử thi kia biến mất liền vui mừng nói, cô thật đúng là có thể cứu tôi xem ra cô cũng có bản lĩnh a à? nếu cô thật sự là đại sư sao còn đứng ngây ở đó lên a à, vừa nói ông ta vừa đẩy tôi một chút tôi nóng nảy mắng lên cái con con khỉ ông không phải là quen thuộc nơi này sao mau dẫn tôi rời đi chúng ta không đánh lại nổi hắn ai nói đánh không lại vừa rồi chẳng qua tôi nhất thời khinh suất thôi con dao nhỏ của cô xem vậy thật lợi hại cô ở trước mặt gây chú ý với hắn tôi đi vòng qua phía sau đánh lén chỉ cần có thể đem lá bùa dán lên người hắn là chuyện này coi như kết thúc, cường tử nói. Nói xong cũng không thèm để ý là tôi có đồng ý hay không đã hướng qua phía sau tử thi kia mà đi, thật là nhức đầu, cảm giác hỏng mất, cũng không biết là nên gọi cường tử là gì, gàn lớn coi như xong còn không là cố chấp, bất quá ông ta đã bắt đầu hành động, tôi cũng chỉ có thể phối hợp với ông ta, liền lấy dũng khí một lần nữa cầm thiên địa kích trong tay nhìn chằm chằm vào từ thi kia chỉ cần hắn có hành động là tôi liền xông lên đâm hắn thi thể người đàn ông kia hiển nhiên bị thiên địa kích làm bị thương không nhẹ gào rú một hồi lâu mới lui vào một góc tường nhìn tôi một cách đề phòng thật sự mà nói nó đang nhìn cây dao trong tay tôi thấy nó đối với thiên địa kích có chút kiêm kỵ lúc này tôi mới thoáng buông lỏng được một chút nhưng tinh thần tôi vẫn hết sức căng thẳng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào cỗ thi thể kia sợ nó đột nhiên phản kích liếc mắt thấy cường tử đã đi vòng qua phía sau từ thi kia động tác của ông ta rất cẩn thận tay cầm tờ bùa chú vàng không ngừng run rẩy từng chút từng chút xích lại gần thi thể người đàn ông đồng thời còn liều mạn nháy mắt với tôi cố ý bảo tôi vào gần thi thể kia một chút rồi gây thêm sự chú ý của nó tôi một chút cũng không muốn đến gần cỗ thi thể đó chút nào nhưng nếu tôi không gây sự chú ý của nó thì kế hoạch của cường tử rất khó thực hiện. Ta không thể làm gì khác hơn là cắn răng đi lại gần tử thi lia. Ngừ, thấy tôi xích lại gần, từ trong miệng cỗ thi thể kia khẽ kêu lên một tiếng trầm thấp, giống như chó vậy, tràn đầy uy hát yêu ta. Trong nháy mắt tôi hơi do dự một chút, nhưng tôi rất nhanh chú ý một việc, cái đuôi đen nhánh chỗ vết thương kia đã dài ra không ít so với ban nãy hiển nhiên thứ ở bên trong đang muốn đi ra tôi không biết đồ vật đó tột cùng là cái gì vội vàng nháy mắt cho cường từ để động tác ông ta nhanh lên một chút hiển nhiên ông ta cũng biết tình huống nguy cấp sau khi thấy ánh mắt của tôi liền lập tức xông lên phía trước đem lá bùa trong tay hung hăng dán lên trán tử thi lòng tôi đều thắt lại hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào động tác của ông ta rất sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn cũng may mặc dù cường từ gan dạ một cách ngu mốc nhưng tố chất thân thể cũng không tệ lắm, động tác hết sức chính xác, lá bùa vàng dán chính giữa mi tâm, dán ngay trên đan điền sao của tử thi, sao đan, điền, ở đây Giang nói ấn đường giữa lai lông mày nháy mắt thân thể của tử thi kia cứng đờ, thật giống như đã bị định trụ, cả người bất động, ngay cả cái đuôi ở bụng nó cũng không còn chút động tĩnh nào, thấy bùa vàng đã được dán vào, cường từ thở phào nhẹ nhõm, sau đó ông ta đi tới trước mặt thi thể người đàn ông kia tay quơ quơ trước mặt hắn ta, chắc chắn thi thể kia đã bị định chủ, cơ thể bất động, liền lấy điện thoại di động ra selfie với nó một cái, ta trực tiếp dưỡng người, bây giờ đã là cái thời điểm nào rồi, gàn thật lớn chở ông ta chụp xong tôi lập tức dục ông ta đưa tôi rời đi nơi này, mặc dù thi thể kia đã bị định chủ nhưng tôi vẫn có một loại dự cảm. Cái vật trong bụng của hắn hết sức nguy hiểm, nếu như nó thoát ra được thì chúng tôi không phải đối thủ của nó. Cường tử thấy tôi liên tục thúc giục ông ta trên mặt có chút mất kiên nhẫn, một bên vừa nói tôi nhát gan, một bên lại lấy điện thoại ra nhanh chóng chụp thêm mấy bức, sau đó mới cất điện thoại đi rồi mới mang theo tôi đi ra ngoài, kỳ quái chính là, khi có cường tử dẫn đường phía trước, ba thi thể bên ngoài hành lang vậy mà lại không thấy đâu, hành lang rộng rãi như lúc tới vậy, thật giống như ba thi thể cản đường kia chưa từng xuất hiện, cường tử chậm rãi khóa của phòng giữ xác lại, rồi mới mang tôi đi ra ngoài, sau một phen rằng co lúc này trời cũng bắt đầu tảng sáng, đi không được mấy bước tôi thấy trong sân phía dưới có một lão đầu có mái tóc hoa dâm đang tập thể dục buổi sáng, chết, lão bảo vệ tại sao lại dậy sớm như thế? Cường tử thấy lão đầu kia liền dừng bước, vội vàng nói, mặt đầy vẻ trột dạ, ông ta đi làm thì sao? Chúng ta không đi cửa chính, đi qua lỗ chó bỏ ra ngoài là được, tôi nóng lòng muốn ra ngoài, nói, nhưng cường tử cũng rất nghiêm túc. Ông ta quan sát mặt địa hình bốn phía xung quanh, sau đó đưa tay mang theo tôi chạy tới vào một cái nhà kho hẻo lánh nói tạm thời ở đây nhà này bình thường không ai tới sẽ không bị lão đầu kia phát hiện nói xong ông ta vẫn nhìn lão đầu kia một cách sợ hãi sau khi chúng tôi đều đã chui vào kho hàng đóng cửa lại ông ta mới nhỏ giọng nói cô không biết đâu lão đầu kia rất lợi hại lần trước tôi tới đây bị ông ta bắt được suýt chút nữa đã bị chặt tay nếu không phải tôi nhanh trí chủ động báo cho cảnh sát không thì bây giờ không chừng đã không còn có thể lái xe được, chặt tay của anh. Hậu quả nghiêm trọng như vậy, tôi không khỏi tò mò, những nơi như nhà hòa táng này, cho dù có người lén xông vào thì nhiều nhất cũng chỉ phạt tiền hay báo cảnh sát mà thôi. Phải có cửu hận như thế nào mới có thể chặt tay người khác, mà điều khiến tôi hiếu kỳ hơn chính là, cái tên cường tử này đến tốt cùng là ai. Nhìn hắn như thế này, hiển nhiên không phải là lần đầu tiên đến cái nhà hòa táng này, gặp ánh mắt hiếu kỳ của tôi nhìn ông ta, ông ta lúng túng cười một tiếng, ngoảnh mặt đi chỗ khác, hỏi tôi nhìn cái gì? Tôi hỏi ông ta rốt cuộc là ai? Tại sao lại quen thuộc với nhà hòa táng này như vậy? Thậm chí ngay cả chìa khóa phòng giữ xác cũng có. Nhất định không phải tài xế taxi bình thường, cô cũng không phải là một tiểu cô nương bình thường a, à, cô là người không mời mà tới, tự dò xét nhà hòa táng này nếu như ta đoán không sai, cô căn bản không phải do đại trưởng đài hòa táng mời tới. Nếu không cô cũng không đến nỗi, cùng tôi lén lén lút lút đi vào, bị ông ta đột chúng chúng, tôi không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái. Thừa nhận là tôi không phải được mời tới, còn thân phận của tôi, tôi nói chờ cường tử nói ra thân phận của mình thì tôi mới có thể nói cho ông ta biết tôi là ai. Trường 105, người than khóc, gặp ta thừa nước đục thả câu, ông ta cũng không để ý, trực tiếp đứng thẳng người nhún vai nói quả thật đây không phải lần đầu tiên tôi tới tính cả lần này cùng trước đó giờ tôi đến đây tổng cộng là bốn lần hai chuyến đầu đến là để thăm dò địa hình cùng làm chìa khóa còn lần trước tôi đến cũng là vì để tìm tiếng nhai nuốt kia chẳng qua là tôi còn chưa kịp chạm tới phòng dự xác đã bị lão đầu chết tiệt kia bắt được cường tử nói vừa nói ông ta còn hung hăng trợn mắt nhìn lão đầu đang tập thể dục buổi sáng bên kia một cái tôi không cảm thấy hứng thú với ân oán của ông ta với lão đầu. Hỏi ông ta đang êm đẹp sao không lái xe kiếm tiền mà tới nhà hòa táng này làm cái gì? Đây cũng không phải là nơi tốt lành gì. Hỏi đến câu này, biểu tình trên mặt của cường tử liền thay đổi. Vẻ mặt ông ta nghiêm túc một chút, thận trọng nhìn bốn phía như cũ. Xác định chúng tôi đủ an toàn mới nhỏ giọng nói. Nói thật, ban đầu tôi tới nơi này để tìm chứng cứ. Tôi nghi ngờ đài hòa táng này lừa thân nhân của những người chết đem cho cốt người khác giao cho thân nhân của họ, trên thực tế thi thể người chết bọn họ không được hỏa táng. Có điều trong quá trình điều tra chứng cứ tôi phát hiện an ninh của đài hỏa táng này vô cùng nghiêm ngặt. Chẳng lẽ cô không cảm thấy kỳ lạ sao? Chỉ là một đài hỏa táng mà thôi, cũng sẽ không xuất hiện kẻ cướp vào làm gì. Vậy thì cần gì làm tường vây cao như vậy, đã vậy phía trên còn có lưới điện. Nghe ông ta nói như vậy, tôi cũng chú ý tới chuyện này, hỏi ông ta tại sao bởi vì nơi này của bọn họ có điều mờ ám, làm lưới điện kia căn bản không phải vì đề phòng trộm cướp, mà là phòng ngừa thi thể xác chết trong này vùng dậy, lén đi ra ngoài, cường tử nói, nghe ông ta nói như vậy tim tôi như bị sét đánh muốn nổ tung, vì phòng ngừa thi thể xác chết vùng dậy chạy ra ngoài mà làm lưới điện lợi hại như vậy, nơi này sản xuất cương thi sao, tôi biết, cương thi hình thành điều kiện là hết sức phức tạp, dưới tình huống tự nhiên rất khó tạo thành cương thi hơn nữa nơi này là đài hỏa táng, thi thể sau khi tới đây sẽ bị đem hỏa táng, xác suất biến thành cương thì còn thấp hơn, nhưng sự thật bày ra trước mắt, chính mắt tôi thấy xác người đàn ông kia đứng lên, tôi cũng tận mắt thấy có ba thi thể nam chặn ở hành lang, cái này đã nói lên cái hỏa táng này lại là rất quỷ dị, chỉ ít ta đã thấy được, có bốn cỗ xác chết vùng dậy, trừ điều đó ra tôi còn có phát hiện khác. Cây lá bùa tôi vừa dán trên đầu cương thi kia là tôi xin từ một đệ tử trẻ tuổi của Tô gia, cô là người trong lĩnh vực này hẳn có nghe nói đến Tô gia chứ? Nghe nói mấy chăn năm trước danh tiếng của Tô gia trong giới xem phong thủy bỗng dưng nổi lên, nhưng vào thời điểm khi tôi tới công ty phong thủy Tô gia tìm sự giúp đỡ thì người Tô gia lại từ chối tôi, không phải vì liên quan đến tiền nông, mà Tô đại sư chỉ nghe tên của Đài Hỏa Táng này đã liền đuổi đánh tôi ra ngoài cuối cùng vẫn là con trai Tô Đại Sư nghe được chuyện của tôi liền lén đưa cho tôi mấy lá bùa để dùng bảo vệ tính mạng. Cô nói, chuyện này liệu có quan hệ với Tô Gia hay không? Hiện tại tôi chính là muốn đi tìm chứng cứ. Nếu để tôi tra ra được Tô Gia cùng đài hòa táng này có quan hệ, tôi nhất định không tha cho bọn họ. Tôi nghe được điều này đã vô cùng cây ết yêu ta sợ. Hỏi ông ta, ông nói Tô Gia, người đại sư đó có phải tên là Tô Thịnh? còn người cho ông lá bùa vàng gọi là Tô Đoàn, ngay cả điều đó cô cũng biết. Cô với Tô ra quan hệ như thế nào, thấy tôi có thể nói tên Tô Thịnh và Tô Đoàn, cường tử trong nháy mắt đã có chút đề phòng với tôi, thấy ông ta như vậy, giống như cùng Tô ra bất hòa. Tôi không thể làm gì khác hơn là nói tôi với Tô Gia không có bất cứ quan hệ gì, tên bọn họ tôi cũng chỉ nghe nói mà thôi, nói đến đây, trong lòng tôi mơ hồ hiện lên chút chua chua mà tôi cũng không có lừa gạt ông ta, bây giờ tôi với Tô Gia thật sự không có quan hệ, thấy tôi bảo chỉ là từng được nghe nói đến Tô Gia. Cường Tử không nghi ngờ nữa, tiếp tục nói, ngoại trừ việc điều tra sự mờ ám của đài hỏa táng, thật ra thì tôi còn có một mục đích khác, chính là tìm thi thể cha mẹ tôi. Cha mẹ tôi bỏ mạng vì tai nạn xe, sau đó hai người được đưa đến đài hỏa táng này, đợi chừng 3 giờ, tôi mới được nhận cho cốt của cha mẹ tôi. Nhưng khi tôi chuẩn bị đem cho cốt của cha mẹ tôi về để chôn cất, thì phát hiện phía trên ống khói đài hỏa táng rất sạch sẽ, cơ bản là không có bốc khói đen. Nhà lão Lý ở gần đài hỏa táng, thường thấy thiêu người chết, trước kia cũng hay kể với tôi, nói chỉ cần đốt một người thôi thì khói đen trong ống khói lớn sẽ bốc lên, làm ô nhiễm cả bầu không khí, nhưng khi thiêu cha mẹ tôi lại không có khói đen bốc lên, tại sao? bởi vậy tôi nghi ngờ thi thể của cha mẹ tôi căn bản vẫn chưa bị thiêu mà vẫn còn trong đây cường tử nói xong vẻ mặt có chút buồn bã phận làm con khi còn sống không thể phụng dưỡng cha mẹ dưỡng lão thật tốt sau khi chết dù sao tôi cũng phải đưa cha mẹ đi đến cõi cực lạc làm sao có thể tùy ý cho phép người khác đem thai thể cha mẹ tôi ra trà đạp cho nên tôi mới phải đối đầu với đài hỏa táng lén lút chui vào nhiều lần hóa ra là như vậy tôi có chút đồng tình với cường tử đồng thời đối với ông ta có một chút tín nhiệm, ông ta hiếu thuận như vậy thì sao có thể là người xấu, kể xong chuyện của mình. Ông ta hỏi tôi tại sao lại tới nơi này, có mục đích gì, có phải là cũng có tranh chấp gì đó với đài hòa táng này hay không? Tôi lắc đầu, nói tôi tới đài hòa táng chính là để bắt quỷ chứ không có mục đích khác, thấy tôi dám một mình mò thân tới bắt quỷ. Hơn nữa vừa rồi ông ta cũng thấy uy lực của thiên địa kích. Ông ta bỗng nhiên cười đi lại gần, một lần nữa khôi phục khuôn mặt nịnh bợ một câu đại sư hai câu đại sư. Hỏi tôi dù sao cũng phải bắt quỷ, có thể tìm thử hồn phách của cha mẹ ông ta không? Hoặc giúp ông ta tìm thi thể của cha mẹ mình, tìm hồn phách của cha mẹ ông ta quả thật là rất khó. Mặc dù tôi cũng đang tu luyện âm khí nhưng thực lực bây giờ vẫn còn quá kém, và lại tôi còn chưa học qua thuật chiêu hồn, nếu như bây giờ Trịnh Lâm ở bên cạnh tôi thì còn dễ nói nhưng lúc này chỉ còn mình tôi tôi không có bản lãnh chiêu hồn đó nhưng giúp ông ta tìm kiếm thi thể cha mẹ mình thì có thể mặc dù tôi cảm thấy nơi này rất nguy hiểm chỉ muốn nhanh rời khỏi đây về nhà trông nom cha mẹ tôi nhưng thường luồng tiên vào trong phòng giữ xác vẫn chưa thấy đi ra không có thường luồng tiên tôi biết trở về trông nom cha mẹ tôi thế nào có thứ gì tìm tới cửa thì chúng tôi sẽ chỉ có thể chờ chết nghĩ tới đây tôi tạm thời đồng ý giúp cường tử một tay đồng thời cũng để ông ta hỗ trợ chú ý một chút, có nhìn thấy một con rắn đen nhỏ nào không? Cường tử gật đầu một cái, sau khi đạt được thỏa thuận, chúng tôi cũng có chút lúng túng, sau khi chờ lão đầu kia tập thể dục xong thì đài hỏa táng đã đến giờ làm việc, một gia đình khóc lóc đưa một cỗ thi thể đến hỏa táng. Đây là một đại gia tộc, những người thân đi theo đều đi xe riêng tính ra đã hơn 10 chiếc, sau khi đưa thi thể vào lò hỏa táng, toàn bộ người nhà ở bên ngoài sành quỳ xuống than khóc đênh thê thảm. Mà càng kinh khủng hơn chính là, người dẫn đầu của gia tộc này là một người trung niên hơn 40 tuổi. Phần công rõ ràng, phụ nữ than khóc, đàn ông dập đầu, thậm chí ngay cả vị trí quỳ lại đều sắp xếp rất có trật tự. Tất cả mọi người đều nghe theo hiệu lệnh của người đàn ông trung niên kia, chỉ cần ông ta thả tay xuống thì tất cả mọi người bắt đầu than khóc, mà sau khi giơ tay lên thì tiếng than khóc vừa rồi trong chớp mắt đều dừng lại loại hoàn cảnh này nhìn rất quái lạ không giống như đang cử hành tang lễ mà giống như tiến hành một buổi diễn tập hoặc là quay phim bởi vì những người này thật sự không hề có một chút đau buồn nến mới có thể phối hợp ăn ý như vậy lại có thể khóc theo hiệu lệnh của người khác trong nháy mắt tôi liền bị hấp dẫn chú ý vị trí bọn họ khóc lóc đối diện chỗ ẩn thần chúng tôi cách chúng tôi rất gần sau khi an bài thỏa đáng cho tất cả người nhà xong người trung niên kia bịch một tiếng quỳ gối xuống phía trên cùng dập đầu một cái thật sâu, sau đó cũng bắt đầu khóc giống lên, hiển nhiên ông ta khóc không giống những người khác, âm thanh nghe rất u oán, khi khóc còn có vần điệu, bên trong còn xen lẫn một ít từ ngữ nhưng vì những người khác khóc quá ồn ào nên tôi không thể nghe rõ ông ta than khóc cái gì, thấy tôi tò mò, cường tử lơ đẩy liếc về người đàn ông trung niên kia một cái, nói, có phải cô cảm thấy ông ta là đứa con trai rất hiếu thuận nhất? khóc đặc biệt thảm thiết, khiến cho người nghe cảm thấy rất thương tâm. Ừ. Tôi gật gật đầu, bởi vì ông ta là người khóc thuê chuyên nghiệp. Ở thành phố Giang Minh đã không còn những người này, nhưng các vùng quê xung quanh, người nhà của người chết đều muốn mời người khóc thuê đến, nghe nói có thể đem nhớ nhung của người nhà mang cho vong hồn, để cho vong hồn an tâm lên đường, luân hồi chuyển thế. Còn có chuyện này ư? Trước giờ tôi còn chưa từng nghe nói qua cái nghề khóc thuê này lần nay coi như được mở mang kiến thức, tôi ngạc nhiên nói, thấy bộ dáng ngạc nhiên của tôi, cường từ cười giải thích tiếp, thật ra cái nghề khóc thuê này không tính là hiếm, từ thời cổ đại đã có, giống như các thầy phong thủy vậy, có điều các thầy phong thủy phần lớn là xem phong thủy chọn mộ huyệt, còn người khóc thuê lại là chuyên khóc trước các vong hồn. Nghe nói người khóc thuê còn có từng bài khóc chuyên biệt, đều có những nhũn bào khóc khác nhau thấy ông ta giải thích cặn kẽ như vậy, tôi không khỏi kỳ quái. Hỏi ông ta làm sao lại biết nhiều điều về người khóc thuê như vậy. Nếu người khóc thuê có thể làm câu thông với vong hồn, tại sao ông ta không tìm người khóc thuê này nhờ tìm giúp vong hồn của cha mẹ mình? Nói tới đây, cường từ thở dài một cái liền nói, người có bản lãnh thật sự đã dần tiêu vong. Hiện tại sở dĩ người bình thường đều chưa bao giờ nghe nói đến nghề nghiệp khóc thuê này, cũng bởi vì người khóc thuê chân chính đã không còn bây giờ người khóc thuê ở các vùng quê chẳng qua chỉ là mượn tiếng khóc để kiếm tiền thôi ở nông thôn tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn tương đối nghiêm trọng nếu như người già cả chết rồi không mời người khóc thuê đến khóc lóc láng giềng xung quanh sẽ nói lời khó nghe nói nhà này bất hiếu dĩ nhiên ông ta cũng từng đi tìm người khóc thuê để câu thông nói chuyện với vong hồn lúc đầu người khóc thuê còn hứng thú hỏi sau khi biết rõ ràng thì người đó nói thẳng không có bản lĩnh câu thông với vong hồn nếu cần một tang lễ trang trọng cho cha mẹ thì có thể tìm tới ông ta cường từ lúc này mới từ bỏ ý định dốc hết tất cả gia sản chạy đến tô ra tìm sự giúp đỡ ai ngờ vẫn là ăn canh cá bế môn tôi thở dài bằng sự hiểu biết của tôi với tô thịnh ông ta chặn cường từ từ ngoài cửa cũng không có gì lạ nếu nói nghiêm túc ông ta không phải là một pháp sư âm dương thuần túy mà giống như là một người thương nhân cho nên mới đem phòng làm việc trang trí sang trọng như vậy thân phận không tốt sẽ không nhận việc, trừ tiền ra thì ông ta không có bất kỳ nguyên tắc nào khác. Đang xúc động, tôi cũng không biết phải an ủi cường tử như thế nào đành đưa mắt nhìn ra ngoài lần nữa, nhưng vừa nhìn qua một cái tôi liền phát hiện ra điều dị thường. Không biết từ khi nào có một đoàn âm khí lớn vây quanh người khóc thuê kia, loáng thoáng có hình dáng cầu một bà lão, bà ấy đang đứng bên người thân đang khóc tang, thì thoảng giơ tay lên giống như đang lau nước mắt vậy, giai điệu trong miệng người khóc thuê lúc cao lúc thấp trong miệng hát cũng nhiều từ hơn, tôi cẩn thận nghe một chút, phần lớn đều là khuyên bà lão an tâm mà đầu thai, sau khi chết cũng không cần trở lại tìm người nhà, bà cứ đi tới địa phương của bà, ở bên kia thiếu cái gì người nhà sẽ chuẩn bị đầy đủ cho bà, bà lão ở một bên nghe vẫn không chịu đi, càng không chịu đi thì người khóc thuê kia càng ra sức khóc than, giai điệu cũng càng dây dứt hơn, lời khuyên cũng thân tình hơn, sau khi khuyên một lúc, bà lão rốt cuộc gật đầu một cái nhìn con cháu của bà một cái rồi chậm rãi rời đi. Sau khi bà lão rời đi, điệu khúc của người khóc thuê cũng dần dần trầm thấp, cuối cùng thu người, từ dưới đất bò dậy. chương 106, quỷ xin chiêu hồn, hắn vậy mà có thể cùng vong hồn câu thông, lúc trước chứng kiến bóng ma tôi còn không xác định, nhưng chờ sau khi lão thái thái đi rồi hắn liền ngừng khóc. Nào có chuyện như vậy trùng hợp, hơn nữa tôi rõ ràng trông thấy hắn ở một bên khóc, một bên đang nhìn lão thái thái kia chỗ ở phương hướng từ khóc cũng hình như là đang cùng lão thái thái câu thông, muốn nói hắn không nhìn thấy vong hồn mới vừa hết thảy đều là trùng hợp, đánh chết tôi cũng không tin, tôi lập tức kéo cường tử lại, nói cho hắn biết mau ngăn chặn người đang khóc thảm thiết kia, người đó có thể câu thông với vong hồn, cường tử có chút cây ết yêu ta sợ, nói không có khả năng, hắn chính miệng nói hắn chẳng qua là dựa vào việc này kiếm tiền, chân chính người có bản lĩnh, ai hội giấu giếm bản lĩnh của mình nguyên nhân cụ thể tôi cũng không rõ ràng lắm ngược lại hắn thời điểm vừa khóc tang tôi nhìn thấy hắn đứng bên người một lão thái thái vong hồn hắn một mực lão thái thái kia mãi cho đến lão thái thái kia đi hắn mới ngừng khóc tôi vội la lên cường từ thấy tôi là thật sốt ruột nói khẳng định như vậy không nhịn được cũng tin vài phần nhưng hắn cũng không có đi ra ngoài mà là lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ nói dựa theo trình tự còn có còn có nửa giờ nữa tang sự mới kết thúc kế tiếp người nhà sẽ đem cho cốt rời khỏi nơi hỏa táng chúng ta chỉ có thừa dịp lúc người nhà rời đi mới có thể đi ra ngoài nếu không bây giờ xuất hiện bị lão đầu tử kia bắt được thì phiền toái rồi như vậy người khóc thuê làm sao bây giờ tôi không nhịn được hỏi tôi biết nhà hắn ở đâu chờ chúng ta thoát được ra ngoài trực tiếp đi đến nhà hắn tìm hắn cường tử nói thấy hắn nói khẳng định như vậy tôi không thể làm gì khác hơn là chỉ gật đầu dù sao nhà hòa táng này có chút không bình thường, lão đầu trông cửa kia nhất định cũng không phải người bình thường, và ăn là không nên đi tìm phiền toái, lại ở trong nhà kho đợi một tiếng đồng hồ, người nhà kia lo liệu tang sự rốt cuộc đi ra, vẫn như cũ là người khóc thuê kia dẫn đầu trên mùi xe tùy hành mang theo loa phóng thanh lớn, để âm nhạc đau thương. Cường tử một mực chú ý cẩn thận phía ngoài, thừa dịp xe tang ngăn trở tầm nhìn của lão đầu trông cửa trong nháy mắt lặng lẽ xen lẫn trong đội ngũ cũng theo nhạc tang cao giọng khóc lớn cùng những người nhà khác khóc hỏa lẫn cùng một chỗ tôi không kịp đề phòng cũng trợn tròn mắt nhìn toàn bộ sững sờ cái gì khóc a à. thấy tôi vẻ mặt như chưa tỉnh mộng cường từ len lén túm tôi thấp giọng nói tôi lúc này mới phản ứng được cũng may người nhà hắn liên tục chỉ lo bi thương không có mấy người chú ý tới nhưng chỉ kỳ quái nhìn tôi cũng không có nói gì thêm tôi đành phải cúi thấp đầu xuống cũng giả bộ làm ra một bộ bi thương sầu não dáng vẻ đi theo đại bộ phận người cùng nhau ra ngoài lúc đi ngang qua lão đầu giữa cửa tôi chợt cảm giác một cổ lạnh lẽo kia hàn ý lạnh như băng đến cực điểm độ dày tương đối cao xem ra tôi đoán không lầm lão đầu này quả nhiên không đơn giản tôi sợ hắn nhìn ra tôi cùng cường từ có vấn đề đầu càng hạ thấp vội vã từ bên cạnh hắn đi qua Mãi cho đến ra khỏi nhà hỏa táng, tôi vẫn là hết sức khẩn trương, không biết vì sao. Tôi đi vào cái nhà hỏa táng này, so với đi đứng trước âm phủ còn khẩn trương hơn, giống như nhà hỏa táng này so với hôn lễ Lâm Yến Nghi ở Tô gia âm trạch càng nguy hiểm hơn. Tôi có chút hối hận chọn nhà hỏa táng này là nơi bắt quỷ. Nếu như lúc đó tôi đi xa chút, chọn một bãi tha ma bắt quỷ, cũng không có nhiều chuyện ngoài ý muốn như vậy, chỉ là hối hận cũng đã chậm. Chúng tôi đi theo đội ngũ đưa tang đi rất xa mới thoát khỏi đội ngũ, trở lại trên xe taxi của Cường Tử. Cường Tử lái xe chạy thẳng tới khu vực thành phố Giang Minh, dọc đường tôi nói với hắn, vừa dối tôi cảm giác được một cổ mãnh liệt âm khí ở trên người lão đầu trong cửa. Hắn đoán sai, lão đầu trong cửa kia rất nguy hiểm, sau này khi đi vào nhà hòa táng, phải cẩn thận một chút, không thể lại bị hắn bắt được. Cường Tử gật đầu một cái, đối với tin tức này cũng không cảm thấy bất ngờ gì, lái xe khoảng nửa giờ hắn đem xe dừng ở một cái thôn khu đang được khai phá, cửa thôn là một quầy bán đồ ăn vặt, bên trong đứng một người phụ nữ đang đàn áo len câu được câu không nói chuyện với nhau. Chính là nơi này, đây là nhà của kẻ khóc thuê kia, đó là vợ của hắn, chúng ta chờ ở đây, hắn vội vàng làm xong, nhất định sẽ trở lại, cường tử nói, rồi xong còn cười hỏi tôi bị dày vò cả đêm. Có đói bụng không để hắn đi trong quán kia mua cho tôi chút gì đó ăn, tôi cũng không khách khí với hắn trực tiếp để cho hắn mua cho tôi chút bánh ngọt các loại để lót dạ cái bao từ sau khi ăn xong chúng tôi ngồi ở trong xe chờ người khóc thuê trở về trong lúc nhàm chán tôi liền móc ra thiên địa kích như coi như không nghiên cứu vốn dĩ trải qua lần trước bị dương khí trong thiên địa kích phản vệ một chuyện tôi là không dám sẽ tùy ý sử dụng nó bất quá lúc ở nhà hòa táng tôi phát hiện trong thiên địa kích lại xuất hiện không ít âm khí dương khí tôi không thể dùng nhưng âm khí đối với tôi mà nói thế nhưng thực là thứ tốt có một không hai thiên địa kích chính nó vốn lấy dương khí cùng âm khí làm vật dẫn hẳn là tự bản thân nó có thể có chức năng thu nạp âm khí hơn nữa đoạn thời gian trước tôi mới từ tô ra âm trạch đi ra nơi đó là chỗ âm giới có nhiều quỷ như vậy tự nhiên âm khí dày đặc nghĩ đến thiên địa kích hay là ở thời điểm đó đã hấp thu không ít âm khí thử đem trên người còn sót lại một chút âm khí ngưng tụ thành luồng âm khí sau đó hướng thiên địa kích đưa đến vị trí tiểu âm ngư rời đi, vừa mới tiếp xúc đến thiên địa kích thì có một cỗ âm khí theo âm tuyến hướng phía trong đan điền đi vào, tôi nhất thời mừng rỡ, xem ra thiên địa kích này thật đúng là đồ tốt, mặc dù bây giờ âm khí rời rạc, giống như cây bông vải, mặc dù chiếm diện tích lớn, nhìn qua giống như có rất nhiều dáng vẻ, nhưng trên thực tế, nồng độ cũng không cao, sau khi tiến vào trên đan điền tôi sau trải qua sức nén, cũng không có bao nhiêu nhưng chỉ ít có thể khẳng định, thiên địa kích sẽ chủ động hấp thu âm khí, sau đó vì tôi cung cấp âm khí bảo vệ, bởi vì tôi cũng không phải chân chính là quỷ. Tôi nếu muốn hấp thu âm khí nhất định phải thông qua một môi trường khác truyền lại, cũng không thể hấp thụ âm khí trực tiếp từ môi trường tự nhiên, cho nên sau khi tiểu ngư âm sau khi biến mất, cả người tôi cũng như bị phế đi, cũng không biết nên như thế nào mới có thể thu nạp âm khí. Bây giờ đã tốt hơn nhiều. Mặc dù hiện tại trong đan điền tôi âm khí cũng không dày đặc, nhưng tổng chung quy lại so với không có thì vẫn tốt hơn. Ít nhất khi đi lại nhà hỏa táng, tôi sẽ an toàn một chút. Ngào sau khi tôi xuống xe, người đang tôi cách thật xa, đột nhiên người khóc thuê kia ngẩng đầu nhìn tôi liếc mắt một cái, sau khi nhìn tôi, hắn vậy mà trực tiếp quẹo vào khúc quanh, quay đầu xe đi, địch, hắn muốn chạy. Cường tử cũng phát hiện người nọ là người khóc thuê thấy hắn đột nhiên quay đầu xe, lập tức kêu tôi lên xe, sau đó lái xe đuổi theo hắn. người nọ đi chính là xe điện, chỉ một chút thời gian đã bị cường tử đuổi theo, thấy chạy không được nữa, người khóc thuê không thể làm gì khác hơn là từ trên xe điện đi xuống đối cường tử nói, tôi thật không giúp được ông, tôi đều nói rồi, tôi làm việc này chính là muốn lăn lộn kiếm ăn, căn bản không có bản lĩnh cùng vong hồn câu thông a, à. ông cũng đừng làm khó dễ tôi nữa, phải không? vậy tại sao ông mới vừa nhìn thấy tôi liền bỏ chạy làm gì tôi hỏi tôi có chạy sao tôi chính là đột nhiên nhớ tới còn có chút chuyện khác đi nhà người thân một chuyến người khóc thuê tránh né ánh mắt của tôi quay đầu nói tôi phát hiện thời điểm hắn đối mặt tôi có chút chột dạ nói lời cũng không dám nhìn vào mắt của tôi hiển nhiên hắn là phát hiện trên người tôi âm khí dày đặc mới muốn tránh né nghĩ vậy tôi thần sắc ngưng trọng một ít nói đại thúc ngươi đừng sợ tôi đối với ngài không có ác ý, cũng là cường tử tìm tôi đến hỗ trợ, tôi mới tới tìm ngài, kỳ thực màn khóc thuê vừa rồi của ngài tôi đều nhìn thấy hết. Ngài thành công khuyên lão thai thái kia ly khai, đầu thai chuyển thế, vì cái gì càng muốn che giấu năng lực của mình, nói mình không có bản lĩnh đây, thấy tôi trực tiếp nói trắng bạch ra vậy, người khóc thuê sắc mặt có chút khó coi, bất quá hắn rốt cuộc cũng chịu nhìn thẳng vào tôi, nói, cô gái, ta không biết cô là người nào nhưng cô đã nói ra chân thành như thế. Chú cũng khuyên ngươi một câu, không nên đi đến nhà hỏa táng kia tìm phiền toái, người bên trong đó, ngươi trêu không nổi đâu. Nga, tại sao ngươi lại nói vậy? Thấy hắn chịu mở miệng, ta tức khắc hỏi, không có gì, ngươi chính là phải nhớ kỹ lời của chú là được. Nói ra nhà hỏa táng, lời lẽ của hắn vẫn còn có chút úp mở, rõ ràng không muốn nói thêm, cùng tôi nói xong, hắn lại khuyên cường tử để cho cường tử không nên quấn quít chuyện đã xảy ra người mất đã qua đời người sống mới là trọng yếu nhất không nên bởi vì người chết ảnh hưởng đến cuộc sống của mình không hồ là người khóc thuê chuyên nghiệp khuyên người cũng là một bộ thâm tình thậm chí ngay cả tôi cũng hiểu được cố chấp tìm thi thể ba mẹ hắn có chút không tác dụng dù sao ba mẹ hắn cũng không có ở đây cho dù tìm được cũng không thể khiến bọn họ sống lại cần gì phải mạo hiểm như vậy chứ bất quá nói đi thì nói lại tôi cùng người khóc thuê đều là đứng nói chuyện không đau eo sao. Nếu như đổi thành là ba mẹ tôi gặp loại sự tình này thì tôi cũng sẽ phân đấu quên mình vạch trần âm mưu của nhà hòa táng. Sao đứng nói chuyện không eo, nói xô nghĩ vậy. Tôi giữ vững trầm mặc không phát biểu ý kiến nữa. Dù sao thì nhà hỏa táng kia tôi nhất định phải quay lại. Về phần cường tử có muốn hay không tìm thi thể cha mẹ hắn, hoàn toàn tùy vào tâm của hắn. Cường tử bị người khóc thuê khuyên cũng không lên tiếng tôi cùng người khóc thuê cho là hắn bị thuyết phục muốn bỏ qua ai ngờ chờ người khóc thuê nói xong đến lúc thời điểm cường tử phát biểu ý kiến cường tử đột nhiên đối người khóc thuê quỳ xuống bang bang dập đầu hai cái nói nếu ngài có thể gọi linh hồn liền xin ngài giúp tôi dù cho tìm không được cha mẹ tôi thi thể tôi cũng muốn theo chân bọn họ chào tạm biệt một lần cuối nói xong hắn hai mắt nhìn chằm chằm người khóc thuê đáy mắt thần sắc kiên định chỉ cần người khóc thuê không giúp hắn, hắn liền quỳ tại chỗ không đi, người khóc thuê cũng bị sợ hết hồn bởi động tác bất tình lình của cường, lui về phía sau hai bước, sau đó thật sâu thở dài, nói, ngươi tiểu tử này, tôi vừa mới theo ngươi nửa ngày nói lâu như vậy đều là vô ích đúng không? Tôi không thể giúp được ngươi, coi như ta thật sự có thể chiêu hồn, cũng không thể gọi linh hồn cha mẹ ngươi trở về, bởi vì bọn họ, nói tới này, người khóc thuê chợt ý thức được mình nói sai chợt ngậm miệng lại. chương 107, nuôi cương thi, bọn họ thế nào, hồn phách cha mẹ tôi đến tột cùng thế nào. Cường tử nghe rõ, nhất thời nóng này, thậm chí hai tay ông ta còn ôm lấy hai chân người khóc thuê, như sợ ông ta chạy đi, mặt người khóc thuê đầy vẻ hối hận. Nhưng ông ta đã lỡ lời rồi, muốn thu lại cũng khó, đành phải giật giật chân để khỏi cường tử buông chân ông ta ra trước. Có chuyện gì thì vào trong tiệm của ông ta nói, thấy ông ta rốt cuộc đã chịu mở miệng, cường tử vội vàng buông chân ông ta từ dưới đất đứng lên kéo ông ta lên xe taxi để đưa ông ta về người khóc thuê không chịu nói ông ta còn có xe điện sẽ tự đi xe của mình trở về nhà cường tử sợ ông ta muốn chạy trốn liền lái xe đi sát ở phía sau lúc về tới cửa tiệm người khóc thuê bảo vợ đi ra ngoài mua thức ăn nói buổi trưa mời chúng tôi ăn cơm nhờ vợ ông ta chuẩn bị một chút ông ta giữ chúng tôi lại ăn cơm là giả chủ yếu là muốn để vợ ông ta đi ra ngoài Chờ đến khi vợ ông ta đi, tôi liền hỏi sao phải để vợ ông ta ra ngoài, chẳng lẽ vợ ông ta không biết ông ta là người khóc thuê, mặt người khóc thuê lộ chút phức tạp, hai mắt nhìn tôi thật sâu, nói: "Cháu gái, cháu vừa gia nhập giới này phải không? Loại chuyện này mình biết là được, tốt nhất không nên để người nhà biết nếu không về lâu dài sớm muộn sẽ liên lụy tới người nhà, liên lụy người nhà." Tôi cả kinh trong lòng, vội vàng hỏi ông ta liên lụy thế nào, ông ta lần nữa thở dài, đưa mắt nhìn về một xó xỉnh trong tiệm. Lúc này tôi mới phát hiện trong góc có bầy một khung ảnh, bên trong khung là ảnh chụp hai người, chính là người khóc thuê và một người phụ nữ. Nhưng người phụ nữ trong ảnh không phải là bà vợ vừa rồi của người khóc thuê, tôi liền hỏi người trong khung ảnh là ai, bà ấy không phải là vợ người khóc thuê nhưng động tác giữa bà ấy và người khóc thuê vô cùng thân mật, quan hệ chắc chắn không tầm thường, đây là người vợ quá cố của tôi năm đó cũng vì chuyện đài hỏa táng mới khiến cô ấy chết sớm. Cho nên tôi mới khuyên các ngươi, đừng nên chọc vào đài hỏa táng kia. Hơn nữa, cô là người thấy âm dương cũng tuyệt đối không nên nói cho người nhà biết, nếu không sớm muộn cũng sẽ liên lụy tới người nhà, không riêng gì chú. Chú đã từng biết nhiều đại sư âm dương, cuối cùng đều không một ai may mắn tránh được, không thoát được lời nguyền này. Người khóc thuê nói, giọng của ông ta mười phần trầm thấp, hiển nhiên tình cảm giữa ông ta với người vợ quá cố kia rất sâu đậm. Mà từ trong lời nói của ông ta cũng không khó nhận ra ông ta cũng từng là một nhân vật lớn một phương. Có điều sau biến cố nào đó mới lạc tới thôn làng nhỏ này là một người khóc thuê bình thường. Nghe được chuyện này, tâm tình tôi cũng có chút xa sút nhỏ giọng xin lỗi người khóc thuê. Sau đó nói, quả thật cháu mới gia nhập nghề này chưa được chưa lâu, nhưng người nhà cháu không biết năng lực của cháu, vậy mà bây giờ cũng bị liên lụy lần này cháu đi đài hòa táng cũng bởi vì muốn cứu người nhà nói xong tôi lại hỏi hồn phách cha mẹ cường tử rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thi thể cha mẹ ông ta theo như nói là không có đốt chỉ cần thi thể không bị đốt thì địa hồn vẫn còn những linh hồn còn lại kia thì vẫn theo quá trình bình thường hẳn vào âm phủ chờ đầu thai mới đúng sau khi hồn phách đầu thai địa hồn bám ở trên thi thể mới tiêu tán thi thể trong chớp mắt liền thối giữa thành một đống xương khô mà toàn bộ quá trình này cũng chỉ cần gần 2 tháng. 2 tháng đó cũng chính là quá trình thối giữa của thi thể. Nếu thi thể không bình thường, tức hồn phách có oan khí rất cao sẽ tạo thành quỷ hồn, không chịu đầu thai chuyển thế. Như vậy địa hồn sẽ vẫn ở lại trên thi thể người. Chỉ cần đất hồn không tiêu tán thì thi thể vĩnh viễn sẽ không thối giữa thành xương cốt. Đây cũng là lý do tại sao trên phim truyền hình thường diễn người trộm mộ đụng phai hài cốt còn nguyên sẽ rất lo lắng bởi vì phàm là hài cốt còn thịt ngoại trừ chết chưa lâu thì đều là địa hồn không tiêu tán hồn phách vẫn còn loại tình huống này dễ dàng thấy nhất là xác chết sống dậy nếu muốn tạo thành cương thi thì địa hồn không được tiêu tán cũng là một trong những điều kiện cơ bản dựa theo như lời cường tử thời điểm cha mẹ ông ta xảy ra tai nạn xe đại khái là hơn một tháng trước lúc này hồn phách sau khi tử vong coi như tiến vào âm phủ chỉ cần có lời chiêu hồn thì vẫn có thể gọi trở về người khóc thuê lại nói hồn phai của họ không thể chiêu được. Vậy chỉ có thể có một khả năng, chính là hồn phách cha mẹ anh ta bị người khác khống chế, hoặc là thi thể bị người khác khống chế. Hai người này chỉ cần bị người bắt giữ thì hồn phách không cách nào hiện thân, giống như tình huống của em họ tôi vậy. Đến lúc này, tôi cơ bản có thể khẳng định thi thể cha mẹ cương tử bị đài hòa táng làm gì đó phi pháp. Cũng không chừng đài hòa táng dùng những thi thể này để bồi dưỡng cương thi cũng nên nghĩ tới đây tôi lập tức hỏi người khóc thuê có biết cương thi được hình thành như thế nào không Ông ta có thể chiêu hồn hồn phách hơn nữa dáng vẻ ăn nói bất Phàm hẳn là kiến thức rất nguyên thâm thấy tôi nhắc tới cương thi người khóc thuê nhìn tôi với vẻ bất ngờ ánh mắt lộ ra một tia tán thưởng nói cháu mới vào giới không lâu có thể thông qua những gì ta vừa nói lại nghĩ đến cương thi đầu óc thật tốt a à. rồi ông ta nói tiếp có rất nhiều phương pháp tạo thành cương thi mặc kệ tạo thành như thế nào thì cũng không thoát được khỏi một nguyên lý chính là sử dụng âm khí thi lấy âm làm gốc phải có đầy đủ âm khí để trông đỡ địa hồn trên thi thể có thể thông qua âm khí phát triển lớn mạnh đến thời điểm đủ lớn mạnh nó có thể chi phối thi thể thì sẽ tạo thành xác sống sau khi thành xác sống thi thể đó coi như tiến vào ngưỡng cửa cương thi bất quá chỉ là xác sống sơ cấp sẽ không có lực sát thương gì vẫn chưa thể gọi là cương thi tiếp theo bọn họ cần một lượng âm khí rất lớn để tu luyện sau khi tu luyện tới mức răng dài ra mới chính thức gọi là cương thi thông qua một lượng âm khí lớn để tiến hành tu luyện hôm qua lúc đi tới đó tôi đã nhìn qua về mặt địa lý mà nói đài hỏa táng kia không phải là nơi âm khí hội tụ nhưng nơi đó có rất nhiều thi thể ra ra và vào hàng ngày khiến âm khí rất nồng đậm mặc dù âm khí nơi đó đậm đà nhưng cũng chỉ là so sánh với những nơi khác mà thôi đối với tu luyện thi thể mà nói âm khí như vậy là quá nhạt. Đừng nói so sánh với âm trạch của tô gia, ngay cả cái động dưới cây nơi chúng tôi phát hiện thiên địa kích thì âm khí so với đài hỏa táng cũng đậm đặc hơn rất nhiều. Cho nên âm khí trong đài hỏa táng nhất định không thể trông đỡ được quá trình tu luyện cương thi. Vậy thì âm khí từ đâu tới, chân mày tôi nhíu lại càng ngày càng sâu, câu trả lời cũng tự động bật ra trong đầu. Bên trong có vật chứa âm khí, chính là thi thể, phương thức này giống như đã từng quen biết giống hệt phương pháp luyện chế của trùng đem tất cả xác sống cùng các thi thể chứa nhiều âm khí thả vào một không gian kín để bọn họ tự giết lẫn nhau cuối cùng có thể lưu lại chính là cương thi cho nên từ trong phòng giữ xác mới có thể truyền ra tiếng nhai nuốt căn bản là thi thể sau biến thành xác sống đang gặp ăn những thi thể khác mà phòng giữ xác tối hôm qua chúng tôi lén vào chính là cái lồng nuôi dưỡng cương thi nghĩ tới đấy tôi lập tức cảm thấy không rét mà run trên trán đổ một tầng mồ hôi lạnh người khóc thuê thấy phản ứng này của tôi lấy ra một ít khăn giấy đưa cho tôi để cho tôi lau mồ hôi ngay trước mặt cường tử ông ta cũng không nói toạc ra chỉ nói nếu cháu đã nghĩ rõ ràng sẽ thấy lời khuyên của chú là không thừa thãi cách đài hỏa táng kia xa một chút tự giải quyết cho tốt đi tôi sững sờ gật đầu một cái tinh thần vẫn còn chưa tỉnh táo khỏi từ kinh hãi thấy ngay cả tôi cũng gật đầu cường tử không khỏi nóng này hỏi tôi xảy ra chuyện gì tại sao đột nhiên biến thành như vậy, không có gì, tôi phải quay về một chút, có chuyện gì thì tối nay nói xong, tôi nói, nói xong, tôi cảm ơn người khóc thuê một tiếng, liền để cường tử đưa tôi về nhà, cường tử vẫn như cũ không cam lòng, nhưng thấy dáng vẻ mất hồn mất vía của tôi, hơn nữa tôi có nói qua tối sẽ liên lạc nên ông ta lúc này mới gật đầu một cái, lấy số điện thoại của tôi, nói buổi tối sẽ liên lạc với tôi, từ nhà của người khóc thuê cường tử liền đưa tôi trở về căn biệt thự lớn cha mẹ tôi cũng không biết vì sao vẫn nằm hôn mê bất tỉnh trên giường như cũ tôi sợ bọn họ ngủ lâu sẽ xảy ra vấn đề gì liền lấy nước nóng đơn giản lau qua thân thể bọn họ một chút lại cho bọn họ uống nước đường để duy trì năng lượng rồi mới đi xuống lầu một ngồi trên ghế salon ngây người bây giờ ở đài hỏa táng kia rõ ràng có kẻ bất lương đang lợi dụng thi thể để nuôi cương thi hơn nữa người nuôi cương thi kia thực lực rất thâm sâu ngay cả tô thịnh đối với hắn ta cũng phải tránh lui hiển nhiên hắn rất có thực lực sẽ là ai chứ lâm yến nhi vương quả phụ lý trùy trong đầu tôi xuất hiện ba người này những người tôi biết có thể làm ra chuyện này dường như cũng chỉ có ba người bọn họ nhưng khi cẩn thận suy nghĩ lại một chút lại có rất nhiều điểm rất khả nghi lâm yến nhi bản thân cô ta là lệ quỷ thủ hạ còn có một đám tiểu quỷ không cần phải phí tâm tổn sức đi nuôi cương thi hơn nữa mặc dù quỷ cùng cương thi có mối quan hệ không thể tách rời nhưng tóm lại mà nói vẫn là tương sinh tương khắc lâm yến nghi muốn khống chế thi thể sẽ phải mất nhiều khí lực hơn so với khống chế quỷ rất nhiều về phần vương quả phụ bà ta mặc dù đều ra tay vào những thời điểm tôi không chú ý nhưng tô mộc cùng đường dũng đều đã từng nói thực lực của vương quả phụ không hề cao ở sau bọn họ một quãng dài muốn nuôi cương thi để tăng thực lực của mình thì còn có thể nhưng vương quả vô cùng tô mộc có khúc mắc còn từng khiến tô đoàn bị thương nặng như vậy từ điểm này nhìn ra thì chuyện này lại không giống do vương quả phụ làm còn lý Trùy, hắn là người đáng nghi nhất bởi vì bản thân hắn là long phù tôi biết ở thái lan cũng có phương pháp khống chế thi thể bất quá nó là không gọi là nuôi thi mà được gọi là thông gì đó về phương hiện này tôi không hiểu nhiều tô mộc cũng chưa từng nói qua nhưng bằng bản lãnh cộng với sự hiểu biết của ông ta đối với xác chết thì thông qua loại phương pháp này để nuôi cương thi ngược lại rất có thể nghĩ tới đây trong đầu tôi bỗng nhiên hiện ra một người khác nữa gã đệ tử càn thi phái bọn họ chuyên môn là nuôi loại thi này đối với thi thể có tố chất càng mạnh mẽ càng tốt nếu như đài hỏa táng kia là do bọn họ mở thì nghĩ tới đây tôi lập tức lấy điện thoại gọi cho đường dũng là anh ta đem thả gã càn thi phái kia đi hẳn là anh ta có thể biết gã đệ tử cản thi phái kia ở nơi nào. Tôi muốn thấy anh ta có thể đem gã nam tử cản thi phái kia tìm trở về hay không. Đường Dũng nhận điện thoại của tôi rất nhanh. Tôi vừa mới gọi thì trong điện thoại đã truyền tới giọng kinh ngạc vui mừng của Đường Dũng. Dương Dương, có phải là em nhớ anh không? Sau cùng vẫn quyết định gả cho anh phải không? Đối cộng lông, tôi có chuyện quan trọng muốn tìm anh. Tôi tức giận nói. Vốn trong lòng tôi vì chuyện ở đài hòa táng mà trong lòng rất nặng nề Nhưng bị đường Dũng trêu ghẹo Vậy mà lại khiến cho tâm tình tôi được thả lòng đi rất nhiều Chuyện kết hôn còn không phải quan trọng sao Em ở đâu? Anh qua tìm em Giọng anh ta giống như rất tuổi thân vậy Tôi cũng lười nói nhảm cùng với anh ta liền đưa địa chỉ căn biệt thự này cho đường Dũng 10 phút sau Đường Dũng đã thở hồn hền xuất hiện ở cửa biệt thự Nghe thấy tiếng gõ cửa của anh kiến tôi sợ hết hồn bởi vì nhà anh ta cách căn biệt thự này đủ xa, cho dù lái xe thì ít nhất cũng phải mất chừng nửa giờ, nhưng anh ta chỉ dùng 10 phút đồng hồ, hơn nữa nhìn dáng vẻ mồ hôi đầm đìa, rõ ràng là chạy tới, lòng tôi không khỏi thấy ấm áp, lập tức tìm khăn ướt lau mồ hôi cho anh ta, tiện lấy chai nước đưa cho anh ta, để anh ta uống miếng nước ngồi nghỉ ngơi một chút, cảm ơn Dương Dương, hóa ra em cũng thương anh như vậy, sợ anh mệt. Nhưng em yên tâm, thể lực chồng em rất tốt chạy con đường ngắn như vậy căn bản không coi là gì. Đường Dũng kinh nhạc vui mừng nhận lấy nước, nhưng anh ta cũng không có uống mà nhìn tôi nói ba hoa, đúng thế, lão đại của tôi trước kia chạy trốn đã quen, quãng đường từng ấy đối với anh ấy căn bản không là gì cả, trước kia anh ấy từng vắt chân lên cổ chạy trốn chết một ngày một đêm. Diệu diệu cũng không yếu thế, đột nhiên xuất hiện từ bên cạnh nói. Chương 108, thuật đơn giản của Long Phu. Đường diệu diệu, ở đây không có phần cho nhóc nói chuyện người lớn đang nói chuyện trẻ con không nên xen vào đường dũng bị nói đến mặt đỏ lên nhất thời như con thỏ bị đạp đuôi hướng diệu diệu mắng nhìn thấy diệu diệu tâm tình tôi vốn nặng nề liền được tháo gỡ hiểu rõ hơn rất nhiều mặc dù tôi không thể tiếp nhận tình cảm của đường dũng nhưng trong khoảng thời gian này tiếp xúc với nhau tôi bất chi bất giác đã thành thói quen có đường dũng và diệu diệu bên cạnh bây giờ có thể lại tiếp tục nhìn thấy bọn họ tôi lại có một loại hạnh phúc đến nỗi không nói thành lời. Nhìn Diệu Diệu cười một tiếng, tôi nhìn về phía đường Dũng, hỏi hắn, thế nào chỉ có Diệu Diệu ở nơi này? Trịnh Lâm đâu? Trịnh Lâm, nó không phải đi cùng em sao? Đường Dũng sừng sốt một chút, kỳ quái nhìn tôi, không có, lần trước tôi để cho anh tách ra nó liền cùng anh đi theo, sau đó thì không thấy quay lại. Tôi thấy đường Dũng biểu cảm không giống đang cùng tôi đùa giỡn, lập tức luống cuống. Trịnh Lâm là tiểu quỷ của tôi, lẽ ra phải luôn luôn ở bên cạnh tôi mới đúng. Nhưng chính mắt tôi nhìn thấy nó cùng Đường Dũng đi rồi. Đường Dũng là người đem nó tạo ra, tình cảm tất nhiên là không bình thường, cho nên Đường Dũng không gì đáng trách. Tôi vẫn không có suy nghĩ nhiều, nhưng bây giờ Đường Dũng nói nó không có đi theo hắn. Vậy khoảng thời gian này nó đi đâu? Thấy tôi lo lắng, Đường Dũng liền vỗ vỗ bả vai của tôi, để cho tôi bình tĩnh một chút. Bây giờ quan trọng là xác định nó có hay không gặp chuyện không may, chỉ cần nó còn an toàn, vậy thì không có chuyện gì lớn, Đường Dũng nói cũng có lý, tôi lập tức gật đầu một cái, hỏi hắn làm sao mới có thể xác định Trịnh Lâm an toàn? Đường Dũng nói, tôi là chủ nhân của Trịnh Lâm, cùng Trịnh Lâm huyết mạch tương thông, chỉ cần tôi phát ra tin tức tìm kiếm Trịnh Lâm, nó nhất định có thể cảm giác được. Nó trả lời, tôi tức là nói lên nó bây giờ là an toàn tôi lập tức gật đầu hỏi đường dũng tôi nên làm thế nào phát ra tin tức tìm kiếm trịnh lâm đường dũng nói thông thường long phù đều có một bộ thuật pháp bất quá tôi không phải là long phù cũng không có học qua cơ bản thuật long phù nên cũng không dùng được cũng may trên người tôi có âm khí có thể mượn nhờ hắn tới làm một số thuật đơn giản của long phù bất quá tôi phải chịu chút hủy khuất mới được nói xong hắn có chút xấu hổ cúi đầu giả bộ ngượng ngùng nhìn tôi nói em có nguyện ý không nói nhảm anh nói thẳng muốn tôi làm cái gì là được thấy hắn dáng vẻ già mồm đê tiện tôi liền không nhịn được muốn chửi mắng hắn cởi y phục xuống sau đó đường dũng mặt càng đỏ ánh mắt gian xảo ở trên ngực tôi liếc một cái bỉ ổi nói không đợi hắn nói xong tôi liền cảm giác mình lại bị đùa giỡn trực tiếp một cái tát đánh vào trên vai hắn phẫn nộ nói anh có thể hay không có chút đứng đắn trịnh lâm mất tích anh còn có tâm tư đùa giỡn với tôi Oan uổng a, à, lần này anh thực sự là nghiêm túc. Đường Dũng bị đánh, nhất thời buồn bực nhìn tôi, khuôn mặt hận không thể nhăn thành bánh bao, nói rằng hắn thực có nhiều ủy khuất nha, ngay cả rượu rượu cũng không đành lòng nhìn Đường Dũng như vậy, giải thích, chị Dương Dương, chị lần này thật oan uổng anh của em rồi. Anh ấy muốn thi triển long phù thuật gọi Trịnh Lâm, nhất định phải mượn dùng âm khí của chị mà trên người chị âm khí cũng không phải là rất nhiều, cho nên không thể có bất kỳ lãng phí nào bây giờ chỉ có thể đem ba chỗ đan điền đều dính cùng tập hợp một chỗ. Hắn dùng âm khí của chị thi triển ra thuật long phù, nhìn diệu diệu nói với dáng vẻ nghiêm trang như vậy không giống như đang lừa dối tôi. Hơn nữa hắn nói quả thực có chút đạo lý, tôi chỉ bán tín bán nghi nhìn đường dũng liếc mắt một cái, nói, thế à, vậy tôi hiểu lầm anh rồi. Em hiểu rồi chứ, em như vậy oan uổng cho anh, tốt xấu cần bày tỏ một chút gì đi chứ. Đường Dũng thấy tôi xin lỗi, trên mặt ủy khuất nhất, thời tan thành mây khói, một lần nữa nhếch miệng cười bị ổi tiến lại gần tôi, tôi đành phải đưa tay tới, để hắn đem cái đánh vừa nãy trả lại, ai biết hắn thế mà trực tiếp kéo lại tay của tôi, dùng sức kéo một cái ôm tôi vào trong ngực, nói, Dương Dương, anh mới không nỡ đánh em, làm sao có thể đánh em a, à? từ giờ trở đi anh sẽ là thần bảo vệ của em, bất kể em đối với anh làm cái gì anh đều không một câu oán hận, miễn là em vui vẻ thì tốt rồi. Hắn lời nói này quá buồn nôn đi, lời nói khiến tôi cả người đều nổi da gà, vội vã đẩy hắn ra, lúng túng nói, "Được rồi, được rồi, tôi đã biết, chúng ta mau bắt đầu đi." "Được." Đường Dũng nhe răng cười một tiếng, tiếp đó chỉ vào quần áo trên người tôi, nói, "Em phải đem quần áo cởi xuống mới được, ngoại trừ da rẻ ở ngoài, bất luận quần áo hay thứ gì cũng sẽ gây trở ngại đến độ tinh khiết âm khí, hơi một chút sơ sẩy, thuật Long Phù sẽ thất bại." hắn nói rất hèn hạ nếu như không phải là rượu rượu mới vừa rồi giải thích tôi còn là có loại xúc động muốn tắt hắn một cái nhưng cho dù tôi biết hắn là muốn chiếm tiện nghi tôi còn rất là không tình nguyện muốn hỏi hắn nhất định phải cởi sao đường dũng gật gật đầu truyền thuyết đan điền ở ngay chính giữa ngực vị trí huyệt đàn chung phía dưới cách ba ngón tay là cây rốn chỉ có ba chỗ đan điền đều dán cùng một chỗ mới có thể bảo đảm chắc chắn không chuyện gì xảy ra Nói xong hắn thấy tôi khó xử như vậy, ngược lại không có đồ dỡn lưu manh, mà quay lưng lại, ở phòng khách tìm một khối vải dài, đem ánh mắt che lại nói, em yên tâm, anh tuy rằng nhìn qua tùy tiện, nhưng đối với tình cảm là rất nghiêm túc, em chỉ cần một ngày không nhìn anh, anh cũng sẽ không đối với em làm cái gì. Nói xong hắn đã cởi ra khuy áo sơ mi, bắt đầu cởi quần áo trên người mình, trong nháy mắt cơ thể gầy gò liền lộ ra, tôi lúc này mới phát hiện hắn mặc dù nhìn qua so với tô mục người yếu hơn rất nhiều, nhưng trên người bắp thịt cũng không hề hơn ít so với tô mục, chỉ là hình dáng so với tô mục nhỏ một chút mà thôi. Vội vã nhìn thoáng qua, tôi cảm thấy cứ nhìn chằm chằm vào thân trên của đường dũng mãi là không tốt, liền xoay người sang chỗ khác, rượu rượu trái lại rất tự giác sau khi đường dũng cởi áo, liền phất tay với tôi chào tạm biệt, từ trong cửa xuyên ra ngoài rời đi, bởi vì đường dũng che hai mắt lại nhất thời tôi cảm thấy bớt lúng túng đi không ít tôi cũng chậm rãi cởi áo ra bất quá cởi áo ra đã là cực hạn của tôi tôi còn giữ lại nội y mới chậm rãi hướng đường dũng đi tới tôi cảm giác được đường dũng cũng lộ ra khẩn trương cùng bộ dáng mị hoặc ngày thường của anh ta một chút cũng không ăn khớp toàn thân cơ bắp căng thẳng muốn chết anh ta thậm chí nói chuyện có chút cả lăm để cho tôi lấy cái chán của mình dán lên chán của đường dũng chán của anh ta rất nóng trên mặt còn có một tầng mồ hôi sau khi dán sát vào chán của anh ta hai tay anh ta mở ra ôm chặt tôi vào ngực để cho thân thể tôi cùng thân thể của anh ta dính sát vào nhau động tác này tới quá nhanh tuy rằng tôi đã sớm chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn là bị hắn hù dọa tuy là đường dũng nhắm hai mắt nhưng vị trí tìm được rất chuẩn sau đó ôm lấy tôi tôi liền cảm giác được bụng dưới của tôi cùng bụng dưới của anh ta dính cùng một chỗ cảm giác kia rất không được tự nhiên có phần thân mật hơi quá không riêng tôi cảm thấy không được tự nhiên nhiệt độ cơ thể anh ta cũng rất nhanh tăng cao cũng may anh ta lúng túng nhất thời những cũng không quên đọc khởi câu thần chú cơ hồ là trong nháy mắt tôi cùng đường dũng trong lúc đó liền xuất hiện một cổ sức lực vô hình sức lực kia giống như đem tôi cùng đường dũng liên tiếp ở cùng một chỗ ba cái tay vô hình xuyên qua thân thể của tôi đồng thời luồn vào ba điểm trong đan điền trên người tôi dùng sức đem âm khí trong cơ thể tôi lôi ra ngoài, không bao lâu sau, tôi cảm giác được thân thể có chút nóng lên, trong cơ thể giống như có một cái lò lửa lớn đang thiêu đốt vậy, cùng lúc đó, thân thể của Đường Dũng lại trở nên càng ngày càng lạnh, trong miệng anh ta nói tiếng Thái càng lúc càng nhanh, giống như đang niệm chú, thời gian trôi qua không bao lâu, tôi cũng cảm giác anh ta đem thứ gì đó thả ra bay đi rồi, sau đó vài giây, Đường Dũng rốt cuộc khôi phục yên tĩnh bất quá thanh âm anh ta vừa ngừng, đại não của tôi lại đột nhiên truyền đến một trận đau nhức, trong đầu cũng vang lên thanh âm xì xì, xoẹt xoẹt, dường như sóng não bị quấy phá vậy, tinh thần của tôi nhất thời chấn động, xem ra là tín hiệu của Trịnh Lâm trực tiếp truyền đến, tôi không khỏi nín thở tập trung tư tưởng, chỉ sợ thanh âm Trịnh Lâm quá nhỏ, tôi sợ sẽ bỏ lỡ cái gì đó, suy đoán của tôi rất chính xác, nó tương tự như đài thu radio, âm thanh xoẹt xoẹt càng ngày càng nhỏ sau khi chờ nó hoàn toàn biến mất mất hẳn, trong đầu tôi rốt cuộc xuất hiện tiếng nói của người nào đó, bất quá âm thanh đó không phải tới từ trịnh lâm mà là thanh âm của một người vô cùng quen thuộc, thanh âm hắn trầm thấp, lãnh đạm xen lẫn tức giận, gầm nhẹ nói, lục dương, em mặc quần áo vào cho tôi, nghe được thanh âm cùng ngữ khí quen thuộc này, đầu óc của tôi trong nháy mắt ông một tiếng, giống như bị chập mạch rồi, bỗng chốc ngây ngần cả người, thế nào lại là hắn? tôi rõ ràng liên lạc với trịnh lâm trong đầu tại sao lại xuất hiện thanh âm của hắn tôi hoàn toàn choáng váng rồi trong lòng chấn động không dứt lúc trước hắn ở trước mặt tôi làm cho cùng người phụ nữ khác kết hôn còn nói ra những lời tổn thương tôi như vậy tôi cho rằng mình đã buông xuống đoạn tình cảm này rồi nhưng trong nháy mắt khi giọng nói của hắn xuất hiện trái tim của tôi có cảm giác ngũ vị tạp trần cay đắng ngọt bùi bây giờ không biết phải hình dung như thế nào bất chi bất giác nước mắt của tôi đã giàn rủa chỉ là thanh âm của hắn nói xong câu nói kia về sau liền lại biến mất tại trong đầu của ta chỉ là thanh âm của hắn nói xong câu nói kia thì liền biến mất ở trong đầu của tôi giống như chưa hề phát sinh qua tôi thậm chí hoài nghi vừa rồi tôi có phải nghe lầm rồi không hoặc là câu nói đó là ảo tưởng của tôi nhưng hắn sau khi nói xong đường dũng cũng buông lòng tôi ra hỏi thế nào rồi trịnh lâm hồi âm với em chưa nó vẫn an toàn chứ? An toàn đi, tôi trần chờ nói, thấy thuật pháp xong rồi, lập tức mặc quần áo vào, chờ tất cả thu thập xong, tôi mới để cho đường dũng tháo vải che mắt xuống, đường dũng giống như cũng không biết phát sinh chuyện gì, nhanh chóng mặc quần áo tử tế, tháo vải trên mắt xuống, chỉ là sau khi hắn tháo xuống vải che mắt, trong nháy mắt liền nóng nảy nắm lấy bả vai của tôi, hai mắt lo lắng nhìn tôi, hỏi, em khóc, trịnh lâm rốt cuộc đã nói gì với em? Thế nào em lại khóc lợi hại như vậy? Hắn, cùng tôi nói chuyện là Tô Mộc, Đường Dũng vừa hỏi, viền mắt của tôi lại nhịn không được đỏ ửng lên, thấp giọng nói, "Tô Mộc?" Thế nào lại là hắn? Đường Dũng sừng sốt một chút, anh ta nhìn thấy tôi khóc sưng cả mắt, trên mặt liền hiện ra dáng vẻ đau lòng, sau đó anh ta giơ tay lên lau sạch nước mắt trên mặt tôi, một tay đem tôi kéo vào trong ngực, cũng không hỏi Tô Mộc đến tột cùng nói với tôi cái gì, an ủi tô mộc thì tô mộc ít nhất đã có hồi âm nói lên trịnh lâm bây giờ chắc là cùng tô mộc ở chung một chỗ em không cần lo lắng vừa nói hắn vừa đem tôi ôm càng chặt hơn thanh âm ấm áp thấp giọng nói em nếu như khó chịu liền khóc lên đi anh sẽ không cười nhạo em quen biết với anh ta lâu như vậy tôi lần đầu tiên nghe được đường dũng nói một câu ấm áp như vậy thật mất tự nhiên bỗng dưng tôi muốn bộc lộ hết tâm sự cũng không kháng cự đường dũng đem đầu tựa trên bả vai hắn, đem toàn bộ ủy khuất mấy ngày nay tích góp từng tí một mà khóc lên, cho tới bây giờ, tôi đối với Tô Mộc vẫn là không cách nào chống cự, bất kể là nghe được thanh âm của Tô Mộc cho đến tin tức của hắn, trái tim của tôi đều sẽ hung hăng bị đâm cho dì máu, hắn nói qua. Hắn cùng tôi ở chung một chỗ chẳng qua là vì lợi dụng tôi để ở lại trần gian mà thôi. Người hắn yêu chân chính là Lâm Yến Nhi. Mục đích tới trần gian cũng là vì tìm kiếm Lâm Yến Nhi. Cho nên chuyện thứ nhất chính là tìm Lâm Yến Nhi, sau đó chính là vứt bỏ tôi, cùng Lâm Yến Nhi kết hôn, đã như vậy hắn lại dựa vào cái gì quản tôi, lại còn dùng loại ngữ khi đó nói chuyện chứ, bây giờ, coi như tôi muốn lên giường cùng đường dũng, cùng tô mộc hắn một chút cũng không có quan hệ, càng như vậy, tôi lại càng uy khuất, một mực khóc đến cổ học khàn khàn, hốc mắt phát khô, tôi mới rốt cuộc trở lại bình thường, buông đường dũng ra lúc này nửa bên quần áo đường dũng đã hoàn toàn bị nước mắt của tôi làm ướt vẻ ma anh ta vốn đang lo lắng nhìn tôi sau khi thấy tôi không khóc nữa tâm tình anh ta cũng bình phục rất nhiều sắc mặt lo lắng nhất thời lập tức trở thành ghét bỏ hung hăng nhìn quần áo của trên người mình nói với tôi không nghĩ tới em có thể khóc lớn như vậy em thành thật nói cho anh biết phía trên này ngoại trừ nước mắt của em em có vụng trộm hướng trên người anh quệt nước mũi hay không Chương 109, Ngũ Đại trưởng lão, đang lúc nghiêm túc như vậy, anh ta thế mà nói ra được lời này, tôi nhất thời bị nghẹn, khụ khụ ho khan một cái, Đường Dũng thấy cười lớn ha ha, anh ta cởi xuống áo sơ mi ẩm ướt, từ trong túi sách lấy ra một cái áo thun mới thay vào, lúc này mới nghiêm mặt nói, nếu đã xác định Trịnh Lâm an toàn, em có phải hay không nên nói cho anh một chút chuyện chính, em vì sao đột nhiên chạy tới đây? Tìm anh tới là vì chuyện gì? Bị anh ta hỏi lên như vậy, tôi mới nhớ tới chuyện của nhà hòa táng, vội vàng đem kể hết tất cả mọi chuyện phát sinh sau khi anh ta đi nói một lần. Đường Dũng biết được sau khi anh ta đi, lại có mảnh thú tìm tới cửa, kinh ngạc miệng đều dương thành o tròn, bất quá anh ta nghe đến phía sau, biết được ta phát hiện có người nuôi cương thi, càng là kinh ngạc im lặng nhìn ta nói, anh thật không biết nên nói em may mắn hay là bất hạnh, những việc em đụng phải này, đối với bất kỳ một người tu hành nào mà nói, đều là 10 năm cũng khó gặp anh vừa rời đi ngươi có một ngày, ngươi vậy mà cha ra được nhiều chuyện như vậy, cũng may là mặc em lớn, nếu không bất kể là mãnh thú hay là cương thi, bất luận cái gì cũng có thể tùy tiện lấy xuống cái mạng của em. Anh ta cảm thán một chút, lại nói, em hoài nghi người đứng sau nhà hỏa táng kia đúng là người càn thi phái không phải không có lý, dựa vào hiểu biết của anh, bọn chúng làm như vậy cũng có thể lý giải, dù sao hiện tại cả nước đều khởi xướng hỏa táng con đường tìm thi thể nguyên vẹn bọn chúng ngày càng bị thu hẹp, chỉ có thể nghĩ những biện pháp khác giải quyết vấn đề tu luyện. Chỉ là bọn họ cũng dám quang minh chính đại nuôi cương thi cũng là không có người nào. Vạn nhất có cái nào cương thi chạy ra ngoài, nhất định sẽ gây nên đại loạn. Chúng ta không phải là đã từng bắt một người của cản thi phái hay sao? Anh có thể tìm được anh ta hay không? Em đã đáp ứng giúp cường tử tìm được cha mẹ của anh ta. Không chừng người cản thi phái lại biết thi thể cha mẹ cường tử ở chỗ nào. Tôi nói, "Ô, oh, cái này dễ thôi." Anh ở trên người hắn hạ xuống một vật, chính là vì phòng ngừa hắn lại đi gây bất lợi cho em, hiện tại anh là có thể tìm được hắn." Đường Dũng nói, nói xong anh ta lấy điện thoại di động ra, mở ra, tìm qua vài cái dãy số, tôi lập tức cảm thấy vui mừng, vốn cho rằng tìm lại tên nam từ Càn Thi Phái rất khó, không nghĩ tới Đường Dũng lại suy nghĩ tỉ mỉ như thế. Không bao lâu, điện thoại liền truyền đến giọng nói đường dũng cùng người nam từ cản thi phái nói chuyện rất cứng rắn trực tiếp mệnh lệnh anh ta tới tìm chúng tôi bất quá khi nói địa chỉ gặp mặt đường dũng ngược lại không nói ra địa chỉ của biệt thự này mà lấy địa điểm gặp mặt ở một quán cà phê trung tâm thành phố trong lòng tôi lại cảm thấy ấm áp hơn trước đây chẳng qua là cảm thấy giao phó cho đường dũng chuyện gì cũng đều hoàn thành là một người rất đáng tin nhưng hiện tại sau khi tiếp xúc nhiều hơn tôi mới phát hiện anh ta không chỉ đáng tin cậy mà bất luận chuyện gì đều có thể làm rất chu toàn tỉ mỉ. Anh ta cố ý đem địa chỉ gặp mặt chọn ở trung tâm thành phố. Chính là không muốn để cho người của cản thi phái biết tôi đang ở chỗ nào, để tránh gây phiền toái cho tôi. Trong lòng tôi một trận ấm áp, sau khi cúp điện thoại, đường dũng cũng không nói thêm lời vô ích. Trực tiếp, khiến tôi cùng anh ta đi, lái xe chạy thẳng tới quán cà phê ở trung tâm thành phố, chờ đến khi chúng ta đến quán cà phê thì tên nam tử cản thi phái đã ngồi chờ ở trong quán cà phê hắn gặp lại lại đường dũng vẫn liền cúi đầu khom lưng một vẻ mặt nịnh bợ thậm chí còn gọi cho tôi cùng đường dũng mỗi người gọi một ly cà phê chờ chúng tôi ngồi vào anh ta mới thận trọng hỏi đường dũng đại ca người tìm ta qua đây gấp như vậy là vì chuyện gì á? À? liên quan tới chuyện của nhà hỏa táng người biết được bao nhiêu đường dũng không vòng vo trực tiếp hỏi lời vừa ra khỏi miệng sắc mặt nam từ cản thi phái kia trong nháy mắt liền thay đổi hắn cây yêu iota sợ nhìn đường dũng cũng không có trả lời ngay mà là hỏi ngược lại làm sao ngươi biết được sự tình bên trong nhà hỏa táng nhìn thấy phản ứng này anh ta tôi cơ bản có thể xác định chuyện này nhất định là do cản thi phái làm thi thể ba mẹ của bằng hữu tôi xảy ra chuyện ở nhà hỏa táng chúng ta muốn giúp anh ta đem thi thể tìm trở về tôi nói Vốn là tôi muốn nói thùng luồng tiên của tôi mất tích ở nhà hỏa táng. Tôi phải tìm thuần luồng tiên trở về. Nhưng cái nam tử cản thi phái trước kia từng cố ý hại ngầm tôi. Cho dù trên người anh ta bây giờ bị đường dũng hạ đồ vật. Nhưng tôi vẫn không thể tin tưởng anh ta. Trung quy trải qua nhiều chuyện như vậy. Từ lâu tôi đã sớm nhận thức được cái gì gọi là lòng người hiểm ác. Không có hoàn toàn nắm chắc. Tôi không muốn đem lai lịch của mình nói cho người khác biết. Không phải là tôi không muốn giúp các ngươi các ngươi nếu đã biết nhà hòa táng là cùng cản thi phái của tôi có quan hệ thì nên biết việc này có bao nhiêu nguy hiểm tôi mặc dù là đệ tử của đại trưởng lão cản thi phái nhưng sự tình của nhà hòa táng kia là do tam trưởng lão của chúng tôi quản lý ông ta chủ quản tông pháp đường thủ hạ có ba gã thiên thi bản thân thực lực cũng sâu không lường được trong toàn bộ cản thi phái chúng ta ngoại trừ phái chủ mới dám ra lệnh cho ông ta thì ngay cả sư phụ ta cũng không dám làm gì đối với ông ta tên, đệ tử cản thi phái thở dài nói, nghe hắn nói như vậy, tôi không khỏi hỏi anh ta thêm chút về chuyện của tam trưởng lão, dù sao tôi còn muốn quay lại nhà hòa táng một lần nữa để tìm thuồng lùng tiên, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, tên cản thi phái kia vì sợ đồ vật đường dũng hạ xuống người mình, mới đối với tôi cùng anh ta nói gì nghe nấy, thấy tôi hỏi tình huống thực tế của tam trưởng lão, liền thở một hơi đem những gì anh ta biết đều nói hết ra, thế mới biết. Dưỡng thi phái sao tổng cộng có 5 đại trưởng lão, người anh em trước mặt chúng tôi là đệ tử của đại trưởng lão, chủ yếu phụ trách tìm kiếm thi nguyên, bình thường cũng chạy bên ngoài làm việc, cũng không chú trọng tu luyện cho nên nhóm người của đại trưởng lão thực lực thấp nhất trong cản thi phái. Nên mới gặp tên đệ tử này lúc trước không tiếc đem ta đang sống bức tử để có được thi thể của ta, là bởi vì ở trong môn phái thực lực của bọn họ rất thấp, địa vị cũng kém, tuy đồng dạng là đệ tử nhưng luôn bị đệ tử các trưởng lão khác khi dễ mà cản thi phái là một địa phương chỉ chấp nhận thực lực nếu như ai có thể luyện được một thiên thi liền không khác gì có thực lực rất mạnh căn cứ vào những gì anh ta nói sức mạnh của một thiên thi cơ bản cùng ác quỷ đều mạnh ngang hàng nhưng thiên thi cùng ác quỷ trong lúc đó còn có thể phân biệt quỷ là hư thể mặc dù có thể đem thân thể ngưng thành như một con người nhưng so với máu thịt của một người bình thường trên bản chất đều có sự khác biệt ác quỷ chiến đấu chủ yếu sử dụng chính là âm khí cùng thuật pháp mê hoặc lòng người cho nên sức chiến đấu của ác quỷ chính quyết định bởi sự tinh diệu của thuật pháp và hàm lượng chứa âm khí của bản thân mà thiên thi thì lại không giống nhau bọn họ so với ác quỷ dự trữ âm khí ít hơn nhưng thi thể của bọn họ sau khi trải qua lễ rửa tội âm khí ở bề ngoài thi thể sẽ hình thành một tầng âm khí bảo hộ khiến cho cơ thể trở nên cứng rắn vô cùng giống như người tập luyện kim cương giáp thiết bố sam vậy lực công kích của ngươi mạnh hơn ta có thể phòng ngự đánh lên bao nhiêu ta cũng có thể kháng cự hết bất kể âm khí của ngươi nhiều hơn nữa đến một thời điểm nào đo cũng sẽ bị hao mòn đến sạch sẽ đến lúc đó chính thời khắc là thiên thi đánh lại cùng với người như thế chiến đấu đúng là rất ác tâm đó là lý do mà thiên thi từ lý luận giá trị mà nói cùng ác quỷ không sai biệt lắm nhưng theo thực tế chiến đấu thiên thi lại trên một bậc thực lực cờ giữa ác quỷ cùng lệ quỷ mà tam trưởng lão cản thi phái có ba thủ hạ là thiên thi có thể coi giá trị bằng có hai con lệ quỷ đi về phần nhị trưởng lão cản thi phái nghe nói là một kẻ rất nham hiểm khẩu phật tâm xa ông ta phụ trách quản lý toàn bộ tài chính của giáo phái tất cả mọi thứ trong phái mọi người ăn uống ngủ nghĩ đều là đệ tử dưới tay ông ta phụ trách hắn cũng là người cùng người trần gian qua lại nhiều nhất theo như lời của tên phái đệ tử cản thi nói nhị trưởng lão này cực kỳ thần bí. Ông ta gia nhập vào cản thi phái đã 15 năm, đệ tử và môn hệ nhị trưởng lão anh ta đã gặp qua không ít, nhưng vị nhị trưởng lão này, từ trước tới nay anh ta lại chưa gặp bao giờ. Tam trưởng lão chính là người có thực lực mạnh nhất trong toàn bộ phái ngoại trừ phái chủ và chỉ nghe lệnh của phái chủ. Ngày thường thì mắt cao hơn đầu, cũng không đem các trưởng lão khác để vào trong mắt mà đánh ông ta quản lý cũng là nhánh quan trọng nhất, tông pháp đường toàn bộ đệ tử trong càn thi phái tất cả đều tu luyện tông pháp, đều do tam trưởng lão phụ trách quản lý, cho nên đệ tử môn hạ của tam trưởng lão mỗi một người đều thực lực bất phàm. Môn hạ của đại trưởng lão nếu như tìm được một khối thi nguyên tốt chút đều bị người của tam trưởng lão cướp đi, ngoại trừ tam trưởng lão bên mình có ba thiên thi ra, những môn hạ khác của ông ta có hai người đều sở hữu thiên thi, về phần tứ trưởng lão và ngũ trưởng lão, chỉ là danh hiệu cho có có người nói tứ trưởng lão bị phái chủ mệnh lệnh xuất ngoại, làm chuyện khác, ngũ trưởng lão thì tồn tại trên danh nghĩa. Nghe đầu 10 năm trước vì một môn thuật pháp mà phản bội cản thi phái, bị phái chủ truy sát, đã chết, mà các đệ tử của ngũ trưởng lão để lại bây giờ đều bị xem như đầy tớ sai bảo, những công việc hàng ngày như giặt quần áo, nấu cơm. Dọn bồn cầu đều là đám đệ tử của ngũ trưởng lão làm, nghe xong anh ta giới thiệu, ta không khỏi một trận nhức đầu vốn cho rằng cản thi phái này cùng tô gia giống nhau nhắc tới danh tiếng đều rất vang rồi nhưng kỳ thực lại không có mấy người nhưng nghe tới như vậy cản thi phái lại có nhiều người như vậy trước không nói thực lực của bọn họ như thế nào chỉ đơn giản là có nhiều người như vậy liền là một cỗ thế lực rất lớn rồi cũng khó trách Tô Thịnh lại không muốn trêu chọc đến cản thi phái nghĩ vậy ta không nén nổi lại hỏi anh ta kia địa thi là cấp bậc gì đã thực lực thiên thi ở giữa ác quỷ cùng lệ quỷ vậy thực lực địa thi kia hẳn là cùng diệu rượu không sai biệt lắm là cấp bậc của tân quỷ chứ ai ngờ câu trả lời của anh ta thiếu chút nữa khiến tôi bị dọa chết hắn nói thực lực của địa thi căn bản cùng ác quỷ ngang hàng trong chiến đấu có thể thắng ác quỷ hay không xem toàn bộ thực lực người điều khiển địa thi kia như thế nào thì ra là như vậy địa thi cũng không thể khinh thường so với thiên thi tranh lệch một chút xíu như thế thấy ta vẻ mặt huệ oải của tôi anh ta lại nói Cô đừng nhìn Thiên thi cùng Địa thi thực lực chiến đấu chỉ kém một chút, nhưng Thiên phú tu luyện lại khác biệt một trời một vực, Địa thi bởi vì bản thân giới hạn, tu luyện hết mức cũng chỉ là một Địa thi, cả đời cũng không có thể phát triển thành Thiên thi. Mà Thiên thi tu luyện tới cấp bậc ác quỷ mới chỉ là bước mở đầu, sau khi thực lực tu luyện tới ác quỷ, chúng nó sẽ tiếp tục tu luyện linh trí, chờ đến khi linh trí thành thục, bọn chúng cùng chủ nhân sẽ đạt tới tâm ý tương thông hoàn toàn biến thành cỗ thân thể thứ hai của chủ nhân. Đến lúc đó chủ nhân điều khiển thiên thi chiến đấu, chỉ có thể chiếm hết thế thượng phong, thực lực đại tăng. Tôi nghe xong cảm thấy một trận thổn thức, cảm thán không thôi. Nguyên lai like trên thế giới còn có công pháp huyền diệu như thế. Thông qua tu luyện thi thể có thể có nhiều hơn một thân thể. Đây quả thực so với thuật phân thân của tôn ngộ không còn trâu bò hơn nha. Thấy dáng vẻ thập phần ngạc nhiên của tôi. Tên đệ tử cản thi phái đệ tử có chút đắc ý trước chưa nói đến tam trưởng lão thật lợi hại, các người đi có thể còn sống trở về hay không, liền tính thi thể cha mẹ bạn của các người vào đài hòa táng mà còn không bị hòa tác thì có thể thấy thi thể bọn họ có giá trị, có tiềm chất để luyện thi, chỉ cần thành xác sống thì bọn họ cũng chỉ có hai khả năng, một là chiếm đoạt những thi thể khác, tu luyện âm khí biến thành cương thi, sau đó từ từ tu luyện thành địa thi, hai là thực lực quá kém. Bị các sắc sống khác ăn thi thể. Bất kể bọn họ là loại nào thì tìm lại thi thể bọn họ cũng không cần thiết. Cho dù tìm được thì bọn họ đã bị người luyện chế, biến thành công cụ của người khác. Nghe anh nói xong tôi đột nhiên cảm thấy rất chua sót. Thi thể đang êm đẹp, chỉ đưa đi hỏa táng mà thôi. Liền bị người xấu lợi dụng chế tạo thành cương thi. Từ đây sẽ bị người khác khống chế không cách nào đầu thai truyền thể. Thật đáng thương, nhưng bây giờ tôi không có thời gian rảnh rỗi để thương hại người khác. Tìm thuồng luồng tiên mới là quan trọng nhất, chỉ cần tìm được thuồng luồng tiên, cho đủ đài hỏa táng kia là núi đao biển lửa thì ta cũng xông vào. chương 110, chuột già thành tinh, sau khi hỏi rõ ràng chuyện của tam trưởng lão, gã đệ tử cản thi phái thấy tôi không còn chuyện gì khác liền vội vàng đứng dậy cáo từ, dù sao hắn cũng là người của cản thi phái. Xuất hiện cùng chúng tôi ở đây sẽ khó tránh khỏi ảnh hưởng không tốt, hơn nữa bây giờ tôi phải đối phó với cản thi phái có người trong cản thi phái làm nội ứng thì tốt vô cùng, tôi liền để cho hắn rời đi. Sau khi gã cản thi phái đi tôi cũng chào đường dũng, để đường dũng cũng mau rời đi. Dẫu sao thực lực cản thi phái lớn như vậy, tôi không muốn liên lụy tới đường dũng, nhưng đường dũng căn bản không lo lắng chuyện này, hoặc có thể nói anh ta không ý thức được sự nghiêm trọng liền lên ghế salon nằm lười nói gì cũng không chịu đi, còn nói buổi tối anh ta muốn cùng tôi tới đài hòa táng để xem cản thi phái nuôi cương thi một chút. Nếu như may mắt không chừng anh ta có thể thu được cu man gì đó, nhìn anh ta hí hưởng cười, tôi không nói gì, nhưng thực tế trong lòng lại rất ấm áp, tôi biết anh ta lo lắng cho an nguy của tôi mới cố ý ra vẻ thoải mái để đi cùng tôi, lại khuyên anh ta mấy câu. Nhưng quả thực tôi không ép anh ta được đành để mặc cho anh ta đi cùng, buổi tối sau khi tôi cùng đường dũng ăn cơm xong điện thoại của tôi chợt vang lên không ngoài dự liệu là cường tử gọi tới trời vừa mới hơi sầm tối đơn giản là anh ta không kiên nhẫn chờ tôi gọi được tôi nói với anh ta đã tìm một người giúp đỡ tối hôm nay sẽ cùng đi một chuyến nữa bảo anh ta qua đón chúng tôi cường tử luôn miệng nói cảm ơn lời cảm kích nói còn không mạch lạc sau khi nói chuyện với cường tử tôi cúp điện thoại ai ngờ màn hình điện thoại mới tắt thì đột nhiên vang lên tiếng chôm cửa trong biệt thự này các công nghệ mới đều có hết chuông cửa vừa vang lên thì trên màn hình đã tự động mở ra chiếu hình ảnh từ ngoài cửa đứng ở cửa nhà thôi đúng là cường từ thật đúng là tốc độ ánh sáng a mấy giây đã xuất hiện tốc độ còn nhanh hơn cả đường dũng tôi đứng dậy định ra mở cửa nhưng tôi vừa mới đi tới sân thì rượu rượu kéo tôi lại sau đó tôi thấy đường dũng nghiêm túc nháy mắt ra hiệu cho tôi để tôi tránh sang một bên sau đó tự anh ta đi mở cửa cho cường từ tôi không giải thích được vì sao đường dũng lại làm thế đơn giản là mở cửa thôi mà sao lại nghiêm túc như vậy tôi há miệng muốn hỏi diệu diệu đại ca của nó lại nổi cơn bệnh gì nhưng tôi còn chưa hỏi thì diệu diệu đã lấy tay bịt miệng tôi lắc đầu với tôi một cái tỏ ý đừng lên tiếng tôi lại càng ngạc nhiên hơn nhưng nhìn dáng vẻ nghiêm túc của diệu diệu cùng đường dũng tôi rốt cuộc cũng ý thức được có gì đó không đúng để diệu diệu buông tôi ra sau đó im lặng không lên tiếng diệu diệu thấy tôi hiểu ý của nó liền thở phào nhẹ nhõm sau đó cánh tay nhỏ bé của nó chỉ một cái bảo tôi đi vào trong nhà xem nhìn theo hướng chỉ của nó tôi nhận ra đó chính là màn hình lcd lúc này trên màn hình còn đang phát hình ảnh ngoài cửa đường dũng đang cười đúng nói chuyện cùng cường tử dường như tâm tình cường tử không tốt lắm vẻ mặt rất nghiêm túc, mở miệng vài câu cũng không biết đang nói gì với đường dũng. Chuyện này bình thường có vấn đề gì đâu, sao đường dũng lại lo lắng như vậy, tôi không khỏi nghi ngờ, diệu diệu thấy tôi không rõ, mặt nó nổ vẻ cuống cuồng, đưa tay chỉ cường tử, ý bảo tôi nhìn kỹ, tôi liền nhìn chăm chăm cường tử, quan sát tỉ mỉ một lần, camera ở cửa có độ phân giải cao, hình ảnh nhận được hết sức rõ ràng, nhìn kỹ một lúc tôi liền phát hiện có chút dị thường cường tử này với cường tử đêm qua tôi gặp không giống nhau xác thực mà nói hắn không phải cường tử là kẻ giả mạo tối hôm qua cường tử vì khống chế xác chết kia đã từng lấy một tờ bùa chú vàng dán lên chán thi thể kia lúc bùa chú vàng tràn đầy dương khí chạm vào xác chết bởi vì âm dương cọ sát với nhau tạo ra tia lửa tia lửa nhỏ xíu kia khiến cường tử bị bỏng tay tối qua dù anh ta không kêu đau nhưng có thể thấy vết thương trên ngón tay của cường tử mà buổi sáng nay lúc anh ta pha mì cho tôi thì chính mắt tôi cũng nhìn thấy vết thương đó. Còn cường tử này, vừa rồi lúc nói chuyện với đường dũng, theo bản năng đưa tay lên bóp chán, nhưng trên tay anh ta lại không có bất kỳ vết thương nào. Khó trách đường dũng không để cho tôi đi mở cửa, anh ta đã phát hiện điều dị thương. mười 111, biến cố, sau khi bị việc này xáo trộn một phen, chờ cương tử chạy đến, đã là hơn 8 giờ tối rồi, tôi giới thiệu sơ qua cương tử và đường dũng với nhau liền xuất phát đi lò hỏa táng. Trên đường chúng tôi ai cũng không nói câu nào. Cường tử chỉ chuyên tâm lái xe. Hôm nay cảm xúc của anh ta rõ ràng so với hôm qua ảm đạm hơn một chút. Có lẽ là biết thi thể cha mẹ của anh ta giữ nhiều lành ít. Anh ta trên đường đi đều lộ ra tâm sự nặng nề. Mà đường dũng trên đường cũng không có làm cái gì khác. Chỉ là lấy điện thoại cầm tay ra xem phim Tây Du ký bản 1986. Chỉ còn lại tôi cùng rượu rượu mắt lớn chừng mắt nhỏ bởi vì có liên quan đến cường tử, tôi cũng không dám cùng Diệu Diệu nói chuyện sợ làm phiền đến anh ta, chỉ có thể dùng ngôn ngữ khoa tay lung tung để cùng Diệu Diệu trao đổi, một hồi trao đổi qua lại. Tôi cùng Diệu Diệu ai cũng không hiểu đối phương đang nói đến là cái gì, cũng may lò hòa táng cách cũng không xa, rất nhanh liền đến, lúc đầu, bởi vì rút kinh nghiệm của ngày hôm qua, chúng tôi còn dự định chui lỗ nhỏ hùng, lỗ chó, đi vào, sau đó tìm kiếm thùng luồng tiên chỉ là hôm nay vừa đến hỏa táng chàng tôi cùng cường từ liền trợn tròn mắt lúc này lò hỏa táng bên trong vậy mà đèn đuốc sáng trưng đối lập với sự yên tĩnh tối tăm ngày hôm qua chẳng lẽ người ở bên trong biết chuyện hôm qua chúng tôi đi vào trong lòng tôi run lên bần bật theo bản năng nhìn về phía đường dũng liệu có phải gã đệ tử cản thi phái kia ban đứng chúng tôi đường dũng cũng hơi nghi hoặc một chút bất quá anh ta nói gã cản thi phái kia trên người có hàng đầu hẳn là sẽ không tùy tiện bán đứng chúng tôi, trừ phi là gã muốn tìm đường chết, đường dũng cao hướng liền có thể lấy mạng của gã một cách dễ dàng, nghĩ tôi nghĩ lui, chúng tôi nhất trí cảm thấy tốt nhất vẫn là không nên tùy tiện hành động, dù sao tam trưởng lão kia cũng có thực lực cao thâm, chúng tôi nếu như trực tiếp cũng gã nghênh chiến, nhất định là giữ nhiều lành ít, đường dũng để tất cả mọi người trở lại trên xe, sau đó lái xe đến một chỗ vắng vẻ chỗ trốn. Trước hết phải xem tình huống một chút lại nói chúng tôi bây giờ cũng không còn cách nào khác. Đành phải nghe đường Dũng an bài, trở lại trong xe chờ, đại khái lại qua hơn một giờ, chính xác là 10 giờ, đèn khu lò hỏa táng bên trong mới tắt, sau đó có ba bóng người từ trong lò hỏa táng đi ra, khóa chặt cửa, một bên nói chuyện phiếm một bên đi ra ngoài, nghe bọn hắn nói chuyện hẳn là nhân viên làm việc trong lò hỏa táng, lúc bọn họ đi khỏi. Cường tử lập tức bảo chúng tôi xuống xe, lén lén tiến vào bên trong lò hỏa táng đường dũng cũng rất cẩn thận trực tiếp để cường từ tiếp tục ở trong xe chờ sau đó cầm tay của tôi để cho tôi và anh ta đi theo dõi ba nhân viên công tác kia tôi không hỏi hỏi theo dõi bọn hắn làm gì a à? thừa dịp lò hòa táng bên trong không có ai lén lút đi vào mới là thượng sách anh hoài nghi bọn hắn không phải nhân viên công tác thông thường đâu đường dũng nói tâm tư tôi khẽ động hỏi anh ta ý của anh là bọn hắn đều là đệ tử cản thi phái ừm nếu em nuôi cương thi ở đây sẽ để cho người ngoài ra vào nơi này ư một khi bị dò dỉ ra ngoài cho dù cản thi phái người đông thế mạnh cũng không chịu được áp lực chính quyền ở phương diện này chính quyền vẫn luôn có hẳn một bộ phận chuyên trách những chuyện như thế này cho nên không phải vạn bất đắc dĩ bọn hắn nhất định sẽ không chế càng ít người biết càng tốt đường dũng nói nói xong anh ta cũng không đợi tôi phản ứng trực tiếp nắm tay của tôi mang theo tôi nhanh chóng chạy ra bên ngoài chỉ trong một lúc, chúng tôi liền đuổi kịp ba người kia, không đợi ba người kia phát hiện, đường dũng đã rút ra chảy cán bột hướng tới ót hai người đó giáng tới mỗi người một gậy. Sau khi đem hai người họ đánh cho bất tình, đường dũng quơ chảy cán bột ngăn đường đi của người còn lại, còn lại một tên như vỏ dưa hấu. Người nhìn qua đần độn, chỉ nhìn đường dũng một chút, cũng nhanh chóng sợ tè ra quần, một bên lui về sau, một bên mở miệng cầu xin đừng tới đây đường dũng căn bản không để ý tới thỉnh cầu của gã trên mặt nở nụ cười xấu xa hỏi gã trong ba người bọn mày biết tao tại sao tôi đem hai người họ đánh cho bất tỉnh duy chỉ có mày không đánh a à? vì cái gì gã kia bị dọa đến toàn thân khẽ run rẩy giọng run run nói bởi vì ngươi sợ đường dũng cười nói sau đó anh ta mới thu ý cười nghiêm mặt nói trong ba người bọn mày thực lực của mày là thấp nhất tao nghĩ im lặng không tiếng động có thể đem mày giết chết cũng dễ dàng nhất cho nên tao giữ mày lại chỉ cần mày ngoan ngoãn phối hợp với tao tao liền đảm bảo tính mạng của mày được an toàn bằng không mày ở chỗ này liền biến thành một cỗ thi thể đường dũng uy hát yêu ta nói nói xong anh ta còn sợ chính mình nói không đủ dọa người nói bổ sung đừng nói tốc độ tu luyện của mày chậm chạp nhưng nếu như làm thi thể tư chất của mày cũng không tệ lắm hẳn là có thể tu luyện thành một bộ địa thi sẽ không bị cương thi khác ăn hết cho nên nếu như mày không muốn phối hợp với tao cũng không cần quá lo lắng vì hậu sự của bản thân anh ta một bên nói một bên cười một nhân hậu cùng dáng vẻ vô hại nhưng gã đầu như vỏ dưa hấu kia lại bị anh ta dọa cho kinh sợ có lẽ thân gã là người của cản thi phái thường thấy những thứ thê thảm khi bị cương thi khác ăn hết cho nên đối lời uy hát yêu ta của đường dũng gã đặc biệt sợ hãi thân thể cứng đờ nói đại ca anh muốn cho tôi làm cái gì mang bọn tao vào trong khu lò hòa táng sau đó nghe theo chỉ thị của tao làm là được chỉ cần mày ngoan ngoãn nghe lời tao sẽ không làm khó mày đường dũng lần nữa cười cười đúng là vừa đấm vừa xoa mà gã đầu giống dưa hấu mặt lộ vẻ khó xử bất quá khi gã nhìn xuống hai cái gã bạn bị đánh đến không dậy nổi vẫn gật đầu mang theo chúng tôi trở về khu lò hòa táng thấy chúng tôi trực tiếp mang người từ cửa lớn đi vào, cường từ trợn tròn mắt cũng nhanh chóng cùng khi đi vào, trực tiếp hướng đường dũng giơ ngón tay cái lên nói cao tay thật không hồ là bậc đại sư. Đường dũng đối với việc cường từ khích lệ anh ta cũng từ chối cho ý kiến. Sau khi gã vỏ dưa hấu kia xác định hỏa bên trong khu lò hỏa táng không có người khác, anh ta trực tiếp để gã vỏ dưa hấu mang chúng tôi tiến vào phòng chứa thi thể. Sau khi có gã vỏ dưa hấu dẫn đường, hắn cũng bật đèn lên chiếu trong hành lang sáng sủa rất nhiều tôi cũng không có còn khẩn trương tối như hôm qua xe theo đường quen mở ra cửa lớn phòng chứa thi thể tôi trốn ở sau lưng đường dũng hướng phòng chứa thi thể đi vào cũng không biết là bởi vì có nhờ có ánh đèn hay là bởi vì có đường dũng ở bên cạnh tôi vậy mà tuyệt đối không hề lo lắng lá gan lớn hơn rất nhiều sau khi đi vào tôi mới phát hiện hiện tại phòng chứa thi thể bên trong còn rất yên tĩnh một chút âm thanh cũng không có vang lên mà thi thể tối hôm qua công kích chúng tôi cũng không có xuất hiện toàn bộ phòng chứa thi thể giống như được cố ý sắp đặt sạch sẽ mặc dù trên giường cũng bày biện mấy bộ thi thể nhưng những thi thể này cùng tối hôm qua không giống nhau trên người âm khí rất nhạt chỉ là bình thường chờ hòa táng thi thể mà thôi tôi không khỏi nghi hoặc một chút quay đầu nhìn gã đầu vỏ dư hấu một chút hỏi hắn xác chết tối hôm qua vùng dậy thi thể đâu rồi tôi hiểu rất nhiều giao tiên chúng rất thích những thứ âm khí nặng những thi thể này trên người âm khí nhạt chúng căn bản không để vào mắt cho nên chúng đột nhiên mất tích hẳn là có hai loại khả năng một loại là bị thứ gì đó giam cầm ra không được hoặc là nó phát hiện đồ ăn có âm khí cực kỳ nồng nặc nhất thời hưng vấn quên luôn cả tôi cho nên không có về tìm tôi một trong hai khả năng này tôi tin tưởng cái sau hơn bởi vì tính cách giao tiên tùy hứng sau lần nó hấp thụ âm khí của cá âm nó liền biến mất mãi cho đến khi tôi nguy hiểm đến tính mạng, nó mới xuất hiện lần nữa, hẳn là là bị môn hạ của tam trưởng lão trở đi, bọn họ định kỳ đem xác chết trở đi luyện dưỡng, di chuyển đến địa phương khác, cụ thể thế nào tôi cũng không rõ ràng, đêm nay mới tới phiên trực nhật của tôi. Gã dư hấu nói, nghe hắn nói như vậy, tôi cảm thấy đường dũng bắt được gã cản thi phái này có thật sự là may mắn hay không, không phải thì coi như hôm nay chúng tôi vẫn đen đi không tìm thấy xác chết vùng dậy cũng không thu hoạch được gì tôi lập tức hỏi lại gã dưa hấu có biết tam trưởng lão sẽ đem thi thể vận chuyển đến nơi nào bất quá khi hỏi đến vấn đề này gã vỏ dưa hấu lại đột nhiên ngậm miệng trên mặt gã bộ dáng kinh hoàng hiển nhiên đối với tam trưởng lão gã còn e sợ nhiều hơn chúng tôi tôi không thể làm gì khác hơn là móc thiên địa kích ra nghĩ lại hù dọa hắn một chút xem có thể moi thêm thông tin từ gã hay không bất quá tôi còn chưa hù dọa gã gã liền ngã bịch một tiếng trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Đường Dũng nhíu mày lại, lập tức ngồi xổm người xuống xem xét tình huống vỏ dưa hấu, xem hết mới trầm giọng nói, trên người gã bị lệnh cấm chế nào đó, đến mấu chốt tin tức, gã là không nói được, hỏi cũng vô dụng, nói, xong anh ta còn nhịn không được cảm thán, nói cản thi phái không hổ là phái có thực lực lớn, phương diện này biện pháp dự phòng làm rất nghiêm ngặt, anh ta còn có tâm tư cảm thán, tôi lại sốt ruột thi thể đều bị trở đi. Giao tiên của tôi cũng rất có thể bị bọn hắn trở đi. Lần này tìm không thấy hang ổ của bọn hắn. Giao tiên làm sao bây giờ? Không riêng gì tôi sốt ruột. Cường tử cũng gấp không chịu được. Anh ta đã sớm đi tìm phòng chứa thi thể. Cũng không có thi thể cha mẹ của anh ta. Hiện tại chỉ có thể hy vọng cha mẹ của anh ta không chịu thua kém. Không có bị những thi thể khác ăn hết. Sợ là ngay cả mảnh xác đều không còn. Nhìn thấy tôi cùng cường tử đều lo lắng. Diệu diệu người nãy giờ một mực trốn ở trên người đường dũng đột nhiên ló đầu ra, nói, chị, chị muốn tìm chỗ kia, em nghĩ em có cách rồi. Em có cách nào, tôi vui mừng nói, bọn cản thi phái, đối với chuyện khống chế thi thể rất ngẩn nguyễn, nhưng thuật khống chế hồn phách thì chưa chắc, cho nên bọn hắn mặc dù hạ lệnh cấm chế, em đoán 89 phần 10 là cấm chế thân thể em chỉ cần đem hồn phách của gã lôi ra ngoài sau đó để hồn phách hắn dắt theo chúng ta đi không phải tốt rồi sao diệu diệu đắc y nói nói có đạo lý a à, tôi vỗ ót một cái để diệu diệu nhanh chóng hành động đem hồn phách của gã vỏ dưa hấu lôi ra ngoài nhưng diệu diệu vào xem rồi cười ngây ngô cũng không có hành động mà là trong mắt hiện lên vẻ tinh quái nhìn tôi nói muốn để cho em thi thuật cũng được bất quá em có một điều kiện chị nhất định phải đáp ứng em mới được Tôi sớm đã lòng nóng như lửa đốt, nó lại còn ra điều kiện, nhưng vì biểu hiện chân thành của tôi, tôi còn hỏi nó có điều kiện gì, dẫn em đi chơi một hôm, lão đại của em gần đây quá nghèo, đã thật lâu không có mang em đi chơi. Đồng Đồng nói, nói xong khuôn mặt nhỏ của nó trong túi, giống như cái bánh bao, nhìn Đường Dũng một cái, Đường Dũng nhìn nó nhếch miệng, làm cái mặt quỷ, là cái này a, à, được, chị đáp ứng em. Tôi nhẹ nhàng thở ra vốn đang sợ không đáp ứng được yêu cầu của diệu diệu không nghĩ tới vậy mà đơn giản như vậy nhìn thấy tôi đáp ứng rượu rượu trong nháy mắt đặc biệt vui vẻ trực tiếp nhào lên ôm mặt của tôi hung hăng hôn một cái nói câu chị em yêu chị chết mất liền vọt đi xuống sau đó tôi thấy nó chu cái miệng nhỏ lên hát một bài đồng dao thái lan theo lời ca bài đồng dao bên cạnh nó âm khí dần dần ngưng tủ sau khi ngưng tủ đến nồng độ nhất định nó đột nhiên bắn vọt ra trăm mét mang theo cỗ âm khí thẳng hướng tới gã vỏ dưa hấu cơ hồ là trong nháy mắt tôi đã nhìn thấy một cái bóng hơi mờ của gã vỏ dưa hấu từ trong thân thể gã bước đến linh hồn gã còn chưa rõ tình huống như thế nào mờ mịt sờ lên thân thê vỏ dưa hấu của gã lại nhìn về phía trên mặt đất sau khi nhìn thấy thân thể của gã còn nằm trên mặt đất gã vốn là đờ đẫn con mắt trong chốc chừng thẳng ngươi không phải là kẻ ngốc chứ mang bọn ta đi đến nơi giam giữ thi thể Diệu diệu ngửa đầu nhìn xem vỏ dưa hấu, nói chuyện như một kẻ trên cao nhìn xuống, kiêu ngạo vô cùng. Chương 112, kìm lòng không được, đầu dưa hấu còn chưa rõ tình hình cụ thể, nhưng hắn ngược lại là trung thực, trực tiếp nhẹ gật đầu, dẫn chúng tôi nhắm hướng đông nam mà đi, hắn hiện tại là hồn thể, bay thẳng đi, tốc độ rất nhanh, chúng tôi liền đề cường tử lái xe đi theo hắn, ước chừng một giờ sau, tôi nhìn ngoài xe thấy cảnh quan càng ngày càng nhìn quen mắt. Cuối cùng, đầu dưa hấu dừng lại ở trước cổng một tòa nhà lớn. Trong nháy mắt, tôi sợ ngây người. Cái cao ốc này, rõ ràng là toàn cao ốc, có công ty của Tô Thịnh. Chẳng lẽ nơi tam trưởng lão luyện dưỡng cương thi cũng là tại tòa nhà này? Tôi không dám tin, lại cố ý hỏi đầu dưa hấu một lần. Trong lòng tôi, vẫn cho rằng tam trưởng lão sẽ đem những chuyện bí mật như thế vào trong rừng sâu núi thẳm. Dù sao cái này cao ốc nhân khí quá nhiều, ban ngày người đến người đi thật sự có thể thuần dưỡng cương thi được ư nhưng đầu dưa hấu vẫn thật là gật gật đầu nói không sai môn hạ đệ tử của tam trưởng lão mỗi lần đều đem thi thể người kéo vào trong tòa nhà này nhưng hắn cũng chỉ biết là như vậy cụ thể đem thi thể giấu ở tầng lầu nào hắn cũng không biết hắn hiện tại không cần thiết gạt chúng tôi giữ lại hắn cũng không còn tác dụng gì nữa đường dũng liền để hắn trở về cũng may đường dũng nói như vậy đã đủ biết, cương thi đặt ở trong toàn nhà này thì nhất định có một chỗ âm khí đặc biệt nồng đậm, chúng tôi chỉ cần tìm ra nơi âm khí đặc biệt nồng đậm là được rồi. Khi đó tìm kiếm thùng luồng tiên liền dễ rồi, tôi gật gật đầu, sau đó chủ động dẫn mọi người vào, ta từng ở chỗ này một thời gian, đối cái cao ốc này có thể nói rất quen thuộc, liền dẫn đường dũng đi tìm từng tầng một, liên tiếp tìm bảy tám tầng, tôi cùng đường dũng đều không có phát giác được vấn đề gì tôi không khỏi có chút nhụt trí trong lòng cảm giác sẽ không trùng hợp như vậy dù sao công ty tô thịnh ở trên đây nếu như cản thi phái đem nhiều cương thi như vậy đặt ở dưới lầu công ty của ông ta ông ta có thể không biết ư ừ, trước kia chưa hề có nghe tô thịnh nói qua việc này nhưng trải qua việc tô thịnh đem tôi giao cho đao minh tôi lại không thể tin được ông ta vạn nhất ông ta căn bản là biết việc này thậm chí không chỉ biết còn đồng ý cho cản thi phái làm như vậy Tô Gia không chừng đã thông đồng cùng cản thi phái, nghĩ đến điều này, tôi không khỏi dùng mình một cái, nếu như hắn thật làm như vậy, thật nguy hiểm, toàn bộ Giang Minh đều sẽ bao phủ bóng ma cương thi, đường dũng hết sức chăm chú tìm kiếm nơi âm khí ngưng tụ, không để ý tới điều khác thường của tôi, chúng ta thuận thang máy tìm từng tầng lầu, kiểm tra đến tầng 32, đường dũng mới nhẹ giọng kỳ quái, gión dén từ thang máy đi ra, trước khi đi xuống anh ta còn cố ý dặn dò tôi nếu có cương thi đột nhiên xuất hiện liền lập tức đóng cửa thang máy đi xuống dưới không cần phải để ý đến anh ta bằng bản lãnh của anh ta nếu gặp cương thi thì tháo chạy căn bản không thành vấn đề tôi liền gật đầu nhưng sau khi cường tử nghe nói tầng này khả năng cất giấu cương thi sống chết muốn đi theo nói muốn tìm thi thể cha mẹ hắn cường tử không để ý đường dũng ngăn cản đã dẫn đầu chạy ra khỏi thang máy đường dũng sắc mặt nghiêm trọng Sợ cường tử xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đành phải để rượu rượu ở trong thang máy với tôi. Còn mình thì đuổi theo cường tử, đảo mắt trong thang máy cũng chỉ còn lại có hai người chúng tôi. Tôi cũng không lo lắng tình hình đường dũng bên kia, nếu như những thi thể này đều ở nơi này. Thuồng luồng tiên hẳn là cũng ở đây, cho nên tôi lúc này lại chú ý lầu 33 bên trên, chính là tầng cao nhất. Vị trí công ty của Tô Thịnh, lúc đầu tôi cũng chỉ hoài nghi Tô Thịnh cùng cản thi phái thông đồng nhưng bây giờ đến xem, bọn chúng chín phần người đã là cùng một bọn, không phải cản thi phái cho dù có gan to hơn nữa, cũng không cần thiết đi trêu chọc tô ra, cố ý đem cương thi nuôi dưỡng ở dưới lầu của tô thịnh, nghĩ đến nơi này, tôi bạo gan đột nhiên toát ra một ý nghĩ, đi lầu 33 nhìn xem, tôi cùng tô mộc từng ở đây hơn nửa tháng, về sau văn phòng bị đột đi. Tôi cùng Tô Mộc mới ra ngoài mua biệt thự, hiện tại đã qua đã lâu như vậy, nơi này hẳn là sửa xong rồi không chừng bên trong có thể tìm được manh mối liên quan tới cản thi phái. Sau khi hạ quyết tâm, tôi trực tiếp hỏi Diệu Diệu có nguyện ý đi theo giúp tôi lên lầu 33 đi một chuyến hay không. Diệu Diệu đang nhàm chán, nó căn bản chẳng quan tâm những cương thi kia, gặp tôi muốn đi lầu 33, trong nháy mắt hương phấn, đồng ý ngay, tôi liền nhấn thang máy lên lầu 33, rất nhanh, thang máy liền mở ra, công ty phong thủy của Tô Thịnh lại xuất hiện ở trước mặt tôi, đúng như tôi suy đoán công ty này đã sửa chữa tốt khung cảnh cơ bản giống như trước kia thấy thế trong lòng tôi vui mừng cửa ra vào công ty dùng khóa mật mã ta biết mật mã trước kia hẳn là ông ta chưa đổi mật mã liền dùng nhấn thử một chút két một thanh âm vang lên trong lòng tôi vui mừng quả nhiên không đổi mật mã cửa mở tôi lập tức vẫy tay gọi rượu rượu lôi nó vào trong công ty nhưng vừa tới cửa rượu rượu liền dừng bước lại chỉ vào mấy khối gạch men xứ ở lối vào nói nơi này có trận pháp nó không thể đi vào, thật vất vả mở cửa ra, rượu rượu lại không thể vào, tôi thoáng có chút mất hứng, nhưng cái này cũng nằm trong dự liệu. Tô Thịnh mở công ty phong thủy, tất nhiên sẽ tại vận dụng môn đạo ngay tại công ty của mình, mà lại trước kia tô mộc lúc tiến vào, cũng là trải qua một quá trình gồm các bước phức tạp, nói là đặc hữu trận pháp của tô gia. Tôi lúc ấy cũng không có nhớ kỹ tô mục làm như thế nào, đành phải để rượu rượu chờ ở bên ngoài một hồi, tôi sẽ ra rất nhanh sau khi dặn dò rượu rượu, tôi một mình rón rén đi vào, cổng trận pháp. Trước kia Tô Mộc nói qua, là chuyên môn ngăn cản âm sát, tôi là người sống, cho nên trực tiếp từ trên gạch men xứ vượt qua, tôi thuần thục vòng qua vườn hoa nước chảy, thẳng đến trung tâm chỗ vườn bên dưới năm cây dừa, chiếc giường lớn mềm mại vẫn như cũ, chỉ là trên giường đã không có một ai, nhìn khung cảnh quen thuộc, trong lòng tôi cảm xúc không thôi kỳ thật muốn nói tôi trở về là vì tìm chứng cứ Tô Thịnh cùng cản thi phái cấu kết cũng không phải hoàn toàn đúng, bởi vì ngay cả chính tôi cũng không rõ tôi hiện tại đến tột cùng đang suy nghĩ gì, chỉ là có niềm xúc động, nghĩ tới quá khứ một chút, có lẽ là Tô Mộc biến mất quá lâu, mà ở trong đó là nơi tôi cùng hắn nhiều hồi ức nhất, nghĩ đến nơi này tôi không khỏi có chút tự diễu, hắn xuất hiện chỉ nửa năm mà thôi, mà lúc mới bắt đầu chính là vì lợi dụng tôi. Tôi vì cái gì còn muốn nghĩ tới hắn như vậy, khóe miệng tôi hiện lên một nụ cười khổ, lắc đầu, sau khi vội vàng nhìn công ty này một chút, liền quay người rời đi, nhưng lúc tôi sắp đi, đằng sau ta bỗng nhiên truyền đến tiếng thở mạnh, sau đó một cánh tay lạnh lẽo đột nhiên bịt mũi miệng của tôi, dùng sức kéo tôi về sau, tôi căn bản không nghĩ tới công ty này bên trong còn có người khác, giật nảy mình, liều mạng rằng co, nhưng đối phương khí lực phi thường lớn, ta càng dãy ruộng hắn kéo càng nhanh rất nhanh đã đem tôi kéo tới cây dừa ở giữa hùng hăng ném lên giường ta cây ếch yêu ta sợ liều mạng dãy giụa lấy nhưng hắn gắt gao che lấy miệng của tôi để cho tôi ngay cả cơ hội kêu cứu cũng không có đảo mắt tôi liền thấy trên người của tôi xuất hiện một cái thân ảnh đen nhánh hắn một tay che lấy miệng của tôi đầu cúi xuống ta thậm chí có thể cảm giác được hơi thở lạnh phả trên mặt ô ta có loại dự cảm bất tường liều mạng dãy rùa muốn kêu cứu, nhưng lúc tôi phát ra âm thanh trong nháy mắt, cánh tay hắn che miệng tôi chợt buông ra, liền đấy một đôi môi lạnh chạm xuống, trực tiếp bao trùm đôi môi của tôi, sau đó hung hăng hấp thụ chất lòng trong miệng tôi, tôi kinh ngạc trợn mắt, vừa rồi kia còn tưởng rằng hắn nghĩ giết người diệt khẩu, nhưng, hắn, vậy mà hôn tôi, mà lại cảm giác này, cái xúc cảm này, lại quen thuộc, hắn là tô mộc, cơ hồ là ngây người trong một nháy mắt ta liền xác định người trước mặt là Tô Mục, nhưng hắn tại sao muốn đem mình biến thành một cái bóng đen, không cho tôi nhìn thấy hắn, trong lòng ta khúc mắc dị thường, nhưng mặc kệ tôi lúc trước oán hận hắn tới cỡ nào, sau khi gặp lại hắn, trong lòng tôi đều sung sướng tột cùng, tôi thậm chí không tự chủ say mê đắm chìm trong nụ hôn của hắn, cho dù tôi rất muốn đẩy hắn ra, sau đó vùng hắn một bạt tay, nói cho hắn biết lão nương không phải người tùy tiện như vậy, hắn đã cùng Lâm Yến Nhi kết hôn thì cút về tìm lâm yến nghi đi nhưng trong lòng tôi là nghĩ như vậy thân thể cũng rất thành thật nương theo lấy nụ hôn của hắn toàn thân tôi huyết dịch chảy nhanh cả người cùng bị điện giật như vậy xốp giòn tê dại đến không được mặt của tôi càng ngày càng bỏng thậm chí hai tay còn chủ động ôm lấy cổ của hắn chậm rãi đáp lại nụ hôn của hắn cảm nhận được tôi đáp lại tô mộc rõ ràng dừng một chút sau đó hắn đột nhiên tức giận hôn tôi càng thêm cuồng nhiệt thậm chí còn há mồm cắn tôi một mùi máu tươi nhanh chóng lan tràn trong miệng hắn vậy mà ác đem tôi cắn nát tôi cuối cùng tỉnh táo lại thoát khỏi cơn mê tình hắn quả thật là thay đổi trước kia hắn mặc dù bá đạo mặc dù tính tình không tốt nhưng hắn đối với ta rất tốt rất quan tâm không bao giờ làm tôi bị thương nhưng bây giờ hắn lại ác như vậy cắn bị thương tôi còn không chịu lộ mặt để ta nhìn thấy hắn nói trắng ra là là đang chơi tôi mà thôi tôi quá đau lòng tức giận trỗi dậy đẩy tô mộc ra tôi quay người đi ra ngoài vừa rồi nhìn thấy hắn còn mừng rỡ như vậy hiện tại tôi lại cảm thấy mình căn bản chính là cái kẻ ngu lại còn hy vọng xa vời hắn đối tôi có một tia thật lòng tô mộc cũng ngây ngân cả người nhưng hắn chỉ ngây ngốc một chút thân ảnh lóe lên một lần nữa đuổi theo cản đường đi của tôi hỏi tôi đi đâu thanh âm của hắn dị thường khàn khàn nghe vào giống như hoàn toàn là một người khác mắc mớ gì tới anh, trái tim băng giá, tôi cũng không còn e ngại hắn, trực tiếp nói giọng lạnh lùng, gặp thái độ tôi cứng như vậy, hắn dừng một chút, sau đó đưa tay bóp cầm của tôi, âm thanh lạnh lùng nói, ngược lại là em, ai đến cũng không có cự tuyệt, bất kể một ai hôn em, em cũng có thể phản ứng mãnh liệt như vậy, vậy thì thế nào? Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, lúc đầu tôi một lần nữa gặp hắn, không muốn cùng hắn cãi nhau nhưng Lâm Yến Nhi tựa như một chướng vật ở giữa câu chuyện của chúng tôi, để cho tôi với hắn đối chọi gay gắt, đến vệ lòng tự tôn đáng thương của tôi. So với Lâm Yến Nhi, tôi xác thực cái nào cũng không bằng cô ta, nhưng cho dù như vậy, không có nghĩa là hắn lựa chọn cưới Lâm Yến Nhi xong liền có thể tùy ý trở về làm nhục tôi. Ta thậm chí cảm giác mình thật sự là không biết xấu hổ. Tới đây làm gì? Tìm kiếm hồi ức gì về hắn? Đúng là ăn no dỗi việc, sau khi lạnh lùng đẩy tô mục ra. Tôi nhanh chóng hướng phía ngoài chạy đi, trở lại bên Diệu Diệu, mơ hồ ở giữa sảnh, tôi nghe được sau lưng truyền đến một tiếng rít lên, cùng một loạt âm thanh đồ vật bị đập phá, thấy tôi y chạy ra ngoài, Diệu Diệu tinh thần chấn động, nhưng sau khi nó trông thấy tôi mặt đỏ bừng cùng tóc tai rối bời, lập tức nhướng mày, liền chạy đến hỏi tôi thế nào. Tôi có chút hoảng, miệng nói không có cái gì, đồng thời nhanh chóng vuốt lại tóc, đi tới thang máy, chỉ là lúc đi đến cửa thang máy tôi vậy mà nhìn thấy cửa thang máy bên trên treo một khối ngọc bội, liền là khối ngọc bội tô mộc cho tôi, bảo vệ tôi rất nhiều lần, nhưng ngọc bội kia vẫn luôn đeo trên người của tôi, sao lại treo ở bên trên cửa thang máy, mà nó đã biến mất lúc tại tô mộc cưới Lâm Yến Nhi, khi đó trông nó ảm đạm không chút ánh sáng, hiện tại lại xuất hiện, và lại mang theo ánh sáng yếu ớt, chẳng lẽ là nó đã hút máu mà sống lại. Chương 113, Cương Thi, tôi lập tức cầm lấy ngọc bội, mặc dù bây giờ tôi đang giận dỗi với tô mộc nhưng ngọc bội này thật sự là thư tốt đã cứu tôi không chỉ một lần tất nhiên tôi không chê nó vừa chạm vào ngọc bội ngón tay tôi liền cảm giác được một tia ấm áp nhàn nhạt lúc này trong lòng tôi đã yên định xem ra ngọc bội quả thật đã khôi phục còn có phải đã đầy máu sống lại hay không bây giờ còn khó mà nói dù chỉ ấm áp nhàn nhạt cũng đủ cho tôi vui mừng diệu diệu cũng cảm giác được sự ấm áp từ ngọc bội truyền tới có chút sợ hãi liền cách thật xa, nhưng nó thấy dáng vẻ ngạc nhiên vui mừng của tôi liền cũng vui mừng theo, nói: "Em vẫn cho là ngọc bội này chỉ có thể hấp thu dương khí, không nghĩ tới ngay cả lực cực âm cũng có thể hấp thu. Lần này thì tốt rồi, sau này có chuyện gì đại ca em cũng không cần phải lo lắng cho an nguy của chị nữa." Ừ. Tôi gật đầu một cái, nhưng rất nhanh tôi đã kịp nhận ra, diệu diệu, lực cực âm. Em nói trong ngọc bội này chứa lực cực âm? đúng vậy, diệu diệu gật đầu một cái, sau đó nó nhìn tôi nhạc nhiên, thở dài, rồi âm phầm phổ cập kiến thức cho tôi, không phải chị đã biết lực cực âm sao, trước kia trên người chị có cá âm nhỏ chính là lực cực âm, sao bây giờ nghe thấy cái tên này chị lại giống như lần đầu nghe được vậy, nhưng ngọc bội này tản ra âm áp, hẳn là dương khí mới đúng, em có phải nhìn nhầm không, tôi nói, diệu diệu lại liếc mắt một cái, bĩu môi nói, em là quỷ cái gì có thể nhận sai chứ không thể nhầm giữa âm khí và dương khí được. Bên trong chưa chính là lực cực âm, chẳng qua là âm đến mức tận cùng thì sẽ biến thành dương. Cho nên đạo sĩ bên Trung Quốc bọn chí mới nói cái gì là âm dương cân bằng, trong âm có dương gì đó, thật ra thì chính là quy luật của tự nhiên, lực cực âm theo như nói là vô cùng âm lạnh, thậm chí có thể ngưng kết thành nước âm, nhưng nước âm cũng không phải là hình thái cuối cùng của âm khí. Sau khi tạo thành nước âm, nếu như tiếp tục đem số lượng lớn âm khí truyền vào thì sẽ nước sẽ bốc hơi, tạo thành loại lực cực âm mang theo sự ấm áp nhàn nhạt này. Hình thái này là cực kỳ hiếm thấy, cũng có nghĩa huy lực của nó cực lớn, không chỉ có thể tạo thành vết thương chí mạng khi đối đầu với âm hồn mà ngay cả đối với thể xác người sống cũng có thể tạo thành đả kích mãnh liệt. Chị Dương Dương, lần này coi như chị có thu hoạch lớn rồi, Diệu, Diệu vừa nói, mắt còn híp lại thận trọng nhìn bọc bội trong tay tôi lẩm bẩm nói, chẳng qua lực cực âm ấm áp này từ đâu mà ra đây. Lực cực âm đã là đủ hiếm hoi, phải làm biến đổi lực cực âm hai lần thì phải không tiếc hao phí bao nhiêu âm khí luyện hóa lực cực âm, nhất định sẽ hao tổn lớn tới tu vi. Sẽ không phải là trịnh lâm đi, mặc dù nó là ác quỷ nhưng thực lực so với em cũng không cao, hẳn không có bản lãnh này, vừa nói rượu rượu lại nhìn tôi một cái, có vẻ muốn nói lại thôi, tôi liền bảo nó có gì thì nói đừng có rông dài, lúc này nó mới nói, sẽ không phải là lệ quỷ đại nhân chứ. Người thân cần chúng ta có năng lực luyện hóa lực cực âm cũng chỉ có lệ quỷ đại nhân, nhưng không phải đại nhân đã, diệu diệu nửa bước không rời khỏi đường dũng. Chuyện giữa tôi và Tô Mộc tất nhiên nó cũng biết, cho nên nói chuyện mới sợ đầu sợ đuôi như vậy. Thật ra thì không cần nó nói, khi Diệu Diệu nói trong ngọc bội chứa lực cực âm ấm áp, tôi đã mơ hồ có cảm giác ngọc bội này có liên quan tới Tô mộc dẫu sao ngọc bội này là do chính anh ấy cho tôi. Trang bị thiên địa kích có lực cực âm cũng là tô ra, cho nên anh ấy có thể đem lực cực âm chứa trong ngọc bội cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa anh ấy lại vừa mới xuất hiện, không chỉ có thể gây tổn thương cho âm hồn mà còn có thể đả kích thể xác cùng người sống. Thể xác tức là thi thể đi. Làm sao anh ấy lại biết gần đây tôi có liên quan tới thi thể? Chẳng lẽ anh ấy vẫn luôn dõi theo tôi? Hôm trước sau khi không thấy mẹ tôi đâu đã từng có một nam quỷ đi cùng thùm luồng tiên đem mẹ tôi về. Lúc ấy tôi cùng thùm luồng tiên đều cho là nam quỷ kia do đối phương an bài. Vì chúng tôi không ai nhận ra hắn cả, hắn giống như từ hư không mọc ra vậy. Yên lặng là một chuyện tốt, sau đó liền biến mất không thấy. Mặc dù quỷ cũng có quỷ hiền lành, nhưng tôi không tin nam quỷ kia sẽ tự nhiên cứu mẹ tôi về rồi lại đưa tới trả lại cho tôi. Nhất định có người sai khiến hắn ta, mà người đáng nghi nhất chính là Tô Mục tôi vỗ đầu mình một cái bừng tỉnh hiểu ra nhất định là anh ấy anh ấy vẫn luôn dõi theo tôi cho nên anh ấy biết mẹ tôi xảy ra chuyện biết tôi gần đây đang đối dịch với tử thi thậm chí còn biết tôi sẽ xuất hiện trong phòng làm việc của tô thịnh cho nên vừa rồi anh ấy mới lại đột nhiên xuất hiện đây không phải là trùng hợp mà là anh ấy vẫn ở bên cạnh tôi lòng tôi run lên mạnh mẽ một cỗ chua sót bắt đầu lan tràn vô tận nhưng tôi còn có chút không hiểu nếu như anh ấy một mực ở bên cạnh tôi thì tại sao lại không quang minh chính đại xuất hiện nếu như anh ấy thật sự lo lắng cho tôi đối tốt với tôi thì tại sao còn muốn cưới lâm yến nhi nói với tôi những lời gây tổn thương như vậy tô mộc tôi bột miệng gọi tên của anh ấy tôi nhìn bốn phía xung quanh muốn thấy hình bóng của tô mộc ở nơi nào đó tôi gọi liên tiếp chừng mấy lần nhưng tô mộc cũng không xuất hiện thậm chí ngay cả một chút thanh âm cũng không có trong thang máy này thật sự chỉ có tôi và Diệu Diệu, tôi không khỏi có chút thất vọng, có lẽ là tôi đã suy nghĩ quá nhiều đi. Lực cực âm không nhất định chỉ có tô mộc có thể làm, đột nhiên anh ấy xuất hiện cũng là trùng hợp, căn bản anh ấy không dõi theo tôi, tôi liền thở dài, cảm thấy thật mệt mỏi, không tiếp tục nghĩ tới chuyện tô mộc nữa, tôi cùng Diệu Diệu quay trở lại lầu 32 lần nữa. Lúc này lầu 32 cũng không phát sinh chuyện máu tươi đầm đìa, máu thịt bè bét như trong tưởng tượng của tôi mà hoàn toàn yên tĩnh. Toàn bộ hành lang đều đen như mực không có bất cứ động tĩnh gì. Giống như đường dũng cùng cường tử đều chưa từng tới nơi đây vậy. Tôi không khỏi có chút lo lắng. Cũng may còn có rượu rượu ở bên cạnh làm bạn với tôi. Hơn nữa tôi cầm trong tay miếng ngọc bội đã được phúc sinh lá gan vẫn đủ lớn liền dẫn rượu rượu ra khỏi thang máy, dùng đèn pin của điện thoại di động soi vào con đường phía trước rồi chậm rãi tiến lên. Tầng 32 cùng tầng 33 chỉ cách một tầng nhưng bố cục hoàn toàn khác nhau. Cả tầng 33 hoàn toàn bị tô thịnh phá thông tạo thành một không gian lớn rộng rãi. Nếu không có cây cối xanh um tươi tốt cản trở thì có thể nhìn đại khái được toàn cảnh công ty. Nhưng tầng 32 thì khác, hai bên hành lang có không dưới 30 cánh cửa. Sau mỗi cánh cửa là một căn hộ nhỏ, hiển nhiên dáng vẻ giống như các tòa cao ốc khác, chỉ là trên tất cả các cửa phòng đều không hề có số thứ tự tất, cả các cửa cũng đều giống nhau như đúc, không có số phòng hay bảng tên, nhìn cứ như là mê cung không thể phân biệt rõ các gian kia cái nào ở giữa, tôi không thể làm gì khác hơn, đành vừa gõ từng cửa vừa gọi tên Đường Dũng, vừa gõ tới cánh cửa thứ nhất, cửa đột nhiên phát ra tiếng rầm, giống như có một vật nặng đập vào cánh cửa đồng thời sau cánh cửa phát ra âm thanh ô ô trầm thấp giống như có dã thú kêu tôi giật nảy mình không còn dám gọi tên đường dũng nữa tôi không có động tĩnh tiếng rên của dã thú bên trong cũng biến mất tôi lập tức lách qua cánh cửa thứ nhất gõ cánh cửa tiếp theo để tìm đường dũng những cánh cửa tiếp theo đều gặp những tình huống khác nhau có cánh cửa không có phản ứng gì mặc cho tôi gõ như thế nào có cánh cửa lại phát ra tiếng có tiết tấu có quy luật thậm chí còn có cánh cửa phát ra tiếng móng tay cào vào cửa chói tay khiến tôi nổi cả da gà liên tiếp gõ qua nhiều cánh cửa mà tôi vẫn chưa tìm được bóng dáng đường dũng đâu cũng may có rượu rượu đi theo nó thấy tôi gõ cửa mà không nghe được đường dũng đáp lại liền bảo tôi không cần gõ nữa nó dùng thuật long phu tìm đường dũng nó là tiêu quỷ của đường dũng cùng đường dũng tâm ý tương thông sau khi thi triển thuật long phù trong chớp mắt nó đột nhiên chỉ vào một cánh cửa nói đường dũng ở phía sau cánh cửa này, nhưng cánh cửa kia vừa rồi tôi đã gõ, rõ ràng không thấy đường dũng đáp lại, tại sao anh ta lại ở bên trong cánh cửa này, tôi vội vàng hỏi diệu diệu liệu đường dũng không có xảy ra chuyện gì chứ, diệu diệu lắc đầu một cái, nói đại ca nó trâu như vậy làm sao có thể xảy ra chuyện gì, nhưng mặc dù nói vậy diệu diệu vẫn có chút lo lắng trên mặt, nói tiếp, có điều từ cảm ứng em thấy. Đại ca em hẳn đang gặp phiền toái, em phải đi giúp anh ấy nói xong rượu rượu phát ra một tia âm tuyến, biến thành hình dáng chìa khóa mở cánh cửa trước mặt ra, ngư, cánh cửa vừa mở ra, bên trong nháy mắt thoát ra một thân ảnh gầy gò tóc trắng, người co lại trực tiếp ôm lấy tôi, há miệng định cắn vào động mạch trên cổ tôi, cương thi, tôi hét lên, sợ sắp xón đái, động tác của nó tương đối nhanh, giống như con khỉ bám trên người tôi vậy, trong miệng phát ra âm thanh mơ hồ không rõ như tiếng khóc gào. Miệng há ra cắn vào cổ tôi. Nó muốn hút máu tôi, nhưng may mắn là hình như răng nanh của có còn chưa dài ra. Muốn cắn hút máu người cũng không dễ dàng. Thừa dịp nó còn chưa chiếm ưu thế tôi liền móc ra ngọc bội ấn lên người nó. Có lực cực âm, thậm chí tôi không phải đọc thần chú gì thì cương thi kia đã kên rên một tiếng. Từ trên người tôi ngã lăn quay xuống đất, lúc này tôi mới nhận ra. Cương Thi là một bà lão hơn 50 tuổi, ánh mắt của bà ta đang nhìn chằm chằm tôi giống như nhìn chằm chằm thức ăn ngon vậy, ngoại trừ cái này ra. Trong mắt của bà không có bất kỳ cảm xúc gì Khóe miệng giật giật một cây giống như muốn nôn nòe Chỉ bà ấy đang dài răng Đã lộ ra một cây răng nhọn Rượu rượu ngược lại rất tinh mắt Chỉ miệng bà lão đang há ra Nói Nghe nó nói như vậy Tôi thật đúng cũng thấy được vị trí chiếc răng kia đang dài ra Càng ngày càng nhọn Tiếp tục như vậy rất nhanh bà ta sẽ biến thành cương thi Đến lúc đó thì rất phiền toái Lòng tôi sẽ run lên một cái Tay nắm ngọc bội chặt hơn cùng lúc đó tôi sợ ngọc bội không đủ còn móc ra thiên địa kích để ngang trước người mình từng bước từng bước lại gần bà lão kia thừa dịp bà ta còn chưa hoàn toàn biến thành cương thi tiên hạ thủ vi cường chỉ cần cắt được cái răng của bà ta thì bà ta sẽ ngừng ăn chiêu này là tôi học được khi xem phim cũng không biết có linh nghiệm hay không nhưng ở thời khắc mấu chốt này tôi cũng không còn cách nào khác chỉ có thể thử một chút xem như thế nào rất nhanh tôi đã ép tới gần trước mặt bà lão bà ta mới bị ngọc bội của tôi đả thương nên thấy ngọc bội rất kiêng kỳ. Chỉ có nhe răng cùng gương mặt đầy tàn bạo uy hát yêu ta tôi. Tôi thầm vui mừng trong lòng. Trong đầu nghĩ chỉ cần có vậy, đem lộ răng ra tôi sẽ càng dễ ra tay. Tôi đã chuẩn bị tư thế đánh nhau. Nhìn tình huống cụ thể định ra tay đánh đòn phủ đầu. Liền hướng bà lão kia đánh tới. Thiên địa kích sắc bén xoẹt một đường hướng về miệng bà lão. Cắt đi răng nanh khi lưỡi đao thiên địa kích sắp chạm vào răng nanh thì sau lưng tốt đột nhiên phát ra một giọng nói, dừng tay, thanh, âm rất gấp gáp, lại rất quen thuộc. Tôi theo bản năng dừng một chút, nhưng chính ngay thời khắc tôi trần trừ này, bà lão kia đột nhiên như phát tiên, gào lên một tiếng, bỗng nhiên đẩy tôi ra, rồi nhanh chóng hướng sang một bên trốn thoát ra ngoài. mười 114, đường dũng bị thương, rất nhanh sau lưng tôi hiện ra một bóng người, chính là cường tử xem ra vừa rồi nói tôi dừng tay chính là anh ta, mặt anh ta đầy lo lắng, sau khi nhìn tôi một cái, cũng không giải thích gì với tôi mà chạy đuổi theo hướng cương thi kia vừa chạy, tôi vội vàng gọi cường tử, nói cho anh ta bà lão kia răng đã dài, rất nguy hiểm, nhưng anh ta giống như không nghe thấy gì, tôi còn đang gọi thì đã chạy xa, tôi nhất thời lo lắng, muốn đuổi theo anh ta nhưng rượu rượu lại nắm lấy tay tôi, kéo tôi đi vào trong phòng nói trước tiên xem tình hình của đại ca nó quan trọng hơn. Tôi đành theo rượu rượu đi vào, vừa bước vào trong phòng liền có một mùi thối giữa sộc vào mũi, cả phòng rất u ám, trên tường dính đầy vết máu loang lổ đều đã biến thành đen, hiển nhiên không phải mới xuất hiện, tôi không khỏi cau mày, trong lòng cũng có chút lo lắng, đem ngọc bội cùng thiên địa kích đưa lên ngang ngực, thận trọng đi vào, đi chưa được mấy bước tôi liền thấy dưới đất có một bóng đen nằm, là đường dũng diệu diệu cũng phát hiện ra đường dũng kêu lên một tiếng đại ca rồi nhào tới tôi vẫn chưa yên tâm kiểm tra cả căn phòng một lần chắc chắn trong này không có cương thi khác mới khóa cửa lại xem xét tình huống của đường dũng đường dũng đã hôn mê sắc mặt xanh mét nằm trên nền nhà hiển nhiên đã bị thương tôi lập tức lấy điện thoại gọi cấp cứu nhưng diệu diệu ngăn tôi lại nói đại ca nó là bị cương thi làm thương cho dù có đi bệnh viện thì bệnh viện cũng không có biện pháp, chỉ càng trễ thời gian cứu cho anh ta. Nó nói có lý, tôi liền hỏi Diệu Diệu nên làm gì. Diệu Diệu cũng có chút mờ mịt, mặc dù nó là tiểu quỷ nhưng dù sao cũng là một đứa con nít. Chỉ nói đường dũng bị thi thể làm bị thương hẳn là chúng độc thi, tống được độc thi ra ngoài là sẽ tốt, nó nói cũng rất do dự. Hiển nhiên nó cũng chỉ đoán tôi sợ đường dũng thật sự xảy ra chuyện gì gọi điện thoại cho tô đoàn mặc dù thực lực anh ta không cao nhưng người bây giờ tôi có thể nhờ giúp đỡ chỉ có một mình anh ta tôi đoàn nghe điện thoại rất nhanh anh ta biết được tôi là lộc dương liền kích động vội kêu lên bà hai vậy là có tin tức của bà bây giờ bà đang ở đâu cháu có việc gấp muốn tìm bà tôi nghe anh ta nói liền sửng sốt một chút không nghĩ anh ta lại có chuyện tìm tôi nhưng bây giờ chuyện của đường dũng còn gấp hơn tôi liền cho anh ta địa chỉ cũng hỏi đường dũng bị cương thi làm cho bị thương thì nên xử lý thế nào. Tô đoàn không hổ là xuất thân từ gia tộc lớn, mặc dù thực lực không cao nhưng kiến thức lại rất rộng, lập tức nói phải tìm vết thương đem hút máu độc ra, sau đó giã nhuyễn gạo nếp đắp vào vết thương. Ba ngày sau độc thi liền hết, chiều này tôi cũng từng xem trong phim, trước kia cho là điện ảnh chỉ là phóng tác, không nghĩ tới phương pháp giải độc thật sự đơn giản như vậy, tôi lập tức bảo rượu rượu tìm vết thương trên người đường dũng. Tôi kiểm tra trên cổ nhưng không có dấu răng như tôi nghĩ. Hơn nữa trên cổ tay, cùi trỏ, trên bụng hay hai chân cũng không có vết thương. Tìm một vòng lòng tôi không khỏi trầm xuống, không có vết thương. Đường Dũng vẫn hôn mê, chẳng lẽ không phải anh ta trúng độc thi, nhưng Diệu Diệu rõ ràng nói anh ta trúng độc thi, mặt tôi hơi ủ ê, nhìn sắc mặt xanh mét của đường Dũng không khỏi nóng lòng, đi tới đi lui trong phòng chờ tô đoàn đến ngay khi tôi đang nóng lòng chờ tô đoàn đến thì rượu rượu đột nhiên kêu lên một tiếng vui mừng nói tìm được vết thương rồi vừa nói nó vừa gọi tôi đến chỉ thấy trên mông của đường dũng đã bị vật nhọn khiến cho máu thịt mơ hồ quần rách nát dính vào vết thương nhìn qua cũng giật mình nhất định rất đau thảm hại hơn lúc này máu trên vết thương cùng thịt đã biến thành màu đen giống như bị tạt mực lên vậy cho dù tôi cái gì cũng không hiểu nhưng vẫn có thể thấy đường dũng trúng độc rất sâu chỉ là tìm ra vết thương tôi lại càng lo nghĩ, anh ta bị thương ở đâu không bị, sao hết lần này tới lần khác bị thương ở trên mông, thế này thì người khác xử lý thế nào, tôi vừa cuống vừa lúng túng, vội vàng kêu rượu rượu ra tay nặn máu độc trong vết thương ra, tôi đi ra ngoài tìm gạo nếp, rượu rượu liền lướt ra ngoài, vừa bay vừa nói buổi tối tìm gạo nếp khó, nó tìm sẽ dễ hơn. Nói xong đã không thấy tâm hơi nó đâu, chỉ còn lại tôi cùng đường dũng anh ta bị thương nặng như vậy nhất định không thể di chuyển đầu tôi đổ mồ hôi không thể làm gì khác liền nhắm mắt đưa tay hướng tới cái mông của đường dũng tôi ngồi rất gần anh ta ngay khi tay tôi chạm vào mông đường dũng thì một bàn tay lạnh như băng đột nhiên xuất hiện nắm lấy tôi sau đó đẩy mạnh tôi về sau một cái tôi không kịp đề phòng lảo đảo ngã lăn ra đất quay đầu mới phát hiện một thân ảnh gầy gò không biết xuất hiện từ lúc nào bên cạnh đường dũng đang chắn ánh mắt của tôi nhìn đường dũng nhìn cái gì? Quay người đi." Giọng trầm thấp khàn khàn, giống như giọng vừa rồi trên lầu 33 vậy, tôi liền vui mừng trong lòng, quả nhiên là Tô Mộc, anh ấy luôn ở bên cạnh tôi, anh ấy đưa lưng về phía tôi, trên người tản mát ra khí tức lạnh lùng, mặc dù không quay đầu nhìn tôi nhưng có lẽ cảm nhận được ánh mắt của tôi, âm thanh lạnh lùng lần nữa lại vang lên, nói, "Em thích xem mông đàn ông như vậy sao?" "A, ah, không có, anh mới là người thích xem mông đàn ông." bị tô mộc mắng, tôi rốt cuộc kịp phản ứng, mạnh miệng nói lại, nghe được lời tôi nói, dường như người anh rung lên, giống như đang tức giận, lòng tôi run lên vì sợ. Cho dù tôi với anh ấy giận dỗi nhưng mỗi khi anh ấy tức giận tôi vẫn rất sợ, tôi liền xoay lưng lại, lần nữa mở miệng giọng đã dịu dàng đi mấy phần, hỏi anh ấy, gần đây anh đều ở bên cạnh em sao, sau lưng truyền tới âm thanh sột soạt, giống như anh ấy đang cắt thịt trên mông đường dũng vậy nghe thấy tôi hỏi liền nói vẻ chê bai không có anh đi theo em làm gì cũng phải anh mới cưới vợ đẹp quả thật không cần phải đi theo em nghe giọng chê bai của anh ấy khiến tôi tổn thương giọng vừa dịu dàng liền đanh lại giống như cố ý giận dỗi với anh ấy quả nhiên sau lưng không có âm thanh nữa anh ấy không trả lời tôi chỉ tăng động tác tay nhanh hơn một chút sau khi anh ấy xử lý xong tôi đột nhiên cảm giác được bên hông xuất hiện một đôi tay ôm lấy tôi sau lưng cũng có thêm một bờ ngực vững chắc rồi đôi môi lạnh như băng chạm vào trái tai thật giống như đang trừng phạt tôi hung hăng cắn xé tôi đồng thời có một âm thanh mơ hồ vang lên bên tai giống như bùng nổ sau khi đã kiềm chế quá mức em người phụ nữ này anh mới rời khỏi em có mấy ngày em đã cấu kết cùng người khác vừa rồi ở trên lầu có phải bất kể là ai hôn em cũng sẽ đáp lại Em khao khát như vậy sao? Nếu vậy anh có thể thỏa mãn em, vừa nói anh ấy vừa cắn tôi ác liệt hơn, tay còn không an phận thò vào trong quần áo tôi, tôi sợ run cả người, đưa tay bấu vào tay anh ấy, cố gắng đẩy anh ấy ra, giận nói, nói nhăng gì đó. Anh cho rằng em là người giống anh sao? Em đã sớm biết đó là anh, ngược lại anh nếu dám xuất hiện sao còn giấu mặt, cưới lầm yến nhi nên không còn mặt mũi gặp người khác sao? Giọng tôi rất tàn bạo rất khí thế một phen nói ra tất cả ngay cả chính tôi cũng kinh động lần đầu tiên tôi như vậy lời nói không lưu tình một chút nào cũng không sợ khiến tô mộc tức giận hồi lâu sau anh ấy mới buông tôi ra đỡ hai vai xoay người tôi lại mặt đối mặt với anh sau đó mây đen bao phủ quanh mặt anh rốt cuộc phân tán ra tôi thấy mặt mũi anh trong lòng liền run lên lúc này so với khi hôn lễ anh ấy càng gầy hơn thật sự có thể dùng từ da bọc xương để hình dung tôi thậm chí có thể nhận ra hình dáng xương sọ của anh ấy vành mắt cũng thâm đen lại tôi chỉ thấy trên hốc mắt có hai cái động đen ngòm nhìn qua rất dọa người khó trách anh ấy lại dùng mây đen che mặt mình bây giờ anh ấy thật sự không có nửa điểm giống với tô mộc đẹp trai trước kia nếu không phải tôi có thể nhận ra anh ấy từ cảm giác thì căn bản tôi cũng không nhận ra được đây là người nào tôi cây ếch yêu ta sợ tay không tự chủ đẩy anh ấy ra anh ấy cảm nhận được cây ếch yêu ta sợ và hời hợt nụ cười khô héo thoáng qua một ý vị thâm trường, sau đó hướng về tôi lắc đầu một cái, nói: "Thấy anh như bây giờ em còn có thể tiếp nhận anh sao? Đây chính là lý do anh phải che mặt mình lại." Nói xong giọng anh hơi lạnh, lui về phía sau hai bước, chỉ đường Dũng nói: "Vết thương của anh ta đã được xử lý tốt, độc cũng đã tiêu trừ sạch sẽ, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là được. Trong khoảng thời gian này anh khuyên em biết điều một chút, đừng ra khỏi cửa." lại đừng trêu chọc vào những người không nên dây vào, nếu không cuối cùng em chết thế nào cũng không biết, giọng anh ấy lạnh như băng, nói xong âm khí tràn ngập đem cả người anh ấy bao lại, đến khi âm khí tiêu tán người cũng đã không thấy nữa, tôi vẫn còn chìm đắm trong nỗi cây ếch yêu ta sợ anh ấy mang tới, đứng tại chỗ hồi lâu, đến khi tô đoàn chạy đến tôi mới tỉnh hồn lại. Tô đoàn đi vào thấy cảnh tượng trong phòng cũng không khỏi cảm thấy cây ếch yêu ta sợ nhưng cậu ta so với tôi chấn định hơn rất nhiều kiểm tra vết thương của đường dũng một chút liền cõng anh ta lên sau đó gọi tôi hai tiếng nói rời khỏi nơi này trước lát nữa trời sáng đường dũng bị thương như vậy bị an ninh tòa nhà nhìn thấy thì không dễ giải thích cậu ta nói không sai mặc dù tô mộc đã xử lý xong độc tố nhưng vết thương của anh ta còn cần sát trùng rồi băng bó tôi gật đầu một cái để tô đoàn cong đường dũng về biệt thự chữa thương trước khi đi tôi còn định lưu lại cho Diệu rượu, rượu tờ giấy nói cho nó tôi đem đường dũng về trước, nhưng sau đó suy nghĩ lại tôi lại thôi. Bởi vì Diệu Diệu là tiểu quỷ của đường dũng, nó có biện pháp tìm được đường dũng. Đây là địa bàn của tam trưởng lão, tôi lưu lại tờ giấy không khác nào chủ động bại lộ mình, bị tam trưởng lão để mắt tới sẽ rất phiền thoái. Quay lại biệt thự tôi để tô đoàn băng bó vết thương cho đường dũng, mình ở phòng khách nghỉ ngơi, hồi tưởng lại chuyện tô mực kể từ khi tìm được Lâm Yến Nhi, Tô Mộc giống như biến thành người khác vậy, nhưng anh ấy cũng chỉ bận bịu để chiêu hồn cho Lâm Yến Nhi, ít nhất lần đó ở đại trạch Tô Gia. Gặp được Tô Mộc một lúc thì anh ấy đối với tôi vẫn còn rất tốt, mặt cũng rất bình thường, hơn nữa lúc ấy tôi còn nhớ Lâm Yến Nhi nói chuyện với anh ấy, hỏi anh ấy có yêu hay không. Điều này rõ ràng chứng tỏ Tô Mộc với Lâm Yến Nhi thật ra cũng không tốt, ít nhất tình cảm của bọn họ không sâu như tôi nghĩ. Còn chuyện sau đó anh ấy mất tích, lại đột nhiên nói muốn cùng Lâm Yến nhi kết hôn. Lúc gặp lại anh ấy thì anh ấy đã gầy đi rất nhiều, cho nên anh ấy một mực tránh tôi, không chịu gặp tôi, thậm chí ở hôn lễ cũng dùng âm khí che mặt. Lúc ấy bởi vì tôi ghen, tức giận nên không chú ý tới sự biến hóa của Tô Mộc. Bây giờ nghĩ lại, nhất định anh ấy đã xảy ra chuyện, cho nên mới gầy như vậy. Chương 115, tin nóng, nghĩ tới đây đột nhiên lòng tôi run lên từ hành động hôm nay của anh ấy đối với tôi mà nói, tôi cảm nhận được anh ấy vẫn quan tâm tôi. Hơn nữa suy nghĩ kỹ một chút, rõ ràng anh ấy đang rất phải kiềm chế. sở dĩ ở công ty tô tịnh lớn tiếng với tôi như vậy cũng là do phải kiềm chế quá lâu. đột nhiên bùng nổ, nhất định anh ấy có nỗi khổ gì đó, nếu không cũng sẽ không hao tổn tu vi mà tu luyện ngọc bội cho tôi. đem lực cực âm kia tiến hóa nhất định hao phí không ít tu vi của anh ấy đi. Tột nhiên tôi rất đau lòng thậm chí mũi còn cay cay, rơi lệ, tức giận. Tôi tự tát mình một cái, hận mình đầu óc chậm chạp đi giận anh ấy lâu như vậy, sao lại không sớm nghĩ tới anh ấy có nỗi khổ riêng. Hơn nữa anh ấy đã biến thành như vậy mới vừa rồi còn hỏi tôi có thể chấp nhận anh ấy như vậy hay không. Tôi lại trần chờ tôi trần chờ cái khi gì a à, tôi yêu chính là con người này của anh ấy, không phải vì khuôn mặt đẹp trai. Mặc dù ban đầu tôi đúng bởi vì gương mặt quá xoay đó mà có hảo cảm với anh ấy. Nhưng bây giờ dáng dấp anh ấy ra sao đã không quan trọng, chỉ cần người kia là anh ấy, anh ấy là Tô Mộc liền tốt, tôi lau nước mắt, nhìn xung quanh lớn tiếng gọi Tô Mộc mấy câu, nói cho anh ấy rằng tôi không quan tâm dáng dấp anh ấy ra sao, tôi có thể tiếp nhận anh ấy ngay bây giờ, chỉ cần anh ấy chịu xuất hiện trở lại là được, nhưng bốn phía không có bóng dáng Tô Mộc, cũng không có tiếng đáp lại, có lẽ anh ấy đã không còn ở bên cạnh tôi nữa, lòng tôi rất ấy náy nghĩ đến những gì gần đây, tô mộc phải chịu liền thấy lòng đau thắt như đang dì máu. có lẽ nghe được tiếng của tôi gọi, tô đoàn từ trên lầu đi xuống, thấy tôi đang khóc, liền mang theo hộp khăn giấy. sau đó ngồi bên cạnh tôi, thở dài nói: bà hai, xem ra bà đều biết rồi. biết cái gì? cậu biết tô mộc xảy ra chuyện gì có phải không? rốt cuộc anh ấy xảy ra chuyện gì? tại sao lại đột nhiên biến thành như vậy? tôi nghe thấy sự kỳ quặc trong lời nói của tô đoàn liền hỏi cậu ta sắc mặt cậu ta trầm xuống. Thấy tôi khóc nhiều như vậy có lẽ cậu ta cũng rất khó chịu. Nhẹ nhẹ vỗ bà vai tôi, nói, thật ra cháu cũng không rõ cụ thể lắm. Cháu chỉ vô tình nghe lén được ba cháu nói. Nói gì đó bởi vì bà mà ông hai mới kết hôn với Lâm Yến Nhi, chỉ cần bà còn sống thì kế hoạch của ông hai sẽ hỏng cho nên ông ấy phải loại bỏ bà gì đó. Trên mặt cậu ta vừa hiện vẻ áy náy, nói tiếp, cháu mới vừa nói tìm bà có việc gấp chính là chuyện này ba cháu muốn hạ thủ với bà bây giờ tình cảnh của bà rất nguy hiểm mà cháu lại không tìm được bà may mà đúng lúc bà lại gọi cho cháu tiếp theo bà đừng ra khỏi cửa biệt thự này lúc đi vào cháu đã nhìn rồi đã bị hai người đồng thời bày trận rất an toàn sau này bà thiếu cái gì cứ nói cho cháu cháu sẽ mua về cho bà ngàn vạn lần bà đừng bước chân ra khỏi cửa cậu ta nói rất chân tình nhưng sự chú ý của tôi đều ở câu nói trước của cậu ta cái gì mà tô mộc vì tôi nên mới cưới lâm yến nhi cái gì mà tô thịnh nói kế hoạch hỏng tôi hỏi tô đoàn đây rốt cuộc là có ý gì nhưng tô đoàn lắc đầu một cái nói cậu ta cũng không biết những lời này đều là cậu ta nghe trộm được loáng thoáng lúc đó cha cậu ta đang nói chuyện với người khác ngay lúc mấu chốt nói chuyện quan trọng thì người kia đột nhiên ngăn cha cậu ta lại còn đi ra kiểm tra cửa sổ sợ bị phát hiện nên cậu ta không dám nghe nữa thấy cậu ta không nói được nguyên nhân nên tôi cũng không hỏi thêm gì hơn nữa tô mộc cũng vừa mới đề cập tới nói tôi không nên đi ra ngoài không nên trêu chọc người không nên trêu chọc anh ấy muốn nói tới cản thi phái hay là tô thịnh nghĩ tới anh ấy gầy đáng sợ như vậy tôi liền kể cho tô đoàn nghe hỏi cậu ta có biết nguyên nhân là gì không tô đoàn nghe được cũng có chút bất ngờ hiển nhiên sau khi tô mộc biến mất thì cậu ta chưa gặp lại tô mộc ông hai là quỷ hơn nữa ông ấy cũng không phải thiên thai, theo như bình thường thì hình dáng sẽ không thay đổi, luôn duy trì ở thời điểm ông hai chết mới đúng. Tại sao lại gây như vậy? Đây nhất định là có ẩn tình gì đó, bây giờ cháu cũng không biết nhưng nhà cháu có rất nhiều sách cổ, cháu về sẽ tìm kiếm xem sao, nếu có thông tin gì cháu lập tức chạy tới nói cho bà biết. Tô đoàn nói, sau đó cậu ta nói đi siêu thị mua cho tôi một số đồ vật hàng ngày, rồi đi ra cửa. Vừa ra đến trước cửa cậu ta lần nữa nhấn mạnh bảo tôi sắp tới không nên ra ngoài, nếu không sẽ rất nguy hiểm, bây giờ Đường Dũng bị thương, tôi phải chăm sóc cho anh ta, còn phải chăm sóc cho cha mẹ tôi, tự nhiên cũng sẽ không ra khỏi cửa, nhưng là, mặc dù tôi tìm được nơi cản thi phái ẩn giấu cương thi nhưng tôi vẫn chưa tìm được giao tiên. Hơn nữa, còn có một cương thi chạy trốn, cường tử đuổi theo bà ta, cũng không biết bây giờ cường tử còn sống không nghĩ tới đây tôi liền lấy điện thoại ra gọi cho cường tử để xác nhận anh ta còn an toàn. Điện thoại truyền tới tiếng chuông báo bẩn, cũng không có ai nghe điện thoại, lòng tôi trùng xuống. Có cảm giác bất an, cường tử nhất định là lành ít giữ nhiều. Không gọi được cường tử tôi lập tức mở internet lên, bấm hai cái muốn xem ở Giang Minh có xuất hiện tin tức về án mạng không. Ai ngờ còn chưa kịp tìm kiếm tin tức về Giang Minh liền thấy tin đứng đầu có tiêu đề, thấy cương thi xuất hiện ở nơi nào đó, tôi giật mình lập tức mở bài đó lên, chỉ thấy người dùng gửi liên tiếp 9 bức ảnh lên, nằm bước đầu đều là người nào đó bị cắn máu chảy toàn thân, trên người chỉ thấy một lỗ thật sâu đầy máu, nhìn một cái liền biết là do răng nhọn cắn. Bốn ảnh sau thì chính là hình ảnh kinh sợ về cương thi trong phim truyền hình, mặc dù mấy tấm ảnh kia rất hỗn loạn, cả người đều đầy máu nhưng tôi vẫn có thể nhìn ra, đó chính là cường tử, người vừa mới còn sống sờ sờ bây giờ bị cắn thành như vậy khiến tôi ngây người. Không thể nói đang cảm thấy gì, đau buồn, yêu thương, tự trách, ấy nấy, có lẽ đều có một chút, nếu không phải tôi đã không ngăn anh ta lại có lẽ anh ta sẽ không chết, nhưng tại sao cường từ lại phải đuổi theo bà lão kia, ngay cả đường dũng cũng bị bà lão cào cắn bị thương, hẳn anh ta nhất định biết bà lão đã biến thành cương thi vậy mà còn quên mình đuổi theo như vậy, chẳng lẽ bà lão kia chính là mẹ của cường từ, tôi đang suy nghĩ thì mục tin nóng nháy mắt lại thay đổi lần này biến thành người ma giết người náo động Giang Minh, mọi người đưa tin, trong thôn Vu Gia ngoại thành Giang Minh đột nhiên chết rất nhiều người dân, cả con đường hễ ai nhìn thấy người ma đều chết sạch, ở dưới cũng đăng kèm theo ảnh, nhìn ảnh thì cảnh đúng là ở trong thôn, con đường bên trái bên phải nằm hơn 10 thi thể, mỗi thi thể cũng đều toàn thân là máu, ở bình luận dưới bài viết đều nói là cương thi gây án, Giang Minh xuất hiện cương thi, tin tức truyền đi rất nhanh hơn nữa độ hot còn đang không ngừng lên cao cứ cách mỗi mấy giây lại thấy hình ảnh mới ở phần bình luận số người chết nhiều như vậy hơn nữa chết bí ẩn như vậy khiến toàn bộ internet bùng nổ giang minh trong nháy mắt biến thành nơi đầu gió đỉnh sóng tôi lập tức gọi điện cho tô đoàn để cậu ta nhanh lên internet đọc một chút chuyện này nằm ngay dưới mắt tô ra lúc trước tô ra có thể mặc kệ nhưng bây giờ có cương thi chạy thoát thì tô thịnh cũng không thể mặc kệ không để ý tới đi Tô đoàn đáp mỗi tiếng nói sẽ xem ngay. Tôi cúp điện thoại lại lần nữa lục mạng Internet nhưng mọi thứ đã khôi phục bình thường. Những tin về cương thi tôi lưu lại lúc này đã không tìm được nữa, không tới một phút sau. Tất cả tin liên quan tới chuyện này đều bị xóa sạch sẽ. Tin lớn như vậy nếu để mặc cho chuyển đi nhất định sẽ khiến đại loạn. Ít nhất chính quyền Giang Minh sẽ gặp áp lực rất lớn. Tô Thịnh có quan hệ không tệ với quan chức. Bây giờ chính quyền đã biết chuyện hẳn sẽ để cho Tô Thịnh ra tay giải quyết chắc chắn điểm này khiến tôi không lo lắng nữa lên lầu nhìn đường dũng một cái vết thương của anh ta đã được xử lý xong trên mông bị băng đầy vải trắng nằm sấp ở trên giường người vẫn chưa tỉnh cũng may anh ta không còn độc thi sắc mặt đã khá hơn nhiều tôi thấy anh ta không sao liền đi qua phòng cha mẹ tôi nhìn một cái lại cho bọn họ uống nước mật đường rồi cũng xuống lầu nghỉ ngơi trải qua một buổi tối dày vò khiến tôi mệt mỏi hết sức ngủ hơn nửa ngày Tới khi tôi tỉnh thì rượu rượu đã về, trước mặt nó là một đống lớn đồ ăn, hiển nhiên là đồ do tô đoàn mua về, đang mặt mày ủ rột không biết nên làm gì, thấy tôi tỉnh nó lập tức chạy tới tìm tôi nhờ giúp đỡ, nói đại ca nó đói, bảo tôi đốt đồ ăn cho đường dũng, tôi gật đầu một cái, làm một phần cơm rang trứng đưa lên cho đường dũng, mấy ngày kế tiếp tôi theo lời của tô mộc ở lại trong biệt thự một bước cũng không bước ra khỏi cửa mỗi ngày ngoại trừ chăm sóc đường dũng cùng cha mẹ tôi ăn uống sinh hoạt thường ngày thì chính là ngồi ngần người trong phòng khách chờ kết quả tô đoàn tìm kiếm thông tin khoảng một tuần lễ sau tâm tình tôi nóng nảy bất an thậm chí nghi ngờ có phải tô đoàn đã quên mất chuyện này hay không ngay khi tôi sắp không nhẫn nại được muốn gọi điện cho tô đoàn hỏi xem tình hình thế nào thì tô đoàn rốt cuộc đã tới lần này cậu ta không chỉ mang tới rất nhiều đồ ăn mà còn mang cho tôi một cuốn sách cổ cuốn sách cổ là bản đóng bằng dây các trang sách bao gồm cả bìa đều được làm bằng da đã ố vàng sờ lên da rất mịn giống như da người vậy hết sức tinh xảo tôi lập tức nhớ tới vương quả phụ đã từng may quần áo da người vội hỏi tô đoàn sách này làm bằng chất liệu gì có phải làm bằng da người hay không tô đoàn bất ngờ nhìn tôi một cái do dự một chút rồi gật đầu nói quyền này đúng là sách tổ truyền của tô gia, đúng là làm bằng da người. Cháu tìm thấy trong quyển sách này một loại thuật pháp có chút tương tự như tình huống của ông hai bây giờ. Bên trong ghi lại là phương pháp kéo dài tính mạng cho người khác, chính là dùng pháp thuật đem tính mạng của mình truyền tới trên người sắp chết, dùng tuổi thọ còn dư của mình từ đổi cho vong hồn người chết từ tay âm sai, âm sai, âm xoa người đi bắt linh hồn xuống địa ngục, sau khi đổi được hồn phách là có thể kéo dài được sinh mạng người sắp chết. Nói trắng ra là thuật pháp dùng một mạng đổi một mạng, một mạng đổi một mạng. Tôi nghe Tô Đoàn nói có chút bất ngờ, nhìn sách kia, nói: "Anh ấy không phải quỷ sao? Bản thân không có tuổi thọ sao, còn có thể dùng thuật pháp một mạng đổi một mạng? Cậu có nhầm không?" Vấn đề là ở đây, mặc dù ông hai là quỷ, nhưng tuổi âm của ông lại lớn, hơn nữa khi chết là người có đạo hạnh tốc độ tu luyện cực nhanh, ông đã dùng lực cực âm trên người giao dịch với âm sai, âm sai chắc sẽ không cự tuyệt. chỉ là lực cực âm là toàn bộ năng lượng của hồn phách, đem lực cực âm trao đổi cho người khác không khác gì đem nửa cái mạng trao cho người khác, tự nhiên sẽ rất gầy. đây là pháp thuật trong tất cả các loại phù hợp nhất với tình huống của ông hai bây giờ. tôi cho mày, trầm chậm, chậm gật đầu một cái, nhưng tôi vẫn có chỗ không hiểu, hỏi tô đoàn, coi như là vậy đi. Nhưng anh ấy vì muốn cứu ai mà hy sinh lớn như thế. Cho dù là Lâm Yến Nhi thì bản thân cô ta cũng là quỷ. Chưa tính là người sắp chết thì dường như thuật pháp này cũng không có tác dụng với Lâm Yến Nhi đi. Trừ Lâm Yến Nhi, tôi không nghĩ ra Tô Mộc sẽ vì ai mà phí khí lực lớn như vậy, vì cứu bà. Tô Đoàn trầm giọng nói, cặp mắt của cậu ta nhanh chóng nhìn tôi một cái, sau đó lại cứu đầu, biểu tình rất phức tạp. mười 116, vì cứu tôi, cứu tôi tôi ngẩn người, đầu óc bị đơ không hiểu tô đoàn nói vậy là có ý gì. cậu ta nói thuật pháp này là thuật một mạng đổi một mạng, chuyên dùng để cứu hồn phách những người sắp chết. nhưng tôi vẫn sống thật tốt, không cần tô mộc phải cứu a. thấy mặt tôi lộ vẻ không hiểu, tô đoàn lại thở dài nói bà hai, bà còn nhớ hôm tô ra bố trí đại trận chiêu hồn để chiêu hồn phách của lâm yến nhi. ngày đó không phải lâm yến nhi nhập vào người bà sao? ông hai vì cứu bà cho nên đã bóp gãy gáy của bà tôi gật đầu một cái chuyện này dĩ nhiên tôi nhớ lúc đó tôi đau chết đi được hơn nữa ánh mắt tô mộc nhìn tôi độc ác vô cùng thậm chí trong nháy mắt tôi có cảm giác anh ấy thật sự muốn bóp chết tôi cũng may sau đó tôi lăn ra bất tỉnh nếu không cuối cùng nếu không bị bóp chết thì cũng chết vì đau có điều tôi không rõ chuyện này có quan hệ thế nào với chuyện tô mộc liều mình cứu tôi chẳng lẽ lúc ấy anh ấy thật sự bóp tôi chết Tô đoàn nhìn ra ý nghĩ trong lòng, cười một chút, nói tôi đừng suy nghĩ nhiều. Ban đầu tô mộc cũng không bóp chết tôi nhưng bởi vì Lâm Yến nghi nhập vào người tôi khiến tính mạng của tôi bị đe dọa. Chuyện này cũng rất kỳ quái. Người bình thường bị quỷ nhập hẳn sẽ bệnh nặng một trận, mà Lâm Yến Nhi là lệ quỷ. Kết quả tất nhiên sẽ nghiêm trọng hơn so với các quỷ khác, nhưng đó là với người bình thường, còn tôi là vợ tô mộc trên người mang theo âm khí của anh ấy. Hơn nữa bản thân tôi cũng có lực cực âm trên người. Theo lý mà nói thì quỷ nhập vào người cũng không có hậu quả nghiêm trọng mới đúng. Làm sao lại nguy hiểm đến tính mạng? Tôi hỏi tô đoàn rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Sắc mặt tô đoàn vốn đang tương đối buông lỏng nhưng nói tới đây đột nhiên cúi đầu. Ánh mắt nhìn tôi có chút áy náy. Nói lúc trước bà suýt chút nữa bị đau cổ sư ngũ trùng luyện thành trùng nhân. Sau đó được ông hai cứu nên không phát tác chúng ta đều cho rằng cổ trùng không phát tác thì không sao, nhưng thực tế cổ trùng trong thân thể bà cũng chưa được lấy ra, chẳng qua là bị giao tiên chế trụ, không chế, bắt giữ, hơn nữa không có đao minh chỉ huy, cổ trùng ở trong thân thể bà cũng sẽ không tùy tiện hành động. Có điều sau khi Lâm Yến Nhi khi nhập vào người bà thì không còn giống thế nữa, bản thân Lâm Yến Nhi là lệ quỷ, lượng âm khí trên người rất khổng lồ, âm khí trong người bà vì thế cũng nháy mắt tăng vọt bản thân cổ trùng cũng thuộc về âm sau khi hấp thu âm khí thực lực cũng sẽ tăng nhiều cho nên thực sự uy hát yêu ta cho bà không phải là lâm yến nghi mà là cổ trùng nấp ở trong thân thể bà nếu như cháu đoán không sai cổ trùng kia luôn mai phục trong người bà chờ ngày nào đó có cơ hội sẽ luyện bà thành trùng nhân sao trùng nhân người sâu khi thành trùng nhân tất nhiên bà sẽ chết hẳn ngay lúc đó ông hai đã dùng thuật pháp kéo dài tính mạng cho bà cũng vì vậy ông ấy trở nên gầy sọp đi còn chuyện tại sao ông hai lại phải kết hôn với Lâm Yến Nhi nhưng vẫn ngầm giúp bà thì cháu không rõ lắm. Chờ có cơ hội bà tự mình hỏi ông hai, giọng của cậu ta rất thấp, nói đến phần sau thậm chí không dám nhìn tôi nữa, tất nhiên tôi biết trong lòng cậu ta ấy nấy điều gì. Nếu không phải cha cậu ta thì tôi sẽ không bị đao minh bắt, càng không bị chồng cổ trùng trong người khiến tô mục phải sử dụng loại thuật pháp này. Tất cả mọi chuyện này cuối cùng đều không tránh khỏi liên quan tới tô thịnh nhưng tôi càng tò mò với phản ứng của Tô Đoàn hơn, bởi chuyện Tô Thịnh làm với tôi chắc chắn không nói với Tô Mục, tất nhiên cũng không nói cho Tô Đoàn, nhưng phản ứng này của cậu ta hiển nhiên là cậu ta biết chuyện cha mình. Vậy còn chuyện cản thi phái thì liệu Tô Đoàn có biết, tôi bất chấp cây ếch yêu ta sợ với chuyện cổ trùng, vội vàng hỏi trước kia cậu ta có biết chuyện ở tầng 32 không, đúng như tôi đoán, Tô Đoàn gật đầu một cái nói cậu ta đã sớm nghe nói cản thi phái nuôi thi thể ở tầng 32, cha cậu ta cũng biết chuyện này. Sở dĩ chưa từng nhúng tay là bởi, thứ nhất là bọn họ mượn đài hòa táng để thuận tiện thu thập thi thể tiến hành tu luyện, cũng không gây nguy hại gì cho xã hội mặc dù có vi phạm luân lý làm người, nhưng để tu hành trên con đường này còn không phải là đã phạm vào luân lý làm người sao, ở trong con mắt người thường. Tu hành vốn đã là không đúng, ngay cả việc quỷ quái tồn tại đã là phạm vào luân lý làm người cho nên chỉ cần không uy hát yêu ta người sống, những thứ khác người tu hành đều không để vào mắt. Thứ hai, cản thi phái cùng tổ tiên tô gia có chút quan hệ sâu xa, nghe nói hai bên vẫn luôn giao thiệp mặc dù lui tới không thường xuyên, ít nhất cũng là nước sông không phạm nước giếng. Cho nên cản thi phái kinh doanh nhiều năm như vậy ở Giang Minh thì tô gia đều là không nghe không thấy không hỏi. chương 117, Vương Văn, Tô đoàn lắc đầu một cái nói quyển phó âm kinh kia mặc dù là sách tổ truyền của tô gia nhưng cũng là sách cấm của tô gia trước giờ cậu ta chưa bao giờ xem qua lần này cũng bởi vì chuyện ông hai cho nên cậu ta mới lấy hết can đảm trộm ra thuật pháp bên trong cậu ta cũng chưa kịp cẩn thận nghiên cứu bây giờ cậu ta mang sách tới cho tôi sách ở giá không dễ dàng bị tô thịnh phát hiện để cho tôi nghiên cứu không chừng có thể tìm được biện pháp cứu tô mộc nói xong cậu ta còn nhắc nhở tôi cẩn thận một chút bảo tôi đừng luyện cấm thuật bên trong chỉ sử dụng nó để nghiên cứu tôi gật đầu một cái tạm biệt tô đoàn sau đó mở cuốn phó âm kinh ra xem chỉ là vừa lật trang thứ nhất tôi đã gặp phải chuyện khó xử cuốn sách này cũng không biết truyền đã bao nhiêu năm chữ trong sách cũng rất cổ quái không biết là triều đại nào dù sao bình thường chúng tôi dùng chữ hán giản thể cho nên đọc chúng tương đối khó khăn buồn bực chính là không biết cuốn sách này ở triều đại nào cho nên không thể kiếm từ điển các loại tới phiên dịch. Nghiên cứu hơn nửa giờ, vì tôi không nghiên cứu được gì nên không thể làm gì khác hơn là trước hết cất sách lại. Chờ ngày mốt tô đoàn đến lại hỏi cậu ta, sau khi cất sách xong, Diệu Diệu cũng vừa chạy vừa nhảy tiến vào. Sau khi đường dũng tỉnh lại nghe nói tôi đi đài hòa táng là vì bắt quỷ cho giao tiên bổ sung âm khí, nói rằng bắt quỷ anh ta rất thành thạo để Diệu Diệu về nhà anh ta lấy dụng cụ. Sau khi đem dụng cụ đưa cho tôi, Diệu Diệu còn liên tục nhìn trước ngó sau, sau đó nói với tôi, "Chị, bên ngoài có một thanh niên cứ quanh quẩn chỗ chúng ta, hơn nữa nhìn rất quen, hình như chị biết, hẳn là đến tìm chị." Vừa nói, nó vừa chỉ chỉ ra bên ngoài, tôi không khỏi cảm thấy lạ, ngôi biệt thự này sau khi mua chỉ có tôi cùng Tô Mộc biết, những người khác hẳn không biết nơi này mới đúng, ai sẽ tới đây tìm tôi? Tôi nhìn theo hướng chỉ của Diệu Diệu, bên ngoài quả có một bóng người quanh quần, có điều cây cối quá xanh tốt nên mặt anh ta bị che khuất không nhìn rõ. Tôi nhớ lại thời điểm mua biệt thự, ở ban công lầu trên có ống nhòm, lập tức chạy đến lầu 2 dùng ống nhòm nhìn xuống, nhìn một cái tôi sợ hết hồn, vì người đứng bên ngoài là Vương Văn, hơn nữa anh ta cũng ngước đầu nhìn tôi, ánh mắt vừa vặn giao nhau chung một khoảng khắc, tôi lập tức buông ống nhòm, cố gắng chân tĩnh lại một chút. Sau khi đường dũng bị thương, những ngày qua tôi đều bận rộn chăm sóc đường dũng điện thoại cũng không chú ý nhìn cho nên quên mất việc đã ước hẹn ba ngày với vương văn nhưng anh ta lại có thể tìm tới nơi này quả thật khiến cho tôi có chút giật mình chỉ là nếu anh ta đã tìm tới tại sao lại đứng ở ngoài cửa mà không chịu đi vào trong lòng tôi dối bời vốn lúc tôi đồng ý cân nhắc chuyện gà cho vương văn là trong lúc tức giận lúc ấy tô mộc mới kết hôn trong lòng tôi tức giận mới không từ chối anh ta hiện tại biết tô mộc vì tôi mà hy sinh như thế lúc này tôi thật không biết làm sao đối mặt với vương văn bản thân anh ta cũng là người bị hại hơn nữa còn là bạn trai tôi nếu bây giờ tôi trực tiếp thẳng thắn nói cho anh ta biết tôi yêu tô mộc không thể gả cho anh ta thì có phải là quá tàn nhẫn hay không tâm loạn như ma tránh cũng không giải quyết được vấn đề tôi liền quyết định hít sâu một hơi định gọi vương văn vào nói rõ ràng ai ngờ tôi còn chưa gọi điện cho vương văn thì chuông cửa chợt vang lên màn hình trong phòng nối với camera bên ngoài. Tôi nghĩ là Vương Văn đang ấn chuông cửa, vừa định mở cửa thì tôi lại thấy một người phụ nữ đang đứng dưới camera, cô ta nhìn qua so với tôi không lớn hơn bao nhiêu, chắc cũng chừng 20 tuổi, trên người mặc đồng phục hẳn là nhân viên của công ty Phùng Đông. Tôi ấn nói chuyện qua màn hình, hỏi công ty kia có chuyện gì, cô ta rất lễ phép, hỏi tôi có phải là Lộc Dương, chủ căn biệt thự này không, khi được tôi xác nhận. Cô ta nói thêm bên ngoài có bạn đang chờ, nói tôi đi ra ngoài một chút, tôi vốn cho là công ty này tìm tôi có chuyện gì, hóa ra chỉ là thông báo cho tôi Vương Văn ở bên ngoài, tôi bèn nói, bảo anh ta cứ đi vào là được, cửa không khóa. Ai ngờ cô nhân viên kia nhìn sang bên cạnh một chút, đột nhiên lo lắng, lập tức chạy ra khỏi màn hình về hướng Vương Văn. Chưa tới 2 phút sau, nhân viên kia quay lại, sốt ruột nói với tôi Vương Văn bị ngất xỉu, bảo tôi mau chóng đi ra ngoài tôi định đi ra ngoài, nhưng chân vừa bước đến cửa liền nghĩ tới lời tô mục. Anh ấy nói gần đây tôi gặp nguy hiểm, không được ra khỏi cửa, hơn nữa chuyện này quả thật có chút kỳ quặc. Tôi vừa rồi còn thấy mặt mũi Vương Văn Bình thường nhìn tôi, tại sao đột nhiên lại ngất xỉu, hơn nữa kể cả ấn chuông cửa thì anh ta có phải tránh né tìm người khác ấn chuông cửa giúp sao? Từ các biểu hiện đó tôi mơ hồ cảm giác được anh ta đang giống như tránh tôi, hoặc có lẽ là tránh căn biệt thự này nếu không anh ta sẽ không cố chấp bảo tôi đi ra ngoài gặp anh ta nghĩ tới đây tinh thần tôi liền căng thẳng hơn nữa còn có con chuột thành tinh hôm trước mặc dù dám ấn chôm cửa nhưng cuối cùng cũng không đi vào cái này chứng tỏ cấm chế giao tiên bày xuống thật là lợi hại mà có thể cảm nhận được cấm chế này cũng chỉ có ma quỷ muốn làm thương tổn thôi mới nhận ra được vậy mà vương văn nhiều lần muốn tôi đi ra ngoài tại sao chẳng lẽ anh ta cũng muốn hại tôi nghĩ như vậy tôi lại càng không dám liều đi ra ngoài nhưng bây giờ Vương Văn đang ở trước cửa nhà tôi khiến tôi thấy bất an. Nghĩ tới nghĩ lui tôi liền tìm điện thoại gọi cho Vương Văn. Khi tôi cầm điện thoại mới phát hiện trong điện thoại của tôi có không dưới 30 cuộc gọi nhỡ của Vương Văn. Hơn nữa anh ta còn nhắn cho tôi một số tin nhắn, phần lớn hỏi tôi bây giờ ở đâu, sao nhà lại bị cháy. Ba ngày ước hẹn đã đến anh ta tới tìm tôi muốn có câu trả lời. Xem nội dung tin nhắn thật giống như cũng không có gì bất thường. Nhưng tôi liên tiếp bị hại nên bây giờ rất cảnh giác liền tính gọi cho anh ta trước nhân viên kia nói vương văn ngất xỉu nếu như bây giờ điện thoại không ai nhận hoặc nữ nhân viên kia nhận thì là bình thường nếu là vương văn tự mình nhận thì chứng tỏ nhân viên nữ kia đang nói dối hoặc vương văn đang diễn trò cho dù bọn họ ai có vấn đề thì cũng chứng tỏ một điều bọn họ muốn tôi đi ra ngoài reng reng một hồi chuông điện thoại truyền tới lòng tôi lo lắng muốn chết lòng bàn tay đã đổ đầy mồ hôi mấy giây sau bên kia rốt cuộc cũng nghe điện thoại chỉ là giọng nói trong điện thoại nháy mắt khiến tôi tuyệt vọng là vương văn giọng của anh ta nghe rất bình thường không có chút gì là yếu ớt hơn nữa anh ta thật giống như cố ý muốn kéo vào mối quan hệ giữa chúng tôi vậy cố tỏ vẻ ung dung cười nói dương dương rốt cuộc em cũng chịu nói chuyện anh còn tưởng em không muốn gặp anh nữa cố ý tránh mặt anh đi ra đi bây giờ anh đang ở trước cửa nhà em em có đáp án chưa Giọng tôi hơi run, nói, "Vậy em nghĩ thế nào, có muốn gả cho anh không?" Nghe được tôi có đáp án giọng Vương Văn có chút kích động, giống như đang rất vui vẻ, chỉ là sự vui vẻ đó rõ ràng là giả vờ. Mặc dù giọng rất khoái trá, nhưng từ trong âm thanh tôi không thấy được bất kỳ tình cảm mừng rỡ nào. Chương 118, chuyện này anh vào đây rồi nói đi, nói qua điện thoại cũng không rõ ràng được. Hơn nữa bây giờ anh cũng đã đến cửa nhà cũng không thể cứ đi đi lại lại trước cửa được. Tôi giả vợ không biết gì, cười yếu ớt nói. Trong nháy mắt Vương Văn có chút trần chờ nhưng anh ta phản ứng rất nhanh, liền cười nói chân anh ta bị trẹo không đi lại bình thường được. Cho dù vào nhà cũng phiền tôi ra ngoài đỡ anh ta một chút, nói là đỡ. Thật ra vẫn là muốn tôi đi ra ngoài, trong lòng tôi càng lo lắng. Xem ra tôi đoán không lầm, lần này Vương Văn trở về tuyệt đối không có đơn giản như anh ta nói. Nghĩ tới đây tôi đột nhiên có chút hối hận tại sao lúc gặp Tô Mộc lại không hỏi anh ấy tình huống của Vương Văn, ban đầu Vương Văn là bị anh ấy bắt đi, bây giờ biến thành thế nào có lẽ anh ấy sẽ biết chút ít nội tình, nghĩ tới đây, tôi không dám tùy tiện đi ra ngoài. Dẫu sao đường dũng bị thương còn chưa khỏe, mặc dù có thể miễn cưỡng xuống giường đi lại nhưng vẫn tập tĩnh, mình tôi một người xông ra quả thật không an toàn, hơn nữa từ sâu trong tôi, tôi cũng không muốn gặp Vương Văn lần nữa, việc anh ta có thay đổi không chưa nói tới sau khi anh ta biến mất, tôi đã yêu người khác. Tôi cảm thấy thật có lỗi với anh ta, nghĩ tới đây tôi liền tìm lý do để bác đi lý do chân đi không tốt của Vương Văn. Khi tôi đang bể đầu sức chán tìm lý do thì Diệu Diệu đột nhiên kéo kéo tôi. Chỉ Vương Văn trong ốm nhòm, nói, chị, chị có phát hiện người đàn ông kia là, là chỗ nào? Thấy Diệu Diệu nói vậy tôi liền hỏi, nó là tiêu quỷ, đi theo đường dũng cũng được coi là kiến thức rộng rất nhiều chuyện tôi không biết đều là rượu rượu chỉ cho tôi nó nói vương văn không bình thường thì nhất định là thấy có gì đó lạ chị nhìn kỹ đi sau lưng người kia giống như có những cái tua trong suốt giống như dây gắn vào thân thể anh ta mỗi khi anh ta cử động thì những thứ kia cũng rung theo thật kỳ quái diệu diệu nói nghe nó nói vậy tôi lập tức nhìn qua ống nhòm về phía vương văn quả thật anh ta đang nghẹo người dựa vào một cái cây giống như thật sự bị chật khớp chân vậy nhưng những tua trong suốt rượu rượu nói thì tôi lại không nhìn thấy, tôi dụi mắt một cái, nhìn lại thật kỹ nhưng sau lưng vương văn vẫn sạch sẽ, không thấy cái tua nào, tôi hỏi lại rượu rượu một lần, hỏi nó có nhìn nhầm không, thầy tôi nghi ngờ khuôn mặt nhỏ nhắn của rượu rượu sổ xuống, mất hướng nói, không nhìn nhầm, dây kia mặc dù trong suốt nhưng em thấy rất rõ ràng, nếu không tin em có thể chứng minh cho chị thấy. Vừa nói rượu rượu liền tập trung nhìn về phía vương văn cũng bảo tôi chú ý nhìn qua ống nhòm, tay trái anh ta cử động, Vương Văn đưa tay trái lên xoa xoa màn hình điện thoại, đầu anh ta cử động, Vương Văn cúi đầu, điện thoại ta nháy mắt truyền tới giọng Vương Văn, nói tôi ra ngoài đỡ anh ta một chút, chân trái anh ta bị gãy, chân trái chính là cái chân Vương Văn nói bị trẻo, lúc này chân trái rũ trên mặt đất, mắt cá chân dán xuống đất tạo thành một hình dáng rất quỷ dị. Người bình thường mà chân bị lệch thành góc đó thì nhất định sẽ đau chết đến đây tôi không thể không tin lời của Diệu Diệu nói, nếu như không phải những cái dây kia chuyển động trước thì sao Diệu Diệu có thể dự đoán được Vương Văn muốn cử động chỗ nào? Nói vậy, Vương Văn bị các dây trong suốt kia khống chế thân thể, vậy anh ta là bù nhìn sao? Diệu Diệu nhìn quanh một hồi rồi lắc đầu nguầy nguậy, nói rằng sợi dây tơ đó rất dài, bảy quật tám rẽ, không biết nó xuất phát từ đâu. Nhưng vẫn may mắn rằng, dưới đó chỉ có mỗi một mình Vương Văn, không còn có thêm ai khác. Ngay cả nữ nghiệp vụ kia cũng đã rời đi, sau khi đã biết Vương Văn lúc này đã biến thành một con rối, tôi không còn lo ngại nữa, trực tiếp ngắt điện thoại của Vương Văn, ngỡ pin, tinh thần tôi bấn loạn, hoảng hốt ngồi phịch xuống đất, phân vân không biết nên làm gì tiếp theo nữa, Vương Văn lần này trở thành một con rối đến tìm tôi, phía sau anh ta nhất định có người đang khống chế các hành vi của anh ấy, trách không được mỗi lần Vương Vĩ xuất hiện, tôi chỉ luôn cảm thấy anh ấy là lạ, hóa ra anh ấy đã bị người khác khống chế hoặc là anh đã sớm không còn là Vương Văn nữa rồi. Sau khi phát hiện ra điều này, trái tim tôi đau như ngàn vạn kim châm vậy. Nói cho cùng thì cũng chính là tôi đã hại Vương Văn thành ra thế này, giá như ngày đó tôi không phá giới, không đi theo Vương Văn đến viếng khu mộ của bà nội anh ấy, Vương Văn cũng sẽ không thay đổi thành dạng này. Tôi sững sờ ngồi trên ghế sofa tầng hai, nhìn kính viễn vọng, tôi không biết tôi đang nghĩ gì, não tôi hiện giờ trống rỗng, cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu rồi rượu rượu lay tôi hai lần mới có thể kéo tôi trở về thực tại con bé nói vương văn đã rời đi tôi mới giật mình nhìn qua kính viễn vọng anh ấy thực sự đã đi rồi Tìm tôi mới nhẹ nhõm hơn một chút cùng rượu rượu đi xuống dưới tôi thấy đường dũng đã sắp xếp xong mọi thứ ở trước mặt mình xếp đặt một đống thứ đồ vật có nước có nụ hoa chớm nở hoa sen có trải cán bột và vài thứ giống như đậu đen mặc dù là bây giờ anh ấy đang trong hoàn cảnh tốt hơn nhiều rồi nhưng có lẽ vì bị thương ở mông một vài chỗ còn đang kết vảy nên anh ấy phải nằm sấp xuống đầu ngửa lên loay hoay sắp xếp mấy thứ đồ kia tay chân ngắn ngủng nhìn bộ dáng này thật khôi hài đường dũng không nghĩ tới tôi lại chạy xuống đây nhanh như vậy thấy tôi cả khuôn mặt liền đỏ bừng vội vã cố gắng đứng dậy tay còn cố vuốt vuốt lại tóc cố tìm lại dáng vẻ đẹp trai nhất nói chuyện em nói với anh rằng em muốn bắt quỷ ấy chuyện đó cứ giao cho anh là được rồi Đừng thấy anh bây giờ hoạt động bất tiện, chỉ vài phút thôi, anh sẽ bắt về cho em cả một phòng quỷ. Tuy nhiên, khi Long Phù bắt quỷ, không thể cho người khác nhìn thấy được, vậy nên em nên tìm một phòng nào đó tránh mặt, chờ anh làm xong sẽ gọi em tới. Anh ấy nói có vẻ rất nghiêm túc, nhưng tôi lại có chút hoài nghi, lúc trước cũng không ít lần anh thi triển pháp thuật trước mặt tôi, chưa lần nào bảo tôi phải vắng mặt, sao lần này lại bắt tôi phải tránh mặt nhỉ? Nhưng có lẽ chuyện này cũng được coi là chuyện kiêm kỳ, tôi cũng không hiểu rõ. Đành phải nhẹ gật đầu rồi lui ra ngoài tìm chỗ ẩn nấp, không bao lâu, tôi cũng thấy Diệu Diệu đi ra ngoài, theo tôi lên lầu 2 để tìm chỗ trú nấp, trong nháy mắt, tôi lại càng cảm thấy kỳ quái, cũng không biết gần đây tôi có phải bị bệnh đa nghi quá nặng hay không, mà tôi luôn cảm thấy lần làm phép này của Đường Dũng rất lạ, không chỉ muốn tôi tránh đi, ngay cả Diệu Diệu đều bị đuổi ra ngoài anh ấy trước kia nếu muốn thi thuật đều để Diệu Diệu ở lại bên cạnh làm trợ thủ. Tôi vội hỏi Diệu Diệu tình huống như thế nào rồi. Đường Dũng không có sao chứ. Diệu Diệu thấy tôi quan tâm Đường Dũng như vậy. Khuôn mặt nhỏ lập tức cười xấu xa y như Đường Dũng. Nói, chị đây cũng không nhìn ra ư. Cái gì mà không thể có người vây xem. Chẳng qua là lão đại ta tùy tiện viên lý do thôi hắn đem em đánh ra cũng là để cho em tới giám thị chị. Chính là vì phòng ngừa chị nhìn lén lão đại thi pháp. Vì sao vậy? Chẳng lẽ lần này anh ấy cần thi triển cái cấm thuật gì hay sao? Trước đây có tô mục thi triển cấm thuật, tôi lúc này trở nên 10 phần mẫn cảm, sợ đường dũng cũng giả vờ ngớ ngẩn, vì tôi mà thi triển cái cấm thuật nào đó, thương tổn tới mình, kết quả là tôi quá cả nghĩ rồi. Sau khi rượu rượu nghe tôi nói liền cười cười lên ha ha, nói thẳng, cái gì cấm thuật a à, anh ấy không cho chị nhìn, hoàn toàn là vì đùa nghịch anh ấy hiện tại cái mông đang bị thương, hành động không tiện, một hồi nữa làm phép, khẳng định hình tượng sẽ giảm lớn, cho nên mới nghiêm lệnh cấm để chị ở bên cạnh quan sát, còn cố ý để cho em ra nhìn chằm chằm chị, nói xong trên mặt nó vẻ mặt cười xấu xa càng đậm, cười tuét cả miệng lộ ra hai chiếc răng nhọn nhỏ, giống như cái tiểu hấp huyết quỷ, hỏi ta, tỉ tỉ, chị có muốn nhìn lão đại em thi pháp như thế nào hay không? Vốn, bây giờ đang lúc nhiều việc, Tôi không có tâm tư nhìn xem đường dũng làm phép như thế nào. Nhưng đường dũng cố ý bày trò không muốn tôi nhìn thấy anh ta làm phép lại khiến tôi cảm thấy tò mò. Bị rượu rượu tạo điện kiện tôi liền gật đầu một cái. Nói muốn, rượu rượu cười đầy mờ ám kéo tay của tôi, gión rén quay trở lại. Sau đó ghé vào lan can lầu 2, xuyên qua lan can. Tôi vừa vặn có thể đem tất cả cảnh tượng ở lầu một nhìn thấy, chỉ thấy đường dũng dính một một cái đồ vật đen xì, ở trên trán mình sau đó nằm dạp trên mặt đất, một mặt thành kính, sau đó hắn dùng chảy cán bột gõ một cái vào chén chứa nước, cái bát sắt lập tức phát ra thanh âm thanh thúy, sau đó hắn dùng thanh âm này làm bạn tấu, hát lên một bài ca dao tiếng Thái, mà theo ca dao, mà theo câu ca, cái mông cũng đung đưa trong không trung theo tiết tấu, bộ dáng kia giống như một con sâu đang ngoáy mông, buồn cười không chịu nổi. Một mực nhìn chăn chú tôi vẫn không cảm giác được có chuyện gì, bất quá sau khi nhìn tôi liền phát hiện cái mông đường dũng vậy mà chậm rãi vểnh lên giống như đang tập yoga liền ngay cả tôi cũng bị đường dũng chọc cho buồn cười thấp giọng hỏi rượu rượu lão đại của nó đang làm gì vậy đem truyền chiêu hồn chú ra ngoài giọng anh ấy không lớn muốn khuếch tán xa phải dùng hành động của thân thể phụ trợ để truyền sóng âm đi cái mông của anh ấy bây giờ giống như là cái máy phát tín hiệu vậy quỷ trong chu vi mười dặm quanh đây sau khi nghe được lời chiêu hồn sẽ không tự chủ được chạy tới đây Diệu diệu giải thích, tôi lập tức không nhịn được cười, không nghĩ tới cái mông của đường dũng còn có thể công hiệu như vậy. Trách không được anh ta chết cũng không chịu để tôi ở bên cạnh xem anh ta làm phép, hóa ra là quá trình làm lại khôi hài như vậy. Tôi cố nín cười, lặng lẽ đứng ở lầu hai nhìn đường dũng ở phía dưới đang lắc mông theo nhịp điệu. Một lúc sau, trong đại sảnh lầu một đột nhiên nổi lên một trận âm phong, sau đó tôi nhìn thấy mấy thân ảnh tối tăm mơ hồ xuyên tường đi vào lòng vòng một chút rồi bay về phía đường dũng. Tinh thần tôi lập tức run lên, cũng không còn lo cười đường dũng nữa. Hai mắt chăm chú nhìn nhất cử nhất động của đường dũng. Hiển nhiên anh ta cũng thấy những âm hồn này, nhếch miệng nhe răng cười một tiếng. Cái mông rốt cuộc cũng dừng chuyển động, chờ sau khi toàn bộ những âm hồn kia tụ ở bên cạnh mình. Anh ta liền cầm đóa sen chưa nở đang đặt trong bát nước vẩy lên những âm hồn quỷ vật kia, nước kia giống như có ma lực vậy sau khi dính lên các ma quỷ vật liền khiến những con quỷ kia nháy mắt biến thành một làn khói màu xám trắng bay vào giữa bông hoa sen toàn bộ quá trình kéo dài trong thời gian rất ngắn chớp mắt bảy tám hồn quỷ bị chiêu về đã bị nhốt ở bên trong tâm bông hoa sen xong hết tất cả đường dũng cười càng thêm sán lạn đem đặt bông hoa sen sang một bên thu đồ mọi vật sau đó đứng lên soi vào gương sau khi đã chắc chắn mình vẫn rất đẹp trai mới hướng lên lầu hai gọi một tiếng rất to Nói làm xong rồi tôi có thể đi xuống Tôi đã sớm không nhịn được Nghe thấy anh ta hô Lập tức băng băng chạy xuống Cả mặt đường dũng lộ róc vẻ đắc ý Gương mặt đẹp trai sáng sủa đứng trước mặt tôi Đem đóa hoa sen trên tay đưa cho tôi Nói quỷ đã bị thu lại bên trong đóa hoa Bảo tôi cất cho kỹ vào Tôi gật đầu một cây nhận lấy hoa sen Phát hiện đóa hoa sen kia nặng chĩu Mặc dù nhìn thì không lớn Nhưng nặng ít nhất phải hơn hai cân Tôi cười một tiếng nói cảm ơn đường dũng rồi cầm đóa hoa sen muốn rời đi. Nhưng đường dũng kéo tôi lại, mặt đầy bi thương hỏi tôi, anh phí rất nhiều sức lực như vậy để bắt quỷ cho em, em chỉ một câu cảm ơn rồi liền bỏ đi. Không định nói cái gì khác nữa sao, tôi nhìn bộ dáng đáng hoàng chững chạc của anh ta bây giờ, trong nháy mắt trong đầu tôi đột nhiên hiện lên cái tình cảnh xoay cái mông vừa rồi, liền bật cười ra tiếng, gật đầu nói, có ạ, à, cái gì, sắc mặt đường dũng lộ vẻ vui mừng chờ một lời khen từ tôi, tôi lập tức mắc ngón tay để anh ta xít lại gần hơn một chút, sau ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng cười nói, thật lợi hại, như vậy mà vẫn còn có thể phát tín hiệu đi xa, sau này tín hiệu wifi nhà tôi không tốt sẽ nhờ anh ngoe ngồi bên cạnh một chút, vốn bây giờ đang lúc nhiều việc, tôi không có tâm tư nhìn xem đường dũng làm phép như thế nào. Nhưng đường dũng cố ý bày trò không muốn tôi nhìn thấy anh ta làm phép lại khiến tôi cảm thấy tò mò bị rượu rượu tạo điện kiện tôi liền gật đầu một cái, nói muốn, rượu rượu cười gian manh, kéo tay tôi gión rén quay trở lại, sau đó nằm ở trên hành lang lầu 2, xuyên qua hoa văn ở thành lan can vừa vặn có thể nhìn rõ cảnh ở lầu 1, chỉ thấy đường dũng dính vật đen xì xì đó lên chán mình, sau đó bò lồm ngồm trên mặt đất, mặt đầy thành kính. Giữ tư thế này một lúc rồi bất chợt, tôi thấy phía sau đường dũng, cái mông từ từ cong lên giống như tập yoga vậy sau đó dùng chảy cán bột gõ nhẹ một vào vào bát đựng đầy nước bát nước phát ra âm thanh vang vọng sau đó anh ta dùng âm thanh này làm nhịp điệu như tiếng nhạc cất lên một điệu hát tiếng thái mà theo câu ca cái mông cũng đung đưa trong không trung theo tiết tấu bộ dáng kia giống như một con sâu đang ngoáy mông buồn cười không chịu nổi ngay cả tôi cũng bị động tác của đường dũng chọc cho tức cười cố gắng nhỏ giọng hỏi rượu rượu đại ca của nó đây là đang làm gì đem truyền lời chiêu hồn ra ngoài giọng anh ấy không lớn, muốn khuếch tán xa phải dùng hành động của thân thể phụ trợ để truyền sóng âm đi. Cái mông của anh ấy bây giờ tương đương với máy phát tín hiệu vậy. Quỷ trong chu vi mười dặm quanh đây sau khi nghe được lời chiêu hồn sẽ không tự chủ được chạy tới đây. Diệu diệu giải thích, tôi lại càng không nhịn được cười. Không nghĩ cái mông của đường dũng còn có công hiệu như thế. Chẳng trách anh ta sống chết cũng không chịu để tôi ở bên cạnh xem anh ta làm phép. Hóa ra là quá trình làm lại khôi hài như vậy tôi cố nín cười ở lầu hai lặng lẽ nhìn đường dũng ở phía dưới lắc mông theo nhịp điệu một lúc lâu sau phòng trách đột nhiên nổi lên một trận âm phong sau đó tôi nhìn thấy mấy thân ảnh mơ hồ xuyên tường đi vào lòng vòng một chút rồi bay về phía đường dũng tinh thần tôi run một chút cũng không còn cười đường dũng nữa hai mắt chăm chú nhìn nhất cử nhất động của đường dũng hiển nhiên anh ta cũng thấy những âm hồn này Tết miệng nhe răng cười một tiếng cái mông rốt cuộc cũng dừng chuyển động chờ toàn bộ những âm hồn kia tụ bên cạnh người thì anh ta liền cầm đóa sen chưa nở đang đặt trong bát nước vẩy lên những âm hồn quỷ vật kia, nước kia như có ma lực vậy, dính lên các quỷ vật liền khiến những quỷ kia nháy mắt biến thành một làn khói màu xám trắng bay vào giữa bông hoa sen. Toàn bộ quá trình kéo dài trong thời gian rất ngắn, chớp mắt bảy tám hồn quỷ bị chiêu về đã bị nhốt lại trong bông hoa sen, thấy hết màn này đường dũng cười càng rạng rỡ đem đặt bông hoa sen sang một bên, thu đồ sau đó đứng lên soi vào gương vuốt tóc, chắc chắn mình rất đẹp trai mới hướng lên lầu 2 gọi một tiếng rất to, nói làm xong rồi tôi có thể đi xuống, tôi đã sớm không nhịn được, nghe anh ta kêu liền băng băng chạy xuống. Đường dũng dạng dỡ, gương mặt đẹp trai sáng sủa đứng trước mặt tôi, đem đóa hoa sen trên tay đưa cho tôi, nói quỷ đã bị thu lại bên trong, bảo tôi cất đi, tôi gật đầu một cái nhận lấy hoa sen, phát hiện đóa hoa sen kia nặng chĩu mặc dù nhìn thì không lớn nhưng nặng ít nhất phải hơn hai cân. Tôi cười một tiếng, nói cảm ơn đường dũng rồi cầm đóa hoa sen muốn rời đi. Nhưng đường dũng kéo tôi lại, mặt đầy bi thương hỏi tôi, anh mất nhiều sức lực như vậy để bắt quỷ cho em. Em chỉ một câu cảm ơn rồi liền bỏ đi. Không định nói gì khác nữa sao, tôi nhìn bộ dáng nghiêm trang của anh ta bây giờ, trong đột lại hiện lên cảnh cái mông vừa rồi, nhất tời bật cười, gật đầu nói, có ạ. À? Cái gì? Sắc mặt đường Dũng lộ vẻ vui mừng. Nhìn tôi nóng bỏng chờ một lời khen. Tôi ngoắc ngón tay để anh ta xít lại gần hơn một chút. Sau đó nhỏ giọng cười nói. Thật lợi hại. Như vậy mà vẫn còn có thể phát tín hiệu đi xa. Sau này tín hiệu wifi nhà tôi không tốt sẽ nhờ anh ngoe ngồi bên cạnh một chút. Chương 119 Hai quyển sách Em Sắc mặt đường Dũng biến đổi. Sợ sệt nhìn tôi. Còn tôi thì cười to một tiếng. Đem đóa hoa sen đi lên lầu hai phòng ngủ của cha mẹ tôi trên lầu 2, từ khi bọn họ hôn mê tôi mỗi ngày đều đến lau rửa cho bọn họ, đốt đường và nước muối sinh lý cho họ. Nhưng những thứ này mặc dù có thể bảo vệ tính mạng nhưng cũng chỉ có thể gọi là duy trì mạng sống. Cho dù tôi mỗi ngày đều chăm sóc thì dùng mắt thường cũng vẫn thấy được cha mẹ tôi đang gầy đi. Sáng sớm, khi đường dũng vừa tỉnh tôi liền gọi anh ta sang xem tình hình của cha mẹ tôi một chút, xem có thể khiến họ tỉnh lại hay không. Đường Dũng vây quanh cha mẹ tôi nghiên cứu nhiều giờ, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, nói hẳn là do pháp thuật đặc biệt của thường luồng tiên. Người bình thường cho dù có bản lãnh lớn cũng đừng mong thức tỉnh được cha mẹ tôi. Lúc đầu tôi còn cảm thấy chẳng qua là cha mẹ tôi chỉ ngủ, ngủ mấy ngày cũng không quan trọng. Nhưng bây giờ thời gian ngày ngày trôi đi, cha mẹ tôi càng ngày càng gầy, mà thường luồng tiên thì một chút dấu hiệu trở về cũng không có xem ra tôi không thể trông đợi vào việc thùng luồng tiên quay lại với mình. Tôi phải ra đi tìm, nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy, không cần người khác nhắc tôi cũng biết bên ngoài đang nguy hiểm trùng trùng. Nghĩ tới đây lòng tôi có chút hỗn độn, tình huống bây giờ là, tôi phải quay lại lầu 32 một chuyến. Nhưng trải qua sự kiện cương thi lần trốn, phái cản thi nhất định cũng sẽ tăng cường cảnh giác, lần nữa quay lại chắc chắn còn nguy hiểm hơn so với lần đầu tiên hơn nữa không chừng phái cản thi sẽ đem cương thi đi dẫu sao chuyện này gây huyên náo lớn như vậy toàn bộ phía chính quyền cũng đang điều tra cho dù phái cản thi có bản lãnh lớn hơn nữa thì nói cho cùng vẫn là tổ chức trong dân không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không đối đầu với chính quyền cho nên nếu như tôi lại đi sẽ gặp nguy hiểm một là sẽ bị cương thi cào cắn hai là tôi sẽ không tìm được cương thi hơn nữa còn sẽ bị phái cản thi để mắt tới tôi nhất định phải có một kế hoạch tuyệt đối không có sai lầm mới có thể đi ra ngoài nhưng bây giờ khó giải quyết nhất hiển nhiên là nguy hiểm ngay cửa nhà tôi mà tôi không biết chưa cần nói có thu giữ mai phục hay không chỉ là vương văn tới không có ý tốt như vậy chỉ có trời mới biết đứng sau lưng anh ta là ai dường như tôi lâm vào bế tắc muốn phá được sự mai phục ở cửa liền phải có thực lực lớn mạnh của tuồng luồng tiên dựa vào tuồng luồng tiên đánh ra Bây giờ quỷ để cho thùm luồng tiên ăn đã có nhưng thùm luồng tiên lại không ở đây, mà tôi nóng lòng đi ra ngoài cũng vì muốn tìm thùm luồng tiên về. Cứ như vậy căn bản là một vòng lặp không lối thoát. Tôi chăm sóc cho cha mẹ tôi, một bên vừa lau rửa cho họ, một bên đầu óc tập trung suy nghĩ tìm biện pháp phá vỡ bế tắc. Đang suy nghĩ, ánh mắt tôi vô ý rơi trên chiếc tủ cạnh đầu giường của mẹ tôi. Phía trên có một quyển sách, chính là quyển phó âm kinh mà tô đoàn đưa cho tôi lần trước tôi lật vài trang không hiểu được, bây giờ lại thấy nó tôi thật giống như gặp nước trên sa mạc vậy. Những gì ghi trong pháo âm kinh đều là thuật cấm, mặc dù sử dụng sẽ gây nguy hại rất lớn cho bản thân nhưng hiệu quả pháp thuật nào trong đó cũng đều rất bá đạo, nếu không tôi cũng đã không sống được đến bên giờ. Nếu như có thể học được pháp thuật nào đó trong đó không chừng có thể phá vỡ được bế tắc lúc này. Quan trọng hơn chính là, Tôi hy vọng có thể tìm thấy trong đó cách phá giải di chứng của Tô Mộc khi thực hiện pháp thuật kia. Nghĩ tới đây, tôi lần nữa lại cầm quyển sách này lên, lần nữa mở ra. Chữ bên trong tôi vẫn không biết nhiều, có điều tôi không biết nhưng người khác biết. Tô Đoàn xem quyển sách này biết được chuyện Tô Mộc đã làm chứng tỏ cậu ta nhất định biết loại chữ này. Tôi liền lấy điện thoại ra gọi cho Tô Đoàn, nhưng sau khi bấm nút gọi tôi mới phản ứng được những chữ này tôi lại không thể miêu tả cho cậu ta nên đành cúp điện thoại, thử dùng số điện thoại tìm xem cậu ta có đăng ký WeChat hay không. Thật may, sau khi tìm, WeChat đúng thật tìm ra một tài khoản, hình đại diện là một đóa hoa mai tuyết trắng, nhìn có cảm giác rất cổ đại, căn bản không giống WeChat của những người trẻ tuổi. Có điều, cũng may cái tên rất dễ nhận ra, đặt là đau không đau, nhìn một cái biết ngay là Tô Đoàn. Tôi vội gửi cho cậu ta lời chào hỏi cậu ta có phải là tô đoàn hay không cậu ta tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi tôi có phải bà hai không sau khi chắc chắn được đối phương tôi với cậu ta cũng không tán gỗ liền bảo cậu ta tìm một chỗ yên tĩnh ở được một mình sau đó chụp lại trang sách gửi cho tô đoàn để cậu ta dịch lại cho tôi một chút tô đoàn gửi lại cho tôi một chuỗi mặt cười sau đó mới nói cho tôi chữ trên sách đều dùng quỷ văn ghi lại nếu như tôi xem không hiểu chỉ cần tìm một quỷ tới làm phiên dịch cho tôi là được tất cả quỷ đều biết tôi sửng sốt hỏi lại cậu ta quyển sách này không phải bảo bối của tô ra hay sao hẳn rất bí ẩn sao có thể tùy tiện cho người khác thấy cho dù là quỷ cũng không tốt tô đoàn lại cười nói sách mặc dù là dùng quỷ văn để viết nhưng lại có cấm chế ngoại trừ tô ra ra thì quỷ chỉ có thể đọc được từng chữ không thể giáp thành từ càng không thể giáp thành câu hoàn chỉnh mỗi lần trong đầu họ chỉ hiện lên một chữ mà thôi khi hiện ra chữ thứ hai thì chữ trước sẽ tự động bị xóa sạch, tôi không cần phải lo lắng. Lúc này tôi mới yên lòng, hóa ra là quỷ ngữ, thảo nào tôi không biết. Lần này thì dễ, có sắn quỷ là Diệu Diệu ở bên cạnh, tôi lập tức đem quyền phó âm kinh đi tìm Diệu Diệu, để nó đọc cho tôi một chút. Ai ngờ Diệu Diệu lật sách nhìn hai lần, nói nó cũng không nhận ra chữ bên trong, không có cách nào giúp tôi. Thật là bực, quỷ còn nhỏ sẽ không biết quỷ ngữ vậy mà tô đoàn lại nói tất cả quỷ đều có thể biết tôi liền gửi một chuỗi biểu tượng tức giận cho tô đoàn vừa định mắng cậu ta thì bỗng nhiên nhớ tới rượu rượu là tiểu quỷ nước thái cho dù biết chữ thì cũng là biết chữ thái đừng nói quỷ ngữ trung quốc ngay cả tiếng trung giản thế nó cũng không biết được mấy từ tôi liền đi tìm đường dũng nhờ hỗ trợ anh ta vẫn còn đang giận tôi thấy tôi đi tìm liền giả bộ lạnh lùng không để ý tới tôi tôi cũng không trêu chọc anh ta nữa lấy quyền phó âm kinh, lại lấy ra bông hoa sen để anh ta đưa một con quỷ ra phiên dịch quyển sách này cho tôi một chút. Ban đầu đường dũng còn giả bộ lạnh lùng, vừa thấy quyền phó âm kinh liền bị hấp dẫn, hai mắt nhìn chằm chằm quyển sách này, chân mày cũng dần nhíu lại. Ở khoảng cách rất gần tôi thậm chí còn nhìn thấy thân thể anh ta khẽ run lên. Cái này thật không đúng lắm, bằng kiến thức của đường dũng thì cho dù đây vốn là sách cấm thuật thì cũng không đến nối phản ứng mạnh như vậy mới phải tôi đưa tay quơ quơ trước mặt đường dũng nhắc nhở anh ta tỉnh hồn lại anh ta nắm lấy tay của tôi mặt đầy ngưng trọng hỏi tôi sao em lại có sách này rốt cuộc em là ai tôi bị sự thay đổi bất ngờ của anh ta khiến cho sợ choáng váng cả người đều ngẩn ra nói tôi là lộc dương đây anh có bị bệnh không tôi hỏi thân phận của em cuối cùng là ai đường dũng như thét lên hiển nhiên lúc này anh ta không có tâm tình đùa giỡn với tôi xem ra anh ta không chỉ nhận ra quyển sách này mà còn cùng quyển sách này có quan hệ rất sâu xa nhưng đây là sách cấm của nhà họ tô sao lại có quan hệ với đường dũng tôi tạm thời đè nghi ngờ trong lòng xuống giải thích cho đường dũng rằng sách này là tô đoàn đưa cho tôi để tôi tìm phương pháp hóa giải chuyện tô mộc bị gầy đi hồi lâu ánh mắt tàn bạo của anh ta mới dần biến mất khôi phục lại dáng vẻ bình thường nói dương dương anh vừa rồi không khiến em sợ chứ Tôi gật đầu một cái, nhưng liền lại lắc đầu, vốn tôi muốn nói là có sợ, nhưng vừa rồi đường dũng phản ứng kịch liệt như vậy tôi lại tò mò nhiều hơn, muốn biết giữa anh ta và quyển sách này có chuyện gì. Tôi liền hỏi anh ta đây là chuyện gì, tại sao một quyển sách lại khiến anh ta yêu tư như vậy. Lúc này đường dũng cũng coi như đã tỉnh táo lại, ánh mắt si ngốc nhìn chằm chằm quyển phó âm kinh, nói, em có biết đang là long bà êm đẹp ở Thái Lan tại sao anh phải đi tới giang minh không sẽ không phải vì quyển sách này chứ tôi giật mình không dám tin nói có thể coi một nửa là thế nếu không phải vì quyển sách này sư phụ anh sẽ không chết tại sao lòng tôi cả kinh liên quan tới sư phụ của mình đường dũng dường như luôn rất kín tiếng chỉ buột miệng nói sư phụ và sư thúc của anh ta cùng học thuật long bà một lúc tôi nhớ mang máng sư phụ đường dũng hình như còn rất lợi hại ở thái lan cụ thể tên tôi không nhớ rõ lắm, nhưng ông ấy cho dù biến thành quỷ thì thực lực vẫn cao thâm khó lường. Diệu Diệu cũng từng đã nói, cấp bậc sư phụ đường dũng cao hơn nó rất nhiều, từ giọng điệu của Diệu Diệu mà nói thì sư phụ của đường dũng ít nhất cũng là lệ quỷ. Năm đó sư thúc của anh dường như đã cấu kết với người ở Trung Quốc, muốn cướp đoạt hai quyển sách vốn là sách quý có một không hai trên đời. Có hai quyển sách đó liền có thể cải từ hồi sinh không bao giờ bước vào luân hồi. Sư phụ anh không đồng ý đã nhiều lần ngăn trở, nhưng sau đó sư thúc chạy trốn tới Trung Quốc, mà sư phụ vì ngăn cản sư thúc nên đuổi theo. Sau đó ông ấy liên kết với chủ nhân quyển sách này cùng nhau đặt bẫy sư thúc. Ai ngờ lúc ấy sư thúc còn có đồng bọn, đoán được mưu kế của sư phụ, ông ta liền liều chết phản kháng. Cuối cùng rốt cuộc ông ta cùng đồng bọn chạy trốn, mang theo quyển hoàn dương kinh còn sư phụ anh vì bảo vệ phó âm kinh nên người bị thương nặng chữa không khỏi mà chết từ đó về sau phó âm kinh liền không có tung tích không nghĩ tới gặp lại là ở trong tay của em đường dũng nói vừa nói anh ta vừa lộ ra một nụ cười khổ hiển nhiên quan hệ của anh ta với sư phụ rất tốt tôi có chút lúng túng không nghĩ tới tôi chỉ thuận miệng hỏi một chút mà câu chuyện đằng sau lại nhiều như vậy hóa ra sở dĩ đường dũng xuất hiện ở giang minh cũng không phải là ngẫu nhiên mà bởi vì quyển phó âm kinh này, hơn nữa nghe câu chuyện của anh ta, chủ nhân của phó âm kinh hiển nhiên chính là nhà họ tô, cho nên anh ta biết được tô đoàn đưa quyển sách này cho tôi. Mặc dù trong lòng cây ếch yêu ta sợ, nhưng anh ta cũng thở phào nhẹ nhõm. Vậy ý của anh là quyển sách này nguyên lai có hai quyển, trừ quyển này còn có một quyển khác. Khi có hai quyển sẽ khiến người ta cải từ hoàn sinh. Tôi có chút khó tin, cảm giác nghe cứ như là sách trời. Mặc dù khoảng thời gian này tôi thấy được cả quỷ, nhưng từ xưa tới nay mọi người đều một mực nói người chết không thể sống lại, bây giờ có người nói có thể cải tử hoàn sinh, cho dù thế nào tôi cũng không thể tin. Cụ thể có thật sự thần kỳ như vậy hay không cũng không ai biết, nhưng sư phụ anh vì nó mà chết, hôm nay lại có thể chính mắt thấy quyển sách này cũng coi như là an ủi vong linh sư phụ anh." Đường Dũng nói, nói xong anh ta thở dài, tay hướng về phía bông hoa sen vẫy vẫy. Một làn khói trắng liền phun ra từ bông hoa sen, tạo thành một bóng người. Đường Dũng mở phó âm kinh ra, gọi bóng người kia đến bảo hắn phiên dịch cho chúng tôi một chút. Bóng người kia nhìn sách một cái rồi đọc lên một chữ rất rõ ràng. "Tôi đã sớm chuẩn bị xong giấy bút." Mỗi chữ hắn đọc tôi cũng viết lại. Bởi vì có cấm chế, bóng người kia sau khi đọc một chữ đều dừng lại một khoảng thời gian dài, khi đọc xong trang thứ nhất thì ngày cũng đã tối. Chương 120: Đi Bắc Kinh. Lúc ra đến sân, đường dũng cùng diệu diệu nghe tiếng đuổi ra, thấy tôi bị bắt, sắc mặt đều tối sầm, nhất là đường dũng, mắt lộ ra hung quang, bờ môi khẽ nhúc nhích, hiển nhiên tại niệm chu ngữ gì gió, tôi đều bị sợ hãi, liều mạc lắc đầu ra hiệu cho đường dũng, sợ đường dũng nhất thời kích động gây phiền phức, những cảnh sát này mặc dù thái độ kiêu căng. Đối tôi không chút khách khí, nhưng bọn họ chí ít sẽ không uy hát yêu ta được an toàn tính mạng của tôi ta sống ở trong xã hội, lại thêm còn có cả cha mẹ tôi. Nếu như chọc tới cảnh sát, kết thúc đằng sau sẽ như thế nào? Sau khi đường dũng nhìn thấy tôi nháy mắt ra hiệu thì hôm quang trong mắt mới biến mất một chút, nhưng anh ta vẫn là không làm theo ý tôi. Trong miệng nói lầm bầm cũng không biết niệm cây chú ngữ gì, cũng may anh ta không tiếp tục xông lại, mà là tương đối tỉnh táo nhìn người cảnh sát bên cạnh tôi. Sau khi chờ cảnh sát áp tải tôi lên xe, tôi lại quay đầu nhìn đường dũng phát hiện không thấy anh ta, anh ta nhất định là muốn tới cứu ta, nhưng cũng may sau khi đường dũng bình tĩnh lại, anh ta rất đáng tin cậy, sẽ không tùy tiện làm việc lại thêm việc sau khi anh ta thi chú đối với những cảnh sát này, cũng không thấy họ có gì bất thường, tôi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra đường dũng sau khi tỉnh táo lại hoàn toàn không hạ thủ với những cảnh sát này, sau khi xác định những cảnh sát này không có vấn đề gì, tôi liền thử do hỏi bọn họ đến cùng đã xảy ra chuyện gì vì cái gì đột nhiên bắt tôi hiện tại lại muốn dẫn tôi đi đâu những cảnh sát kia tất cả đều mặt lạnh như băng không thèm để ý tới câu hỏi của tôi cuối cùng bị tôi hỏi nhiều quá đến phiền mới cứng rắn tung ra hai chữ bắc kinh bắc kinh trong lòng ta lập tức kinh hãi cha mẹ tôi đang ở nhà không ai chăm sóc đột nhiên trực tiếp đem tôi đưa đến bắc kinh cha mẹ tôi làm sao bây giờ tôi lập tức gấp gáp hỏi bọn họ dựa vào cái gì đưa tôi đến bắc kinh tôi rút cuộc phạm tội gì nếu như bọn họ nhất định không chịu nói tôi sẽ lập tức nhảy cửa sổ đào tàu nhưng hiện tại tôi bị kẹp giữa hai cảnh sát đều có võ trang đầy đủ nhìn chằm chằm căn bản không thèm để tâm tới lời tôi uy hát yêu ta tiếp tục mặc kệ tôi hỏi cái gì bọn họ đều không chịu nói tôi thấy bọn họ kín miệng thực sự không lộ ra tin tức cảm thấy bất lực đành phải ngậm miệng không nói trong đầu đầy nghi vấn nghĩ đây là tình huống như thế nào sau khi đưa lại tất cả thông tin trong đầu xem xét lại một lần Tôi rốt cục nghĩ ra lần này cảnh sát hành động có thể dựa vào một chuyện, lần trước tại tầng 32 là rượu rượu phá tan cửa, xông vào, nhưng lúc đó tôi cũng ở đấy. Cao ốc đó lại cực kỳ hiện đại, toàn loại văn phòng hạng A, mỗi một tầng đều hẳn là sẽ có camera giám sát, hoặc nếu bên trong không có camera thì trong thang máy cũng có. Do camera không thu được hình ảnh của rượu rượu, cho nên thả cương thi kia đi chính là chỉ có tôi lúc trước tôi sốt ruột vào xem đường dũng bị thương ra sao không hề có nghĩ tới phương diện này hiện tại nhớ tới mới hối hận không kịp bởi vì vụ án cương thi giết người quá gây chấn động mặc dù chính quyền giang minh đem hết toàn lực phong tỏa tin tức nhưng vụ việc này vẫn là đại án chấn kinh cả nước cho nên bọn họ nhất định sẽ thuận manh mối điều tra tra được video giám sát cao ốc lúc đó tự nhiên cũng liền tra được tôi cũng khó trách những cảnh sát này lại trang bị võ trang đầy đủ như thế bởi vì trong mắt bọn hắn tôi có thể đem cương thi phóng xuất lại chẳng hề hấn gì liền nhất định là hạng người vô cùng hung ác nghĩ đến đây tôi đột nhiên có chút lo lắng vì tình cảnh hiện giờ của mình dù sao tên cương thi kia giết nhiều người như vậy cực kỳ nguy hiểm mà tôi là người đem cương thi thả ra ngoài trong mắt bọn họ tôi chính là chủ mưu bất luận nói như thế nào tôi đều phải chịu trách nhiệm về chuyện này không chừng bọn họ sẽ còn đem chuyện giết người liên hoàn chụp lên đầu tôi không chỉ dân chúng cần lẽ công bằng bọn họ cũng không thể nói những người này đều là cương thi giết tâm tư tôi càng ngày càng nặng nề trong lòng tôi lo lắng sau khi đến bắc kinh sẽ làm sao bây giờ lại lo lắng thân thể của cha mẹ tôi không thể chống đỡ đến khi ta trở về vạn nhất tôi không thể trở về cha mẹ tôi chắc sẽ chết đói càng nghĩ càng nóng lòng nhưng tôi tay trói gà không chặt bị một đám cảnh sát vũ trang kẹp ở giữa không có cách nào trong lúc lòng tôi đang rối bời Xe cảnh sát vẫn đang phi nhanh trên đường cao tốc đột nhiên phát ra một tiếng xoẹt vang thật lớn, giống như tiếng xe phanh gấp, lốp xe quét trên mặt đường hai vệt đen nhánh, mà tốc độ xe bỗng nhiên cũng chậm lại, giống như bị thứ gì đó bắt lấy, sắc mặt của tất cả mọi người siết chặt, nhất là người cảnh sát lái xe, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, dưới chân nhấn ga điên cuồng, nhưng mặc kệ hắn dẫm như thế nào, xe đều đã đã mất đi khống chế, nhanh chóng ngừng lại ngay sau đó trong xe tràn ngập luồng không khí lạnh một trường âm khí từ trên mui xe dò xét xuống dưới lúc đầu tôi cũng bị biến cố bất tình lình dọa cho phát sợ nhưng sau khi nhìn thấy gương mặt này tâm tình lo nghĩ của tôi trong nháy mắt liền tan biến vui sướng nói tô mộc em biết anh luôn ở bên cạnh bảo vệ em đừng nói nhảm xuống xe trước tô mộc nhìn tôi một chút giọng nói cứng rắn tôi lúc này mới phát hiện tình trạng anh ấy hiện tại so với lần trước gặp mặt đã tốt hơn rất nhiều mặc dù trình thể vẫn là rất gầy gò nhưng trông có sức sống hơn mà bên cạnh anh ấy âm khí cũng nhiều hơn không ít nhìn mức độ đậm đặc đã gần bằng rượu rượu tôi vui mừng trong lòng cũng không để tâm những cảnh sát kia ngoan ngoãn dựa theo lời tô mộc xuống xe chờ sau khi tôi xuống xe âm khí trên người tô mộc trong nháy mắt tản ra che kín toàn bộ toa xe mà cảnh sát ngồi ở trong xe sau khi bị âm khí bao phủ sắc mặt đều lộ vẻ kinh hãi lúc trước còn khí thế hung hăng vậy mà trong nháy mắt đều không động đậy cứ như vậy chừng mắt nhìn tô mộc tô mộc nhanh chóng quét mắt một vòng trong đám người này sau đó nhìn về phía cảnh sát trung niên cầm đầu mở miệng nói vì sao lại bắt cô ấy ngươi ngươi là ai cảnh sát trung niên sợ đến trắng bệch cả mặt đoán chừng hắn làm cảnh sát từng ấy năm đến bây giờ còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng người như tô mộc cũng đúng lệ quỷ giống tô mộc thế gian vốn đã không có nhiều người bình thường há có thể nhìn thấy mới là lạ, trả lời câu hỏi của ta, vì sao lại bắt cô ấy? Tô Mộc sắc mặt tối sầm, trong giọng nói đột nhiên có một tia không kiên nhẫn, đồng thời phóng xuất ra một luồng sát ý, cảnh sát kia đã từng đóng quân lâu dài tại vùng biên giới nguy hiểm, đối với chuyện tâm linh đặc biệt mẫn cảm, có lẽ là ông ta cũng cảm nhận được sát ý trên người Tô Mộc, cả người hắn rung động run lên. Trần chờ nói, cô ta liên quan vào vụ án giết người đặc biệt lớn cấp trên lệnh cho chúng tôi đưa cô ta về Bắc Kinh tiếp nhận điều tra, chỉ là như vậy. Tô Mộc lông mày run lên, thanh âm nghiêm túc mấy phần, cảnh sát kia liên tục gật đầu, sau khi xác định cảnh sát kia không có nói sai, cặp lông mày nhíu chặt của Tô Mộc mới chậm rãi giãn ra, một lần nữa đẩy cửa xe ra, kéo tôi lên xe, sau đó nói, anh đi cùng với em tới Bắc Kinh. Chương 121, gặp lại Đinh Thiện, trong lòng tôi vui vẻ cũng không để ý tới thái độ lạnh như băng của anh ấy, chủ động chui vào trong ngực anh ấy, còn để cho cánh tay của anh ấy ôm lấy tôi, ngửa đầu nói, tô mộc, những việc mà anh làm kỳ thực em đều đã biết hết rồi. Anh vì cứu em, thậm chí còn không tiếc thi triển cấm thuật, một mạng đổi một mạng, cho nên mới đột nhiên trở thành kẻ gầy gò hung bạo có phải hay không? Anh cưới Lâm Yến Nhi, nhất định là bị bất đắc dĩ, chỉ là anh như thế nào lại ngốc như vậy, em nếu là chết rồi liền để chết đi biến thành quỳ vẫn như cũ có thể cùng ở một chỗ với anh anh sai lại dùng thực lực bản thân đang ở đỉnh điểm để cứu em trong thanh âm của tôi đầy áp giọng nũng nịu đây là lần đầu tiên tôi nói cùng tô mộc như vậy a à. quả nhiên tô mộc sừng sốt sau đó cúi đầu xuống nhìn tôi cái cằm gầy gò lộ ra góc cạnh sắc xảo hình dáng như cũ vẫn nhìn hết sức đẹp trai anh cứu em là bởi vì em là vốn liếng mà anh lưu lại ở trần gian em chết thì không sao nhưng anh lại không thể quay về trần gian được nữa rồi, cho nên em không thể chết được. tô mộc nói trước khi anh ấy nói đã dùng âm khí che kín lỗ tai của nhóm cảnh sát vũ trang, cho nên hai người chúng tôi nói chuyện đều không chút kiêm kỳ. tôi nghe những lời này trong nháy mắt liền mất hứng, hung hăng chừng mắt tô mộc cái gì tiền với trả vốn a à, rõ ràng trong lòng rất quan tâm tới tôi, vì cứu tôi hồn phách thiếu chút nữa cũng không giữ được, bây giờ còn già bộ dáng vẻ thanh cao lãnh đạm nói cứu tôi chỉ là vì để anh ấy có thể tiếp tục trở lại trần gian nếu như tôi không biết anh ấy vì tôi cái gì cũng đều làm tôi nhất định lại sẽ tức giận đến phát điên cho rằng tô mộc là một kẻ lừa đảo tình cảm bạc tình bạc nghĩa nhưng anh ấy đang êm đẹp tại sao luôn nói những lời tổn thương đến tôi hơn nữa vào thời điểm lần trước tôi thấy anh ấy âm khí bên cạnh anh ấy hầu như đã trong suốt đến nhìn không thấy rồi anh ấy cũng gầy đến thoát hình lần này gặp lại ngược lại đã tốt hơn nhiều đây là tại sao trong lòng tôi rất hiếu kỳ hỏi anh ấy trong khoảng thời gian này đã làm gì gần đây tình trạng đã tốt hơn rất nhiều tôi đây an tâm anh ấy cũng không trả lời tôi biểu tình lạnh lùng như trước đối xử với tôi so lần trước gặp mặt cứng nhắc hơn rất nhiều giống như giữa chúng tôi có khoảng cách vô hình nào đó lúc này tôi mới nhớ tới lần trước anh ấy trước khi đi đã từng hỏi tôi khuôn mặt lúc đó của anh ấy tôi có thể tiếp nhận hay không lần đó tôi bị kinh sợ, đẩy anh ấy ra, nhất định là bởi vì chuyện này, để lại một vết thương ở trong lòng anh ấy. Anh ấy cho là tôi để ý dung mạo của anh ấy bây giờ, mới bảo chỉ lãnh đảm đối với tôi, nghĩ vậy, tôi liền ôm cổ tô mộc, ngửa đầu lại gần, đôi môi chủ động hôn lên đôi môi lạnh băng của anh ấy, anh ấy không nghĩ tới đột nhiên tôi lại chủ động như thế này, liền nhướng mày, bất quá anh ấy cũng không có đẩy tôi ra mà là theo thói quen đem tôi ôm chặt hơn rất nhanh liền đảo khách thành chủ toàn bộ cảnh sát ở trong xe tuy rằng không nghe được chúng tôi đang nói chuyện gì nhưng có thể thấy được mọi động tác của chúng tôi nhìn thấy vậy sắc mặt đều nhanh tái đi lúng túng muốn chết tôi cũng bị bọn họ nhìn đến ngượng ngùng nhưng tôi bây giờ vì lấy lòng tô mộc cũng không quản nhiều như vậy quả nhiên ngoài miệng tô mộc nói chán ghét tôi nhưng cơ thể ngược lại rất thành thật không bao lâu hơi thở của anh ấy liền mất không chế bất quá sau khi anh ấy buông tôi ra tôi vẫn là một bộ sắc mặt khó chịu chững chạc đàng hoàng ngồi ở bên cạnh tôi thật giống như hai chúng tôi ai cũng không quen ai vậy tôi biết anh ấy kỳ thực đã không còn tức giận nữa rồi thậm chí còn cảm giác anh ấy hiện tại đang rất vui vẻ chỉ là đang giả bộ tức giận mà thôi tôi liền đùa giỡn ở trong ngực anh ấy dùng sức cắn rồi gối lên cơ ngực không còn dư lại bao nhiêu mà ngủ anh ấy cũng nhắm mắt nghỉ ngơi hình như không cảm thấy được hành động của tôi lái xe một ngày một đêm mới vừa tới bắc kinh chờ đến lúc xuống xe tôi cùng tô mộc quan hệ đã hòa hảo như lúc ban đầu nhất là tôi sau khi cùng tô mộc hòa hảo lại đặc biệt vui vẻ thậm chí không cảm thấy là đang bị bắt tới thẩm vấn mà giống như là cặp tình nhân đến bắc kinh đi du lịch dựa vào quan sát của tôi chúng tôi bây giờ chắc đang ở tại một nhà giam một vùng ngoại ô của bắc kinh phủ cận có một tòa nhà ngục giam của phụ nữ mà ngục giam dành cho nữ bên cạnh đứng vững như một tòa cao ốc phía trên treo một huy hiệu cảnh sát thật to hẳn là một tòa nhà ký túc xã của cảnh sát bởi vì có tô mộc ở bên cạnh thái độ của những cảnh sát kia đối với tôi tốt hơn rất nhiều đem tôi từ trên xe gọi xuống trực tiếp mang theo chúng tôi đi tới phương hướng của tòa cao ốc tòa cao ốc kia được bảo vệ rất nghiêm ngặt cơ hồ mỗi một cánh cửa đều có hai vị cảnh sát mang súng thủ vệ đứng hai bên khiến cho tôi bị áp lực giống như núi đè may mà có tô mộc bên người trên đường đi tôi đều kéo tay anh ấy sau khi tiến vào thang máy cao ốc người cảnh sát hộ tống chúng tôi mới dừng lại nói sau khi thang máy sau khi dừng lại sẽ có người tiếp ứng nói xong hắn liền lưu loát cất bước rời đi điều này khiến tôi có chút kinh ngạc dù sao nhìn bọn họ từ giang minh đem tôi truy bắt tới bắc kinh tôi hẳn là một tội phạm lớn mới đúng bọn họ vậy mà chịu thả tôi cùng tô mộc tự mình hoạt động cũng không sợ chúng tôi bỏ trốn bất quá tôi bây giờ cũng không có tâm tư trốn chạy trung quy cảnh sát có thể tìm đến tôi nhất định đã tra được cặn kẽ mọi tin tức của tôi tôi là người sống sinh sống dưới chế độ luật pháp bây giờ bỏ chạy liền có nghĩa tôi muốn bị toàn nước phát lệnh truy nã dựa vào việc tô mộc có thể đem cả sở cảnh sát khống chế còn muốn theo tôi cùng đi bắc kinh đoán chừng cũng đã suy xét đến mấy vấn đề này rồi tôi và tô mình cùng nhau đi vào thang máy nhưng không biết nên đi tầng mấy không thể làm gì khác hơn là tùy tiện nhấn mấy lần thang máy vậy mà không có phản ứng chắc là loại thang máy quét thẻ để đi vào cũng may sau khi tôi bấm loạn thang máy tự động đi lên đi một hồi liền dừng mặt trên cũng không có hiện là đang ở tầng mấy đoán chừng là vì phòng ngừa người khác biết vị trí cụ thể của đối phương này an ninh không hổ là cao ốc của cảnh sát quả thực làm thật kín kẽ tận tường tôi dứt khoát cũng không khẩn trương như vậy dù sao cũng có Tô Mộc ở đây, anh ấy nhất định sẽ bảo đảm an toàn của tôi, tôi liền nhanh chân đi theo Tô Minh là tốt rồi. Ra khỏi thang máy, ở cửa đã có một vị nữ cảnh sát đang đợi, trong tay nàng đồng dạng cũng cầm một tấm hình, sau khi trông thấy tôi cùng Tô Minh, liền giơ tấm hình lên nhìn tôi so sánh một chút, tiếp đó gật đầu một cái, mang theo chúng tôi trực tiếp đi vào một gian phòng làm việc, hai bên phòng làm việc đều cài đặt một cánh cửa kiểm tra an ninh, giống như kiểm tra ở sân bay. Chúng tôi sau khi đi vào, nhìn thấy một người đàn ông hơn 50 tuổi mặc quân trang ngồi phía sau bàn làm việc. Trước mặt của ông ta còn đứng một người khác, người nọ toàn thân trang phục đạo sĩ, đỉnh đầu vấn một búi tóc, khi vũ hiên ngang. Sau khi nhìn thấy tôi, lập tức dương cây phất trần trong tay, nói, vương cục trưởng người này chính là bần đạo bế môn đệ tử Lộc Dương, nàng tuyệt đối không phải là chủ nhân của những cương thi kia. Tôi thấy vị đạo sĩ kia cũng là sừng sờ, người này tôi nhận thức, chính là Đinh Thiện, nhưng mà ông ấy tại sao lại ở chỗ này, hơn nữa từ lúc nào tôi thành bế môn đệ tử của ông ta. mươi 122, chuyện cũ của Tô Gia, thấy tôi ngẩn người, Phong Thiên vội vàng nháy mắt với tôi, tôi không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái đối với cục trưởng vương kia, coi như là chào hỏi, đạo trưởng Phong Thiên, mặc dù vụ án này bị đè xuống nhưng tính chất hết sức nghiêm trọng cho dù cô ấy là đệ tử của ông thì quả thật ngày hôm đó cô ấy xuất hiện ở hiện trường vụ án. Hơn nữa có chứng cứ cho thấy cô ấy là người thả hung phạm đi. Cho dù thế nào cô ấy cùng vụ án này cũng không thoát khỏi có liên quan. Nhất định phải thẩm tra một phen. Cục trưởng Vương nói. Ông ta nói với Phong Thiên rất khách khí. Nếu không phải nể mặt mũi Phong Thiên thì có lẽ tôi đã bị mang tới phòng thẩm vấn. Cha khảo cẩn thận cũng không chừng. Xem ra lần trước quả thật tôi đã coi thường Phong Thiên mặc dù bản lĩnh của ông ấy không cao nhưng giao thiệp thì thật không tệ ngay cả cục trưởng vương ở bộ công an cũng thân thiện với ông ta như vậy phòng thiên gật đầu một cái bày tỏ đồng ý với lời của cục trưởng vương sau đó ông ta quay đầu nhìn về phía tôi nói học trò ngoan cụ thể con trải qua điều gì hãy nói với cục trưởng vương một chút chớ bỏ sót điều gì nếu không con bị bắt oan lại khiến hung thủ tiêu dao ngoài vòng pháp luật vừa nói ông ta vừa nháy mắt với tôi mấy cái bởi vì chuyện đồng Ngọc Thanh lần trước, tôi rất không ưa phong thiên, không hiểu ông ta vừa rồi ra dấu có ý gì tôi liền nghiêng đầu nhìn về tô mục, anh ấy khẽ gật đầu một cái, tỏ ý bảo tôi nói hết mọi chuyện ra, lúc này tôi mới đem chuyện tam trưởng lão cản thi phái lợi dụng đài hòa táng nuôi cương thi nói ra, sau khi tôi nói hết ra cũng không biết phải tà biểu tình trên mặt cục trưởng vương là gì nữa, hiển nhiên ông ta không tin những chuyện thần thần quy quy này nhưng khi phong thiên ra mặt hơn nữa bà lão kia quả thật có biểu hiện không thể tưởng tượng nổi khiến ông ta không tin cũng không được ông ta bán tín bán nghi nhìn chằm chằm vào tôi nói nếu như cô nói cản thi phái là thật vậy thì hãy dẫn người bắt tam trưởng lão gì gì đó về đây nếu như cô không bắt được thì cô đừng có trách tôi chúng tôi cũng phải làm việc theo luật pháp ông ta nói vậy quá rõ ràng muốn đem chuyện này đẩy lên người tôi nếu như tôi có thể bắt được hung thủ thì tốt Bắt không được thì tôi chính là hung thủ, tôi tức giận, đã nói rõ ràng như vậy mà ông ta còn không tin tôi, trên mặt bàn của ông ta bày ra mấy tấm hình đúng là hình ảnh tôi xuất hiện ở tầng 32 kia. Đây là cái gọi là chứng cứ của bọn họ, nếu như tôi không thể bắt được Tam trưởng lão, chỉ bằng những chứng cứ này bọn họ thật sự có lý do để bắt tôi lại, tôi gật đầu một cái. Dẫu sao không phải cục trưởng Vương thương lượng với tôi mà là ra lệnh cho dù tam trưởng lão kia thực lực có cao thâm thì tôi chỉ cần có thể tìm được ai đó khác là được. Còn phần việc còn lại sẽ để cho những cảnh sát này, cản thi phái có cao thâm thế nào có lẽ cũng không dám công khai chống lại cảnh sát. Nghĩ tới đây trong lòng tôi buông lòng rất nhiều, thấy tôi đồng ý dẫn đường. Cục trưởng vương ấn điện thoại trên bàn làm việc mấy cái, gọi cho thư ký của ông ta, bảo thư ký đưa tôi gặp mặt những người trong tổ chuyên án của vụ án này lúc này tôi mới nhận thấy chuyện này có lẽ phức tạp hơn nhiều so với suy nghĩ của tôi thậm chí bắc kinh còn thành lập tổ chuyên án đặc trách sau khi cùng thư ký ra khỏi phòng làm việc của cục trưởng vương phong thiên cũng chậm rãi đi theo chúng tôi ông ta cười hết mắt vẻ mặt vẫn rất kiêu căng nhưng ánh mắt nhìn tôi rõ ràng đã hiền hòa rất nhiều tôi liền hỏi ông ta thế này là thế nào từ khi nào tôi thành đệ tử của ông ta chuyện này sao tôi lại không biết ông ta vẫn cười hết mắt nhìn tôi bộ dáng cao thâm khó lường nói quyển hỗn nguyên kinh ngươi cũng đã nhận còn chưa phải là đệ tử của ta sao lúc ấy ta đã nói muốn dạy cô hỗn nguyên kinh đáng tiếc lại bị ngươi trốn thoát bây giờ thật vất vả mới có được tin tức của ngươi tất nhiên ta muốn đến đây gặp ngươi vừa nói ông ta vừa ngẩng đầu nhìn tô mục mặt vẫn mỉm cười như cũ nói âm khí trên người ngươi là từ cậu ta tôi nghe vậy liền cả kinh trong lòng mặc dù phong thiên lão đạo lần trước bại dưới tay tôi nhưng thật ra thực lực của ông ta vẫn rất sâu có lẽ thua tôi cũng chỉ là ăn người câm thua thiệt sao sao thua một cái ngớ ngẩn nếu như lúc ấy thi thể đồng ngọc thanh không bị trộm đi còn chôn ở trong mộ thì nhất định ông ta có thể gọi được hồn phách cô ấy cho nên bây giờ ông ta chú ý tới tô mộc khiến tôi rất lo lắng tô mộc chú ý tới sự thay đổi của tôi tay đặt lên bả vai tôi bóp nhẹ hai cái tỏ ý bảo tôi đừng lo lắng sau đó anh ấy nhìn về phía phong thiên nói đạo trưởng là quan chủ của hỗn nguyên giang minh phong thiên nghe vậy liền nhíu mày có chút bất ngờ nhìn tô mộc nói chính ta ngươi có thể nhận ra thân phận bần đảo có thể nói kiến thức bất phàm không biết các hạ là ông ta nói chuyện rất có lễ độ to về mình là người rất có văn hóa trong lòng tôi thấy chán ghét lôi tô mộc hai cái tỏ vẻ anh ấy không cần để ý tới phong thiên đi nhanh lên là được nhưng tô mộc không để ý tới tôi nói ta tên tô mục à cho ta hỏi ngươi là tư phong thiên nói nhưng lời nói chưa ra hết sắc mặt ông ta liền biến đổi cây ếch yêu ta sợ nhìn tô mục họ tô là tô mộc của tô gia giang minh năm đó nói xong ông ta cũng không chờ tô mục trả lời tự mình gật gật đầu nói nhất định không sai nhìn âm linh của ngươi ít nhất cũng hơn trăm tuổi nhất định chính là tô mục năm đó khó trách nhà đầu này lại nhạy bén với âm khí như vậy chắn chắn trên người cô ấy cũng có lực cực âm đi. Ông ta cũng nhắc tới lực cực âm. Hơn nữa sau khi biết thân phận của Tô Mục thì toàn bộ vẻ mặt đã thay đổi. Vẻ kiêu căng trước đây đã sớm biến mất không tung tích. Ngược lại hiện giờ trên mặt lại xuất hiện sự sùng kính cùng ngưng trọng. Chẳng lẽ bọn họ vốn quen biết. Thế vậy tôi cũng không tiện tỏ vẻ không ưa phong thiên nữa. Đi nhanh theo nữ thư ký kia. Chỉ còn Tô Mục cùng Phong Thiên ở phía sau vừa đi vừa trò chuyện, bọn họ nói chuyện rất sôi nổi tôi nghe loáng thoáng được sư gia sư phụ của sư phụ của phong thiên cùng tô mục là bạn cũ từng có quan hệ rất tốt với tô gia có điều sau khi tô gia xảy ra chuyện sư gia ông ta không bao lâu sau uất ức mà chết sau đó sư phụ ông ta tiếp nhận vị trí quan chủ đã nói cho ông ta không ít chuyện trước kia của tô gia đặc biệt là nhắc tới tô mục cho nên từ nhỏ ông ta đã rất sùng bái tô mục không nghĩ tới hôm nay có thể thấy chân nhân phong thiên càng nói càng kích động thậm chí âm điệu cũng không tự chủ được cao lên. Tôi lập tức dòng tay nghe lén, muốn biết rốt cuộc tô mộc gặp chuyện gì mà chết. Nhưng lão phong thiên kia phần lớn chỉ biểu đạt sự kính ngưỡng của ông ta với tô mộc, đến chỗ mấu chốt một chữ cũng không chịu nói nhiều. Tôi tức giận liền thầm đem tổ tông 18 đời nhà ông ta ra rùa. Tôi liền hỏi ông ta thế này là thế nào, từ khi nào tôi thành đệ tử của ông ta, chuyện này sao tôi lại không biết, ông ta vẫn cười hết mắt nhìn tôi bộ dáng cao thâm khó lường, nói, quyển hỗn nguyên kinh ngươi cũng đã nhận còn chưa phải là đệ tử của ta sao? Lúc ấy ta đã nói muốn dạy cô hỗn nguyên kinh, đáng tiếc lại bị ngươi trốn thoát. Bây giờ thật vất vả mới có được tin tức của ngươi tất nhiên ta muốn đến đây gặp ngươi. Vừa nói ông ta vừa ngẩng đầu nhìn tô mục, mặt vẫn mỉm cười như cũ, nói, âm khí trên người ngươi là từ cậu ta, tôi nghe vậy liền cả kinh trong lòng mặc dù phong thiên lão đạo lần trước bại dưới tay tôi nhưng thật ra thực lực của ông ta vẫn rất sâu có lẽ thua tôi cũng chỉ là ăn người câm thua thiệt sao sao thua một cái ngớ ngẩn nếu như lúc ấy thi thể đồng ngọc thanh không bị trộm đi còn chôn ở trong mộ thì nhất định ông ta có thể gọi được hồn phách cô ấy cho nên bây giờ ông ta chú ý tới tô mộc khiến tôi rất lo lắng tô mộc chú ý tới sự thay đổi của tôi tay đặt lên bả vai tôi bóp nhẹ hai cái tỏ ý bảo tôi đừng lo lắng sau đó anh ấy nhìn về phía Phong Thiên, nói, đạo trưởng là quan chủ của hỗn nguyên Giang Minh, Phong Thiên nghe vậy liền nhíu mày, có chút bất ngờ nhìn Tô mộc nói, chính ta, ngươi có thể nhận ra thân phận bần đảo, có thể nói kiến thức bất phàm, không biết các hạ là, ông ta nói chuyện rất có lễ độ, to vẻ mình là người rất có văn hóa, trong lòng tôi thấy chán ghét. Lôi tô mộc hai cái tỏ vẻ anh ấy không cần để ý tới phong thiên, đi nhanh lên là được, nhưng tô mộc không để ý tới tôi, nói ta tên tô mộc à cho ta hỏi ngươi là tư phong thiên nói nhưng lời nói chưa ra hết sắc mặt ông ta liền biến đổi cây ếch yêu ta sợ nhìn tô mộc họ tô là tô mộc của tô gia giang minh năm đó nói xong ông ta cũng không chờ tô mộc trả lời tự mình gật gật đầu nói nhất định không sai nhìn âm linh của ngươi ít nhất cũng hơn trăm tuổi nhất định chính là tô mộc năm đó khó trách nhà đầu này lại nhạy bén với âm khí như vậy chăn chắn trên người cô ấy cũng có lực cực âm đi ông ta cũng nhắc tới lực cực âm hơn nữa sau khi biết thân phận của tô mộc thì toàn bộ vẻ mặt đã thay đổi vẻ kiêu căng trước đây đã sớm biến mất không tung tích ngược lại hiện giờ trên mặt lại xuất hiện sự sùng kính cùng ngưng trọng chẳng lẽ bọn họ vốn quen biết thế vậy tôi cũng không tiện tỏ vẻ không ưa phong thiên nữa đi nhanh theo nữ thư ký kia chỉ còn tô mộc cùng phong thiên ở phía sau vừa đi vừa trò chuyện bọn họ nói chuyện rất sôi nổi tôi nghe loáng thoáng được sư gia sư phụ của sư phụ của phong thiên cùng tô mục là bạn cũ từng có quan hệ rất tốt với tô gia có điều sau khi tô gia xảy ra chuyện sư gia ông ta không bao lâu sau uất ức, ức mà chết sau đó sư phụ ông ta tiếp nhận vị trí quan chủ đã nói cho ông ta không ít chuyện trước kia của tô gia đặc biệt là nhắc tới tô mục cho nên từ nhỏ ông ta đã rất sùng bái tô mục không nghĩ tới hôm nay có thể thấy chân nhân phong thiên càng nói càng kích động thậm chí âm điệu cũng không tự chủ được cao lên. Tôi lập tức dòng tay nghe lén, muốn biết rốt cuộc tô mộc gặp chuyện gì mà chết. Nhưng lão phong thiên kia phần lớn chỉ biểu đạt sự kính ngưỡng của ông ta với tô mộc, đến chỗ mấu chốt một chữ cũng không chịu nói nhiều. Tôi tức giận liền thầm đem tổ tông 18 đời nhà ông ta ra rùa. Tổ chuyên án cục trưởng vương nói không ở trong tòa cao ốc này. Chúng tôi theo nữ thư ký ngồi xe chạy tới một nơi trong cục cảnh sát. Liền thấy được các thành viên trong tổ chuyên án đang họp nữ thư ký đem chỉ thị của cục trưởng vương nói một lần sau đó chúng tôi giới thiệu với nhau một chút các thành viên trong tổ chuyên án đứng đầu là đội trưởng tên lý quân là một người trung niên có gương mặt rất ngay thẳng cương trực có một người đàn ông nhìn qua có vẻ là trẻ tuổi nghe nói là được hạng nhất đánh cận chiến trong đại hội quân sự toàn quốc tên là đào nghị có một nữ sinh nhìn qua thì nhu nhu nhược nhược không nói nhiều chỉ nói mình tên là nhu hậu rồi không nói thêm lời nào cũng không biết cô ấy rốt cuộc làm gì, cuối cùng là một người đầu trọc, hơn nữa ông ta mặc một bộ quần áo rất quái dị, nhìn qua giống như áo của thầy tu nhưng lại không giống quần áo màu xám cho vàng chúng ta thường thấy, quần áo ông ta màu đỏ thẫm, có thêm cả khăn choàng, không nói là người ở đâu. Khi nữ thư ký giới thiệu một chút tôi mới biết, ông ta là một lạt ma Tây Tạng, tên là Đa Cát, xem ra vụ án này bị ngâm nửa tháng đã kinh động quá nhiều người. Mặc dù dân thường không tìm được bất cứ tin tức gì nhưng người hơi có bản lãnh đều sẽ biết nội tình, nếu không thì Lạt Ma Tây Tạng hay Phong Thiên cũng sẽ không chạy tới đây. Giới thiệu xong, người trong tổ chuyên án coi như là biết, tổ chuyên án một tổ bốn người, thêm Phong Thiên, tôi và Tô Mộc, một nhóm bảy người liền không trì hoãn, lần nữa quay lại Giang Minh để tiết kiệm thời gian, lần này chúng tôi không đi xe mà về bằng máy bay, bởi vì tôi vẫn đang là nghi phạm dọc đường đi Lý Quân cùng Đào Nghị luôn theo sát bên tôi, chỉ kém nước còng tay tôi lại mới yên tâm. Cũng may Tô Mộc cùng Phong Thiên sau khi trò chuyện vẫn luôn đi bên cạnh tôi, sau khi lên máy bay anh ấy để cho tôi ngủ một giấc nghỉ ngơi, e là sau khi đến Giang Minh sẽ rất mệt mỏi, sợ thân thể tôi không chịu nổi, tôi nhìn dáng vẻ lo âu của anh ấy, lòng tràn ngập ấm áp. Nhưng hiện giờ tâm tư của tôi đều đặt ở quan hệ giữa Phong Thiên và Tô Mộc, sao có thể ngủ được, liền quân lấy Tô Mộc, hỏi anh ấy tại sao lại biết sư gia của phong thiên năm đó đã xảy ra chuyện gì tô mộc rõ ràng không muốn nói cho tôi vỗ nhảy nhẹ vào lưng tôi dỗ tôi ngủ dỗ nửa ngày thấy dỗ không được mới bất đắc dĩ nhìn tôi một cái nói tô gia kết duyên với hỗn nguyên cũng rất tình cờ hơn hai trăm năm trước giang minh chỉ có tô gia làm thầy âm dương toàn bộ những chuyện huyền bí ở giang minh đều do tô gia ra mặt giải quyết sau đó hoàng đế đạo quang đến giang minh du ngoạn vừa vào địa giới giang minh thì chúng ta suýt chút nữa hết ở giang minh ám lên người hoàng đế đạo quang là một nữ ác quỷ ác quỷ kia chết thảm bởi quan huyện lệnh xử sai sau khi ám lên người hoàng đế đạo quang liền hạ lệnh chu di cửu tộc huyện lệnh kia cuối cùng là ông nội anh bắt được ác quỷ cứu được hoàng đế đạo quang huyện lệnh kia trải qua chuyện này tránh được một kiếp sau đó không dám làm quan nữa liền từ chức tìm ông nội anh học tập thuật pháp Ông nội anh nhìn thấy ông ta trời sinh đã mang theo sát khí, không muốn thu làm đồ đệ nên chỉ đơn giản dạy ông ta mấy phương pháp hóa giải sát khí rồi để ông ta rời đi. Ai ngờ huyện lệnh kia rất có thiên phú, chỉ bằng mấy phương pháp hóa giải sát khí kia đã cảm ngộ được đến âm dương nhị khí. Cuối cùng thành lập hỗn nguyên quán, lấy đạo hiệu là hỗn nguyên, tự cho mình là học trò của ông nội anh, thời gian dài sau. Ông ta dần dần được coi là đệ tử ngoại môn của Tô Gia, cùng Tô Gia lui tới mật thiết. Đến thế hệ bọn anh, anh với sư gia của Phong Thiên quan hệ không cạn, cho nên vừa rồi Phong Thiên biết anh là Tô Mộc mới kinh ngạc như vậy. À. Vậy bàn về vai vế chẳng phải anh cùng thời với ông nội Phong Thiên? Tôi giật mình nói. Tô Mộc cau mày nhưng cũng không thèm để ý chút nào, liếc mắt nhìn tôi một cái, nói nếu anh ấy không chết thì bây giờ cũng sắp 130 tuổi rồi, là ông nội của người khác rất kỳ quái sao? Cũng phải, không riêng gì Phong Thiên ngay cả tô đoàn cũng gọi ông hai bà hai. Tô đoàn là cháu của tô mộc cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Sau khi biết tô mộc cùng thời với ông nội phong thiên trong lòng tôi cảm thấy thầm thoải mái. Ông ta còn giả bộ đại sư, còn dám nói tôi là học trò của ông ta. Nếu thật sự bàn tới thì ông ta còn phải gọi tôi một tiếng, bà, mới đúng. Nhưng chuyện tôi quan tâm nhất anh ấy vẫn chưa nói. Rốt cuộc anh ấy chết như thế nào, bất ngờ quay về dương gian tìm Lâm Yến Nhi có mục đích gì tôi muốn hỏi Tô Mộc một chút, nhưng tôi vừa há miệng thì đột nhiên một cơn buồn ngủ ập tới. Tôi thuận thế ngáp một cái rồi ngủ mất, đến khi tôi tỉnh thì máy bay đã hạ cánh xuống mặt đất, chúng tôi đi theo những hành khách khác xuống máy bay. Nhưng còn chưa tới lối đi ra bên ngoài thì có một xe cảnh sát đã lái thẳng vào sân bay. Lý Quân trực tiếp áp giải tôi lên xe cảnh sát khiến tôi cũng không kịp hỏi Tô Mộc. mươi 123, thoát khỏi phòng kín, trước tiên chúng tôi tới tầng 32 nơi tôi thả cương thi ra, xe cảnh sát dẫn đường đưa chúng tôi tới tòa cao ốc. Đến nơi tôi mới thấy từ lâu tòa cao ốc này đã bị quay lại, cơ bản từ tầng 31 đến tầng 33 đều đã cấm người khác vào. Tôi cùng bọn họ đi thang máy lên thẳng lầu 32, Tô Mộc cũng đi theo bên cạnh tôi. Vừa mới tới tầng 32, một mùi máu tanh vẫn thoang thoảng, thấy cảnh tượng quen thuộc khiến lòng tôi nhất thời có chút sợ hãi. Dẫu sao cương thi kia đi ra ngoài quá đột ngột, hơn nữa đằng sau những cánh cửa phát ra tiếng động hôm đó hẳn trong mỗi phòng cũng có một con cương thi. Tôi quay qua đội trưởng Lý Quân, hỏi ông ấy khoảng thời gian này cảnh sát có phát hiện ra manh mối gì ở tầng này hay không? Ý tôi muốn biết bọn họ có gặp phải những cương thi khác không, dẫu sao bọn họ tra án nhất định sẽ mở cửa những phòng khác ra. Lý Quân nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn tôi, có lẽ bởi vì tôi là thân phận nghi phạm cho nên ấn tượng của ông ấy đối với tôi không tốt đẹp gì. Nói thẳng, có cho nên mới bắt cô. Thì ra như vậy, cha nửa ngày không tra ra được cái gì liền tìm kiếm video camera an ninh ở dưới lồng, cho nên mới có hình ảnh của tôi. Nhưng ngày hôm đó không chỉ có mình tôi, Cường Tử cùng Đường Dũng đều ở đấy. Nếu Diệu Diệu là quỷ không quay được hình ảnh lại thì ít nhất phải có thêm hai bọn họ nữa mới đúng, sao lại chỉ bắt mình tôi? Tôi dĩ nhiên không muốn cảnh sát bắt thêm hai người bọn họ, nhưng điểm này thì rất kỳ lạ. Nhưng tôi lại không thể hỏi cảnh sát không bắt hai người bọn họ thì có lẽ cảnh sát không biết hai người họ, tôi mà hỏi rất có thể coi là khai ra hai đồng bọn. Nhưng điểm này vẫn tạo thành nghi vấn trong lòng tôi, tôi đi theo Lý Quân nhìn tầng 32 một chút, những phòng khác phần lớn bố trí giống như phòng cương thi kia, bên trong cũng hỗn loạn không chịu nổi, trên tường đầy vết chày, hẳn cũng có cương thi từng ở. Chỉ là, sau khi xảy ra chuyện thì việc phái cản thi đầu tiên làm là sẽ đem tất cả cương thi bên trong rời đi. Hơn nữa thời gian trôi qua lâu như vậy, có không ít cảnh sát ra vào, ngay cả âm khí còn sót lại đều rất ít, lục soát không còn giá trị. Nhưng thấy nhiều phòng bố trí giống nhau như vậy, hơn nữa bên trong cũng có cương thi từng ở, tôi đột nhiên nhớ tới một chuyện khác, liền hỏi đội trưởng Lý có điều tra chủ nhân hoặc người thuê những căn phòng này không. Dẫu sao những phòng này nuôi cương thi bên trong chắc chắn có quan hệ với chủ nhân của chúng. Ai ngờ lời tôi hỏi lại thành thưa không đợi đội trưởng Lý trả lời. Đào Nghị đi sau lưng đội trưởng Lý liền cười nhạo một tiếng, gật đầu nói, dĩ nhiên, cảnh sát sau khi phát hiện vụ án trước tiên sẽ tra xét tất cả những người có liên quan tới vụ án. Nhưng ngay dạng sáng xảy ra chuyện này, lúc chủ nhà thức dậy đi vệ sinh đã trượt chân đập đầu vào bồn cầu chết. Anh ta là một người cô đơn, không cha mẹ vợ con, ngay cả người thân cũng rất ít. Sau đó, cảnh sát đi hỏi thăm người thân của chủ nhà liền biết được sau khi cha mẹ mất anh ta liền ra nước ngoài, còn anh ta trở về khi nào những người thân thích kia cũng không biết, đầu mối này bị cắt đứt, nhưng nửa đêm chủ nhà tỉnh dậy đi vệ sinh ngã chết, thì tôi không tin là tự nhiên, nhất định là người của phái Cản Thi giết người diệt không. Tôi đành đề nghị tới trung tâm hòa táng xem xét một chút, nhưng tôi vừa dứt lời, Tô Mộc liền lắc đầu một cái nói phái cản thi nếu đã rời cương thi ở đây đi thì nhất định cũng sẽ không tiếp tục ở lại đài hòa táng, giờ muốn tìm được bọn họ chỉ có cách tới hang ổ của bọn họ. Tinh thần tôi chấn động một cái, hỏi có phải anh ấy biết hang ổ của phái cản thi ở đâu? Nhưng anh ấy lắc đầu, sau đó nhìn vẻ mặt thất vọng của tôi, lại cười nhạt một cái, nói, nhưng em đừng gấp, mặc dù anh không biết nhưng anh nghĩ có người biết. Nói xong bỗng nhiên anh ấy cúi người xuống ghé sát miệng vào tai tôi tim tôi bịch bịch đập loạn mặt cũng hơi nóng lên không phải tự nhiên anh ấy muốn hôn tôi chứ tôi không tự chủ được nhắm mắt lại mặc dù bây giờ hôn rất không đúng lúc nhưng không biết tại sao tôi lại rất mong đợi kết quả nụ hôn trong tưởng tượng cũng không rơi xuống mà là bên tai tôi truyền tới giọng tô mộc nói thầm phái cản thi gây ra chuyện lớn như vậy nhất định sẽ không để mặc kệ cảnh sát điều tra nếu không thì chủ nhà cũng không chết đúng lúc như vậy cho nên anh nghĩ gần đây nhất định có đệ tử phái cản thi ở lại theo dõi. Chúng ta chỉ cần có thể tìm ra người này là có thể tìm tới hang ổ của phái cản thi. Nói xong anh ấy vỗ bả vai tôi, tỏ ý bảo tôi đừng lo lắng. Tôi miễn cưỡng gật đầu một cái, hóa ra anh ấy chỉ muốn nói chuyện này với tôi. Nhưng anh ấy nói có lý, chỉ cần tìm ra người của phái cản thi đó thì sẽ tìm ra được hang ổ của bọn họ, hiểm nghi của tôi tự nhiên cũng được giải trừ nhưng vấn đề là làm sao tìm được tên đệ tử phái cản thi đó hơn nữa trong lòng tôi còn lo lắng một chuyện tên đệ tử phái cản thi nằm vùng theo đường dũng có nói phái cản thi phát triển trên trăm năm thực lực hùng hậu cho dù chúng tôi có thật sự tìm được tận ổ thì chỉ bằng tô mục và phong thiên lão đảo sẽ bắt bọn họ như thế nào mặc dù những cảnh sát này được trang bị lợi hại cũng không phải là tôi xem thường bọn họ nhưng trước mặt người tà ác âm ngoan như phái cản thi thì thật lòng tôi không cảm thấy bọn họ sẽ giúp được gì càng khiến cho tôi lo lắng chính là hiện tại thân thể tô mộc vẫn chưa hoàn toàn khôi phục nếu thời kỳ anh ấy mạnh mẽ nhất cũng được đi hiện tại gầy như vậy nếu như có va chạm với phái cản thi thì không khác gì tự ném mình vào trong nguy hiểm nghĩ tới đây tôi cũng không biết mình nên làm gì nhẹ nhàng kéo tô mộc hai cái nói có thể tìm một thi thể nào đó nhận tội cho tôi hoặc kiếm được chứng cứ gì chứng minh tôi vô tội rồi rút lui không dính tới chuyện này nữa còn chuyện tìm phái cản thi sau này thì để cho những cảnh sát kia làm việc dù sao tôi cũng không quản được họ tô mộc nghe tôi nói liền đưa tay sờ chán tôi nói em có ấm đầu không em không giao được hung thủ cho cảnh sát thì em vẫn không thoát khỏi diện tình nghi hơn nữa chỉ bằng bọn họ em có cảm thấy bọn họ có thể là đối thủ của phái cản thi sao chuyện này em đừng xía vào chỉ cần đi theo là được, mọi chuyện cứ để anh ăn bài, anh ấy nói rất bá đạo, nói xong còn xoa xoa tóc tôi, sau đó đi tới thương lượng cùng bọn Lý Quân. Tôi đành thở dài, bất đắc dĩ đứng chờ ở một bên. Bọn họ trao đổi chừng hơn nửa tiếng Tô Mộc mới quay lại, hướng về phía tôi cười một tiếng, hỏi tôi có đói không, còn nói muốn mời tôi đi ăn bữa tiệc lớn. Tôi lại thấy kỳ quái, bây giờ tôi đang là thân phận nghi phạm, đừng nói đi theo Tô Mộc ra ngoài ăn tiệc dù là đi vệ sinh cảnh sát cũng hận không được phái nữ cảnh sát đi theo tôi làm sao tôi có thể đi ăn bữa tiệc lớn tôi nghiêng đầu nhìn lý quân dò hỏi nhưng tôi còn chưa kịp nghiêng đầu thì tô mộc đã kéo tay tôi cưỡng ép ôm tôi vào lòng rồi sau đó kéo tôi đi ra ngoài tòa nhà này tôi với tô mộc từng cùng nhau ở đây đối với xung quanh rất quen thuộc sau khi ra khỏi thang máy tô mộc tiếp tục đi thẳng đưa tôi tới trung tâm thương mại đối diện tòa nhà anh đi rất nhanh tay vẫn ôm eo tôi thật chặt, không để cho tôi quay đầu. Mãi khi vào trong trung tâm thương mại bước chân của Tô Mộc mới chậm lại, nhưng anh ấy vẫn rất cảnh giác, đưa tôi lên thẳng tầng trên cùng của trung tâm thương mại. Tầng trên cùng của trung tâm thương mại có một dạp chiếu phim, đối diện còn có một phòng trò chơi, thoát khỏi phòng kín. Nhưng không có quán ăn nào ở đây cả. mươi 124, Cương Thi Dâu Đen, trước đây tôi đã thấy qua thi ban trên người đồng Ngọc Thanh nên vô cùng khẳng định đó chính là thi ban, giống hệt thi ban trên người đồng Ngọc Thanh. Người đến là người chết, mà còn là người đã chết rất lâu rồi. Khó trách mộc dùng khăn đỏ trùm lên đầu tôi, bề ngoài của người chết nọ chắc chắc rất khủng bố. Nếu trình mắt thấy hắn ta đứng cạnh mình thì tôi chắc chắn bị dọa đến chết. Người nọ đứng trước mặt tôi, lặng lặng không cử động chút nào cả, cũng không biết hắn ta muốn làm gì. Tôi nôn nóng bất an trong lòng càng yên lặng tôi càng nôn nóng sợ hãi. Khi áp lực trong tôi sắp đến cực hạn thì hắn ta đột nhiên cong eo, ở trên đỉnh đầu tôi hít mạnh hai cái rõ ràng muốn ngửi mùi trên người tôi. Tôi bị dọa run cả người, nhắm chặt hai mắt, cũng may đến lúc mấu chốt thì tô mộc lặng lẽ nắm chặt tay tôi, ngón tay trượt khẽ lên lòng bàn tay tôi viết hai chữ, đừng sợ. Cảm nhận được anh đang bên cạnh, sự căng thẳng trong tôi cũng hơi dịu lại xác chết kia người mấy cái trên đỉnh đầu tôi mới thẳng lưng, nhấc chân đi vài bước quanh bốn phía mới cuối cùng đi đến cửa, kéo cửa ra ngoài. Tinh thần căng cứng của tôi mới giãn xuống, sau lưng tôi đã bị dọa người đổ đầy mồ hôi, áo dinh dính dán vào cơ thể vô cùng khó chịu. Tô Mộc dựng tay nghe ngóng, chắc chắn bên ngoài không còn tiếng động mới vén khăn trùng đầu của tôi lên, ôm chặt lấy tôi, không sao chứ. Dọa chết em rồi, anh đã sớm biết có người muốn đi vào đúng không? Mà còn biết người vào là xác chết mới che mắt em lại, sợ hù chết em hả? Tôi ôm chặt tấm lưng gầy gò của anh, ngẩng đầu nhìn anh. "Không biết tại sao tôi lại có cảm giác mình vừa gặp nạn mà không chết vây." "Ừm, không phải anh đã nói là có nội ứng ở tầng 32 hay sao? Cho nên mới đặc biệt dẫn em đi ra. Dù người nọ xuất hiện, từ lúc chúng ta bước ra, tầng 32 đã bị người ta theo dõi rồi. Chỉ có đầu mốc nhà em mới không phát giác ra." Cũng đúng, lúc trước anh theo em hơn nửa tháng, em cũng không phát giác ra được, đúng là ngu ngốc. Tô Mộc vừa mắng tôi vừa giúp tôi cởi áo cưới ra, khi cởi xong anh mới chạm đến cái lưng ướt đẫm của tôi, anh liền nhíu mày. Anh vậy mà cũng không nói gì nữa, trực tiếp ven áo thun tôi lên cởi khỏi người tôi. Tôi liền kinh ngạc thốt lên một tiếng, nhanh chóng che tay trước ngực. Ngoại trừ áo thun, tôi chỉ còn chưa lại áo lót, bỗng nhiên bị anh cởi áo giống như đang lõa lổ bại lộ trước mặt anh vậy tầm mắt của anh đặc biệt sáng tỏ dừng trên ngực tôi mắt tu hú nhìn ngắm một vòng trước ngực tôi mới hỏi tôi em che gì mà che cũng không phải anh chưa nhìn thấy bao giờ anh tôi bị anh ấy nói nghẹn họng đến nổi muốn phun nước bọt ra luôn cây ếch yêu ta sợ nhìn anh nhưng điều chết tiệt là anh ấy nói không sai xác thực là anh đã nhìn qua rồi tôi không phản bác nổi lời anh cũng may anh cũng không cố ý gây khó dễ cho tôi chỉ nhìn tôi cười một trận rồi mới cởi áo trên người anh mặc lên cho tôi còn chính anh thì lại dựa vào âm khí để che người dùng âm khí ngưng tụ thành một cái áo đen mặc lên người anh áo rô mộc rất rộng phía trên phảng phất một mùi thơm ngắt cỏ cây lành lạnh che lên người tôi tôi lập tức cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều giải quyết xong chuyện quần áo mắt anh nhìn chăm chăm vào khuôn mặt tôi sau đó anh cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán tôi rồi mới kéo tôi đi ra ngoài nói đi thôi chúng ta về chúng ta không cần đuổi theo cái xác kia sao hắn ta chắc chắc là của phái cản thi chúng ta không chộp lấy hắn thẩm vấn hay sao tôi hỏi một cái xác mà thôi không có suy nghĩ coi như em thẩm vấn hắn thì cũng không tra được bất kỳ manh mối gì đâu vậy mục đích chúng ta dẫn hắn đến đây là gì chứ tôi càng không hiểu gì cả Tô Mộc nhìn tôi một cách không còn gì để nói, lắc lắc đầu nói, tại sao anh lại cưới một người phụ nữ ngốc nghếch như em vậy chứ? Hắn là xác chết, thì phải nhận được sự điều khiển của chủ mới có thể hành động được, dựa vào sự hiểu biết của anh với phái cản thi. Thì khi chủ nhân điều khiển xác chết sẽ để lại một phần tinh thần trên xác cho nên khi chủ nhân thực hiện pháp thuật thì phản ứng của người chủ sẽ trở nên trì trệ, trí lực sẽ bị hạ thấp, khi anh đi ra ngoài đã bảo lý quân chú ý quan sát từng người bây giờ chúng ta đi về chắc chắc đã có kết quả trong tay lý quân rồi nói xong anh nhìn tôi bằng ánh mắt cứ như nhìn đồ mốc vậy mới kéo tôi đi ra ngoài tôi lập tức liền thấy không vui cái gì gọi tôi là người phụ nữ ngốc nghếch tôi cũng đâu biết khi phái cản thi điều khiển xác chết thì sẽ có phản ứng gì đâu chứ trừ việc này ra thì tôi cảm thấy mình vẫn khá thông minh đó chứ bước đi sau lưng anh tôi cảm thấy không phục buồn bực nói anh đúng là đã cưới một người phụ nữ ngu ngốc nhưng người đấy không phải là tôi, Lâm Yến Nhi không phải cũng đã gả cho anh sao, mà cô ta còn tổ chức hôn lễ với anh nữa, tôi cũng không có được đối xử như vậy đâu. Giọng nói đầy đố kỵ và ghen tuông, Tô Mộc nghe đến đây liền dừng bước, sau đó anh nhíu mày quay đầu lại nhìn tôi, sao nào, em đang ghen. Mới không phải, em chỉ nhắc nhở anh một chút, vợ anh lại không phải là em mà là Lâm Yến Nhi, giữa anh và em vẫn còn chưa cử hành hôn lễ đâu nhưng anh và em đã quan hệ vợ chồng với nhau, em muốn ăn quỳ tà, mày tô mộc càng nhíu chặt hơn, sau đó trên mặt anh xẹt một tia nghiêm nghị nói, mặc dù anh có danh vợ chồng cùng cô ta, nhưng em mới thực sự là vợ anh, trong lòng anh mãi mãi chỉ có một cô dâu là em, Lâm Yến Nhi không thể so sánh được với em, em nhớ kỹ. Tôi nghe thế người run một cái, vẻ mừng rỡ trên mặt làm sao cũng giấu không được, anh với cô ta, chưa từng lên giường đương nhiên tô mộc nói như đinh đóng cột cũng đúng tô mộc sao lại có thể lên giường với lâm yến nhi được chứ anh chỉ thuộc về mình tôi thôi lòng tôi chợt ấm áp tràn về cũng không để ý đến việc tô mộc và lâm yến nhi đã tổ chức hôn lễ nữa tôi nói mà tô mộc và lâm yến nhi kết hôn chắc chắn có nỗi khổ tâm nhưng anh ấy không muốn nói cho tôi có lẽ không muốn tôi lo lắng cho anh mà thôi nghĩ vậy tôi thấy vô cùng ngọt ngào giống như đang ăn một hũ kẹo vậy, hớn hở kéo tô mộc đi về, trên mặt còn giả bộ không thèm để ý mà dục anh mau đi về, tôi còn phải nghiêm túc điều tra nữa. Tô Mộc nhìn bộ dáng đắc ý của tôi cũng chỉ cười không nói gì nữa, để mặc cho tôi kéo anh trở lại tầng 32. Vừa ra thang máy thì Đào Nghị đã đứng chờ sẵn ở thang máy túm tôi lại, miệng còn lầm bầm, lại trời lại Phật. Cô cuối cùng cũng quay lại, tôi còn sợ cô chạy tội nữa chứ nói xong lại nhìn sâu tô mộc cười nói đã bắt được nghi phạm đã bị đạo trưởng phong thiên khống chế rồi tô mộc cũng không thấy ngoài ý muốn gì gật đầu rồi dẫn tôi đến căn phòng chỗ bọn lý quân mọi người ở tổ chuyên án đều tụ tập trong căn phòng này lý quân thấy tôi đã quay về mới thả lòng cơ mặt rồi chỉ về cái người ngồi xồm trên mặt sàn nói chính là anh ta khi các người đi khỏi tôi liền giả vờ phải chạy đi bắt các người bố trí thiên la địa võng để mỗi người đều chờ sẵn đợi quân địch nếu không có lệnh của tôi thì không cho phép ai được rời đi chỉ có anh ta khi các người đi khỏi mới lộ vẻ nôn nóng không bao lâu sau động tác liền bắt đầu chậm chạp mà tốc độ nói chuyện cũng chậm lại các người nhìn xem anh ta có phải là người của phái cản thi gì đó hay không người trên sàn mặc một thân quần áo cảnh sát vũ trang dáng người gầy gò nhỏ yếu làn da ngâm đen nếu không phải lý quân đã tự mình xác nhận thì thật đúng là không ai chú ý đến anh ta chỉ có điều anh ta một mực cúi đầu không chịu nói chuyện còn phong thiên thì lại ở bên cạnh cười tủm tỉm sờ hàm dâu dê của mình bộ dáng dành công tự kiêu nói với tô mục ngài có lẽ cũng hiểu rất rõ về phương diện này có thể thông qua vẻ ngoài của hắn để xác nhận được trình độ của hắn hay không đẳng cấp xác mà hắn nuôi là bao nhiêu cương thi dâu đen Tô Mộc thậm chí còn không nhìn thẳng mặt anh ta, trong miệng đã phun ra bốn chữ. Mà bốn chữ này vừa ra, mật thám nọ của phái cản thi vẫn luôn cúi đầu chợt ngẩng đầu lên. mươi 125, tiến về hang ổ, bây giờ tôi mới nhận ra, người trước mắt đó là vỏ dưa hấu đã dẫn chúng tôi đến tòa nhà này trước đây. Tầm mắt hắn ta trốn tránh sau khi nhìn thấy tôi, khi hắn chuyển mắt liền nhìn thấy tô mục, khuôn mặt liền tỏ vẻ kinh ngạc như không dám tin vậy hệ thống tu luyện của phái cản thi chúng tôi trước nay không được truyền ra ngoài anh là người ngoài vậy tại sao lại biết được thứ tôi nuôi chính là cương thi dâu đen chứ đến cùng anh là ai vỏ dưa hấu hỏi tô mộc lá gan hắn ta cũng không tính là to mà khi nhìn thấy tô mộc thì có lẽ đã biết được tô mộc là quỷ người run rẩy giọng nói cũng run run tôi là ai không quan trọng chỉ cần biết nguồn gốc của tôi và phái cản thi cũng khá sâu xa là được rồi bây giờ ngươi đã bị bắt bộ không tính dẫn chúng tôi đến xào huyệt nhà ngươi hay sao? Tô Mộc nhìn vỏ dưa hấu từ trên cao xuống, khóe miệng cười tà. Tuy rằng chỉ là lời nói trưng cầu ý kiến, nhưng giọng nói tràn ngập tính hung hăng áp bức, vốn dĩ không có ý cho vỏ dưa hấu từ chối. Mà dáng vẻ của anh nhìn qua rất gian ác, nếu không phải tôi hiểu rõ Tô Mộc, có lẽ cũng bị khi thế tỏa ra trên người anh dọa sợ. Quả nhiên, vỏ dưa hấu lại run dày hơn nữa chỉ có điều lần này cũng không thống khoái dẫn đường mà lại hỏi Tô Mộc một câu, nếu nguồn gốc của anh và phái cản thi rất sâu xa, vậy anh là địch hay là bạn với phái cản thi chúng tôi? Hắn ta hỏi cái này căn bản không có ý nghĩa gì, nhưng vẫn hỏi để gửi gắm hy vọng lên người Tô Mộc, mơ mộng thông qua quan hệ của Tô Mộc và phái cản thi thì có thể tha cho hắn một con đường sống. Nhưng tôi lại nhìn thấy khóe mắt của Tô Mộc nheo lại mấy cái, đây là điểm báo tâm tình anh đang khá bức bối nhìn vẻ mặt này của anh, có lẽ không phải là quan hệ bạn bè gì với phái cản thi cả. Tôi không nhịn được đau lòng thay cho vỏ dưa hấu, hắn ta gặp ai không gặp lại cứ động chúng tô mộc, đã vậy còn hỏi câu này cố ý muốn kích thích anh ấy. Cho dù thực lực của anh bây giờ không còn như trước, nhưng nhìn bộ dáng gan nhỏ của vỏ dưa hấu thì thực lực của hắn cũng không cao. Nếu Tô Mộc khó chịu ra tay với hắn thì hắn chết chắc. May mà Tô Mộc đứng trước mắt cảnh sát thì người khá là bình tĩnh chỉ nhìn vỏ dưa hấu rồi cười một chốc, nói ra đáp án lấp la lấp lửng, ngươi đoán xem. Nói xong còn tóm chặt lấy vỏ dưa hấu, để vỏ dưa hấu dẫn đường đến phái cản thi, nếu không dẫn đường thì... Lời đe dọa phía sau thì Tô Mộc không nói ra trước mặt mọi người, mà thì thầm ghé vào tay hắn. Chờ Tô Mộc nói xong, về mặt vỏ dưa hấu càng thêm khó coi, sợ hãi nhìn Tô Mộc rồi gật đầu sau đó hắn nói vị trí của môn phái khá vắng vẻ cần lái xe để đến nơi đội trưởng lý quân thấy đã có đầu mối liền thở ra một hơi dù sao ông ta là người dẫn đội áp lực rất lớn có điều ông ta vẫn nhìn tô mộc một cái như đang trưng cầu ý kiến của tô mộc vậy dù sao phái cản thi là loại môn phái quá tà dị ông ấy chưa từng tiếp xúc qua tuy là cảnh sát vũ trang nhưng trong lòng đối với các tổ chức tà dị như thế này cảm thấy rất e ngại tô mộc gật đầu để đội trưởng Lý Quân nghe theo lời vỏ dưa hấu mà làm việc. Không biết từ lúc nào, Tô Mộc nghiễm nhiên đã trở thành người đứng đầu của tổ chuyên án, khi đội trưởng Lý Quân có quyết định gì cũng sẽ trân cầu ý kiến của Tô Mộc trước vậy. Tìm người lái ba chiếc xe đến, cả tổ chuyên án và vỏ dưa hấu đều ngồi lên xe, Tô Mộc còn đặc biệt hỏi Phong Thiên có bằng lòng giám sát vỏ dưa hấu hay không, Phong Thiên cười rồi gật đầu. Nhưng đội trưởng Lý Quân thì vẫn chưa an tâm, cử đào nghị và một người khác cùng phong thiên giám sát vỏ dưa hấu. Bốn người bọn họ lên một chiếc xe, mà tôi và Tô Mộc, còn có cô nàng gọi là Diệp Nhu kia thì lên một chiếc khác. Cuối cùng là đội trưởng Lý Quân và Lạt Ma Tây Tạng kia thì cùng ngồi một chiếc xe khác nữa. Khi ngồi lên xe, tôi không kịp đợi muốn hỏi Tô Mộc và Phái Cản Thi có nguồn gốc gì sâu xa. Anh ấy còn có chuyện gì mà tôi không biết. Nhưng ngại vì trên xe còn có tài xế và Diệp Nhu nên nói nhiều cũng không tốt tôi đành lặng lẽ bảo tô mộc dùng âm khi đến che lại tai bọn họ không cho bọn họ nghe chúng tôi nói chuyện tô mộc lại khó được mà phối hợp với tôi anh ấy dường như cũng có chuyện muốn nói với tôi vậy xả ra một đoàn âm khí từ trong cơ thể rồi che lại tai bọn họ nói đợi lát nữa đến chỗ của phái cản thi em không được đi vào anh sẽ thuyết phục đội trưởng lý để em ở bên ngoài khẩu quyết của ngọc bội em còn nhớ kỹ đúng không ở bên ngoài đợi, nhưng em cũng không được bất cần, phái cản hy có rất nhiều nhân vật lợi hại, nên em phải thường xuyên bảo trì cảnh giác, một khi có gì không đúng liền đọc khẩu quyết thôi thúc ngọc bội. Anh ấy nói vô cùng trịnh trọng giống như đang bàn giao lời trăng chối vậy, tôi không nhịn được hỏi quan hệ giữa anh và phái cản thi, tại sao anh lại căng thẳng như vậy, hỏi chính sự anh lại im lặng, chỉ nói khiến tôi nhớ kỹ lời anh, tuyệt đối không được xuất hiện sơ sót gì. Tôi lập tức thấy không vui, anh ấy dù quan tâm tôi nhưng việc gì cũng muốn giấu tôi không muốn để cho tôi biết loại cảm giác này rất bực dọc nếu anh là người lạ cũng không sao đằng này anh cứ là tô mộc là người đàn ông tôi yêu giữa người yêu với nhau đương nhiên không hy vọng đối phương còn tồn tại bí mật gì nhưng tô mộc và đường dũng không giống nhau đường dũng có bí mật gì chỉ cần nhiều lần truy hỏi anh sẽ không nhịn được kiểu gì cũng nói ra mà bí mật của tô mộc nếu anh không muốn nói thì cho dù kiện lên trời thì cũng đừng hòng nghe anh nói ra một chữ nào tôi liền dứt khoát cũng lười đi hỏi anh truyền chủ đề nói về cương thi dâu đen hỏi anh nó rốt cuộc là thứ gì có lợi hại không may mà cái vấn đề này anh ấy lại bằng lòng nói cho tôi nghe nói rằng ở phái cản thi thì xác chết được chia thành ba đẳng cấp đó là thiên thi địa thi nhân thi tôi đã biết đến thiên thi và địa thi nên không nhiều lời về nó nữa mà nhân thi thì bởi vì phổ biến không quá quý hiếm nên phân chia của chúng thì tỉ mỉ hơn nhiều dựa theo yếu đến mạnh mà chia thành năm đẳng cấp chia theo cấp độ đó là đen trắng đỏ lục tím còn cương thi chúng tôi thấy hôm nay đó là cương thi dâu đen mới đến thời kỳ mọc dài răng nanh răng nanh lộ ra ngoài quay hàm thì có dâu đen cho nên gọi là cương thi dâu đen đồng nghĩa với việc nó là loại cương thi yếu nhất trong năm loại còn cương thi trắng thì tên gọi lại là cương thi tóc trắng cương thi dâu đen nếu tiếp tục tu luyện thì sẽ rút đi dâu đen mà trên đầu sẽ mọc lên tóc trắng tiếp đó là cương thi mắt đỏ cương thi mặt xanh lục rồi đến cương thi mảy tím khi đột phá đến giới hạn của cương thi mảy tím thì sẽ có thể tu luyện được một tia hồn người sinh ra ý thức và tư duy của chính mình lên cấp địa thi thì ra phức tạp như vậy có điều như vậy cũng tốt thực lực vỏ dưa hấu tôi không có đoán sai hắn tuy điều khiển cương thi theo dõi chúng tôi nhưng con cương thi hắn điều khiển lại là cương thi đẳng cấp thấp nhất, không đáng nhắc đến trước mặt Tô Mộc. Khó trách Tô Mộc lại lộ ra vẻ thong thả như vậy. Sau đó tôi hỏi anh vừa nãy nói gì với vỏ dưa hấu, tại sao vỏ dưa hấu đột nhiên lại dám phản bội sư môn mà dẫn chúng tôi đi đến hang ổ của phái Cản Thi? Dù sao tội phản bội sư môn thì ở đâu cũng là cấm kỵ, nếu bị người của phái Cản Thi biết được hắn dẫn Tô Mộc quay về, vậy cũng đồng nghĩa với việc hắn cũng khó còn đường sống nào nữa cũng không nói gì cả anh chỉ nói với hắn nếu không dẫn anh đi anh liền bóp nát đầu con cương thi dâu đen của hắn mà thôi cả phái cản thi mặc dù một người có thể điều khiển nhiều cương thi nhưng việc này đòi hỏi phải có thiên phú đa số người cả đời chỉ có thể sinh ra liên hệ với một xác chết cả đời chỉ có thể điều khiển một con cương thi cho nên dù bản lãnh con cương thi dâu đen của hắn không cao nhưng vẫn là bảo bối của hắn nếu như cương thi dâu đen không còn vậy hắn coi như đã phế đi vậy anh nhìn thấy nhiệt độ nung nấu trong mắt hắn liền hiểu hắn là một tên có dã tâm cho nên cương thi dâu đen chính là cội nguồn sinh mạng của hắn dù có nguy hiểm thì hắn cũng nhất định sẽ thỏa hiệp vì cương thi dâu đen tô mộc nói tôi bây giờ mới hiểu việc gật đầu ngay lúc tôi và Tô Mộc Yên lòng to gan mà nói chuyện với nhau, vô tình ánh mắt của tôi liếc nhìn về kính chiếu hậu phía trước. Cái kính chiếu hậu không để gặp vuông góc với cửa sổ bên cạnh mà lại nghiêng về một phía, vừa vặn từ góc độ của tôi có thể nhìn thấy gương mặt Diệp Nhu trong kính. Hai mắt cô ta như buồn chán nhìn về cửa sổ giống như đang nhìn phong cảnh bên ngoài vậy. Nhưng tôi lại trông thấy lỗ tai cô ấy động đậy hai lần, giống như đang dựng lỗ tai nghe chúng tôi nói chuyện mà âm khí màu đen được tô mục thả quanh tay cô nàng này đã sớm không thấy đâu rồi. mươi 126, Diệp Nhu thần bí, tôi chợt hồi hộp, âm khí tô mộc trước giờ rất bá đảo, ngoại trừ chính tô mục ra thì người khác không thể nào khống chế được. Dù thực lực bây giờ của tô mộc yếu, âm khí ít đi nhưng chất lượng âm khí vẫn như vậy, âm khí quanh tay cô nàng làm sao lại biến mất rồi. Còn có bây giờ cô ấy có thể nghe thấy bọn tôi nói chuyện tôi đột nhiên túm lấy người tô mộc ra hiệu anh nhìn lỗ tai diệp nhu sau khi anh nhìn thấy âm khí bên tai diệp nhu tiêu biến thì ánh mắt biến lạnh anh trầm giọng nói nếu đã nghe thấy thì cùng nhau thảo luận đi cô diệp có cao kiến gì hay không diệp nhu nghe vậy tay động đậy hai cái nhưng cô nàng cũng không quay đầu lại vẫn mơ màng nhìn ngoài cửa sổ dáng vẻ giả vờ như không nghe thấy nhưng mặc kệ cô nàng giả vờ như thế nào thì chỉ dựa vào việc ban nãy cô ấy động đậy cái tai thì cũng đã chắc chắn cô ấy có thể nghe thấy bọn tôi nói chuyện. Cũng may vừa nãy bọn tôi không có nói về việc quan trọng, chỉ là bổ sung kiến thức về cương thi mà thôi. Cô ta bằng lòng nghe thì cứ nghe thôi. Tô Mộc thấy cô nàng cô ý giả bộ cũng không nói gì nữa, chỉ nhếch miệng cười lạnh, ý tứ sâu xa nhìn lướt cô nàng, sau đó lại ôm tôi vào lòng, bảo là cả nửa ngày cực khổ rồi tôi cũng thấm mệt nên ngủ một chút đi thật ra tôi đã ngủ trên máy bay nên bây giờ cũng không mệt nhưng biết là tô mộc đang đề phòng diệp nhu nghe lén được cái gì nên cố ý không nói nữa bảo tôi đi ngủ tôi chỉ đành nằm trong lòng anh bình yên nhắm mắt lại nghỉ ngơi chợp mắt được hơn 3 tiếng đồng hồ thì xe cũng dừng lại trên một con đường núi gập ghềnh chúng tôi đã ra khỏi giang minh rất nhanh đã đến nơi tiếp giáp với giang tây cả vùng này đều là các dãy núi tầng tầng lớp lớp nhìn không thấy đầu đâu nữa cả vì hiện tại đã hơn 6 giờ trời sắp chạng vạng tối ánh chiều chiếu vào bên trên dãy núi khiến các mỏm núi như nhuộm lên một tầng hào quang màu vàng óng hiện ra vô cùng hùng vĩ tôi cũng không ngờ phái cản thi sẽ ẩn giấu ở một nơi có phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần như vậy bọn phong thiên đã áp tải vỏ dưa hấu xuống xe bọn họ bước về hướng tôi và tô mộc nói là phía trước hết đường rồi đoạn đường còn lại phải dựa vào chân mà đi trong lúc nói thì tôi nhìn vẻ mặt hai đồng chí cảnh sát sau lưng Phong Thiên không được tốt cho lắm, liền hỏi bọn họ bị sao vậy, có phải say xe hay không? Bị tôi hỏi, Đào Nghị liền xì một tiếng, nói gì mà say xe chứ, bọn họ yếu ớt đã quen, chỉ đi đường núi hai ngày mà thôi, còn chưa đi thì đã làm bộ mặt người chết, nếu sớm biết bọn họ không được việc như vậy, lúc xuất phát đã không dẫn theo họ rồi. Anh ấy nói ngay trước mặt hai cảnh sát nọ, lời nói cay nghiệt không nể nang ai nói đến nỗi mặt hai vị đồng chí hết xanh lại đỏ nhưng họ cũng không dám phản bác dù sao cũng là cùng một hệ thống công an nhưng đào nghị là người của thủ đô còn là quán quân chiến đấu quân hàm cảnh sát cũng cao hơn họ có điều đào nghị nói xong tôi liền sụ mặt xuống hai ngày đường núi trời ạ à, với cái chân này của tôi chỉ hai ngày đi đường bằng còn chịu không nổi huống chi là đi hai ngày đường núi thấy tôi đầy mặt bi thương đào nghị ghét bỏ lắc đầu nói chúng ta một đám thanh niên còn không bằng thể lực một ông già phong thiên. Phí lời, phong thiên mới hơn 50, huống chi bản thân ông ta là đạo trưởng, cả ngày lên núi xuống núi, khẳng định là thể lực tốt rồi. Tôi không cam lòng nhưng ở đây cũng không phải chỉ có một mình cô gái là tôi, tôi lập tức quay đầu nhìn Diệp Nhu. Cô ấy đứng sau lưng tôi, tuy đã nghe lời đào nghị nói nhưng vẫn là một bộ dáng nhẹ như gió bay, dường như hai ngày đường núi kia không cần cô nàng phải bước bộ vậy. Không cần nói nhảm nhiều lời nữa, sau khi thông báo mọi người phải đi bộ, đội trưởng Lý Quân để các chiến sĩ đi theo cởi xuống trang bị rồi để vào xe đầy đầy hướng núi mà đi. Trang bị mà bọn họ mang, đa số là súng đạn, còn có không ít bom. Có điều trong mắt tôi thì mang mấy thứ này cũng vô dụng, nếu đụng mặt cương thi thì bom đạn cũng không có tác dụng gì. Nhưng lời này tôi không dám nói bọn họ mang những thứ này theo là vì để có cảm giác an toàn, ngay cả tô mộc đều không lên tiếng thì tôi tự nhiên cũng không xen vào việc của người khác làm gì, mặc kệ bọn họ phí sức mà chứa đồ vật. chờ tất cả mọi người đã sắp xếp gọn gàng xong, vỏ dưa hấu dẫn chúng tôi xuyên qua một mảnh rừng cây râm rạp. phong thiên và đào nghị cả đường đều đi theo sát hắn, đề phòng hắn. ta muốn làm chuyện gì thiêu thân, mà diệp nhu vẫn trầm mặc ít nói như cũ, cũng không để ý đến người khác đi theo sau phong thiên. Tôi thấy Diệp Ngưu không nói gì nên cũng ngại ngùng la mệt, thành thực đi theo bọn họ. Chỉ là tôi còn chưa bước được hai bước, chân tôi đột nhiên đã bị dơ cao, bị người ta tóm lấy eo sốc lên, sau đó một bàn tay đỡ đầu gối tôi, ôm tôi kiểu công chúa để ngang trước ngực. Anh, tôi muốn hỏi Tô Mộc muốn làm gì, nhưng tôi còn chưa nói ra, Tô Mộc đã nói dựa vào cơ thể của em mà muốn đi đến chỗ của phái cản thi thì còn không phải muốn sủi bọt mép à, vẫn là đừng gây phiên phức cho anh nữa. Nói xong anh điều chỉnh tư thế, để tôi dựa vào càng thêm thoải mái, xài bước đi về phía trước. Mặt tôi liền ứng hồng, xoắn suýt nói, như vậy, không được tốt cho lắm, nhiều người ở trước mặt như vậy, mọi người đều đi bộ chỉ có tôi được ôm đi, sẽ ảnh hưởng không tốt đến người ta. Nhưng bộ dáng chăm sóc man lì của tô mộc thật quá đẹp trai mà là phụ nữ liền không thể nào kháng cự lại được đâu. Tô Mộc nghe thấy tôi nói liền cao cao mày, sau đó nói, cũng đúng, em nếu thấy không ổn thì tự mình nhảy xuống đi bộ, dù sao cũng chỉ đi hai ngày đường núi, chắc không mệt chết đâu. Nói xong thì liền làm bộ muốn buông tôi ra, tôi lập tức ôm cổ anh, vùi đầu vào lòng anh, nói khe, cái đó, chồng ôm vợ leo núi không có gì là không ổn cả, bọn họ bằng lòng đi theo nhìn chúng ta ân ái thì cứ để bọn họ nhìn thôi. Không biết xấu hổ, Tô Mộc mắng nói, nói xong cũng không chọc tôi nữa, anh ôm ngang tôi đi về phía trước. Tôi giống như con mèo nhỏ cuộn trong lòng anh, cũng may bước chân anh rất vững chãi. Bước được hơn một tiếng mà vẫn không thấy thở ra hơi, dường như tôi là không khí trong ngực anh vậy, không có chút trọng lượng nào cả. Thấy anh nhẹ nhàng như vậy, tôi cũng thoải mái thích ý, nằm trong ngực anh hết nhìn sang đông lại nhìn sang tây, mượn cơ hội quan sát Diệp ngu. Cô ấy nhìn qua rất gầy yếu nhưng thể lực lại lớn hơn tôi nghĩ. Đi đường núi lại hết tốc lực tiến về trước đã hơn một tiếng đồng hồ. Cả đội trưởng lý đều bắt đầu thở không ra hơi, mà cô ấy một chút cũng không sao. Vẫn một khuôn mặt không chút biểu tình nào, chăm chú đi sau lưng phong thiên, một bước cũng chưa tụt lại phía sau. con đường phía trước rất dài, mọi người không liên tục đi hai ngày mới đi đến trước một dạng núi. Dạng núi nọ rất lớn, vừa mới đến gần liền tràn ngập một luồng khí tức đặc biệt không cần vỏ dưa hấu phải nói tôi cũng biết đây chính là khu vực của phái cản thi tôi lập tức đòi hỏi bước xuống tự mình đi bị tô mộc ôm hai ngày liên tiếp thật ra tôi cũng thấy mệt nhưng nếu hô mệt mỏi thì giống như hơi già mồm ở đây mọi người hẳn là mệt mỏi hơn so với tôi duy chỉ có hai người là không lộ ra mệt mỏi nào tô mộc và diệp nhu lúc trước diệp nhu không nói nhiều nhưng tôi cũng không để trong lòng nhưng qua đoạn đường này tôi phát hiện dường như trên người cô ấy có chứa bí mật cực kỳ lớn cũng phải vụ án lớn như vậy cô ấy có thể lọt vào tổ chuyên án của trung ương nhất định có bản lĩnh bất phàm đáng tiếc là trong tổ chuyên án dường như ai cũng không biết về cô ấy tôi còn cố ý giả vờ tò mò tới chỗ đào nghị làm quen hỏi thông tin liên quan tới diệp nhu anh ta là người nhiều lời nhất nhưng nhắc đến diệp nhu cũng chỉ lắc đầu một cái nói cô ấy được cấp trên trực tiếp cử tới cụ thể thân phận là gì anh ta cũng không biết tôi đành từ bỏ không lâu sau khi vào lãnh địa phái cản thi diệp nhu cả đường im lặng không lên tiếng đột nhiên ôm lấy bụng nói cô ấy bị đau bụng sợ không thể tiến vào cùng mọi người được cô ấy là bảo bối của tổ chuyên án dáng dấp lại yểu điểu đào nghị liền tiến đến hỏi tình hình của cô ấy thế nào có cần ăn gì hay uống thuốc không diệp nhu lắc đầu nói là chuyện phụ nữ không cần phải phiền mọi người như vậy mọi người cứ đi là được cô ấy sẽ cắm trại ở nơi này chờ bọn họ an toàn trở về đào nghị lập tức gạt đi nói nơi đây là núi rừng hoang vu phía trước còn có người của phái cản thi nếu như đúng thật người phái cản thi biết tà thuật thì một mình cô ấy là con gái ở nơi này vô cùng nguy hiểm đào nghị nói rất đúng đắn nhưng người quản lý toàn đội không phải đào nghị mà là đội trưởng lý quân ông ta là một ông già lão luyện tuổi tác đã qua thời thương hoa tiếc nguyệt hơn nữa lai lịch diệp nhu không rõ ràng cho nên ông ta cũng không để diệp nhu ở trong lòng có lẽ sợ cô ấy đi theo sẽ làm trễ hành trình sau khi suy nghĩ một chút ông ta gật đầu một cái nói bên ngoài có người làm tiếp ứng cũng tốt có chuyện gì có thể chạy ra liên lạc với bên ngoài nói xong ông ta cho người dựng trại tại chỗ để lại hai cảnh sát được trang bị vũ trang ở lại bảo vệ diệp nhu sau đó tiếp tục lên đường, ngay lúc này, Tô Mộc đột nhiên bảo tôi ở lại đây, bởi vì anh ấy đã sớm nói nguyên nhân không muốn tôi vào phái cản thi cho nên bây giờ nghe anh ấy yêu cầu như vậy tôi cũng không cảm thấy bất ngờ. Nhưng Lý Quân ngay lập tức từ chối, đương nhiên vẫn bởi vì thân phận nghi phạm của tôi, không thể giống như Diệp Nhu được. Chuyện Tô Mộc đã quyết định người khác nói gì cũng không thay đổi được, anh ấy uy hát yêu ta Lý Quân nói không cho tôi ở lại thì anh ấy cũng không tiếp tục đi vào lãnh địa phái cản thi còn bảo phong thiên cũng quay về chuyện này cứ mặc kệ bọn họ một mình vào phái cản thi cũng không có khả năng sống sót trở về lúc ấy tạo cho tôi một thân phận giả tôi vẫn có thể có cuộc sống vô lo thấy anh ấy dám nói như vậy với người của bộ công an khiến tôi lo lắng tim sắp nhảy ra ngoài dẫu sao uy hát iota cảnh sát luôn là sai lầm lớn nhất là người có cấp bậc cao như đội trưởng lý quân chờ sau khi xong chuyện này quay về ai biết được lý quân sẽ xử lý chúng tôi như thế nào lý quân cũng bị tô mộc làm cho tức giận không nhẹ mặt đỏ ửng lên chỉ vào tô mộc nửa ngày cũng không nói ra được lời nào lúc này lạt ma tây tạng phá vỡ bế tắc có lẽ ông ấy không nói sõi tim hán dọc đường đi cũng không nghe ông ấy nói lời nào bây giờ cũng vậy chỉ ngăn lý quân lại cặp mắt nhìn chằm chằm tô mộc gật đầu một cái Thấy Tô Mộc cùng Lạt Ma đều đồng ý để tôi ở lại, Lý Quân cũng không nổi nóng nữa. Dù sao bây giờ ông ta rất tin phục Tô Mộc, hơn nữa ở đây còn có hai cảnh sát có vũ trang hẳn có thể coi chừng tôi, sẽ không để tôi chạy trốn. Lúc này ông ta mới gật đầu một cái, bảo tôi luôn luôn phải ở cùng Diệp Nhu. Đến khi bọn họ từ trong phái cản thi đi ra thì phải thấy tôi đầu tiên. Tôi gật đầu một cái, thật ra tôi không muốn ở lại chỗ này, muốn cùng vào với Tô Mộc nhưng suy nghĩ một chút thấy tôi nên nghe lời những chuyện trước đây đã dạy dỗ tôi chỉ cần tôi không nghe lời tô mộc liền sẽ gây họa rốt cuộc chỉ đem lại phiền toái cho anh ấy sau khi chắc chắn tôi sẽ ở lại sắc mặt lạnh như băng của tô mộc lúc này mới hỏa hoãn được mấy phần nặn ra một nụ cười nhạt với lý quân sau đó nhỏ giọng dặn dò tôi bảo tôi thời gian tới tập trung tu luyện thừa dịp nơi này có chút âm khí hãy hấp thu hết khả năng chỉ cần đem âm khí lấp đầy đầy thượng đan điền, đến lúc đó tôi sẽ có phát hiện mới. Tôi vốn không vui vì phải tách khỏi tô mộc, nhưng nghe được tô mộc nói tôi có phát hiện mới thì tinh thần liền chấn động, hỏi tô mộc phát hiện mới là gì. Tô mộc lại không chịu nói, chỉ bảo tôi cứ làm theo lời anh ấy dặn là tốt rồi. mươi 127, Hồ Ly Tuyết Trắng, nói xong bọn họ tiếp tục lên đường, chỉ còn lại tôi, Diệp Nhu cùng với hai viên cảnh sát đợi ở liều. Bởi vì thiết bị không nhiều, chúng tôi ở đây chỉ dựng hai cái lều theo thứ tự là của Diệp Nhu và các viên cảnh sát. Tôi không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể ở cùng liều với Diệp Nhu. Bởi vì không biết lai lịch Diệp Nhu, hơn nữa cô nàng lại có thể tiêu trừ hết âm khí tô mộc bố trí ở trên người mình cho nên tôi tương đối đề phòng. Sau khi lên tiếng chào hỏi, tôi kêu mệt rồi vào trong liều nghỉ ngơi. Diệp Nhu gật đầu một cái, tay vẫn ôm bụng giả bộ đau như cũ. Sau đó nói với viên cảnh sát cô ấy sẽ đi xa xa một chút, lát sẽ tự mình quay lại, bảo bọn họ không cần lo lắng. Nói xong, tôi nghe được tiếng bước chân cô ấy nhẹ nhàng rồi đi. Cô ấy đi tôi liền thở phào nhẹ nhõm, theo như lời cô ấy đau bụng nên đi giải quyết, nhưng tôi không tin chút nào. Có điều bây giờ không phải lúc tôi nên suy tính mục đích cô ấy thoát khỏi đội ngũ. Tôi ngồi xếp bằng trong lều, lấy ra thiên địa kích lấy thiên địa kích làm vật dẫn bắt đầu hấp thu điên cuồng âm khí phiêu tán khắp nơi nơi này là ổ của phái cản thi âm khí rất đậm đà nhưng khí tức nơi này ngoại trừ của âm khí ra còn có một loại khí tức không nói ra được chỉ biết là không giống âm khí hay dương khí loại khí tức này từ khi bước chân vào địa giới phái cản thi tôi mới nhận ra vừa rồi còn không chú ý nhưng bây giờ thông qua thiên địa kích nhận lấy âm khí mới khiến khí tức kỳ quái đó lộ ra rõ ràng hấp thu âm khí là một việc rất chậm chạm lại tinh tế, bất chi bất giác, đã hơn 2 giờ trôi qua, ngay tại thời điểm âm khí sắp đạt được nửa thượng đan điền thì tôi nghe thấy có tiếng người gọi tôi. Là hai viên cảnh sát kia, trên mặt bọn họ có chút luống cuống, nói Diệp Ngu đã đi hơn 2 giờ rồi còn chưa quay lại, bảo tôi đi cùng bọn họ ra ngoài một chuyến. Tôi đang hấp thu âm khí thuận lợi, đột nhiên bị cắt đứt nên cảm thấy có chút bực tức. Nhưng trước khi đi Diệp như nói là đi giải quyết. Tại chỗ cũng chỉ có tôi là nữ, tôi đành thu lại thiên địa kích, cùng bọn họ đi về hướng Diệp Nhu đã đi để tìm. Trong lòng tôi rất rõ ràng, Diệp Nhu nói là đi cầu chẳng qua chỉ là tìm cớ mà thôi, nhưng cô ấy đã đi hơn 2 giờ, hiển nhiên sẽ không lấy lý do là đi cầu nếu cần nhiều thời gian thế được, cho nên hẳn cô ấy gặp điều gì đó bất ngờ nên mới không sớm quay lại. Trong lòng tôi có suy nghĩ như vậy, thân thể yên lặng điều động âm khí vừa mới hấp thu được từ khi cá âm nhỏ bị thùng luồng tiên nuốt trọn tôi đã rất lâu không có cảm giác thượng đan điền lại dồi dào như vậy. Đem âm khí vừa mới được hút vào tôi thử ngưng tụ thành mấy sợi âm chia ra nhiều hướng rồi khuếch tán ra. Bây giờ những sợi âm kia cùng tôi ý thức tương liên, giống như có thêm những cánh tay dài vậy, mặc dù không nhìn thấy nhưng mơ hồ thông qua xúc cảm có thể biết đại khái hình dáng những thứ nó gặp. Thông qua phương pháp này tôi hẳn có thể dò xét khí tức diệp nhu lưu lại, như vậy có thể sớm tìm được cô ấy quả nhiên không bao lâu sau sợi âm phía bắc truyền tới một cảm giác dị thường hiển nhiên bên đó có tình huống gì đó không biết có phải là diệp nhu không nhưng trong lòng tôi mơ hồ đã có câu trả lời bên này tôi chỉ về phía bắc nói với cảnh sát cảnh sát thấy không có đầu mối gì thấy tôi đột nhiên chỉ về một hướng còn hỏi tôi có phải phát hiện ra điều gì tôi không giải thích với bọn họ đưa chân trực tiếp chạy về hướng bắc hai người bọn họ được lý quân ra lệnh phải trông coi tôi thấy tôi chạy liền cũng không để ý tôi có tìm ra đầu mối diệp nhu hay không cuống cuồng chạy theo càng chạy về phương bắc cảm giác khác thường sợi âm truyền về lại càng rõ ràng dường như có thứ gì đó mềm nhũn ở phía trước nhưng khí tức kia cũng không phải là dương khí tôi vừa chạy trong lòng vừa suy nghĩ theo như nói diệp nhu là một người trưởng thành còn sống trên người cho dù có thể tản mát ra nhiều khí tức lạ cũng không thể không có dương khí nhưng khí tức trước mắt rõ ràng không phải dương khí. Nói cách khác trước mặt rất có thể không phải Diệp Nhu. Nhưng tôi không ăn được lòng hiếu kỳ, cứ tiếp tục chạy tới. Tôi muốn thấy rốt cuộc thứ phát ra khí tức đặc biệt kia là gì. Chạy hơn 500 mét tôi liền thấy một con vật đang di chuyển trong hốc núi ở trước mặt. Lại có một con cáo toàn thân trắng như tuyết. Con cáo nọ lúc này lông toàn thân đã dựng đứng lên, móng vuốt dương lên hướng về cây hang núi trước mặt. Hang núi không lớn, chỉ có đến bắp chân tôi, có lẽ là hang chuột, nhưng cẩn thận thì có thể nghe được có tiếng tê tê nhỏ xíu truyền từ trong động ra. Hai cảnh sát phía sau tôi cũng sớm chạy tới, thấy con cáo toàn thân trắng như tuyết thì thích thú, nói cáo trắng như tuyết rất khó gặp được trong tự nhiên, cho dù có thấy cũng không sạch sẽ như vậy, đây chắc là thú nhà ai nuôi bỏ ở nơi này. Nói xong, một cảnh sát cũng chú ý tới cái hang nhỏ, chú ý một chút liền khẳng định nói, đây là một hang rắn, ở quê tôi thường thấy hang rắn này. Con cáo trắng hẳn đang muốn bắt con rắn trong hang, chúng ta phải đi qua đó, cho dù cáo trắng kia có phải cáo nhà nuôi hay không thì đều là động vật trong danh sách bảo vệ của nước nhà, cần được bảo vệ, lỡ nó có ăn phải độc rắn sẽ chết. Nói xong viên cảnh sát kia cũng không để ý tới chuyện đi tìm Diệp Nhu, trực tiếp lấy một cành cây to hướng về con cáo trắng xua đuổi. Con cáo trắng kia thấy viên cảnh sát, lúc này lông mới hạ xuống, nhưng nó cũng không sợ chạy mà chỉ lui về sau mấy bước. Ánh mắt lạnh lùng đầy ngỗ ngực nhìn viên cảnh sát kia. Viên cảnh sát kia thấy con cáo trắng không chạy đi, không thể làm gì khác hơn là bảo viên cảnh sát còn lại chú ý con cáo trắng kia. Phòng ngừa nó đột nhiên nhào tới tấn công, còn mình thì ngồi xuống bên cạnh hốc núi, dùng cành cây kia đào hang rắn. Cây hang kia có vẻ cũng không sâu, đào mấy cái cửa hang đã bị nới rộng ra. Tôi không quá hứng thú với con rắn trong hang kia, ánh mắt vẫn một mực chú ý tới con cáo trắng. Khí thức đặc thù mà sợi âm của tôi cảm giác được chính là từ con cáo trắng này, chỉ là lúc trước thấy nó rất hung hãn, bây giờ thì yên lặng ngồi một bên chờ viên cảnh sát bắt con rắn trong hang ra. Không biết tại sao, tôi có cảm giác con cáo trắng này có ý thức, giống như nó đoán được viên cảnh sát đang làm gì, yên lặng ở một bên trông coi. Mà ánh mắt của nó rõ ràng trốn tránh tôi, mặc tôi nhìn nó thế nào cặp mắt của nó đều không trực tiếp nhìn vào mắt tôi nó càng như vậy tôi lại càng cảm thấy nó có vấn đề tôi liền nhìn chăm chú nó đồng thời thử ngưng tụ ra hai sợi sợi âm muốn dùng sợi âm trói nó lại nhưng bây giờ lượng âm khí của tôi còn chưa cao tạo ra hai sợi sợi âm cùng lúc đã là cố gắng căn bản không kéo quá dài được sợi dây âm vừa mới bay đến trước mặt con cáo trắng đột nhiên cái đuôi của cáo trắng quét qua một cái cũng không biết nó cố ý hay tình cờ sợi âm tôi ngưng tụ được bị đuôi nó quét một cái liền tiêu tán trong không trung ngay lúc này tôi đột nhiên trợn mắt bởi vì lúc nó vừa quét đuôi tôi lại thấy có một luồng khói xanh lục phiêu tán ra từ người nó ngưng tụ ở trên đỉnh đầu trước kia tôi còn không biết khói kia là ý gì nhưng bây giờ liền nhớ đến con chuột tinh tôi liền kinh hô thành tiếng nói là hồ ly tinh nói xong tôi liền hối hận bởi vì con cáo trắng kia sau khi nghe thấy tôi nói ánh mắt nhíu lại bắn ra vô số tia lạnh sau đó thân ảnh màu trắng chợt lóe rồi chạy vào trong rừng chớp mắt một cái con cáo trắng đã biến mất không còn dấu vết viên cảnh sát phụ trách chú ý tới con cáo trắng kia nghe được tôi nói hồ ly tinh lập tức quay sang hỏi tôi là có ý gì tôi có giải thích cho anh ta cũng không rõ ràng bây giờ con cáo trắng đã chạy tôi càng không dám tùy tiện đuổi theo chỉ nói với viên cảnh sát nơi này rất nguy hiểm trước mắt tìm được diệp nhu quan trọng hơn vừa dứt lời thì viên cảnh sát đang đào cái hang kia hét lên một tiếng thảm thiết bột một tiếng bị ngã lăn ra đất lúc này hang con rắn kia đã bị đào không ít lộ ra một cửa hang to bằng cả người mà trên cửa hang kia có một con rắn đen nhánh mắt thâm độc đang nhìn chằm chằm vào viên cảnh sát đã hôn mê kia mắng ông nội ta đây không dính dáng gì đến ngươi vậy mà ngươi còn đào lên đây là ngươi đang phá nhà bất hợp pháp, có biết không? Nếu không phải ông nội thường lùng tiên của ngươi đang gặp chuyện khó xử thì đã sớm không giữ mạng ngươi lại. Thường lùng tiên, tôi sửng sốt nhìn con rắn đen đang giận dữ, khẽ gọi một tiếng. Rắn đen ở trên thế giới thì dáng dấp đều giống nhau, nhưng giọng điệu khi nói kia không phải là thường lùng tiên của tôi thì có thể là ai? Thường luồng tiên đang cắn răng nghiến lợi mắng, nghe thấy có người gọi tên cơ thể run một cái, sau đó quay đầu nhìn về phía tôi. Sau khi thấy tôi rõ ràng sừng sốt một chút, kỳ quái nói, con nhóc, ngươi sao lại ở chỗ này, tôi đến tìm ông. Sau khi ông vào trung tâm hỏa táng không thấy đi ra, ông biết tôi tốn bao nhiêu sức lực tìm ông không? Tôi mắng, đã sớm biết thùng luồng tiên xuất quỷ nhập thần không đáng tin cậy. Vậy mà tôi còn trông cậy vào nó sau khi thực lực tăng sẽ cùng tôi đi tìm quả phù họ vương tính sổ. Kết quả vậy mà lại gặp nó ở đây viên cảnh sát vẫn còn đang tỉnh kia không nghe thấy lời của thuồng luồng tiên chỉ thấy tôi đang nói chuyện với một con rắn mắt liền trợn tròn thuồng luồng tiên liếc anh ta một cái không do dự đem đuôi quét qua đánh ngã viên cảnh sát kia nó thấy tôi tức giận liền mở miệng cười hắc hắc mặt đầy nịnh hót bò tới thu nhỏ lại gấp mấy lần rồi quấn trên cổ tay tôi nói đây là một bất ngờ ta đã sống nhiều năm như vậy nhưng đây là lần đầu tiên thấy cương thi liền ngạc nhiên thử nếm cương thi một chút xem nó có mùi vị gì kết quả thịt cương thi ăn không được ta mới gặm một cái liền ngã ra đất chờ đến khi ta tỉnh đã bị mang tới nơi quỷ quái khỉ ho cỏ gáy này ta đã nghĩ mà biện pháp để bò trở về ai ngờ mới bỏ đi thì lại bị con cáo chết tiệt kia theo dõi may mà con nhóc nhà ngươi kịp chạy tới cứu mạng ông nội ta đây một mạng nói xong đuôi nó khẽ quệt quệt lên hình xăm ở cổ tay tôi hai cái mặt đầy bộ dáng lấy lòng tôi bị vẻ mặt của nó khiến cả người nổi da gà thuồng lủng tiên mặc dù thích khoác lác nhưng là một người rất tự đại từ trước tới giờ không chịu cúi đầu hôm nay đây là thế nào giống như là đổi tính vậy lại đi lấy lòng tôi được rồi coi như tôi đã thấy ông căn bản là không nhờ vả được vừa có chuyện liền theo ý mình ngay cả sống chết của tôi đều không qua tâm cứ tiếp tục như vậy tôi cũng không công phục ông nữa tự ông ra ngoài tìm quỷ ăn đi tôi cũng không cần ông bảo vệ tôi. Tôi cố ý nói, thường luồng tiên vừa nghe được liền nôn nóng, toàn bộ thân rắn cứ bỏ tới bỏ lui trên cổ tay tôi, nói tôi cũng không thể thấy chết không cứu, nó bị quăng tới nơi này còn chưa trách tôi, nói rõ ràng ăn quỷ thôi là được chuyện, sao lại mang nó đi ăn cương thi, kết quả nó trúng độc thi, thực lực bị tổn hại ngay cả gặp con cáo nhỏ cũng phải giúp vào trong hang làm con rùa đen giúp đồng, nó làm ông nội thường luồng tiên mấy trăm năm chưa lúc nào mất mặt như vậy. Nó nói trong sự bất bình cùng giận dữ, tôi lại chỉ nghe được điểm mấu chốt. Thực lực bị tổn hại, ngay cả cáo cũng đánh không lại. Tôi vội vàng giơ cánh tay lên, cũng không muốn cãi nhau với nó, để nó nhìn thẳng vào mắt tôi, hỏi, cái gì mà chúng độc bị tổn hại thực lực, ông đang bị thương, chương 128 thân phận của Diệp Nhu. Ừ, rất ngạc nhiên phải không? Thường luồng tiên nhướng mí mắt lên nhìn tôi, cả mặt mang vẻ khó chịu, cái vẻ mặt đấy, giống như khi nó ăn cương thi bị trúng độc vậy. Tôi có bắt nó phải ăn thịt cương thi sao? Là do nó tự mình quá tham ăn, nhìn thấy cái gì liền ăn cái đó. Thật là đáng đời, trong lòng tôi tối tăm nó bị như thế là do báo ứng nhưng tôi cũng không thấy vui vẻ gì. Suy cho cùng thì vương quả phụ đã hai lần phái đến thượng cổ hung thú tìm tôi gây rắc rối. Tôi chỉ có thể đặt hy vọng lên tuồng luồng tiên giúp tôi báo thù rửa hận. Bây giờ nó trúng độc bị thương rồi. Vậy thì việc quay lại tìm vương quả phụ báo thù còn gì vui nữa. Nhìn thấy vẻ chán nản trên mặt tôi. Thuồng luồng tiên không biết tôi đang lo lắng điều gì. Còn tưởng tôi đang lo lắng cho nó. Lại dương mép lên cười tâu tuét đuôi quấn trên cổ tay tôi cọ cọ nói nha đầu thật ra cô cũng không cần quá lo lắng cho ta ở đây không phải rất dồi dào âm khí sao với lại thật ra mà nói con cá âm nhỏ lần trước của cô mùi vị cũng không tệ cô mà có thể đi tìm thêm hai ba con như thế nữa đến cho tuồng luồng tiên gia gia đừng nói đến cái gì mà thượng cổ hung thú có là lão thiên gia lão tử đây cũng có thể giúp cô đánh bại nói đoạn nó lại lần nữa cười mìa tôi nhìn gương mặt rắn âm hiểm cực độ của nó, thật muốn cho nó một đập. lần trước nó ăn mất cá âm nhỏ của tôi, tôi còn chưa tìm nó tính sổ, nó lại còn nhắc đến trước. nếu tôi còn có thể tạo ra được cá âm nhỏ, tôi còn cần nó báo thù cho tôi sao? tôi chừng mắt với nó một cái, bảo nó không có việc gì thì tìm chỗ mát mẻ mà nằm, không thì trở về trên cổ tay tôi, miễn cho tôi gặp phải phiền phức. ai biết được khi tôi vừa nói xong, sắc mặt thuau luồng tiên bỗng kém đi nhìn xuống hình xăm dấu ấn trên người nó thở dài nói ta cũng muốn quay về nhưng hiện tại không có khả năng ở bên ngoài đi dạo cảm giác cũng giống như loài người các cô cởi chuồng không mặc quần áo vậy cái mùi vị đó cô tưởng rằng dễ chịu lắm sao hiện giờ lão tử bị thương quá nặng quay về không được trước mắt chỉ có thể ở tạm trên người cô cô nhanh luyện ra thêm một con cá âm nhỏ nữa cho lão tử bồi bổ bồ. ăn được cá âm nhỏ rồi ta thấy nó lại có chủ ý với cá âm nhỏ, tôi không đợi nó nói hết, liền ngắt lời, cá âm nhỏ thôi thì cũng bỏ qua đi, tôi luyện âm khí khó khăn lắm mới ngưng kết được lại thành dòng, ông còn hy vọng tôi đem âm khí nén thành dịch thể, hình thành cá âm nhỏ. Có mơ cũng không đem được đến cho ông, thấy tôi nói như thế, thường luồng tiên rõ ràng là bị sưỡng sờ một lát, sau đó cái đầu đang ngừng cao bỗng chui xuống giọng thấp lè tè, nói, cũng đúng, hy vọng cô làm được thì đúng là có chút cô thực tế, nói, xong nó nặng nề thở dài, biến nhỏ lại thành chiếc vòng tay hình rắn cuốn trên cổ tay tôi, dục tôi nhanh chóng rời khỏi đây, tránh cho bạch hồ quay trở lại, nhìn về cúi đầu chán nản của nó, tôi bỗng có chút buồn cười, tuy rằng việc nó bị thương tôi cũng có chút phiền muộn, nhưng bình thường nó vẫn là cái bộ dạng cao quý kiêu ngạo, đột nhiên biến thành thế này, thật sự là không nhịn được cười, tôi đã nhìn ra con hồ ly kia là yêu tinh tự nhiên cũng biết nó rất nguy hiểm. Sau khi chế diễu thuồng luồng tiên vài câu, cũng chuẩn bị rời khỏi đây, nhưng đến lúc nhìn lại hai cảnh sát đang bất tỉnh nhân sự kia, tôi cảm thấy có chút phiền não, mặc dù họ phải có trách nhiệm bảo vệ tôi, nhưng tôi với họ không thù không oán, đương nhiên cũng không thể ngồi dương mắt nhìn họ không quản như thế được. Tôi đành phải để thuồng luồng tiên làm cho hai cảnh sát đó tỉnh dậy, ai biết được thuồng luồng tiên lại lắc đầu, nói không cách nào làm tỉnh được với khả năng của nó hiện tại chỉ có thể làm ngất đi chứ không làm người ta tỉnh lại được, đây cũng là làm khó cho tôi rồi. Chỗ này mặc dù nói là cách nơi đóng quân không xa, tôi có dùng hết sức bình sinh thì cũng chỉ có thể miễn cưỡng kéo về được một người, hai người đàn ông cao to lực lưỡng, để một mình tôi làm sao mà đưa về hết được, đang trong lúc tôi vò đầu bứt tay không biết phải làm thế nào. Trong khu rừng trước mắt tôi bỗng truyền đến một loạt âm thanh, trong lòng liền căng thẳng, quay đầu lại phía đó nhìn lên xuất hiện ở phía trước vậy mà lại là Diệp Ngu, trên quần cô ấy toàn là bùn đất, gương mặt lúc đen lúc trắng, sau khi nhìn thấy tôi, trên mặt cô ấy bỗng có chút kinh hoàng, sau đó mới thả lòng thở ra một tiếng, hỏi, Lục Dương, cô không phải đang trong doanh trại nghỉ ngơi hay sao, sao lại ở đây, lần đầu tiên cô ấy chủ động nói với tôi nhiều như thế, tôi nói với cô ấy là do cô ấy đã đi vệ sinh những hai tiếng đồng hồ rồi, mọi người không yên tâm, nên mới ra ngoài tìm cô ấy. Nói xong tôi liền chỉ vào hai cảnh sát, nói bây giờ thì tốt rồi, vừa nãy không biết phải làm thế nào để đưa bọn họ trở lại, bây giờ mỗi người kéo một người là có thể đưa bọn họ về doanh trại rồi. Diệp Nhu nhìn hai người cảnh sát đang nằm hôn mê bất tỉnh trên đất, trên mặt có chút khó hiểu, hỏi bọn họ làm sao thế, sao lại nằm ngất trên mặt đất thế này, tôi đương nhiên không thể nói thật bọn họ là do thùng lùng tiên dọa ngất, đành đem mọi chuyện đổ lên đầu con cáo trắng ban nãy nói vừa nãy nhìn thấy một con bạch hồ, hai cảnh sát đối phó với nó, nhưng không đánh lại bị nó đánh cho nằm ra đó rồi. Tôi liền bịa chuyện, đem con cáo đó ác đấu cùng hai cảnh sát vẽ ra rất sinh động. Diệp Nhu lúc đầu khi nghe thấy con cáo trắng kia vậy mà không mảy may có chút biểu tình gì là kinh ngạc, vậy mà khi nghe đến đoạn hai cảnh sát kia đánh nhau cùng con cáo trắng đó. Trên mặt cô ấy mới xuất hiện chút vẻ quái gì, kiểu như nhìn tôi như nhìn một kẻ bốc phét vậy, cũng may là cô ấy không có hỏi lại tôi gật đầu rồi tự mình kéo một người cảnh sát lên vác anh ta trở về tôi cũng liền kéo một người theo sau diệp nhu trên đường tôi nhàm chán tiện mồm hỏi diệp nhu đi đâu mà lâu như vậy có phải gặp chuyện gì rồi không có đụng vài người của cản thi phái không diệp nhu lắc đầu nhưng cũng không có nói gì được lại bắt đầu cái bộ dạng im lặng đấy rồi cô không nói tôi cũng không tự chuốc lấy mất mặt làm gì liền chăm chú kéo hai cảnh sát kia trở về doanh trại lăn qua lăn lại nửa ngày thời gian thế mà đã sắp 10 giờ tối rồi. Ở đây là trên núi, trời tối rất nhanh, ngày và đêm có sự chênh lệch nhiệt độ rất lớn. Về đến khu liều trại, chúng tôi đã lạnh đến mức răng đánh cầm cập vào nhau rồi. Cũng may là hai cảnh sát kia bị thương không nặng lắm. Được chúng tôi nỗ lực kéo họ trở về, tâm trí cũng dần hồi phục. Một lúc sau, bọn họ lấy đèn pin ra nói là đi kiếm ít củi về để đốt bếp nấu cơm. Nói xong cũng không yêu cầu tôi đi cùng. Có lẽ là thấy tôi kéo họ về nên trong lòng biết ơn, muốn để tôi với Diệp Nhu ở lại liều trại nghỉ ngơi cho tốt, đợi một lát cơm chín đến ăn là được, tôi liền vui vẻ ngồi nhàn rỗi, vốn muốn nhân lúc trời lạnh, âm khí đậm hơn muốn hấp thu nhiều âm khí một chút, nhưng tiếng thủm luồng tiên lại vang lên bên tay tôi, gấp gáp bắt tôi đi theo mấy cảnh sát kia đi nhặt củi, nhanh chóng rời khỏi liều trại này, ông lại phát bệnh gì vậy, đang là ngày rét đại hàn đó tôi vừa mới lăn lộn một trận ở bên ngoài xong, cơm còn chưa kịp ăn, ông còn bắt tôi đi ra ngoài làm việc. Tôi bất mãn nói, nhưng giọng thùng luồng tiên vô cùng khẩn cấp, kiên trì bắt tôi rời khỏi liều trại, còn nói tôi là người trợ tiên của nó. Nó có thể làm hại tôi được sao? Không cần biết như thế nào, tôi buộc phải nghe lời nó, nó thực sự là không có lý do gì để hại tôi. Với lại nó nói với giọng cấp bách như thế, có vẻ như thật sự có chuyện gấp tôi cho dù là không tình nguyện nhưng vẫn thở dài một tiếng ngoan ngoãn theo lời nó rời khỏi liều trại ra khỏi liều trại thuồng luồng tiên càng quá đáng hơn trực tiếp bắt tôi hướng về phía bắc đi lên nói muốn đưa tôi đi xào huyệt của cản thi phái hội họp với tô mộc gặp được tô mộc tôi đương nhiên muốn hang ồ của cản thi phái lại dễ dàng đi vào như thế sao bên trong bao nhiêu cương thi như thế nói không chừng còn có thiên thi địa thi ở đó Tôi với thùm luồng tiên đơn thương độc mã đi tới, không phải là tự tìm chết sao? Thùm luồng tiên có thể nghe được ý nghĩ của tôi. Tôi vừa mới nghĩ đến đó xong, nó liền nói, kể cả đi cản thi phái tìm chết, vẫn còn an toàn hơn là ở lại đây. Cô biết người phụ nữ vừa nãy có thân phận gì không? Không, biết. Ông biết cô ta à? Tôi hỏi nó, mặc dù sớm cảm thấy Diệp Ngu rất kỳ quái, nhưng tôi thật sự không biết thân phận của cô ta là gì. Con cáo trắng ban nãy bắt nạt lão tử. Chính là nguyên thần của cô ta, cô ta chính là hồ ly tinh, trên người bốc lên mùi hồ ly cả yêu khí, không thể sai được, chương 129, hạch yêu, yêu khí, tôi cả kinh nói, thấy tôi lặp lại lời nói của ông ta. Thuồng luồng tiên liền hồi hộp vầy cái đuôi qua muốn che miệng tôi lại, sợ Diệp Nhu nghe thấy. Tôi chợt thấy ghét bỏ nên vội vàng né tránh, có điều đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy thuồng luồng tiên căng thẳng như vậy. Cuốn chi cô nàng Diệp Nhu nọ đích thật là rất kỳ lạ, thường lùng tiên không có lý do gì lừa tôi cả. Trách không được cô ta thần thần bí bí, hóa ra là hồ ly tinh, trưởng thành đến nay thì trừ chuột tinh lần trước ra. Đây là lần đầu tiên tôi thấy yêu tinh, ngoại trừ nói không nhiều thì cũng không có gì khác biệt với người bình thường cả. Dù vậy thì tôi vẫn bị kinh ngạc đến cây ếch yêu ta sợ vô cùng. Sau khi đã xác định được thân phận hồ ly tinh của Diệp Nhu, tôi cũng không do dự nữa trực tiếp theo chỉ thị của thuồng luồng tiên mà đi về phía bắc thuồng luồng tiên mới trốn ra phái cản thi nên tất nhiên là biết được đường trở về đấy rồi men theo con đường thuồng luồng tiên chỉ đi được hơn nửa tiếng đồng hồ vừa đi thuồng luồng tiên căng thẳng cả đường cứ quay đầu về sau nhìn lại sợ diệp nhu đuổi theo may mà diệp nhu không đuổi theo đi được hồi lâu sau khi chắc chắn đã an toàn thì tôi mới hỏi thuồng luồng tiên là đã xảy ra chuyện gì ông ta là một con thùm luồng sẽ biến thành rồng thì tại sao lại sợ một con cáo thành tinh cho được chứ chẳng lẽ diệp nhu là một con yêu tinh rất lợi hại hay sao gì mà sợ chứ ông nội thùm luồng tiên ta đây chỉ là rồng bị mắc cạn thôi chứ sao nếu ông đây không bị trúng độc thi, bản lãnh tạm thời bị mất thì lúc nãy đã nuốt luôn nó chỉ là một con cáo nhỏ thành tinh cùng lắm chỉ là một con cáo yêu song hạch mà thôi nếu mà vào thời kỳ khỏe mạnh như trước đây thì giết nó không đáng kể gì đâu thuồng luồng tiên nói ông ấy nói việc này thì vô cùng căm phẫn giống như trong vòng một nghìn năm qua chưa từng chịu uất ức lớn như thế này tôi thấy ông sắp tức điên bèn nhịn không được cười một tiếng còn cái gì mà song hạch bộ ông đang bán điện thoại à bây giờ người ta đều đã bán đến vi xử lý tám nhân hạch lận đã sớm đào thải hai nhân từ lâu rồi á à? tôi nói thuồng luồng tiên chừng mắt có lẽ không nghe hiểu cái gì là hai nhân với tám nhân nói uổng cho con nhóc nhà cô đã là người trợ tiên của ông nội ta đây mà không chịu làm bài tập các ngươi tu luyện là hai khí âm dương đan điền chính là nơi chứa đựng hai khí âm dương mà yêu quái chúng ta tu luyện yêu khí khi yêu khí ngưng tụ đến một mực độ nhất định thì sẽ tạo thành yêu hạch mà yêu hạch trong cơ thể càng nhiều thì đại biểu thực lực yêu quái càng mạnh cho nên con cáo nhỏ kia chỉ mới là yêu tinh song hạch mà thôi ở trước mặt ông đây mà muốn sách giày cho ông đây cũng không xứng đâu. Yêu, ông không phải là tiên sao? Sao giờ lại là yêu tinh? Tôi thấy kỳ lạ, bị tôi hỏi, ánh mắt thùng lường tiên liền biến đổi, sau đó lúc mở miệng thì giọng nói khá xấu hổ, cái đó, ông đây đương nhiên là tiên, nhưng cơ thể trước khi thành tiên thì là yêu, khi ông đây hóa rồng thành công thì sẽ đứng hàng tiên ban, còn nhóc cô sẽ trở thành người có công lớn nhất rồi, không phải có câu nói rất đúng hay sao? một người đắc đạo thì chó gà đều được nhờ không chừng đến lúc đó thì con nhóc cô có thể đi theo ông đây trở thành tiên nữ nữa đấy thì ra tôi chỉ là chó gà đi theo ông thăng thiên thôi đúng không tôi trợn mắt nhìn thuồng luồng tiên ông ấy là một con rắn đen ngược lại lúc nào cũng có thể giả làm con sói đuôi to thuồng luồng tiên nói cả nửa ngày thật ra chỉ là yêu tinh mà thôi khoảng cách biến thành tiên còn xa lắm vậy ông có mấy nhân vậy chứ có lợi hại hơn con cáo tinh đó không? Tôi vừa đi vừa hỏi thùng lùng tiên. Nghe đến đây, thùng lùng tiên lập tức gật đầu, vẻ kiêu ngạo xét lên mặt nói. Ông đây đã tu luyện được gần ngàn năm, bây giờ đã là thùng lùng tiên sáu hạch, bỏ rơi con cáo tinh kia mấy giấy phố rồi đó. Còn nhóc cô nói hai người ai lợi hại hơn ai chứ? Là rắn yêu sáu hạch tôi sửa lại lời ông ấy nói. Có điều đã xác định được thực lực vốn có của thùng lùng tiên lợi hại hơn cáo tinh nên tôi nhẹ nhõm hơn nhiều mặc kệ mục đích của con cáo tinh kia là gì là địch hay là bạn của chúng tôi thì chỉ cần đợi thuồng luồng tiên khôi phục thì tôi cũng không sợ chạm trán với cô nàng nữa thuồng luồng tiên bị tôi chọc liền mặt mày khó chịu có điều cũng không phản bác lại tôi mà nói tất cả yêu quái trong thiên hạ tu luyện tới cực hạn sẽ hình thành đến chín hạch ông đây chỉ còn kém có ba hạch liền có thể hóa rồng con nhóc cô ngoan ngoãn nuôi ông đợi khi ông tu luyện ra ba viên hạch nọ thì liền mang cô lên trời Ông đừng có lừa tôi." Tôi lắc đầu, lúc trước không hiểu rõ mấy thứ này, Tô Mộc cũng không nói rõ chi tiết cho tôi biết. Bây giờ nghe vậy, việc làm người trợ tiên vốn chính là việc cực khổ, ông mất gần ngàn năm mới tu được 6 viên yêu hạch, dựa vào tôi nuôi mà muốn luyện ra 3 viên yêu hạch, tính ra ít nhất cần 500 năm mới được. Tôi có thể sống được trăm năm đã là kỳ tích rồi, thì sao có thể đợi đến ngày ông hóa rồng được chứ?" Cô nhóc, là cô không hiểu, thời gian 500 năm tu luyện trước vốn ông đây đã không có tìm người trợ tiên, chỉ dựa vào chính mình tu luyện từng chút một, cho nên quá trình chậm chạp, còn 500 sau đó ông tìm người trợ tiên, nhưng tiếc là năng khiếu trời cho của thằng nhóc đó không ra gì, cho nên đã 500 trôi qua cũng không tu được thành quả to lớn gì, bây giờ mới phí sức tìm được cô nhóc cô đó. Thường luồng tiên nói. Đột nhiên tôi thấy tò mò những gì thùng luồng tiên đã trải qua, hỏi ông ta người trợ tiên trước đây là người như thế nào vậy, nuôi ông ta lâu như vậy, kết quả cuối cùng đã trở thành như thế nào? Hỏi đến đây lòng tôi cũng vì mình tính toán thiệt hơn, muốn nghe ngóng kết cục tương lai của chính mình. Thằng nhóc kia còn ngu hơn cô, 500 năm, ông đây theo hắn dòng dã luân hồi năm kiếp, hắn mới tích lũy được nhân phẩm tốt mà đầu thai được nhà tốt. Cuối cùng, thường luồng tiên vừa nói, vừa lắc đầu than thở, nói đến phía sau đột nhiên ngước mắt nhìn tôi, nhách miệng rắn cười, không nói nữa sau đó thì sao, tôi sợ nhất bị người khác cố ý dài dòng, sốt ruột nói. Thiên cơ không thể tiết lộ, thường luồng tiên cố ý ra vẻ nặng nề nói, tôi thì muốn bóp chết rắn, hỏi nó mấy lần, nhưng mặc kệ tôi hỏi gì, thường luồng tiên cũng chỉ nói câu đó, tôi chỉ đành bỏ qua đề tài này, tiếp tục đi về hướng phái cản thi. Đi không được bao lâu, tôi đột nhiên lại nghĩ đến một vấn đề khác đến, hỏi thường luồng tiên, không đúng, con cáo tinh nọ chẳng qua là cáo yêu sáu hạch đã có thể biến thành hình người ông cũng đã sáu hạch sao vẫn là một con rắn ông không thể hóa thành hình người sao có thể nha thuồng luồng tiên lười biếng chừng mắt nói một cách đương nhiên tôi lập tức dừng bước lại cây ếch yêu ta sợ nhìn xem thuồng luồng tiên ông có thể hóa thành hình người vậy sao tôi chưa hề thấy ông biến hình người ông biến một cái cho tôi nhìn xem không biến yêu quái cấp thấp thích biến hình người lửa nhân loại các ngươi giống như ta một con yêu cao cấp chỉ có hóa rồng mới xứng mà thôi giọng thường luồng tiên lười nhác trong giọng nói lộ ra sự kiêu ngạo không nói nên lời nhưng sau khi tôi biết thường luồng tiên có thể biến thành người tò mò muốn chết trực tiếp cầm lấy mình rắn cầm nó trong tay không ngừng lay nó để nó biến người cho tôi nhìn xem thường luồng tiên bị tôi lay đến choáng váng đầu óc thấy tôi thực sự tò mò mới không nhịn được nói, được rồi được rồi, ông đây biến. Nhưng sau khi con nhóc cô xem xong thì không được cười ông đây, nếu không ông liền ăn thịt cô. Ông ấy nói rất nghiêm túc hung ác, trong lòng tôi càng mong đợi, liên tục gật đầu, cam đoan không cười, sau đó nhẹ nhàng thả thuồng luồng tiên xuống đất. Thường luồng tiên nhẹ nhàng quay một vòng trên mặt đất, sau đó đầu dẫn theo cơ thể đong đưa hai bên trái phải, giống như đang khiêu vũ, vô cùng nhịp nhàng mà nương theo sự đong đưa ấy của ông ấy, tôi nhìn thấy quanh ông chậm rãi tụ lại âm khí, quay quanh lấy ông. Âm khí nọ cao cỡ một người, khi âm khí dần không còn, một người đàn ông xa lạ cao hơn một mét bảy xuất hiện trước mắt tôi. Khuôn mặt anh ta gầy gò, có một cái cằm nhọn đặc biệt, khuôn mặt phảng phất như rắn, ánh mắt của anh ta vô cùng hẹp dài. Mắt mang ánh sáng sắc bén, mang đến một cảm giác trong trẻo nhưng lạnh lùng không diễn tả được bằng lời lại chứa đựng ánh mắt như của một tổng giám đốc bá đạo. Có điều anh ta có một sự thiếu hụt chí mạng, đó là cả người không có lông, trên đầu không có một cọng tóc, chọc sáng như bóng đèn. Đã vậy lông mi và lông mày cũng trụi lũi, phía trên đôi mắt chỉ có cây chán, nhìn rất quái lạ. Khá buồn cười, khó trách ông ta bảo không cho tôi cười, thì ra khi biến thành hình người lại có bộ dáng kỳ lạ như vậy. Ha ha, cho dù đã cố nhịn cười, nhưng khóe miệng không thể nhịn được nhếch miệng cười. Thường luồng tiên thấy vậy ánh mắt liền lạnh, trực tiếp há mồm chạy tới cắn tay tôi. Cũng may ông ta đang biến thành người, răng cũng biến thành răng người, không còn sắc bén nữa. Dù vậy trên cổ tay tôi vẫn lưu lại một dấu răng tròn trịa. Cười cọng lông nha, ông đây đã nói là không biến thành người rồi mà. Thường luồng tiên nổi nóng nói, nói xong ông ta liền nằm sấp trên mặt đất, nhìn lại đã trở lại hình dáng con rắn đen đi nhanh đi, thường luồng tiên tức giận nói, nói xong ông ta lại leo lên trên bả vai của tôi. Chỉ là lúc trước không cảm thấy kỳ lạ khi ông ấy ngồi trên bả vai, hiện tại bị bò lên, tôi lại cảm thấy là lạ, giống như một người đàn ông đang ngồi lên vai của mình vậy. Tôi hơi ngại, bèn cầm thường luồng tiên đặt trên cổ tay tôi, dựa theo hướng chỉ đường của ông ta đi sâu vào rừng. Mà lúc này trời đã hoàn toàn tối, thêm nhiệt độ không ngừng hạ trên núi, đi một hồi tôi vừa lạnh lại vừa đói, có chút không đi được nữa rồi. Thường luồng tiên vừa mắng tôi vô dụng, vừa bò xuống người tôi, rồi bò soàn soạt vào cánh rừng sâu, bảo là đi bắt thỏ hoang về cho tôi, dặn tôi không được đi lung tung, ở tại chỗ chờ ông ta là được. Tôi liền gật đầu, vốn đã thấy hơi đói chờ hai chiến sĩ kia nấu cơm ăn, bây giờ đi lâu như vậy, tôi sớm đã bị đói đến ngực dán vào lưng rồi. Sau khi thường luồng tiên bỏ đi, chỉ còn lại tôi sợ hãi trong cánh rừng tối đen như mực này, liền móc điện thoại ra buồn chán lướt điện thoại. Trong núi rừng không có tín hiệu, điện thoại di động đang hiển thị không phục vụ, tôi không thể làm gì khác hơn là lướt xem ảnh chụp. Lướt vài tấm ảnh tôi mới phát hiện, điện thoại bên trong của tôi lại sạch sẽ đến vậy, một tâm ảnh của tô mộc cũng không có, tất cả được là ảnh đã chụp từ rất lâu. Đúng lúc này điện thoại tôi chợt tinh một tiếng, hiện ra một thông báo. Đó là thông báo từ WeChat, thông báo là ở quanh đây có người yêu cầu kết bạn. Tôi liền thấy căng thẳng, trên điện thoại vẫn biểu hiện sim không phục vụ như cũ, nhưng thông báo yêu cầu kết bạn lại đang tồn tại. Tôi lập tức đứng lên, cảnh giác nhìn bốn phía, rừng núi hoang vắng, lại không có tín hiệu, điện thoại đột nhiên bung ra thông báo yêu cầu kết bạn, thực sự quá quỷ gì. Tôi cơ hồ không có chút do dự, trực tiếp bấm từ chối, nhưng điện thoại rất nhanh liền nhận thêm thông báo vẫn là thông báo yêu cầu được kết bản của người nọ. Anh ta còn bổ sung thêm một câu, không thêm bạn tôi, cô đừng mơ bước vào phái cản thi nửa bước. Tôi nghe câu này, run rẩy một cái kém chút rớt luôn điện thoại. Nhưng tôi nhìn bốn phía đen như mực, chu vi 5 mét ngoại trừ tôi ra thì không có ai. Tôi sắp bị hồ chết luôn, luôn có cảm giác có người nhìn trộm. Nhưng tôi lại tìm không thấy bất luận dấu vết gì để lại. Nhìn hàng chữ trên màn hình điện thoại di động, trong lòng như có ngàn quân vạn mã đang lao nhanh, chà đạp tâm trí tôi. Do dự một hồi, tôi mới run rẩy vươn tay, bấm đồng ý. Mặc kệ đối phương là ai, chí ít anh ta không ở trước mặt tôi, chỉ thông qua WeChat kết bạn mà thôi, mà anh ta có thể chủ động gửi yêu cầu kết bạn cho tôi khi không có mạng, đã nói lên anh ta có đủ bản lãnh tìm tới chỗ tôi. Chương 130, gặp Bạch Phát Cương, nhìn ảnh đại diện của hắn, hẳn là người của cản Thi phái nhưng nếu hắn biết giao tiên tồn tại sao còn để cho giao tiên trốn ra được tôi có chút kỳ quái nhưng liên quan tới chuyện giao tiên đang bị cản thi phái săn đuổi tôi cũng không biết rõ đành trả lời hắn muốn giao tiên thì tự đến bắt lời này của tôi thật ra tương đối mạo hiểm không khác nào chủ động hấp dẫn đối thủ tới nhưng bây giờ tôi ở dưới mắt hắn cho dù tôi từ chối thì có tác dụng không hơn nữa thật ra tôi còn có tâm tư khác theo những gì tôi thấy hắn thật sự muốn giao tiên tôi từ chối cũng vô ích. Nhưng cũng là, nếu hắn thật sự muốn bắt giao tiên thì cần gì phải hỏi tôi. Cứ trực tiếp cướp lấy giao tiên không đơn giản hơn sao, tôi không tin hắn đã xông vào nhà kho, muốn lấy đồ lại còn phải đợi chủ nhân đồng ý. Quả nhiên tôi gửi tin đi một hồi lâu bên kia cũng không đáp lại, ngay tại lúc tôi cho rằng đối phương đã từ bỏ thì có một tin truyền đến, có cương thi ở gần ngươi, muốn sống hãy đi về hướng đông, tôi nhất thời sừng sốt một chút tôi cũng không đồng ý đem giao tiên cho hắn sao hắn lại phải giúp tôi hơn nữa tin hắn nói là thật hay giả nếu quả thật gần tôi có cương thi vậy thì chẳng phải rất nguy hiểm sao tôi có chút khẩn trương lần nữa nhìn xung quanh một chút bốn phía vẫn một mảnh đen nhánh cũng không có tình huống dị thường gì nhưng vấn đề là giao tiên đã đi lâu như vậy còn chua trở về tôi không dám coi thường yên lặng đem ngọc bội tô mộc cho cầm trên tay đồng thời một tay khác siết chặt thiên địa kích chỉ chờ có tình huống dị thường liền tấn công ngay ngay khi tôi chuẩn bị xong tư thế thì xa xa trong rừng đột nhiên truyền đến tiếng động nhỏ đó là tiếng chân đạp trên lá rụng cách rất xa nhưng bởi vì trong núi yên tĩnh nên âm thành truyền rất rõ ràng tinh thần tôi chấn động một cái mắt nhìn chằm chằm vào hướng có tiếng động truyền tới không bao lâu sau tôi thấy một bóng người mờ mờ động tác cứng ngắc đi về phía tôi không cần hỏi nhất định là cương thi tinh thần tôi căng thẳng cũng không để ý chờ giao tiên nữa quay đầu chạy động tác của cương thi sau lưng tôi vốn rất chậm đi từng bước từng bước nghe thấy tiếng tôi chạy tốc độ của nó cũng nhanh theo tôi có thể nghe được tiếng chân đạp lá rụng rõ ràng sau lưng càng ngày càng gần rất nhanh một mùi hôi tanh theo gió thổi tới tiếng bước chân đã ép tới sau lưng tôi không tới một mét tôi sợ gần chết trái tim đập thình thịch hận không thể bung ra khỏi lồng ngực chạy thẳng nhất định sẽ không thoát được trước mắt tôi có một thân cân Tôi không kịp suy nghĩ gì theo bản năng vọt lên trên cây. Con người ở trước mặt sinh tử thường có thể bộc phát ra tiềm lực kinh người. Trước kia tôi cũng không giỏi trèo cây. Nhưng bây giờ tôi dường như nhảy ba bước đã lên được hai mét. Đảo mắt đã thấy cương thi ở ngay dưới tảng cây trước mặt tôi. Cùng may hắn đến dưới tảng cây cũng không leo lên. Chỉ ngửa đầu nhìn tôi. Trong miệng phát ra tiếng gừ gừ như dã thú kêu. Không ngừng dùng thân thể ủi vào cây. Muốn khiến tôi rơi xuống. Thế vậy tôi liền leo tới một nhánh cây to hơn ôm sát vào thở hổn hển nhìn xuống phía dưới nhờ ánh đèn từ điện thoại tôi thấy được một người như quái vật đứng ở dưới da mặt nó héo quát lại hốc mắt lõm sâu vành mắt thâm đen hai con người đen thùi đang trợn mắt nhìn thẳng vào tôi nổi bật nhất chính là mái tóc trắng của nó dối bời nhìn qua giống như một con quái vật hết sức kinh khủng hắn bị ánh sáng điện thoại soi vào càng tỏ ra cáu kỉnh miệng gào lớn hơn lực tông vào cây cũng mạnh hơn cây lung lay rất mạnh tôi không nắm chắc khiến điện thoại rơi xuống cũng may ngọc bội cùng thiên địa kích không rơi tôi cất hai món đó cẩn thận tay ôm chặt thân cân toàn thân cùng người móng tay dường như bám chặt vào thân cây bây giờ tôi không còn cách nào khác muốn sống chỉ có thể ở lại trên cây tốn thời gian với hắn nếu như có thể cầm cự được tới khi nó rời đi thì coi như tôi đã nhặt lại được một cái mạng Cho nên tôi sử dụng hết sức bình sinh ôm chặt thân cân Hận không đem thân mình hòa vào với thân cây Cương thi kia thấy hút thân cân không khiến tôi rơi xuống lại càng nóng này Lớn tiếng gào thét một tiếng Rồi buông thân cân lui về phía sau Đột nhiên tôi có dự cảm không tốt Chẳng lẽ hắn cũng muốn leo lên đây Đang suy nghĩ thì cương thi kia đã lui đủ xa Sau đó gầm một tiếng chạy thật nhanh hướng tới cây chỉ là hắn ta không leo lên mà dùng thân thể cứng như sắt hút trực tiếp vào thân cây đồng thời móng tay nó bỗng dài ra chém vào thân cây như lưỡi cưa thép dầm thân cây phát ra một tiếng vang thật lớn cả người tôi rung lên thân thể đều bị thân cây va đập đã tê dần lá bên người rụng xuống xào xạc suýt chút nữa tôi cũng bị hất ra khá may là tôi vẫn bám được một lần nữa tôi lại ôm chặt thân cây sợ hết hồn trong lòng có một chút vui mừng vì may mắn nhưng tôi còn chưa kịp vui mừng xong thì thân cân phía dưới lại bị cương thi kia hút vào hút hơn 10 lần thân cây đột nhiên rắc rắc một tiếng giòn rã xong rồi cây kia rốt cuộc đã không chịu được bị gãy ngang rồi chậm rãi đổ xuống một bên tôi cũng theo thân cây từ từ nghiêng theo thậm chí tôi có thể ngửi được mùi vị chán ghét tản ra từ người cương thi tóc trắng dầm lại một tiếng vang lớn thân cây đập xuống đất tôi cũng ngã lăn quay xuống đất Cường thi tóc trắng kia thật giống như đã chuẩn bị sẵn sàng. Tôi vừa chạm đất còn chưa kịp nhổm dậy chạy trốn thì nó gào lên một tiếng, phi thân nhào tới chỗ tôi, tôi bị nó đè xuống dưới, hai mắt đen nhánh nhìn chằm chằm tôi, miệng lộ ra răng nhọn, mùi trên người giống như mùi bom xăng, chỉ người một cái tôi đã có cảm giác muốn sùi bọt mép, vừa rồi không muốn ngọc bội cùng thiên địa kích bị rơi nên tôi đã nhét chúng vào trong túi, lúc này mới nếm đau khổ hai tay tôi sống chết quyết chống lại cương thi tóc trắng, không còn tay để lấy ngọc bội ra, cương thi kia rất khỏe, thân thể cứng như được chế tạo bằng thép, tôi chỉ có thể liều mạng chống không cho nó cắn, không làm được gì khác nữa, chớp mắt, tôi sợ hãi đến đầy mồ hôi đầu, cũng may cương thi kia sau khi khống chế được tôi lại không cúi xuống cắn, nếu không thì với tôi chẳng còn mấy sức lực cũng không có khả năng cản nó được, tôi và nó cứ như vậy rằng co ước chừng chưa tới một phút thì sau lưng tôi đột nhiên lại vang lên tiếng người động tác của người này rất nhanh nhạy nhìn qua là biết người còn sống hắn đi đến bên cạnh chúng tôi cúi đầu nhìn tôi một cái sau đó cười hắc hắc khen cười thi đang đẻ lên người tôi làm không tệ thật đúng là có thể bắt được người vừa nói hắn vừa khoát tay một tay với cương thi cương thi kia hoàn toàn nghe theo lời liền đứng lên chỉ còn một mình tôi nằm trên đất người này chắc là chủ nhân của cương thi tóc trắng hắn đen thùi lùi, mặc một bộ quần áo đen. Nếu không phải ở gần như vậy, tôi căn bản sẽ không thấy được hắn. Sau khi bắt được tôi tâm tình hắn có vẻ rất tốt, cũng không nói gì với tôi mà cầm dây buộc tôi lại. Tôi lập tức tiếp cận, hỏi hắn có thể khống chế được cương thi tóc trắng hẳn tu vi không tệ lắm phải không? Có phải là đệ tử tông phát đường của tam trưởng lão không? Vì để tiếp cận tôi dường như đã đem tất cả thông tin tôi có nói ra, người kia nghe thấy lời của tôi liền hơi dừng một chút hai con mắt nhìn tôi, hỏi, người có vẻ rất biết về cản thi phái chúng ta. Nói, rốt cuộc ngươi là ai? Tôi là người thân của một đệ tử cản thi phái các người, tới đây đưa ít đồ. Tôi thấy hắn chịu nói chuyện với tôi liền nói, ai ngờ tôi vừa dứt lời thì đột nhiên hắn bóp cổ tôi, đẩy tôi lên thật cao, nghiêm giọng nói, nói láo. Mỗi người trong cản thi phái chúng ta đều là thân thích chết hết, cha mẹ đều không còn, nào có thân thích gì. Người thành thật khai báo, có phải cùng một phe với người tối nay xông vào trong cản thi phái không? mươi 131, tôi nhất thời kinh hãi, không nghĩ mỗi người tới đây đều chỉ còn một mình không thân thích, có điều ngẫm lại, có ai còn thân thích sẽ tu luyện loại tà thuật giao thiệp với xác chết như này. Chớp mắt, tôi đã bị bóp đến không thể hít thở, dãy rùa kịch liệt, người kia giống như không hề muốn giết tôi, thấy tôi dãy rùa mạnh liền hất tôi ra, để tôi ngã lăn quay ra đất sau đó hừ lạnh một tiếng, phất tay đối với cương thi ở bên cạnh, cương thi kia lập tức xài bước đi tới chỗ tôi, nhận lấy sợi dây trong tay chủ nhân nó buộc tôi lại như cái bánh trưng, chặt đến mức suýt chút nữa tôi không thở nổi, sau khi trói tôi lại, người kia để cho cương thi vác tôi trên vai. Mang tôi tới cản thi phái, nói phải đem tôi giao nộp cho trưởng lão của bọn họ để lập công, tôi sợ suýt đái ra quần, vắt óc suy nghĩ xem có biện pháp chạy trốn hay không trong mơ hồ tôi thấy một cây trong rừng động đậy hai cái, một rợi dây đen thùi lùi xiên sẹo đi về phía trước nhìn không quá rõ. Có điều cho dù không thấy rõ tôi cũng biết đó nhất định là giao tiên, nó đã quay lại, hơn nữa nó liền đi theo ngay sau tôi. Tôi bị cương thi tóc trắng vác trên vai như vác bao bố, cũng may đầu tôi hướng về phía sau nên bọn họ không để ý phản ứng của tôi, chỉ tập trung đi trở về, mắt tôi chăm chú nhìn giao tiên trong lòng lớn tiếng kêu không nên tới ngàn vạn lần không nên bị bọn họ bắt gặp giao tiên có thể nghe được tiếng lòng của tôi rất nhanh trong đầu tôi nghe được tiếng của giao tiên nói ông ta đường đường là giao tiên lại không ngốc dĩ nhiên sẽ không để người khác bắt nói xong còn bảo tôi không cần lo lắng nó sẽ nghĩ cách cứu tôi bây giờ tôi bị bọn chúng bắt đi cũng tốt có bọn họ mang tới ổ cản thi phái cũng giúp chúng tôi nguy hiểm trên đường đi thấy giao tiên nói trong lòng đã có dự tính sự kinh hoàng trong lòng tôi rốt cuộc hóa giải được một ít cương thi kia vác tôi luôn đi theo chủ nhân đi đại khái được khoảng một giờ thì trong rừng rậm đen tôi hiên ra một mảnh hồ lớn mặt hồ rất lớn bởi vì buổi tối nên cũng không thấy được phong cảnh đẹp như nào nhưng toàn thân tôi chấn động một cái bởi vì trên mặt hồ tản ra một cổ khí tức mãnh liệt chính là cổ khí tức trước kia tôi cảm nhận được không phải là hai khí âm dương mà là khí tức rất đặc biệt. Tôi không nói ra được cảm giác đó là gì nhưng rất rõ ràng. Giống như toàn bộ người tôi chìm ngập trong cổ khí tức này, tôi có thể rõ ràng cảm nhận được nó bồng bềnh ở khắp mặt hồ. Giống như lúc trước tôi ở trong rừng cảm nhận được loại khí tức này cũng là xuất phát từ hồ này. Không đợi tôi cây ết yêu ta sợ xong, gã cản thi phái kia đã đi tới cây cây bên cạnh mặt hồ, tìm kiếm trên cây một lúc cũng không biết hắn làm cái gì mặt hồ vốn yên tĩnh đột nhiên phát ra tiếng nổ ầm ầm theo tiếng nổ mặt nước cũng bắt đầu cuộn sóng hiện ra không ít đợt sóng màu trắng giống như có vật gì ở dưới lòng hồ trôi lên vậy không bao lâu sau mặt nước hiện ra một thứ màu đen trôi lơ lửng trên mặt nước nhìn qua giống như là gỗ sau khi khúc gỗ đầu tiên xuất hiện mặt nước càng cuộn sóng hơn từng khúc gỗ giống nhau không ngừng trôi đến tất cả lần lượt đi ra ngoài giống như từ dưới đáy bị thứ gì kéo lên tự động xếp hàng tạo thành một chiếc cầu gỗ, chờ đến khi mặt nước dần dần lắng xuống, đã có chừng hơn 50 khúc gỗ xếp liên tiếp cạnh nhau băng qua toàn bộ mặt hồ, thật là một cơ quan tinh diệu, chẳng trách Cản Thi phái ở nơi rừng sâu núi thẳm khiến chính quyền địa phương không phát hiện được. Sau khi mọi thứ ổn định, gã Cản Thi phái dẫn đầu đi tới. Tôi bị cương thi vác theo sát phía sau hắn, tới khi cương thi bước lên cầu tôi mới phát hiện, những thứ vừa rồi tôi tưởng là khúc gỗ hóa ra đều là người chính xác mà nói thì đều là các thi thể mỗi một thi thể đều đã cứng đơ toàn thân đen nhánh hai mắt nhắm nghiền nếu không nhìn kỹ tôi vẫn cho đây là gỗ cho dù nhìn ra hình người cũng sẽ khiến người lầm tưởng đây là người già được điêu khắc bằng gỗ ra những thi thể này ướt át đầy đặn mặc dù đã cứng lại nhưng vẫn có thể nhận ra bọn họ đều từng là người sống quan trọng hơn chính là từ trên người bọn họ tôi lại có thể thấy hồn phách bọn họ cũng chưa rời khỏi thân thể trong lòng tôi kinh hãi, liên tiếp nhìn mấy cổ thi thể, phía trên mỗi cổ thi thể đều có dấu vết của hồn phách. Nếu như tôi đoán không lầm, hơn 50 cỗ thi thể xếp qua mặt hồ này đều có hồn phách trên thi thể, hơn nữa hồn phách đó đều vốn là hồn phách của chính những thi thể này, dựa theo quy luật tự nhiên, người chết như đèn tắt, ba hồn trở về vị trí cũ. Thiên hồn thăng thiên thì nhân hồn vào âm giới đất hồn tiêu tán giữa trời đất cho nên hồn phách không thể nào còn dừng lại trên thi thể mới đứng cho dù có bí thuật gì níu giữ cũng chỉ có thể trông đỡ để cho hồn phách ở trên thi thể lâu thêm một tháng mà thôi sau một tháng hồn phách vẫn sẽ thuộc về đúng nơi không thể nào tiếp tục ở lại trên thi thể nhìn qua có thể thấy những thi thể này hiển nhiên không phải vừa chết một tháng chẳng lẽ cản thi phái lại có bản lãnh lớn như vậy có thể thông qua thuật pháp chống lại thiên mệnh Tôi đột nhiên rất lo lắng cho Tô Mộc, lúc này thương thế của anh ấy chưa lành, mang nhiều người như vậy xông vào cản thi phái thật sự có thể quay lại mà không hao tổn gì sao? Trong nhát mắt tâm tư tôi liền trầm trọng đi, đến nỗi những thi thể liên tiếp tạo thành cây cầu này. Tại sao phải để hồn phách ở thân thể bọn họ? Bằng kiến thức của tôi làm thế nào cũng không nghĩ ra, cương thi tóc trắng bước rất nhanh, chớp mắt đã đi qua cây cầu bằng thi thể người tới bờ hồ bên kia nhờ ánh trăng yếu ớt tôi nhìn về phía cây cầu bằng thi thể người bóng dáng dài màu đen vẫn còn ở đó đang đi qua từng điểm từng điểm trên cây cầu bởi vì sợ gã cản thi phái chú ý nên giao tiên cũng không dám đi nhanh lúc này mới đến được giữa hồ nước nhưng sau khi chúng tôi lên bờ bên kia gã cản thi phái kia lại tìm một cái cây lục lọi một hồi nước hồ lần nữa lại cuộn trào lòng tôi trầm xuống ngước đầu nhìn mặt hồ đang biến động quả nhiên những thi thể lại đang theo nước hồ chìm xuống, bóng người giao tiên rất nhỏ, tôi vốn không thấy rõ lúc này bị nước hồ quấy nhiễu tôi càng không thấy đâu, e rằng đã theo những thi thể rơi xuống nước, lo lắng trong lòng dâng lên, cũng không biết giao tiên có thể bơi hay không, nó rơi vào nước không sao chứ, tôi không ngừng an ủi mình, khi còn bé thích xem thế giới động vật, thấy phần lớn rắn biết bơi, thậm chí còn có rắn nước cùng rắn biển, giao tiên vốn là tổ tông của rắn, nhất định sẽ không có vấn đề gì khi tôi còn đang lo lắng thì người đang lắc lư lại ổn định hơn rất nhiều. Tôi không nhìn mặt hồn nữa mà nghiêng đầu nhìn về phía trước một cái, không biết từ lúc nào mặt đường đã bằng phẳng hơn nhiều, trước mắt không còn là cảnh vật hoang vu mà đã xuất hiện một số ngôi nhà, nhà nơi này làm tương đối đơn giản, giống như một làng quê vậy, trên đường còn có người đi đi lại lại, chỉ là người đi lại nơi này cũng rất kỳ quái, họ đều đi thành đôi với nhau trên đường. Cứ hai người đi chung với nhau tạo hình bóng không rời không đó có trai gái đi chung với nhau, cũng có hai người già đi chung với nhau, cũng có không ít đàn ông trẻ tuổi cùng bà lão 70 đi dạo phố. Sau khi bọn họ thấy chúng tôi liền giống như nổ nồi vậy, hướng chúng tôi vây lại, miệng kêu Diệp Sư Huynh, còn hỏi tôi là ai, có phải là người ban đêm xông vào cản thi phái không? Gã Diệp Sư Huynh đó ở trong những người này thật giống như có hy vọng rất cao, gật đầu một cái, giọng rõ ràng không thèm giấu sự đắc ý, không sai cô ta cùng những người đó một phe, ta bây giờ liền đem cô ta tới giao cho trưởng lão. Chương 132, nói xong hắn thật giống như đang khoe giàu có, ngoắc ngoắc tay với cương thi tóc trắng, tiếp tục để cương thi vác tôi đi xuyên qua đám đông, đi vào sâu trong thôn, đi qua đám người kia, thấy họ ở khoảng cách gần tôi mới phát hiện người nơi này cũng không phải đơn thuần là đi thành một cặp, mỗi cặp bọn họ đều có một đặc tính, chính là một người rất bình thường còn một người khác thì mặt đờ đẫn trên người mang âm khí nhàn nhạt, nhạt không cần hỏi nhất định là thi thể chỉ là trạng thái của những thi thể này chỉ ở giai đoạn xác sống mà thôi còn chưa sinh ra các đặc thù của cương thi không hồ là cản thi phái bên cạnh mỗi đệ tử cũng có một thi thể đi theo một người một xác sóng thành đôi đi lại hình bóng không rời nếu không nhìn kỹ căn bản không nhận ra một trong đó là thi thể không để tôi thán phục xong Gã Diệp Sư huynh kia đã đưa tôi tới một ngôi nhà ở cuối thôn, ngôi nhà này hiển nhiên lớn hơn những nhà khác không ít, có lẽ là nơi ở của Tam trưởng lão. Quả nhiên, gã Diệp Sư huynh đi tới cửa, nhẹ nhàng gõ ba cái, nhỏ gọi gọi sư phu, nói: "Đệ tử bắt được một người tự ý xông vào phái, vào đi." Bên trong truyền ra một giọng đàn ông, âm thanh rất nhỏ nhưng tôi có thể cảm nhận được, giọng kia là từ một người đàn ông trẻ tuổi phát ra hẳn là những đệ tử khác của tam trưởng lão cũng ở bên trong, gã diệp sư huynh được cho phép, mặt lập tức lộ ra nụ cười đắc ý, thận trọng đẩy cửa đi vào, cương thi tóc trắng vác tôi theo sát phía sau, vào phòng, cương thi tóc trắng lập tức quăng tôi xuống đất, tôi lăn một vòng choáng váng, không khỏi hít một hơi lạnh, sau khi quăng tôi xuống, gã diệp sư huynh kia liền cùng cương thi của hắn cũng đứng sang một bên xếp hàng, không lên tiếng không đợi tôi kịp ngọ nguậy đã có hai cái chân đi tới trước mặt, tôi chỉ có thể thấy hắn mặc giày da loại đặc biệt cổ, phía trên có hoa văn màu đen, nhìn vừa tinh xảo lại vừa xa hoa, cô chính là người tự ý xông vào. Đứng lên, nói với tôi một chút, tại sao đêm tối cô lại phải đi tới nơi này, từ trên đầu tôi một giọng nam ấm áp truyền tới, khi nói còn mang theo chút ý cười, đồng thời có một cánh tay đưa tới muốn kéo tôi đứng lên, tôi nghe vậy sừng sốt một chút, theo bản năng ngẩng đầu lên một gương mặt ấm áp như ánh mặt trời ập vào mắt tôi, khóe miệng hắn mang nụ cười ấm áp, cùng với hoàn cảnh quỷ dị xung quanh lại càng tạo nên ấn tượng nổi bật. Anh, tôi cho là sau khi vào sẽ có một ông già cổ quái nhìn tôi chằm chằm, thậm chí có thể con người sẽ nghiêm khắc, tra khảo, thế nào cũng không nghĩ được sẽ gặp người ấm áp như vậy. Nhìn gương mặt vô hại của anh ta thật giống như thấy anh ta tôi liền an toàn vậy, chuyện xoay ngược quá nhanh, óc tôi suy nghĩ không kịp có chút đơ, tôi thế nào cô không chê đất lạnh người kia cười như nắng ấm giữa mùa đông cũng không để ý tôi có đồng ý hay không liền nắm một tay tôi kéo tôi đang nằm dưới đất đứng đậy anh là ai tam trưởng lão đâu tôi đẩy anh ta ra cảnh giác lui về phía sau mấy bước sau đó quan sát chung quanh tìm tam trưởng lão nhưng tôi tìm một vòng đều không phát hiện những người khác trong phòng này cuối cùng tôi dùng ánh mắt không hiểu nhìn người đàn ông trước mặt người đàn ông trước mắt đột nhiên cười lộ ra một hàng răng đều đặn đẹp đẽ nói tam trưởng lão xem ý này của cô cô quen tam trưởng lão tôi không quen tôi lắc đầu một cái vốn lòng vẫn khẩn trương chờ cơ hội chạy trốn nhưng sau khi thấy người này cũng không biết vì sao tôi lại nói thật một cách rất tự nhiên giống như trước mặt anh ta bất kỳ lời nói láo nào cũng không nên tồn tại vậy người kia cười càng rạng rỡ hơn nói vậy cô nhìn người khác làm gì không nghĩ tôi chính là tam trưởng lão sao không thể nào, tôi buột miệng nói theo bản năng, có điều nói xong cơ thể tôi liền run lên, nhìn anh ta cây ết yêu ta sơ. -sa. San, ngay mình bận, hẹn chưa mai đăng bù liền ba chương mọi người nhé dấu bé ba trong thời gian chờ đợi các bạn có thể theo dõi và ủng hộ hai bộ San cũng đang edit là Tổng tài bá đạo dành vợ yêu và khế ước hào môn nha. Tin đồn tam trưởng lão cản thi phái rất lợi hại, đây cũng là phòng của tam trưởng lão nếu như anh ta không phải là tam trưởng lão thì hẳn không dám đùa giỡn với tôi như vậy tôi cảm thấy bối rối nhìn nụ cười trên mặt hắn ta không biết rốt cuộc hắn là loại người gì cô không tin cũng được cô vẫn chưa trả lời tôi tới đây làm gì không phải là đến tìm tam trưởng lão chứ hắn ta cười tiến lại gần tôi hỏi tôi tôi là tôi bị anh ta ép lui lại phía sau nhưng lúc này đầu óc trống rỗng không nói được gì tam trưởng lão thấy tôi quẫn bách như vậy cũng không hỏi tôi nữa liền phất tay cho gã Diệp Sư Huynh cùng cương thi của hắn lui ra. Sau đó ung dung quay trở lại chiếc ghế trong phòng, nhấp một ngụm trà, nói, cô không muốn nói cũng được. Vậy cứ ở chỗ này đợi đi, chờ một lát tin tức sẽ truyền khắp toàn bộ càn thi phái. Các trưởng lão khác cũng sẽ chạy tới đấy. Tôi sẽ không đảm bảo được họ sẽ làm gì với cô, anh, có ý gì? Tôi thấy hắn nhỉ mỉm cười với tôi, cũng không làm gì tôi cả liền trột dạ trong lòng, hỏi hắn. Bất kể cô vì cái gì mà tới, tôi khuyên cô hãy sớm rời đi thì tốt hơn, nếu không bằng tư chất của cô nhất định chạy không thoát số mệnh bị luyện thi. Cô dám một thân một mình xông vào cản thi phái chúng ta chắc cũng có chút hiểu biết về cản thi phái. Cô biết cô là nguyên liệu tốt để luyện tạo ra thiên thi chứ. Mặt anh ta vẫn cười mỉm như cũ, vừa uống trà vừa nói, giọng nói chuyện kia giống như đang tán gẫu với tôi vậy. Tôi nhớ lại, theo tin tình báo có được thì cản thi phái hoạt động chủ yếu là do ba trưởng lão đại trưởng lão phụ trách tìm thi nguyên nhị trưởng lão phụ trách tài chính chỉ có tam trưởng lão mới phụ trách tu luyện nếu nói đem tôi luyện thành thiên thi thì xác suất lớn nhất thực hiện chính là tam trưởng lão nhưng sao nghe ý này giống như anh ta sẽ tha cho tôi một mạng tôi nghi ngờ nhìn anh ta trên mặt anh ta vẫn cười rất tươi vẻ mặt vô hại không thấy được nửa phần giả dối tôi mừng như điên trong lòng nói thẳng nếu anh chịu để tôi rời đi vậy thì tôi cũng không khách khí cảm ơn anh chúng ta có duyên sẽ gặp lại nói xong câu này tôi cũng lập tức quay đầu đi ra ngoài rất sợ anh ta đổi ý nhưng tôi còn chưa đi tới cửa anh ta đã gọi tôi lại nói cô cứ vậy đi ra ngoài tôi dừng lại một chút nếu không thì sao cô cứ vậy đi ra ngoài bên ngoài có hàng trăm cương thi chờ xé cô cho dù tôi muốn để cô rời đi thì theo quy của của cản thi phái chúng ta ở nơi này cô ngoại trừ dựa vào bành lãnh của bản thân đánh ra thì tôi cũng không còn cách nào khác tam trưởng lão nhún vai nói nghe anh ta nói như vậy tôi mới chợt kịp phản ứng hỏi anh ta anh cũng mới vừa nói tôi là nguyên liệu tốt để luyện tạo thiên thi tại sao lại muốn để tôi rời đi lời tôi vừa dứt dường như mơ hồ thấy ánh sáng trong mắt tam trưởng lão chợt lóe lên sau đó lần nữa cười nói mặc dù tôi cùng là người trong cản thi phái nhưng tôi đây có một nguyên tắc là trước giờ không giết người còn sống nếu cô cứ vậy đi ra ngoài bị những người khác giết chết thì lúc đó tôi sẽ đem thi thể cô luyện thành thiên thi vừa nói ánh mắt anh ta ý vị sâu xa nhìn vào hai mắt tôi lại nói có điều nói đi nói lại thì bây giờ tôi đã có ba cổ thiên thi tu luyện thêm cô nữa cũng không có tác dụng lớn gì tôi không thích đem đàn bà theo bên người cho nên mới để cô rời đi nếu như cô thật sự muốn đi thì ta ngược lại có thể chỉ cho cô một con đường sáng. Đường sáng gì? Tôi lập tức hỏi, đồng thời cặp mắt chăm chú nhìn anh ta, muốn từ biểu tình trên mặt phán đoán một chút dụng ý của anh ta. Chương 133, vẫn là câu nói kia, đánh ra, tam trưởng lão cười nói, ở cản thi phái chúng ta trước giờ đều có một quy củ, đó là không nhận thân phận chỉ nhận võ lực, chỉ cần cô có đủ sức thì cho dù có người muốn ngăn cản cũng không thể giữ cô lại nghe anh ta nói vậy tôi không nhịn được liếc anh ta một cái. Anh ta nói chính là nói thừa. Nếu tôi có bản lãnh đánh ra thì còn nhiều lời với anh ta như vậy làm gì. Đã sớm xông ra đi tìm tô mục rồi. Thấy mặt tôi lộ vẻ không nhịn được. Tam trưởng lão lần nữa lại cười. Hướng về tôi lắc đầu một cái. Cô kiên nhẫn kém như vậy khiến tôi rất hoai nghi liệu lát nữa. Cô có thể nhanh chóng tu luyện đạt tới bản lãnh có thể đánh ra hay không. Tôi sửng sốt một chút. Hỏi tam trưởng lão. Anh vừa nói cái gì? cái gì mà nhanh chóng tu luyện để đánh ra? Tôi nghe không hiểu lắm, đây chính là con đường sáng tôi chỉ cho cô. Cô vào đây với tôi. Tam trưởng lão nói, vừa nói anh ta vừa ngoắc ngoắc tay, đi tới cái ghế sau lưng mình, tay ở trên ghế ấn một cây nút, cái ghế kia liền xoay tròn tại chỗ, sau đó ghế hạ xuống lộ ra một đường cầu thang đi xuống. Tôi nhất thời lui về phía sau, mặc dù anh ta khiến cho người khác cảm giác thật ấm áp, rất an toàn nhưng dù sao anh ta cũng là người của cản thi phái, học thuật pháp tả âm, hơn nữa cùng tôi không quen biết cho nên cũng không tin tưởng anh ta. Anh ta thấy tôi trần chờ im lặng nhún vai một cái, nói, nếu cô không tin tôi thì cứ đợi ở đây cũng được, chỉ là cô phải suy nghĩ kỹ, đến khi các trưởng lão khác tới bọn họ khó tránh khỏi sẽ có chú ý với thân thể cô, tôi nhất thời im lặng. Anh ta nói không sai, một đệ tử càn thi phái bình thường biết tôi có thể luyện thành thiên thi còn ra tay với tôi, huống chi là các trưởng lão khác, hơn nữa nơi này sùng bái mù quáng thực lực, thiên thi lại hiếm có như vậy, đem tôi luyện thành thiên thi không phải là một sự hấp dẫn nhỏ, nếu các trưởng lão khác tới tôi hẳn không có khả năng đàm phán. Tam trưởng lão trước mắt này, mặc dù tôi không biết rốt cuộc anh ta đang giở trò quỷ gì nhưng rõ ràng anh ta có thể ra tay với tôi nhưng lại không, ít nhất chứng tờ tôi ở cùng anh ta là an toàn cân nhắc một chút. Cuối cùng tôi lựa chọn đi cùng anh ta, phía dưới cầu thang là đen thùi lùi không thấy rõ bên trong, để an toàn tôi liền yên lặng nắm ngọc bôi tô mộc cho tôi. Đọc thần chú thả ra lực cực âm trong ngọc bội để lực cực âm tràn ngập trong đỉnh nhà, tô mộc với tôi đều mang lực cực âm trong người, hết sức nhạy cảm với lực cực âm, chỉ cần anh ấy ở gần đây liền nhất định sẽ chú ý tới nơi này, sau khi cẩn thận làm điều này tôi mới gật đầu với tam trưởng lão một cái đi theo anh ta xuống, tôi vốn tưởng rằng dưới cầu thang sẽ là một hang động đen nhòm, nhưng vừa đi xuống tôi liền biết tôi sai rồi. Nơi này mặc dù xây ở sườn núi nhưng cũng đục thành những căn phòng dưới đất, còn chú ý sửa sang cẩn thận, phía dưới không creamy nga lộng lấy mà còn có cả hệ thống giải trí, gì mà karaoke, sòng bài, quầy rượu, đều có đủ, đây cũng là khu giải trí riêng của tam trưởng lão, trong phòng rất sạch sẽ, cũng không có những dấu vết của người khác sau khi xuống tới đáy tam trưởng lão bảo tôi ngồi trên ghế salon một chút còn mình đi tới quầy ba tuần thục pha rượu tôi rất nôn nóng dục tam trưởng lão mau nói chuyện chính tam trưởng lão vừa pha rượu vừa mở màn hình tivi lên tôi lập tức nhìn về phía tivi chỉ thấy không biết từ khi nào tivi đã chậm rãi phát một video người trong video chính là tam trưởng lão anh ta hướng về ống kính cười ấm áp sau đó ngồi xếp bằng dưới đất nhắm mắt lại mở miệng nói tất cả lực chi phối thân thể con người xuất xứ từ tim vì vậy trung đan điền là vô cùng anh ta vừa nói một nắm tay vừa đặt ở vị trí trung đan điền nhìn tư thế của anh ta thật giống như người đang dạy tập yoga vậy tôi không hiểu liền quay đầu nhìn anh ta muốn biết rốt cục anh ta có ý gì làm theo đi đây là lúc tôi nhàm chán đã quay video hướng dẫn luyện bí thuật cốt lõi nhất của cản thi phái chúng ta đối với việc tự tăng tu vi cho bản thân rất có ích có điều đối với giai đoạn hiện tại của cô mà nói, mặc dù không thể khiến tu vi của cô tăng vọt, nhưng cũng có thể khiến cô phát huy được tiềm năng cơ thể của mình. Chỉ cần có thể đả thông được trung đan điền thì cô sẽ tạm thời tiến vào cùng động. Thừa dịp này đánh ra bên ngoài sẽ không có ai là đối thủ của cô. Đây cũng là biện pháp duy nhất để cô đi ra, Tam trưởng lão nói, nói xong anh ta còn không quên nhắc nhở tôi, nói phương pháp kia có một khuyết điểm chính là cưỡng ép lực trong thời gian ngắn sẽ khiến tim phải gánh vác rất lớn cho nên sau khi luyện xong ở giai đoạn cuồng động cần phải uống một ly rượu thuốc do anh ta đặc chế rượu thuốc kia có tác dụng dịu tim có thể trong thời gian ngắn mở ra các mạch máu nối với tim tránh cho tim bị quá tải mà bị nổi máu cơ tim anh ta nói rất nghiêm túc giống như một chuyên gia trong bệnh viện khiến cho người khác không thể không thần phục tôi không khỏi gật đầu một cơ sâu có điều trước khi luyện tôi hỏi lại anh ta một lần nữa, tại sao lại giúp tôi như vậy? Rõ ràng là tôi xông vào đài hỏa táng khiến cho cương thi chạy nên bọn họ mới gặp phiền phức như vậy. Vậy mà anh ta lại không quản hiềm khích lúc trước, thấy tôi vẫn không chịu tin tưởng anh ta. Nụ cười ấm áp của tam trưởng lão lộ ra một chút bất đắc dĩ. Nói thẳng, nói thật cho cô. Ngoại trừ nguyên tắc không động tới người sống thì tôi còn có một nguyên nhân khác. Đó là năng lực của tôi chỉ có thể khống chế ba thiên thi bây giờ tôi đã có ba thiên thi dù có thêm cô cũng không cách nào tu luyện nữa nói xong anh ta lại nói còn chuyện tôi giúp cô cũng không phải vì cô mà vì chính tôi chỉ có giúp cô chạy đi thì cô sẽ không bị những người khác trong cản thi phái bắt chỉ cần không có cô thì bọn họ sẽ không thể tu luyện thiên thi cô hẳn biết khi mình không còn cách nào để tiến bộ nữa thì biện pháp duy nhất chính là chặn đường tiến của kẻ khác nói xong trên mặt anh ta vẫn nở nụ cười ấm áp như cũ hỏi tôi lần này chắc cô đã có thể tin tôi rồi chứ. Tôi, trần chờ gật đầu một cái, nghiêm túc nhìn vào mắt của anh ta, muốn thấy được suy nghĩ ẩn giấu bên trong, mắt anh ta quả thực đầy chân thành, hơn nữa nguyên nhân anh ta nói quả thật cũng quan trọng. Tôi không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái, dựa theo tư thế trong video của anh ta bắt đầu học. Động tác của anh ta rất rõ, giảng giải cũng rất dễ hiểu, không bao lâu sau dưới sự hướng dẫn của anh ta tôi đã đem được âm khí tụ lại tại trung đan điền sau khi âm khí bị kích hoạt vị trí trung đan điền đột nhiên được đả thông thật giống như có gió chạy trong ngực mạch máu toàn thân đều thấy thoải mái dị thường lúc này tam trưởng lão đã đem ly rượu thuốc đến anh ta chú ý tới biên hóa của tôi trên mặt xuất hiện một kia giật mình kinh ngạc nói nhanh như vậy cô đã mở được trung đan điền tôi gật đầu một cái trước kia trịnh lâm chỉ dạy tôi cách khống chế thượng đan điền đối với trung đan điền đều không đề cập tới bây giờ mở được trung đan điền quả thực tôi cảm giác toàn thân hừng hực giống như toàn thân đều tràn đầy năng lượng hơn nữa năng lượng từ trong đan điền truyền tới liên tục không ngừng tăng trưởng có lẽ không được bao lâu sau tôi sẽ tiến vào trạng thái cuồng động mà tam trưởng lão nói tôi cực kỳ ngạc nhiên cùng mừng rỡ thậm chí còn có chút không kiên nhẫn muốn xông ra thử một chút uy lực của trung đan điền bởi vì quả thật ôi cảm nhận được thân thể tràn đầy năng lượng nên sự tin tưởng của tôi với tam trưởng lão cũng cao lên rất nhiều. Anh ta nhìn bộ dáng hừng hực đắc ý của tôi còn có chút cây ết yêu ta sợ. Có điều anh ta rất nhanh phục hồi lại tinh thần, đem rượu thuốc đưa cho tôi, bảo tôi đừng ngại uống, ngửa đầu uống một hớp là được. Tôi cười với anh ta một tiếng, nhận lấy ly rượu, cảm ơn, rồi sau đó rót vào trong miệng, rượu thuốc kia rất cay còn mang một mùi thum thùm giống như nước xả hương hồi bé tôi ghét xuống vậy, nhưng rượu thuốc vừa rót vào cổ họng, còn chưa đi xuống ít hầu thì tôi cảm giác được cổ tôi cứng đờ, giống như bị người bóp chặt vậy, rượu thuốc cũng tắc ở cổ họng, không xuống cũng không nôn ra được, tôi dãy rủa kinh sợ, lúc này bỗng nhiên trước mặt tôi có một đoàn âm khí ngưng tụ lại, cuối cùng biến thành một bóng người, Tô Mộc. Chương 134, trong lòng tôi cả kinh, nhưng bây giờ tôi đang bị bóp cổ. Hơn nữa rượu thuốc ngậm đầy miệng, căn bản không nói được lời nào, phun ra, Tô Mộc lạnh lùng nói, nói xong anh đưa tay kia bóp hàm tôi lại, ép tôi há miệng ra, tôi sợ run cả người, theo bản năng nuốt nước miếng một cái, bởi vì cổ họng tôi đang bị bóp nghẹt lại, động tác nuốt nước miếng khiến rượu thuốc trào ngược lên lỗ mũi, giống như lúc đi bơi bị sặc nước vậy, tôi nhất thời ho khan kịch liệt, phần lớn rượu thuốc trong miệng cũng ói ra ngoài, Tô Mộc thấy tôi ói rượu thuốc ra gương mặt căng thẳng mới dịu đi một chút buông tôi ra tôi lập tức thờ hổn hển hít từng hơi lớn vào khiến rượu thuốc còn sót lại thuận theo khí quản chui xuống bụng tôi nóng hừng hực rất kinh tởm cũng may bởi vì lượng rượu còn rất ít nên cũng không quá khó chịu lúc này đội trưởng lý quân đào nghị cùng lạt ma tây tảng từ trên cầu thang đi xuống tam trưởng lão thấy bọn họ chỉ khẽ nhăn chân mày một chút nhưng cũng không lộ ra nhiều kinh ngạc giống như đã sớm biết được bọn họ sẽ tới vậy ta cho lục soát khắp cản thi phái cũng không tìm được chỗ các ngươi ẩn thân. Bây giờ lại dám tự đưa tới cửa, ánh mắt tam trưởng lão quét qua một vòng bọn đội trưởng lý, thấy súng trong tay đội trưởng lý cùng đào nghị liền cười khinh thường, sau đó ánh mắt lướt qua tô mộc rồi dừng ở trên người lạt ma Tây Tạng, lạt ma Tây Tạng không giành tiếng hán, không phản ứng gì, chỉ đứng yên một chỗ không lên tiếng, đào nghị không nhịn được, giơ một khẩu súng lên, phẫn nổ quát, giơ tay lên nếu không tôi sẽ không khách khí a à, người cho là bằng thứ trong tay ngươi thì có thể làm gì được ta tam trưởng lão vẫn nở nụ cười ấm áp như cũ mặt không đổi sắc nhìn đào nghị nhưng hắn vừa dứt lời thì toàn thân đào nghị bỗng nhiên run lên không nói được gì tôi ở phía sau anh ta không thấy được mặt anh ta chỉ thấy cơ thể anh ta giống như bỗng nhiên bị khống chế vậy nắm chặt khẩu súng xoay người nhắm ngay vào đội trưởng lý quân đào nghị cậu sao thế sắc mặt đội trưởng Lý Trắng Nhợt, cây ếch yêu ta sợ nhìn đạo nghị, chúng ta, Tô Mộc nói, vừa nói sắc mặt anh có chút âm trầm, trực tiếp giơ tay lên quơ một đoàn âm khí ấp tới bao phủ trên đầu đào nghị, một lần nữa thân thể đào nghị run lên, vừa rồi còn hiên ngang chĩa súng vào Lý Quân, sau khi bị âm khí bao phủ người mềm nhũn rồi lăn quay ra đất, khá lắm, nhìn hàm lượng âm khí của người nhiều nhất cũng chỉ là ác quy, Nói đi, một con quỷ như ngươi sao lại sẽ cùng hòa thượng ở chung một chỗ?" Tam trưởng lão nhìn Tô Mộc đầy hứng thú, hỏi, trong lòng tôi nhất thời cả kinh, ác quỷ, sao lại là ác quỷ? Tô Mộc rõ ràng là lệ quỷ mới đúng, chẳng lẽ bởi vì anh ấy bị thương quá nặng mà đã bị hạ xuống thành ác quỷ, tôi nghiêng đầu nhìn về phía Tô Mộc, gò má góc cạnh của anh ấy hướng về phía tôi, thần sắc trên mặt có chút ngưng trọng, xem ra là không sai. Tam trưởng lão có thể điều khiển được ba cổ thiên thi, tất nhiên sẽ không nhận sai, thấy cục diện có chút căng thẳng, tôi vội vàng đứng ra giảng hòa, nói Tam trưởng lão cũng không có ác ý với tôi, anh ta là giúp tôi, nhưng lời tôi nói còn chưa dứt Tô Mộc đã tức giận gầm gừ nhìn tôi, tôi thấy hai ánh nhìn lạnh lẽo bắn tới, khiến toàn thân run một cái, Ngoan ngoãn im lặng, không phải anh đã nói em không được vào sao? Tại sao không ngoan ngoãn chờ ở bên ngoài? chẳng lẽ em ngu ngốc tới mức lời của hắn em cũng có thể tin. Chất lòng vừa rồi nếu em uống thì lập tức sẽ biến thành thi lỗi sao. Cả đời bị hắn điều khiển, ngay cả hồn phách cũng đừng nghĩ bay ra khỏi người. Vậy mà em vẫn còn nói đỡ cho hắn. Sao thi lỗi, con dối bằng thi thể người, giọng tô mộc rất nhỏ. Trừng mắt hỏi tôi, anh ấy không muốn nổi giận với tôi nhưng lần này hiển nhiên tôi đã chọc giận anh ấy. Cho dù anh ấy cố gắng kiềm chế nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự tức giận toát ra từ anh ấy em, tôi há miệng, muốn nói ở bên ngoài tôi gặp hồ ly tinh, nhưng lời vừa tới miệng lại nuốt trở về, bởi vì lúc này từ bụng tôi truyền đến cảm giác nóng hừng hực, cảm giác này tương đối quen thuộc. Lần trước bị đao minh bắt, cô ta hạ cổ trùng trên người tôi muốn luyện tôi thành bù nhìn cũng là loại cảm giác thiêu đốt này, nhưng cảm giác lần này so với lần trước còn em ết 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 hơn gấp 10.000 lần, thật giống như bụng tôi đang bị axit ăn mòn, tôi đau tới mức đứng không vững lăn lộn ra đất. Dương Dương, Tô Mộc thấy vậy cũng không để ý tức giận, kêu lên một tiếng, thật nhanh ngồi xuống kiểm tra tình trạng của tôi. À, xem ra ngươi biết rõ về cản thi phái chúng ta, nhưng ngươi đã chậm một bước rồi. Cho dù vừa rồi ngươi làm cô ta nôn hết rượu ra thì cũng vẫn sẽ còn sót lại rượu trong miệng. Chỉ cần một giọt rượu tiến vào cơ thể cô ta thì cô ta sẽ hoàn thành biến đổi, trở thành thi lỗi của ta. Tam trưởng lão cười nói hắn ta vẫn giữ hình dáng người đàn ông ấm áp như cũ nhưng trong giọng nói đã không còn giấu được sự vui mừng tôi đau tới mức toàn thân run rẩy ý thức cũng bắt đầu trở nên mơ hồ không rõ nhưng thế nào tôi cũng không nghĩ chuyện sẽ là như vậy tôi cố gắng ngẩng đầu nhìn tam trưởng lão cho tới giờ phút này tôi vẫn còn có chút không tin từ khi gặp tam trưởng lão tôi đã không ngừng dò xét hắn nghi ngờ hắn nhưng mỗi lần hắn đều cho tôi một cảm giác giống như hắn rất hiền lành nếu như tất cả những thứ này đều là diễn kịch thì hắn quả thật rất có tài diễn, Kim Mã nợ hắn một danh hiệu ảnh đế. Thấy tôi nhìn, ánh mắt Tam trưởng lão cũng nhìn lại tôi, khóe miệng vẫn cười một cách ấm áp, nói: "Làm sao? Trông bộ dáng kinh ngạc của ngươi, không dám tin sao? Cảm thấy ta lừa ngươi, có điều thật sự là oan cho ta, quả thật ta chỉ có thể điều khiển được ba cổ thiên thi, chỉ là ta còn sót một điều không nói." chính là ba cổ thiên thi này không phải cố định, cho dù là thiên thi thì cũng có cấp bậc, chỉ cần tìm được thi nguyên tốt hơn, ta cũng không ngại vứt bỏ một cổ thiên thi." Vừa nói nụ cười trên mặt hắn càng ấm hơn, ánh mắt nhìn tôi tràn đầy mê luyến giống như tôi đã thành một cổ thiên thi của hắn vậy, "Còn thuật pháp ta vừa dạy ngươi học cũng đúng là giúp ngươi tăng thực lực lên. Sau khi khai thông trung đan điền, cho dù trở thành thi lỗi của ta thì thực lực cũng sẽ tăng lên một khoảng lớn." vì điều kia của ta là chuyên dùng để dạy thi lỗi tu hành chỉ tiếc ngươi mặc dù thiên phú rất cao nhưng thực lực lại quá kém chỉ mở được thượng đan điền cho dù huấn luyện cấp tốc cũng mới mở được hai đan điền mà thôi sau này ta sẽ phải tốn nhiều thời gian để giúp ngươi tăng lên hắn càng nói càng vui vẻ cười càng ấm áp giống như đang kể chuyện để dỗ trẻ con vậy hắn vừa nói vừa tiến về phía tôi tới lúc đi được một nửa thì tô mộc đột nhiên lạnh lùng nói đứng lại còn dám bước tới một bước ta sẽ hủy diệt cô ấy, vừa nói ánh mắt của anh ấy nhìn tôi run lên, đáy mắt sâu như giếng, tràn đầy sự đau lòng. Chu dù như vậy, anh ấy đã lấy ra quỷ chảo, móng tay sắc bén để ở vị trí trái tim của tôi. Tam trưởng lão liền dừng bước, nhìn tô mộc đầy ý vị sâu xa, cười nói, rượu đó đã xuống bụng, ngươi hiểu rõ cản thi phái bọn ta như vậy, tất nhiên phải biết chưa từng có trường hợp quay lại đường sống được, cần gì phải phí công vô ích như vậy. Tô Mộc không lên tiếng, chỉ thấy tam trưởng lão đã dừng lại liền ôm lấy tôi đang lăn lộn trên mặt đất, tay thả ra âm khí để hóa giải cảm giác thiêu đốt trong người tôi. Sau đó cúi đầu hôn một cái lên trán tôi, nói, cho dù như vậy ta cũng phải mang cô ấy đi, tránh ra, nói, xong anh ấy ôm tôi chạy tới hướng cầu thang, tam trưởng lão đứng bên cạnh cầu thang, thấy tô mộc muốn ôm tôi rời đi cũng không cản trở mà chủ động tránh ra một lối đi, nói. Cô ta nhất định trở thành thi lỗi của ta, không tin chúng ta cứ thử xem." Tiếng nói vừa dứt thì Tô Mộc đã ôm tôi rời khỏi phòng ngầm dưới đất, trở về phòng khách. Bởi có âm khí Tô Mộc truyền cho, tôi giống như bị đánh thuốc tê, mặc dù người còn ủy oải, nhưng cảm giác thiêu đốt đã giảm bớt nhiều, có lẽ vừa rồi quá khó khăn, hoặc có lẽ bị sợ. Trong mắt tôi không biết từ khi nào nước mắt đã trào ra, ngửa mặt nhìn gương mặt đang căng thẳng của Tô Mộc, tôi nhỏ giọng nói: em xin lỗi đừng có nói lung tung con người ngu ngốc này cho dù chết cũng không thể chết bây giờ nói em bao nhiêu lần vậy mà lần nào em cũng không nghe lời chỉ biết gây họa tô mộc nhỏ giọng mắng rõ ràng anh ấy đang cắn răng kiềm chế điều gì đó nhưng sự đau thương trong ánh mắt thì làm thế nào cũng không giấu được bởi vì đang quá yêu tư âm khí trên người anh ấy cũng không thu lại mà đang phiêu tán ở xung quanh tới khi Tô Mộc ôm tôi đi ra ngoài, mặc dù bên ngoài bị vây quanh bởi một đám đệ tử cản thi phái và cương thi nhưng cũng không có ai dám tiên đến. Lý Quân cùng Lạt Ma Tây Tạng Cõng Đào Nghị cũng theo sát phía sau. Chúng tôi đi một hơi rất xa, ra khỏi thôn của cản thi phái Tô Mộc mới tìm một sơn động đem đặt tôi xuống, tay đặt vào vị trí trung đan điền của tôi, nhẹ nhàng cảm thụ gì đó giống như thầy thuốc đông y bắt mạch vậy, lòng tôi đầy bất an. Nhìn ánh mắt tô mộc càng ngày càng tối rốt cuộc không nhìn được hoi tô mộc những gì gã tam trưởng lão ấy nói đều là thật sao em thật sự sẽ biến thành thi lỗi của hắn bị hắn khống chế bị tôi hỏi sắc mặt tô mộc càng âm trầm hơn sẽ không người tốt sống không lâu gieo họa suốt cả ngàn năm em sẽ không chết dễ dàng như vậy được mặt tôi tối sầm lại lúc này anh ấy còn có tâm tư mắng tôi có điều có những lời này của anh ấy khiến lòng tôi yên ổn hơn rất nhiều sau khi thu xếp ổn thỏa cho tôi liền mượn điện thoại của tôi, nói muốn gọi điện ra ngoài, sau đó liền rời đi, đến khi lần nữa anh quay trở lại thì biểu tình trên mặt đã buông lòng rất nhiều, thậm chí trên mặt còn mang nét cười, thấy anh ấy như vậy tinh thần tôi liền tỉnh táo lại, gượng người dậy hỏi anh ấy, sao thế, có cách giải quyết không, ừ, coi như mặc em lớn, mỗi lần đều có thể gặp giữ hóa lành, tôi mộc liếc tôi một cái có điều khi nói chuyện khóe miệng thường không khống chế được nụ cười nở ra. Nói xong anh bảo bọn đội trưởng Lý đi ra ngoài tránh một chút. Anh sẽ một mình trị chữa trị cho tôi. Đội trưởng Lý vốn đang buồn rầu bởi vì chuyện đào nghị bị hôn mê. Nghe nói như vậy liền gật đầu một cái, mang lạt ma Tây Tạng đi ra ngoài. Chờ sau khi bọn họ đi ra, khóe miệng tô mộc đột nhiên cong lên cười. Đầu chợt hạ thấp xuống, miệng cách miệng tôi chưa đầy một cm. Tôi thậm chí có thể cảm nhận được rõ ràng khí thức thoang thoảng trong miệng Tô Mộc, nuốt nước miếng một cái. Tôi có chút lo lắng, hỏi Tô Mộc muốn làm gì, cứu mạng em, mặt Tô Mộc hạ thấp hơn nữa, âm thanh cũng hết sức mập mờ. Tôi thậm chí có thể cảm nhận được lông tơ trên môi anh, nói xong câu này. Anh ấy không còn do dự nữa, cúi đầu nóng bỏng hôn tôi, mặt tôi lập tức đỏ bừng. Mặc dù bình thường anh ấy cũng sẽ hôn hay ôm tôi, nhưng như thế này cũng rất ít hơn nữa anh ấy thích hôn lên trán tôi, hôn lên môi phần lớn là lướt qua, nụ hôn sâu nóng bỏng như vậy không hề hay gặp, toàn thân tôi như bị điện giật vậy, tinh thần căng thẳng, bắp thịt tê dại, anh ấy cảm nhận được phản ứng của tôi liền diễu cợt một chút, vừa hôn tôi vừa hỏi tôi nhạy cảm làm gì, kích thích hơn còn ở phía sau, vừa nói thì tay anh đã đưa vào trong quần áo tôi thăm dò. Chương 135, tôi lập tức luống cuống, bấu vào tay anh ấy, nói, đừng, sao thế em không muốn sao tô mộc dừng một chút ngừng đầu nhìn tôi trong mắt lộ vẻ không hiểu em không quá thoải mái cũng không chuẩn bị sẵn sàng huống chi nơi này chỉ là một sơn động bên ngoài còn có những người khác mặt tôi thẹn thùng đã đỏ bừng toàn thân đều nóng lên cảm giác choáng váng khó chịu như bị say rượu tóm lại chính là rất khẩn trương tô mộc nghe tôi giải thích liền cười thật giống như đang cười nhạo tôi chỉ là mặc dù trên mặt đang cười tôi nhưng đáy mắt thấm ra thâm tình nồng nàn đắm đuối nhìn tôi ngón tay không biết lúc nào đã đặt lên mặt tôi nhẹ nhàng vuốt ve lộc dương cũng không biết là số anh quá tốt hay quá tệ vùng vậy ở dưới đất hơn trăm năm thật vất vả mới tìm được em nhưng em lại ngốc nghếch mỗi lần giao phó chuyện gì cho em thì em đều không làm được tới bây giờ cũng không biết nghe lời khiến phiền toái tìm đến anh giọng anh ấy nghỉ non bên tai tôi nói tất cả những lời than phiền về tôi nhưng tôi lại có thể cảm nhận được tình yêu sâu đậm phát ra từ anh ấy. Cùng lúc đó anh ấy cũng không bởi vì tôi cự tuyệt mà dừng động tác lại. Tay giống như con cá nhỏ, nhẹ nhàng luồn vào trong quần áo của tôi, di chuyển trên người tôi, người tôi run lên. Mỗi vị trí trên thân thể bị anh chạm vào đều giống như lửa cháy vậy, càng ngày càng mãnh liệt, sau đó xuyên qua da tôi thấm vào trong người, toàn thân tôi nóng ran, không khỏi kêu nhỏ mấy tiếng. Tô Mục, vốn đang nhỏ giọng của trách khuyến điểm của tôi, nghe được tiếng kêu của tôi đột nhiên động tác của anh cũng dừng lại, sau đó nhẹ nhàng đỡ eo tôi, cười nói, em so với lần trước còn nhạy cảm hơn, nếu đã không kịp chờ đợi như vậy thì anh tới đây, nói, xong thân thể tôi chấn động một cái, chuyện mà ai cũng biết là chuyện gì đó khiến tôi không nhịn được rên lên một tiếng, sự sảng khoái nhanh chóng tràn ngập cơ thể tôi, toàn thân tôi cũng yếu dần, thật giống như không có xương vậy đón nhận từng đợt đánh vào kịch liệt của anh theo động tác của anh ấy cổ thiêu đốt khó chịu trong bụng kia cũng dần dần tiêu tán bị một cổ khí tức lạnh băng bao lấy hết thức thoải mái tôi cố nén lại sự sảng khoái tô mộc mang tới mím chặt môi không dám kêu thành tiếng sợ người bên ngoài động nghe được không biết qua bao nhiêu lâu bên dưới tôi cũng không biết ướt bao nhiêu lần tô mộc mới gầm nhẹ một tiếng giải phóng ra ngoài lúc này eo lưng tôi đều đau mệt mỏi mệt lả Tô Mộc nhìn bộ dáng mềm nhũn như chết của tôi, cưng chiều bóp nhẹ chóp mũi của tôi một cái, cười mắng, em đây chính là quá thiếu rèn luyện nên mới có thể mệt mỏi như vậy. Nếu như sau này còn cơ hội anh nhất định sẽ lập cho em một kế hoạch vận động, cung thể dục với em nhiều hơn, vừa nói anh vừa chủ động mặc quần áo vào cho tôi, lúc này tôi đã mệt tới mức ngay cả thở cũng phải dùng sức, được anh ấy phục vụ tự nhiên tôi nằm hưởng thụ cũng không ngại anh ấy mắng tôi cười híp mắt nằm trên đất thỏa mãn không nói ra được bất chi bất giác tôi chìm vào giấc ngủ chờ đến khi tôi tỉnh lại thì đội trưởng lý quân cùng lạt ma tây tạng đã quay lại ngồi ở cửa hang động nhìn ra ngoài trông chừng lúc này trời đã sáng choang mặt trời đã lên rất cao hẳn là buổi trưa tôi lập tức ngồi dậy cúi đầu kiểm tra quần áo thấy tô mộc cũng đã mặc xong cho tôi còn đắp chăn lên người tôi mới yên lòng nhưng sau đó tôi liền phát hiện trong sơn động này chỉ có tôi cùng đội trưởng Lý Quân cùng Lạt Ma Tây Tạng ba người, không thấy Tô Mộc đâu. "Đội trưởng, ông có thấy Tô Mộc không? Anh ấy đi đâu?" Tôi hỏi, cho dù tôi đã mặc quần áo tử tế, hơn nữa tối qua đã rất kìm nén, bọn họ hẳn không nghe được tiếng động gì, nhưng không biết là có tật giật mình hay gì mà mặt tôi đỏ ửng lên, từ trời tờ mờ sáng cậu ta đã đi, nói vợ cậu ta có việc gấp cần tìm, đội trưởng Lý Quân nói, nói xong ông ta nhìn tôi trong ánh mắt tràn đầy giò sách cùng không hiểu nói tôi vẫn cho rằng hai người là một đôi không nghĩ cậu ta cũng đã kết hôn rồi nếu cô đã tỉnh thì đứng lên hoạt động một chút đi nếu như không có phản ứng gì khác lạ thì ăn thứ này vào vừa nói ông ta liền móc ra một viên thuốc sáp màu trắng nói là trước khi tô mộc đi đã căn dặn tôi nhìn viên thuốc sáp không khỏi cau mày vợ tô mộc tìm anh ấy chẳng lẽ là nói lâm yến nhi sau khi anh ấy xuất hiện tôi đã rất vui mừng cũng không kịp hỏi chuyện của anh ấy và Lâm Yến Nhi. Anh ấy vì tôi mà kết hôn với Lâm Yến Nhi, sau đó lại đi tìm tôi hẳn Lâm Yến Nhi sẽ không vui, chẳng qua là, mặc dù biết anh ấy vì cứu tôi mới kết hôn cùng Lâm Yến Nhi, thi triển cấm thuật kia cùng chuyện kết hôn với Lâm Yến Nhi nhất định là có quan hệ gì đó, nhưng nghĩ đến anh ấy vừa cùng tôi làm chuyện kia đã ngay lập tức đi tìm Lâm Yến Nhi khiến trong lòng tôi rất không thoải mái, tựa như đang bị tảng đá lớn đè ép, tôi nhận lấy viên thuốc xác, nhét vào trong miệng, sau khi nuốt xuống lì hỏi đội trưởng lý quân nên làm gì bây giờ? Có phải điều nhân viên tới đây bắt giữ người? Bây giờ hang ổ cản thi phái đã tìm được, tam trưởng lão cũng đã gặp, chỉ cần bắt được hắn là oan khuất của tôi được rửa sạch. Đội trưởng lý quân nghe thấy tôi hỏi liền có chút nghiêm túc. Bây giờ tô mộc không có ở đây, bên cạnh chúng tôi chỉ còn một lạt ma tây tạng, ông ta còn nghe không hiểu tim hắn. Cũng may ông ta có thể thông qua ngôn ngữ cử chỉ bằng tay để có thể miễn cưỡng trao đổi cùng đội trưởng Lý. Đội trưởng Lý chỉ chỉ về vị trí cản thi phái. Hỏi bây giờ có thể quay lại bắt người không? Lạt ma Tây Tạng nhìn thôn cản thi phái do dự một chút. Sau đó gật đầu một cái. Lên đường. Chúng ta hãy đi trước. Nhân viên sẽ đến sau. Được. Lạt ma Tây Tạng ủng hộ. Đội trưởng Lý quân lần nữa giấy lên lòng tin. Cũng không biết là ông ta quá ngu hay thật sự không sợ chết vừa nói cũng đã cõng đào nghị đi ra ngoài nhưng vừa mới tới cửa hang ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng người không thể chỗ đó không thể lại đi tiếng nói vừa dứt đã có một bóng người gầy gò đứng ở cửa hàng mặc một bộ áo bảo cho đỉnh đầu quấn một búi tóc không phải phong thiên lão đạo thì còn là ai ông ta đứng chắn ở cửa hang tay cầm phất trần vừa nói vừa đưa mắt nhìn tôi đáy mắt hết sức phức tạp sau đó ánh mắt ông ta chuyển qua nhìn đào nghị đang trên lưng lý quân nhìn hai lần thấy đầu đào nghị được bao phủ bởi âm khí liền đi nhanh tới móc ra một lá bùa màu vàng đưa vòng quanh đầu đào nghị hai vòng miệng lẩm bẩm lá bùa vàng tự cháy trong không trung trao đảo mấy cây đã hóa thành một đống cho bụi sau khi cho bụi rơi xuống đất phong thiên nhanh chóng móc ra một cái bát không nhặt cho bụi vào sau đó lấy ra một chai nước suốt rót vào trong bát hòa với cho bụi bịt lỗ mũi đào nghị rồi rót nước vào miệng anh ta tôi thấy sau khi nước bùa vào trong cơ thể đào nghị thì đoàn âm khí bao quanh đầu anh ta cũng nhanh chóng tan đi. Cả người đào nghị run lên, thật giống như mới tỉnh khỏi ác mộng vậy. Mê mang nhìn chúng tôi, hỏi đã xảy ra chuyện gì. Thêm, gác sách, khi tìm chuyện để đọc bản ít lỗi chính tả hơn bạn nhé dấu bé ba. Lý Quân cùng đào nghị là đồng đội. Thấy đào nghị đã tỉnh liền liên tục cảm ơn phong thiên. Cũng không nói chuyện quay trở lại cản thi phái bắt người kéo đào nghị sang một bên nói chuyện anh ta bị chúng tả ở cản thi phái sau khi giúp đào nghị xong phong thiên đi thẳng tới chỗ tôi nhìn tôi lúng túng cười cười nói tô phu nhân hiện tại thân thể cô có cảm giác thế nào có còn chỗ nào khó chịu không à không có tôi bị ông ta gọi là tô phu nhân khiến mặt đỏ bừng mặc dù biết chẳng qua là ông ta không biết nên xưng hô như thế nào nên mới gọi như vậy nhưng tôi theo trực giác cảm thấy ông ta chắc chắn biết chuyện tôi và Tô Mộc làm tối qua mới cố ý gọi như vậy, là tôi quá nhạy cảm. Tôi đưa tay vuốt đầu một cái, đem chút tóc ít ỏi vuốt ra đằng sau, sau đó cẩn thận suy nghĩ tình cảnh bây giờ một chút. Mặc dù bây giờ thắt lưng tôi đang đau nhói, nhưng cảm giác nóng bỏng như bị xa xích ăn mòn kia đã biến mất, không còn tâm hơi. Xem ra tối hôm qua Tô Mộc không lừa gạt tôi, anh ấy làm chuyện kia thật sự là vì cứu tôi, sau khi chắc chắn không bị sao tôi bảo phong thiên không cần lo lắng sau đó hỏi ông ta tại sao lại nói không thể quay lại ổ cản thi phái nữa có phải là do tam trưởng lão kia quá lợi hại ông ta sợ chúng tôi quay lại đó sẽ thua thiệt phong thiên lắc đầu một cái gương mặt rất nghiêm túc nói cản thi phái quả thật rất lợi hại nhưng không phải tôi sợ thực lực của các trưởng lão mà trong cản thi phải có cất giấu một năng lượng nghịch thiên cổ năng lượng đó không phải người không phải quỷ thực lực phi phàng tôi vừa tiến vào địa giới của cản thi phái đã được tô tiên sinh ra lệnh đi vòng qua sau thăm dò lục soát một lúc tự nhiên tôi bị trúng gì đó ở trong cánh rừng bị quỷ dắt sao vòng hai ngày một đêm mới ra được sao quỷ dắt ma dắt bạn đi đến một địa điểm vắng người thì bỗng dưng không biết gì hết và đi lang thang trong vô thức khi tỉnh dậy bạn đang ở một nơi âm u xa lạ dân gian gọi là hiện tượng ma dắt quỷ dắt tôi không hiểu nhìn phong thiên một cái thấy ông ta nói nghiêm túc như vậy còn tưởng ông ta thật sự gặp nguy hiểm gì hóa ra chỉ là quỷ dắt mà thôi đối với người không biết về quỷ hồn thì còn tưởng quỷ dắt là chuyện đáng sợ nhưng sau khi tu luyện âm khí tôi mới biết quỷ dắt căn bản là quỷ cấp thấp nhất cho dù vừa mới tu luyện chưa được bao lâu thì quỷ mới cũng có thể làm được nguyên lý chính là thả âm khí của mình đem nhốt tâm trí người mình muốn dắt vào trong âm khí tạo thành một không gian riêng như vậy thì tâm trí kẻ đó bất kể di chuyển thế nào đều là đi loang quanh trong không gian của mình, chỉ cần không phá vỡ âm khí kia thì sẽ không tỉnh táo lại được, nhưng đây là thuật pháp cấp thấp, cho dù với người có dương khi nặng cũng đã có thể chống lại huống chi là phong thiên. Mặc dù ông ta có dáng vẻ cao ngạo nhưng cũng có bản lãnh thật sự, từ chuyện Đồng Ngọc Thanh là có thể thấy được, thấy tôi lộ mặt khinh thường, phong thiên liền nóng này, giải thích, nói là curry dắt nhưng cổ khí tức kia cũng không phải là âm khí. tôi đã cố gắng phá nó nhưng cũng không phá được. hơn nữa cổ khí tức kia không sợ dương khí, hết sức khó dây dưa. nếu không phải lúc trời sắp sáng tô tiên sinh chạy tới thả tôi ra thì sợ bên giờ tôi vẫn còn bị nhốt trong đó. vừa nói nét mắt ông ta vừa hiện lên vẻ sợ hãi. hiển nhiên đã rất lâu rồi chưa gặp chuyện phải lúng túng như vậy. biết được tô mộc tới tìm ông ta tôi không nghi ngờ nữa vội hỏi Tô Mộc trước khi đi có nói gì với ông ta không? Đi đột ngột như vậy có nói khi nào sẽ quay lại không? Nghe tôi hỏi về Tô Mộc, vẻ mặt bình thường mới được khôi phục của Phong Thiên lại lần nữa trầm xuống, lắc đầu một cái nói Tô Mộc không nói gì. Tôi nôn nóng, nếu ông ta lại, hỏi, thật sự Tô Mộc không nói gì, không phải là tôi không tin lời ông ta, mà nhìn biểu hiện hoảng loạn của ông ta, rõ ràng là trột dạ khiến người ta không thể không nghi ngờ. Thật, Phong Thiên gật đầu nói có điều ông ta không dám nhìn thẳng vào mắt tôi, có lẽ bởi vì tu đạo, hoặc có lẽ đã lớn tuổi có địa vị quá cao, căn bản không cần phải dối gạt ai nữa cho nên ông ta không giỏi nói láo chút nào, nghe ông ta trả lời như vậy tôi trầm mặt xuống, nghiêm túc nhìn chằm chằm ông ta, ánh mắt như dao vậy, cũng không nói câu nào, chờ ông ta chủ động mở miệng. Ông ta bị tôi nhìn khó chịu, muốn tránh né nhưng thấy quả thực tránh không thoát mới đẩy tôi ra. Nói, được rồi, cô cũng đừng ép bần đạo nói thật cho cô tô tiên sinh căn bản là không đi